kinh văn a nan ngã thuyết phật pháp tòng nhân duyên sinh phi thủ thế gian hòa hiệp thô tướng như lai phát minh thế xuất thế pháp tri kỳ bổn nhân tùy sở duyên xuất việt dịch a nan như lai nói phật pháp do nhân duyên sinh chẳng phải là căn cứ vào những tướng hòa hiệp thô trọng của thế gian như lai nhận ra các tướng thế gian và xuất thế gian biết rõ bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát sinh ra giảng giải a nan như lai nói phật pháp do nhân duyên sinh chẳng phải là căn cứ vào những tướng hòa hiệp thô trọng của thế gian chẳng phải là như lai y cứ vào những tướng thô phù trên thế gian mà mọi người đều thấy như lai nhận ra các tướng thế gian và xuất thế gian Tướng thế gian là chỉ cho các pháp nhiễm và tịnh trong lục đạo luân hồi sinh tử. Pháp xuất thế gian là chỉ cho các pháp thanh tịnh trong cảnh giới của bốn thánh quả A-la-hán. Như Lai biết rõ bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát sinh ra. Như Lai biết rõ nguồn gốc xuất pháp sinh của các pháp này và cách mà chúng hòa hiệp với các nhân duyên. Kinh Văn như thị nãi trí hằng xa giới ngoại nhất trích chi vũ diệp chi đầu số hiện tiền trùng trùng chủ, tùng trực cước khúc học bạch điểu huyền giai liễu nguyên do biệt dịch như thế cho đến một giọt mưa ngoài hằng xa thế giới như lai cũng đều biết số mục cũng như nay trước mắt ông các thứ cây tùng thẳng cây gai cong chim hộc trắng chim quạ đen như lai đều biết nguyên do giảng giải như thế như lai biết nhân duyên gì khiến các hiện tượng phát sinh cho đến một giọt mưa ngoài hàng xa thế giới như lai cũng đều biết số mục như lai biết rõ các nhân duyên gì ở trong tận cùng các thế giới xa xăm và các thế giới khác chẳng có hiện tượng nào trong các thế giới đó mà như lai không biết kể cả các thế giới ở ngoài các thế giới này như lai đều biết rõ từng giọt mưa rơi xuống kinh kim cang có nói như lai hoàn toàn thấy biết được mọi tâm niệm của chúng sinh bất luận là các chúng sinh thuộc cõi giới loài người hay cõi giới khác bất kỳ niệm tưởng nào sinh khỏi trong chúng như lai đều biết rõ cũng như nay trước mắt ông ông không thể nào thấy được các hiện tượng ở các cõi nước khác cách xa đây nhiều như số cát sông hằng như những vật đang hiện hữu trước mắt ông bây giờ các thứ cây tùng thẳng cây gai cong chim hộc trắng chim quạ đen như lai đều biết nguyên do kinh văn thị cố a nan tùy nhữ tâm trung tuyển trạch lục căn căn kiết nhược trừ trần tướng tự diệt chư vọng tiêu vong bất chân hà đãi việt dịch vậy nên a nan tùy tâm ông lựa chọn trong sáu căn nếu trừ được nút thắt trong căn ấy rồi thì trần tướng tự diệt các vọng đã tiêu đó chẳng phải chân thì là gì giảng giải vậy nên do mọi điều đức phật đều biết được như ngài vừa giải thích tùy tâm ông lựa chọn trong sáu căn tự ông chọn một căn nào đó trong sáu căn mà ông thích. Ông có nhớ công đức của từng căn mà Như Lai đã giải thích không? Căn nào có đủ 1.200 công đức, căn nào không? Căn cứ vào đó, ông có thể chọn ra căn nào hợp với mình. Khi ông đã chọn được một căn, nếu trừ được nút thắt trong căn ấy rồi thì trần tướng tự diệt ông áp dụng phương pháp tu tập của mình đối với bất kỳ căn nào đã được chọn ra cho đến khi căn nút thắt và trần cảnh đều tiêu sạch các vọng đã tiêu lúc ấy các vọng tưởng suy nghĩ dựa trên sinh diệt mọi sự phân biệt đều tiêu vong điều gì sẽ xảy ra quý vị sẽ tự hỏi chúng ta sẽ làm gì khi mọi vọng tưởng của mình tiêu mất đó chẳng phải chân thì là gì nếu lúc này quý vị chẳng phải chân thì đó là cái gì tất cả những gì còn lại đều là chân khi cái vọng không còn thì tất cả còn lại đều là chân trừ bỏ mọi niệm tưởng vướng mắc vào các duyên thì bản tánh chân như thanh tịnh vi diệu sẽ hiện tiền bản lai diện mục tánh như lai tạng sẽ hiển lộ đến đoạn kinh này quý vị đặc biệt phải chú tâm nhiều hơn quý vị nên phát huy công phu của mình vào một trong sáu căn căn nào bất kỳ căn nào cũng được mắt tai mũi lưỡi thân ý quý vị đều có thể áp dụng công phu tu tập của mình vào đó. Cửa vào của mỗi sáu căn đều là lối để nhập đạo. Mỗi sáu căn đều là một phần của tánh như lai tạng. Việc cần phải làm đối với quý vị là bắt tay vào để tâm trong công phu tu tập và quý vị sẽ thể nhập với bản thể của tánh như lai tạng. Kinh văn a nan ngô kim vấn nhữ thử kiếp ba la cân lục kiết hiện tiền đồng thời giải oanh đắc trừ đồng trừ phủ phất giã thế tôn thị kiết bổn dĩ thứ đại quán xanh kim nhật đương tu thứ đại nhi giải lục kiết đồng thể kịch kiết bất đồng thời tắc kiết giải thời vân hà đồng trừ việt dịch a nan nay như lai hỏi ông cái khăn hoa này hiện có sáu nút nếu đồng thời cởi ra thì có thể cùng lúc trừ hết được chăng bạch thế tôn không những nút này khi cột lại vốn có thứ tự nay cũng phải theo thứ lớp mà mở sáu nút tuy đồng một thẻ nhưng cột lại không đồng thời thì khi mở nút làm sao cùng một lúc mà mở hết được giảng giải Đức Phật thích Ca Mâu Ni nói: A Nan nay như lai hỏi ông, cái khăn hoa này hiện có sáu nút, nếu đồng thời cởi ra thì có thể cùng lúc trừ hết được chăng? Chiếc khăn từ cung trời tu dạ ma này có sáu nút như mọi người đã thấy, có thể nào sáu nút này được mở ra cùng một lúc chăng? Bạch Thế Tôn không? A Nan trả lời: Tại sao lại không? Những nút này khi cột lại vốn có thứ tự chúng được thắt lại theo thứ lớp nay cũng phải theo thứ lớp mà mở nay chúng cũng phải theo thứ lớp mà mở sáu nút tuy đồng một thẻ nhưng cột lại không đồng thời dù sáu nút đều được thắt trên cùng một chiếc khăn nhưng các nút thì không được cột lại cùng một lúc thì khi mở nút làm sao cùng một lúc mà mở hết được nó phải được mở ra theo từng nút kinh văn Phật ngôn lục căn giải trừ diệt phục như thị, thử căn sơ giải tiên đắc nhân không, không tính viên minh thành pháp giải thoát, giải thoát pháp dĩ câu không bất sinh, việt dịch đức phật dạy rằng việc giải trừ các nút nơi sáu căn cũng như vậy khi các căn bắt đầu được mở trước hết sẽ được nhân không đến khi tánh không viên mãn sáng suốt thì giải thoát được pháp chấp pháp chấp được giải thoát rồi thì cả nhân không lẫn pháp không đều chẳng sanh khởi giảng giải đức phật dạy rằng việc giải trừ các nút nơi sáu căn cũng như vậy đạo lý của việc này cũng giống như việc mở ra các nút ông phải mở nút từng căn một ông không thể nào cùng một lúc mở cả sáu căn khi các căn bắt đầu được mở có nghĩa là căn mà ông đã chọn để tu tập viên thông trước hết sẽ được nhân không khi đạt được nhân không là không còn chấp ngã nữa có hai loại ngã chấp câu xanh ngã chấp và phân biệt ngã chấp. đến lúc này cả hai thứ ngã chấp này đều không còn. đến khi tánh không viên mãn sáng suốt, khi đã thể hội nhân không thật viên mãn thì giải thoát được pháp chấp. khi nhận ra thể tánh các pháp đều là không thì thoát khỏi hai cái chấp về pháp, một câu xanh pháp chấp, phân biệt pháp chấp pháp chấp được giải thoát rồi thì cả nhân không lẫn pháp không đều không sanh khởi khi đã giải thoát được khỏi pháp chấp thì không còn hai thứ nhân không và pháp không nữa hai thứ không này chẳng còn sinh khởi nữa kinh văn thị danh bồ tát tòng tam ma địa đắc vô sinh nhẫn việt dịch đó gọi là bồ tát do tam ma địa mà chứng được vô sanh nhẫn giảng giải Bồ Tát đạt được định lực, như vậy có thể chứng được vô sinh pháp nhẫn, đó là cảnh giới của hàng Bồ Tát. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Quyển 5, 25 Pháp Môn Viên Thông Kinh Văn A Nan Cập Chư Đại Chúng Mông Phật Khai Thị Tuệ giác viên thông, đắc vô ngại hoặc việt dịch, a nan và đại chúng, nhờ Phật khai thị tuệ giác được viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc. Giảng giải A nan và đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ giác được viên dung thông suốt, vào lúc này trí huệ của A nan và đại chúng đều được viên mãn và đều chứng được viên thông, đại chúng đều không còn điều gì nghi hoặc. Kinh văn nhất thời họp trường đảnh lễ song túc nhi bạch phật ngôn ngã đẳng kim nhật thân tâm kiểu nhiên khoái đắp vô ngại việt dịch cùng lúc chắp tay đảnh lễ sát hai chân phật mà thưa rằng ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt vui mừng được điều vô ngại giảng giải cùng lúc chắp tay đảnh lễ sát hai chân phật mà thưa rằng đại chúng đồng cúi đầu đảnh lễ sát chân phật và an nan bạch phật ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt đại chúng đều hiểu được rõ ràng và vui mừng được điều vô ngại chúng con vui mừng khi đạt được sự hiểu biết thông suốt không còn ngăn ngại bởi những mối nghi ngờ kinh văn tuy phục ngộ chi nhất lục phong nghĩa nhiên do vị đạt viên thông bổn căn việt dịch tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ được căn tính bản lai của viên thông. Giảng giải, tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, chúng con tuy đã hiểu ra được đạo lý khi sáu căn được mở, thì một cũng không còn, nhưng còn chưa rõ được căn tính bản lai của viên thông. Cái gì là cội nguồn của viên thông, chúng con còn chưa hiểu. Kinh văn thế tôn ngã bối phiêu linh tích kiếp cô lộ hà tâm hà lự dự phật thiên luân như thất nhũ nhi hốt ngộ từ mẫu việt dịch bạch thế tôn chúng con đã phiêu dạt bơ vơ từ nhiều kiếp không biết do đâu mà được dự vào dòng phật như trẻ con khát sữa bỗng gặp mẹ hiền. Giảng giải Bạch Thế Tôn chúng con là hàng thanh văn, còn trong hàng hữu học đã phiêu giạt trôi nổi chìm đắm trong biển khổ luân hồi sinh tử, không thể nào thoát ra khỏi vòng luân hồi, bơ vơ từ nhiều kiếp, không được cha mẹ chăm sóc. Như kẻ mồ côi cha mẹ thường phải sống đầu đường xó chợ, đêm đến không nhà, không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật không biết do cơ may nào mà chúng con được dự vào trong dòng giống Phật, giống như người mẹ hiền của chúng con. Như trẻ con khát sữa, bỗng gặp mẹ hiền, trẻ con mất mẹ nay tìm lại được mẹ hiền và không còn khát sữa. Kinh Văn Nhược phục nhân thử, tế hội đạo thành, sở đắc mật ngôn, hoàn đồng bổn ngộ, tác giữ vị văn, vô hữu sai biệt, biệt dịch, nếu nhân trong hội này mà được thành đạo chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi mật được nghe thì với những người chưa được nghe giảng giải nếu nhân trong hội này cơ duyên mà nay chúng con có được nhờ đức phật giảng dạy giáo pháp mà được thành đạo chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi mật được nghe giáo lý vi diệu ẩn mật mà đức phật giảng dạy cho chúng con để chúng con nhận ra các pháp sai biệt và đó chính là bản giác của mỗi chúng con thì với những người chưa được nghe sẽ không có gì khác A nan thưa rằng giáo pháp đức Phật giảng dạy giúp cho chúng con được giác ngộ. Giáo pháp là do đức Phật giảng nói, còn sự chứng ngộ là tự thân của riêng mỗi người trong chúng con. Chúng con nhận ra bản tâm, thấy được bản tánh là chẳng phải cái gì do từ bên ngoài mà có. Đó là lý do tại sao nó chẳng khác với những điều chúng con chưa từng được nghe. Kinh văn duy thủy đại bi huệ ngã bí nghiêm thành tựu như lai tối hậu khai thị tác thị ngữ dĩ ngũ thể đầu địa tối tàng mật cơ ký phật minh thọ việt dịch xin đức phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của như lai nói lời ấy xong a nan gieo năm vóc xuống đất lui về an trụ trong chánh niệm trông chờ lời chỉ dạy vi mật của đức phật giảng giải a nan tiếp tục cầu xin đức phật xin đức phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của như lai a nan lại xin đức phật khởi lòng từ bi ban cho đại chúng giáo pháp vi diệu sâu màu thủ lăng nghiêm đại định a nan mong muốn có được nước của tam muội như là lời khai thị tối hậu của như lai chúng con xem đây là lời chỉ dạy tối thượng của như lai ban cho chúng con khi dâng lời thỉnh cầu này a nan gieo năm vóc xuống đất lui vẻ an trụ trong chánh niệm a nan lui lại nơi chỗ ngồi của mình và chờ đợi đức phật sẽ bí mật truyền trao giáo pháp vi diệu cho mình bí mật minh có nghĩa là dù có nhiều người đang có mặt nhưng Đức Phật truyền trao giáo pháp cho A Nan mà họ không biết, thế nên kinh văn nói trông chờ lời chỉ dạy vi mật của Đức Phật. Kinh văn Nhĩ thời thế tôn phổ cáo chúng chung chư đại Bồ Tát, cập chư lậu tận đại A La Hán, sinh ngã pháp trung đắc thành vô học, ngô kim vấn nhữ, tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới, thùy vị viên thông, tổng hà phương tiện, nhập tam ma địa, việt dịch, bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị A La Hán đã sạch các lậu hoặc trong đại chúng rằng: Các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán, sinh trưởng trong Phật pháp đã chứng được quả vô học, nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới, do phương tiện gì mà được tam muội giảng giải đức phật biết rằng a nan đã lui về chỗ ngồi và đang âm thầm chờ đợi cơ duyên vi mật để nhận lời khai thị của đức phật đức phật biết rõ những điều đang diễn ra trong tâm thức a nan nhưng lúc này đức phật chưa đáp ứng những mong mỏi của a nan trước tiên đức phật hỏi hai mươi lăm vị thánh ngài hỏi vị nào đã chứng được viên thông và do giới nào trong mười tám giới mà họ chứng được đức phật hỏi nhờ căn nào mà các ngài được giải thoát bấy giờ thế tôn bảo khắp các vị đại bồ tát và các vị a la hán đã sạch các lậu hoặc trong đại chúng rằng câu này được thêm vào như là lời kể chuyện khi kinh này được kết tập tiếp theo là lời của đức phật các ông là những vị bồ tát và a la hán sinh trưởng trong phật pháp đã chứng được quả vô học các ông là Tùng Phật khẩu xanh, Tùng pháp hóa xanh. Các ông đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán thuộc hàng vô học hoặc quý vị là những vị đại Bồ Tát. Nay Như Lai hỏi các ông lúc ban đầu mới phát tâm ngộ tính viên thông ở giới nào trong 18 giới? Rốt cuộc do căn nào, giới nào là viên thông? Do phương tiện gì mà được tam muội? Do phương tiện nào mà ông được tam ma đề? viên thông sáu trần viên thông thanh trần kiều trần na kinh văn kiều trần na ngũ tỷ khiêu tức tùng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã tại lộc uyển cập ư kê viên quan kiến như lai tối sơ thành đạo ư phật âm thanh ngộ minh tứ đế việt dịch nhóm năm vị tỳ khiêu kiều trần na điền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi thưa rằng chúng con khi ở lộc uyển và kê viên thấy như lai khi mới thành đạo nhờ nghe được pháp âm của như lai mà ngộ được lý tứ diệu đế giảng giải kiều trần na còn gọi là a nhã kiều trần như là một trong những đệ tử của đức phật tên của ông có nghĩa là giải bổn tế là hiểu rõ tận căn nguyên và tối sơ giải là người hiểu được giáo pháp đầu tiên ngài là người đệ tử đầu tiên của đức phật được giác ngộ ngài là bậc trưởng lão trong đạo ngài ngộ đạo rất sớm lúc ấy ngài đã lớn tuổi nhóm năm vị tỳ khiêu kiều trần na liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi thưa rằng chúng con khi ở lộc uyển và kê viên thấy như lai khi mới thành đạo Tương truyền rằng kê viên là một vườn cây có nhiều loài gà sinh sống. Một hôm vườn cây phát hỏa, các con gà nhúng ướt lông của mình rồi dập tắt lửa. Người ta cho rằng đây là điểm rất kỳ đặc nên có không khí kỳ diệu khác thường ở nơi này. Đặc điểm địa lý rất là tốt lành. Những người tu tập nên tìm đến những nơi này vì sẽ hưởng được cảnh giới thiện lành ở đây. Nhờ nghe được pháp âm của Như Lai, âm thanh mà Đức Phật giảng pháp mà ngộ được lý tứ diệu đế, Đức Phật chuyển pháp luân tứ đế, tức gọi là tam chuyển tứ đế, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy. Đây là khổ tánh bức bách, đây là tập tánh chiêu cảm đây là diệt tánh khả chứng đây là đạo tánh khả tu tiếp theo ngài dạy đây là khổ ông nên biết đây là tập ông nên dứt đây là diệt ông nên chứng đây là đạo ông nên tu lần thứ ba ngài dạy đây là khổ như lai đã biết đây là tập như lai đã dứt đây là diệt như lai đã chứng đây là đạo như lai đã tu sau khi đức phật chỉ dạy những điều này kiều trần na liền được giác ngộ trước đây trong kinh thủ lăng nghiêm đã giải thích về kiều trần na rằng ngài được giác ngộ nhờ hai chữ khách trần ngài nhận ra rằng khách chẳng phải là chủ chủ thì chẳng đi đâu trong khi khách thì có đi có đến kiều trần na nghe pháp âm của đức phật và ngộ đạo thanh âm của con người rất là quan trọng tiếng nói của quý vị nếu có âm vang âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời nói không rõ và nói lắp bắp ngập ngừng thì người ta sẽ không muốn nghe quý vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê như tiếng gầm của sư tử. Bất luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều nghe được pháp âm của Đức Phật và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chẳng có một ai không hiểu được, không những loài người hiểu được, mà các loài thú cũng hiểu ra những gì Đức Phật nói. Nên có câu, Phật dĩ nhất âm diễn thuyết Pháp, chúng sinh tùy loại các đắc giải. Kinh văn Phật vấn tỷ khiêu, ngã sơ sương giải, như lai ấn ngã, a à nhã đa, diệu âm mật viên ngã ư âm thanh đắc a la hán việt dịch phật hỏi trong hàng tỳ khiêu chúng con về viên thông con là người đầu tiên giải ngộ nên như lai ấn chứng cho con là a nhã đa tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn con nhờ âm thanh mà chứng được a la hán giảng giải phật hỏi trong hàng tỳ khiêu chúng con nay đức phật hỏi trong hàng tỳ khiêu chúng con bằng cách nào mà chứng được viên thông con là người đầu tiên giải ngộ nên như lai ấn chứng cho con là a nhã đa con là người đầu tiên ngộ đạo và giải thoát tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm màu và viên mãn con nghe âm thanh vi diệu của phật âm thanh ấy khế hợp với bản tâm của con nó vốn vi mật và viên mãn hoàn toàn tương ứng viên dung tâm tánh của con, con nhỏ âm thanh mà chứng được a la hán, con tu tập qua phương tiện âm thanh và chứng được a la hán. Quán Thế Âm Bồ Tát tu tập viên thông ở nhĩ căn, Văn thủ Sư Lợi Bồ Tát chọn nhĩ căn là tốt nhất để A Nan tu tập viên thông, ngài Văn Thù Sư Lợi nói rằng tu tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thủ thắng nhất. Kinh Văn Phật vấn viên thông như ngã sở trứng âm thanh vi thượng. Việt dịch, Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Giảng giải, Đức Phật hỏi về viên thông, Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ đó tu tập để chứng được viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Sự chứng ngộ của con là nhờ vào âm thanh, chính nhờ vào phương tiện ấy mà con chứng được A-La-Hán. Thế nên con nghĩ rằng âm thanh là quan trọng nhất, đó là là phương pháp thủ thắng để tu tập viên thông. viên thông sắc trần yêu bà ni sa đà kinh văn yêu bà ni sa đà tức tòng tòa đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã diệt quán phật tối sơ thành đạo quán bất tịnh tướng, sinh yểm ly, ngộ chư sắc tánh, dĩ tòng bất tịnh, bạch cốt vi trần, quy ư hư không, không sắc nhị vô, thành vô học đạo. Việt dịch, yêu ba ni sa đà. Điền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng, con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo, con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ thẻ tánh của sắc, từ tướng bất tịnh, đến tướng xương trắng tướng vi trần đều quy về hư không thấy cả cái không và cái sắc đều là không nên thành bậc vô học giảng giải yubani sa đà có nghĩa là sắc tánh không ông luôn luôn bị quấy dày bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ do đó đức phật dạy ông tu tập pháp quán bất tịnh việc này giúp cho ông quán sát được thân thể mình cũng như của người khác đều là bất tịnh pháp thực hành chính gọi là cửu tưởng quán một chướng tưởng sau khi chết tử thi bắt đầu phồng lên hai thanh ứ tưởng sau khi phồng lên thấy chết vỡ ra ở những vùng bị thâm tím ba hoại tưởng sau khi thấy chết ngả màu xanh nó bắt đầu vỡ ra bốn huyết đồ tưởng khi thân thể tan hoại máu và các thứ dịch chảy ra năm nùng lạn tưởng Mủ bắt đầu rỉ ra ngoài thân và bắt đầu mục nát. 6. Trùng đạm tường, mủ vỡ ra, thân giã mục, côn trùng đục khoét phần còn lại. 7. Phân tán tường, thịt bắt đầu tiêu tan mất. 8. Bạch cốt tường, khi thịt đã tiêu sạch, chỉ còn xương trắng, chín thiêu tưởng, toàn thân bị thiêu, và chỉ còn cho, cho bay vào hư không, và trở thành cát bụi, cuối cùng chẳng còn gì. Yubani -sa đà rất tham đắm sắc dục, ông ta để ý mọi người phụ nữ mà ông đã gặp và để ý đến sắc đẹp của họ người này đẹp như thế nào đặc điểm của họ là gì và họ hấp dẫn ở điểm nào ông ta để hết mọi tâm lực vào việc này sau khi ông gặp đức phật đức phật dạy ông quán tưởng về chín thứ bất tịnh này yubani sa đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con cũng được gặp phật lúc mới thành đạo con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, con cũng vậy, gặp được đức Phật ngay sau khi thành đạo, thế tôn dạy cho con pháp cửu tưởng quán, quán tưởng về chín pháp bất tịnh, từ đó con nhận ra bất luận con người nào khi còn sống dù có đẹp đến đâu, đến mức quý vị càng nghĩ rằng cô ta đẹp, càng khiến cho cô ta càng hấp dẫn. Tuy nhiên, khi cô ta chết đi, xác của cô ta sẽ trương phồng lên ghê tởm như bất kỳ xác chết nào khác. Xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da giữa da liệu quý vị có còn yêu cô ta nữa không rồi máu mủ từ trong xác sẽ rỉ ra xác chết bắt đầu thối giữa chó rất thích xác chết trong giai đoạn này nhưng con người thì lại tránh xa chỉ nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc này được nữa rồi trùng từ trong xác sinh ra loài lớn có loài nhỏ có rồi nhặng bay đến từng đàn chúng đến bên xác và lúc này thì quý vị không còn thấy ghen tương gì nữa thì tan giữa da và chỉ còn xương lúc ấy được thiêu cháy và chẳng còn lại thứ gì nói cho tôi biết người đẹp ấy đi đâu mất qua pháp quán này con thấy chán tất cả mọi thứ sắc ngộ thể tánh của sắc từ tướng bất tịnh ưu ba ni sa đà nhận ra rằng dù con người có đẹp đẽ đến đâu, căn nguyên của nó cũng là bất tịnh, tình cha huyết mẹ là cội nguồn bất tịnh của thân người. Tướng vi trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học đó là quả vị thứ tư của hàng A-La-Hán. Kinh Văn như lai ấn ngã danh ni sa đà trần sắc ký tận diệu sắc mật viên ngã tòng sắc tướng đắc a la hán phật vấn viên thông như ngã sở chứng sắc nhân vi thượng việt dịch như lai ấn chứng cho con tên là ni sa đà sắc của trần cảnh đã tận diệt thì thể của sắc tinh diệu được viên mãn, còn do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông như sở chứng của con, thì sắc trần là hơn cả. Giảng giải như lai ấn chứng cho con tên là ni sa đà Đức Phật ấn chứng cho con, đặt cho con, tên gọi là Upanishad, có nghĩa là sắc tánh không. Còn quán sát sắc trần thấy thẻ tánh của nó là không, ngay đó nó liền tiêu mất, từ đó con thoát khỏi mọi đám chấp vào sắc, sắc của trần cảnh đã tận diệt. Do sắc trần bất tịnh của con không còn nữa, nên thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Trong thể tính chân không, nó chuyển hóa thành thể tính vi diệu viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán, con được ngộ đạo, vốn con là kẻ rất ham mê sắc dục nhưng con đã vượt qua được điều ấy nay đức phật hỏi về pháp tu viên thông như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả con nhờ quán tưởng về sắc trần mà chứng được đạo quả viên thông hương trần hương nghiêm đồng tử kinh văn hương nghiêm đồng tử tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã văn như lai giáo ngã đế quán chư hữu vi tướng việt dịch hương nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát dưới chân phật rồi bạch phật rằng con nghe như lai dạy con quán sát thật kỹ về tướng hữu vi giảng giải hương nghiêm đồng tử hương nghiêm là trang nghiêm bởi hương trầm đồng tử không có nghĩa là đứa trẻ là người quả nhỏ không biết điều gì cả đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên là người xuất gia khi còn nhỏ chưa lập gia đình sau khi yubani đà giải thích xong về nhân duyên ngộ đạo của mình đến phiên hương nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ xét dưới chân phật rồi bạch phật rằng con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu vi. Đức Phật dạy con rằng hãy quán sát các hiện tượng hữu vi thật tưởng tận chi tiết. Kinh văn Ngã thời từ Phật, yến hối thanh trai, kiến chư tỷ khiu thiêu trầm thủy hương. Hương khí tịch nhiên, lai nhập tị trung, ngã quán thử khí, phi mộc phi không, phi yên phi hòa, khứ vô sở trước, lai vô sở tùng do thị ý tiêu phát minh vô lậu việt dịch khi con tử Giã phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng thấy các tỷ khiêu đốt hương trầm mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con con quan sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Giảng giải, khi con tử giã Phật, về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng đức phật dạy con quán sát các hiện tượng hữu vi con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu thanh trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh hương nghiêm đồng tử dùng ý này để xưng tán đức phật khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu quán chiếu thấy các tỷ khiêu đốt hương trầm thủy hương trầm thủy tiếng sanskrit là agaru loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có tên gọi như vậy con quán sát hương này vốn chẳng phải là cây chẳng phải là hư không con quán sát căn nguyên của mùi hương này nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ nếu nó chỉ do từ gỗ thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương nếu nó có do từ hư không thì mùi hương phải luôn luôn có nhưng phải nhờ đốt lên mới có hương trước khi đốt lên thì mùi hương không hiện hữu mùi hương ấy chẳng phải là khói hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Nhờ con quán chiếu theo phương pháp này mà tâm phân biệt và sinh diệt của con tiêu mất, con chứng được quả vô lậu. Kinh văn Như lai like ấn ngã, đắc hương nghiêm hiệu, trần khí thúc diệt diệu hương mật viên ngã tùng hương nghiêm đắc a la hán phật vấn viên thông như ngã sở chứng hương nghiêm vi thượng việt dịch như lai ấn chứng cho con tên hương nghiêm tướng của hương trần bỗng tiêu tan thể tính của hương là vi mật và viên mãn con từ hương nghiêm mà chứng được a la hán nay đức phật hỏi về pháp tu viên thông như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Giảng giải, Như Lai đã ấn chứng cho con đặt tên con là Hương Nghiêm, Hương Trần bỗng dưng tiêu mất và thể tính của Hương là vi diệu ẩn mật và viên mãn nhờ mùi hương mà con chứng được quả A La Hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, Đức Phật muốn biết căn nào là viên thông, như sở chứng của con thì hương trần là hơn cả. Viên thông vị trần, dược vương, dược thượng, bồ tát Kinh văn Dược vương, dược thượng, nhị pháp vương tử Định tại hội trung, ngũ bá phạm thiên Tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc Nhi bạch Phật ngôn, ngã vô thủy kiếp, vị thế lương y, khẩu trung thường thử, ta bà thế giới, thảo mộc kim thạch, danh số Phạm hữu thập vạn bát thiên như thị tất chi khổ thấu hàm đạm cam tân đẳng vị tịnh chư hòa hợp câu xanh biến dị thị lãnh thị nhiệt hữu độc vô độc tất năng biến chi Việt dịch hai vị Pháp Vương Tử, Dược Vương Dược Thượng cùng với 500 vị Phạm Thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng từ vô thủy kiếp đến nay, chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới ta bà này, số mục có đến 8 vạn 4 ngàn thứ. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra, thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ. Giảng giải, hương nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần yubani sa đà ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần kiều trần na ngộ đạo là do quán sát thanh trần hai vị bồ tát dược vương dược thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị trần hai vị bồ tát dược vương dược thượng là hai anh em trong thời quá khứ bồ tát dược vương có phát lời nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian thế nên ai đến gặp ngài đều được chữa lành bệnh bất luận họ bị bệnh nặng đến mức nào ngài phát lời nguyện này vào thời đức phật lưu ly quang như lai có tỷ khiêu nhật tạm giảng nói diệu pháp trong Pháp hội có vị trưởng giả tên là Tinh Tú Quang, nghe Pháp sanh lòng vui mừng, nên đã cùng với người em của mình phát nguyện như vậy trước tỷ khiêu nhật tạm. Ở Trung Hoa có vua thần nông, cũng nếm được 100 loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng thảo dược. Dạ dày của ông giống như tấm gương, có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền nhưng không may dân trung hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tinh túy từ lịch sử như thế này họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết thực ra đây là những sự kiện rất bình thường đều có ghi trong các tài liệu y học của trung hoa nhưng sinh viên trung hoa thời hiện đại không đọc những sách cổ thế nên họ không hiểu được những chuyện này chính tôi đã đọc được chuyện này tôi tin rằng vua thần nông là thân tái sinh của bồ tát dược vương ngài thị hiện ở trung hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở đó hai vị pháp vương tử dược vương dược thượng cùng với năm trăm vị phạm thiên trong chúng hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đức Phật là Pháp Vương nên tên gọi dành cho các vị Bồ Tát là Pháp Vương Tử. Hai vị Bồ Tát cùng 500 đồ chúng của họ liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng Từ vô thủy kiếp đến nay chúng con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại trong cõi giới ta bà này, số mục có đến 8 vạn 4 ngàn thứ vào thời đó ở ấn độ các chất của thuốc được hòa hiệp từ bốn thứ cỏ cây kim loại và đá chúng con biết hết các vị đắng chua mặn nhạt ngọt cay cùng sự hòa hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra chúng con biết rõ vị nào thích hợp vị nào không vị nào có thể hòa hiệp để trị một số bệnh vị nào không thể hòa hiệp nhưng khác với loại trước có thể gây chết người nếu khi hòa hiệp chúng lại. Thế nên trong Dược Tính Bộ có nói căn bản về thảo mộc có 18 loại độc và 19 loại hiền. Ô đầu tương kỵ với các thứ bán hạ, bạch liễm qua lâu, cam thảo được trình bày trong Dược Tính Bộ như là thảo dược có ưu thế hòa hiệp với nhiều thứ thuốc khác, nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với hải tảo đại kích cam toại nguyên hoa mà cho bệnh nhân dùng thì họ có thể chết lê lô và tế tân dùng chung cũng có thể làm chết người nhưng tế tân dùng riêng thì có thể chữa được bệnh nhức đầu chúng con biết rõ những dược thứ thuốc này thích hợp hay nghịch nhau khi chúng hòa hiệp lại và thứ nào sẽ biến đổi tính chất hoặc điều gì sẽ xảy ra khi chúng hòa hiệp với những thứ có độc tính cũng như biết được thứ nào là lạnh thứ nào tính nóng thứ nào độc thứ nào không độc chúng con đều biết rõ dược tính của nó có thể là hàn nhiệt ôn bình những người tánh hàn thì không thể dùng thuốc có vị hàn những người có tánh ôn thì không thể nào chịu được thuốc có vị ôn hai vị bồ tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc như thế nào trong từng loại dược thảo kinh văn thừa sự như lai liễu chi vị tánh phi không phi hữu phi tức thân tâm phi ly thân tâm phân biệt vị nhân tòng thị khai ngộ, Việt dịch: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai mà biết rõ bản tính của vị Trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có, không phải chính là thân tâm chẳng phải tách rời thân tâm, do phân biệt được bản nhân của vị Trần mà được khai ngộ. Giảng giải: Chúng con nhờ thừa sự Như Lai, chúng con đã quy y và phụng thờ chư Phật Nhờ đó mà rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có. Vị trần chẳng đến từ hư không, chẳng phải vốn có. Vị trần không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị trần chẳng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị, chẳng phải tánh của vị trần có được bên ngoài việc nếm mùi vị của cái lưỡi do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó mà được giác ngộ khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh tới mức không còn phân biệt được nữa thì trở nên chứng ngộ chúng con nhận ra rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị kinh văn Mông Phật Như Lai, Ấn Ngã Côn Quý, Dược Vương Dược Thượng, Bồ Tát Danh, Kim Ư Hội Trung, Vi Pháp Vương Tử, Nhân Vị Giác Minh, Vị Đăng Bồ Tát, Việt Dịch. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con, tên gọi là Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát, nay trong chúng hội chúng con là Pháp Vương Tử, nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ Tát giảng giải nhờ phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là dược vương dược thượng bồ tát đức phật ban cho hàng bồ tát chúng con hai tên gọi như vậy nay trong chúng hội chúng con là pháp phương tử nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng bồ tát chúng con nếm các vị trần cho đến khi được chứng ngộ đến giai vị bồ tát kinh văn phật vấn viên thông như ngã sở chứng vị nhân vi thượng việt dịch nay đức phật hỏi về viên thông như chỗ chứng ngộ của chúng con căn nguyên từ vị trần là hơn cả giảng giải vị trần là phương pháp tu tập viên thông thủ thắng nhất mùi vị là điều cần nhất cho chuyện ăn uống nó có thể là ngon nhất và cũng có thể là dở nhất vị dở nhất là vị rượu lạc tối thượng nhưng chính quý vị phải tự mình nếm được và nhận ra nó có ngon hay không Viên thông xúc trần, bạt đà bà la. Kinh văn Bạt đà bà la tịnh kỳ đồng bạn thập lục khai sĩ tức dòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, việt dịch. Bạc Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng Giảng giải, barapala là tiếng sanskrit hán dịch là hiền thủ còn dịch là hiền đức khi barapala mới xuất ra tu đạo ông ta rất ngã mạn khi đó có một vị bồ tát tên là thường bất khinh thường tu tập hạnh kính trọng mọi người bất kỳ khi gặp ai bồ tát này cũng thường chắp tay cung kính nói với họ rằng tôi không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật, khi Bồ Tát thường bất khinh làm điều này, đối trước Barapala. Ông ta liền mắng Bồ Tát thường bất khinh rằng, ông thực là kẻ khờ dại, sao ông lại làm cái giỏ hơi, ông thực là ngớ ngẩn sau lần đó barapala thậm chí còn xúi giục người khác đánh đập bồ tát khi bồ tát cúi lạy những người này họ còn đá vào ngài khi ngài cúi xuống lại họ có khi họ véo mũi ngài có khi họ đánh ngài đến gãy răng do tính ngã mạn này mà barapala bị đọa vào địa ngục ông ta phải chịu ở đó trong một thời gian dài trước khi được làm người Bạt Đà Bà La cùng đồng bạn là 16 vị khai sĩ, tức chỉ cho các vị Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. Kinh Văn Ngã đẳng tiên ư, vai âm vương Phật, văn pháp xuất gia, ư dục tăng thời, tùy lệ nhập thất, hốt ngộ thủy nhân, ký bất tẩy trần, diệt bất tẩy thả, trung gian an nhiên, đắc vô sở hữu. Việt dịch, chúng con ban đầu nghe Pháp từ Đức Phật oai âm vương mà xuất ra, trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình, ở giữa hai điều ấy con được rỗng rang tịch lặng, con nhận ra cái không có gì giảng giải chúng con ban đầu nghe pháp từ đức phật oai âm vương mà xuất ra đức phật oai âm vương là vị phật đầu tiên trong chư phật nay nếu có người hỏi quý vị rằng vị phật đầu tiên là ai quý vị có thể trả lời chính xác cho họ rồi barapala xuất ra từ thời đức phật oai âm vương có lần trong khi chư tăng đang tắm con theo thứ tự đi vào phòng chư tăng vào thời ấy theo lệ cứ nửa tháng tắm một lần. Bỗng nhiên con ngộ ra bản tính của nước, vốn nó không tẩy được bụi cũng chẳng tẩy được mình. Nhờ quan sát từ nước mà Barapala được giác ngộ, ông ta ngộ ra đối tượng của sự xúc chạm. Ở giữa hai điều ấy con được rỗng rang tịch lặng, có nghĩa là không có đối tượng của xúc chạm. Kinh văn túc tập vô vong nãi trí kim thời tòng phật xuất gia kim đắc vô học bỉ phật danh ngã bạc đà bà la diệu xúc tuyên minh thành phật tử trụ Việt dịch, đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là Bạt Đà Bà La, do phát minh diệu tính của Xúc Trần nên thành bậc Phật tử trụ giảng dài, Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ, con chưa quên những gì con nhận biết về bản tính của nước khi con vào phòng tắm lúc ấy. Dù bạt đà bà la bị đọa vào địa ngục sau đó, nhưng ông ta vẫn không quên những điều ông đã chứng ngộ được. Từ thời Đức Phật oai âm vương cho đến khi bạt đà bà la trình bày những điều này trong hội chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một khoảng thời gian không thể tính đếm được. Bồ Tát thường bất khinh chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp trước và Bạt Đà Bà La trong chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay chính là người trong kiếp trước đã cho người mắng giết đánh đập Bồ Tát thường bất khinh. Bạt Đà Bà La chính là vị tăng rất ngạo mạn và đầy tự cao nên đã đọa vào địa ngục. Đến khi theo Phật xuất gia con được quả vị vô học, Bạt Đà Bà La nói rằng nay con xuất gia và đã thành tựu được quả vị vô học đức phật kia đã ấn chứng cho con và đặt tên con là bạc đà bà la do phát minh diệu tính của xúc trần nên thành bậc phật tử trụ đối tượng của xúc trần không còn nhưng diệu tính của xúc trần hiển lộ khi bạc đà bà la nói rằng mình là phật tử có nghĩa là ông đã chứng được giai vị bồ tát kinh văn phật vấn viên thông như ngã sở chứng xúc nhân vi thượng việt dịch đức phật hỏi về viên thông theo sở chứng của con do xúc trần là hơn cả giảng giải đức phật hỏi về viên thông theo sở chứng của con do xúc trần đối tượng của xúc trần là hơn cả viên thông pháp trần maha ca diếp kinh văn maha ca diếp cập tử kim quang tỷ khiu ni đẳng tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn việt dịch ma ca diếp cùng tỳ khiu ni tử kim quang cùng những người khác liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật và bạch phật rằng giảng giải Maha Ca Maha là lớn, Ca là tên Do thời ấy, nhiều người có họ Kasyapa Nên chữ Maha Đại được thêm vào để gọi tên Ngài Kasyapa dịch theo tiếng Hán có nghĩa là Đại Quy Thị Tổ tiên của Ngài là loài rùa khổng lồ với những đồ hình trên lưng và có tên gọi ấy do sự kiện trên mahakasyapa còn được dịch là đại ẩm quang ánh sáng trên thân ngài như thể nuốt trọn hết mọi thứ ánh sáng khác vì các thứ ánh sáng ấy biến mất vào trong ánh sáng của thân ngài tên của ngài là pipala là tên của một loại cây cha mẹ ngài hiếm muộn con nên họ đến cầu đảo ở thần cây pipala kết quả là họ có được người con họ lấy tên cây đặt tên cho con mình maha ca vốn là ngoại đạo thờ lửa ông tu tập công phu ngửi mùi khói có rất nhiều loại ngoại đạo ở ấn độ ngoại đạo thờ nước ngoại đạo thờ lửa ngoại đạo thờ đất ngoại đạo thờ đất tu theo lối chuyên vùi mình trong đất nếu còn sống sót sau một số ngày nhất định nào đó thì sẽ được thành thần những ngoại đạo này thật là mê lầm Tỳ Khiêu Ni tử Kim Quang là vợ của Maha Ca Diếp. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Maha Ca Diếp 120 tuổi và vợ ông có lẽ phải gần 100 tuổi. Từ kiếp lâu xa, vào thời Đức Phật Ca Diếp, bà thấy một tượng Phật bị mòn vẹt bởi gió mưa, đến mức chẳng còn chút sắc vàng nào trên thân Phật. Bà ta phát tâm sửa lại ngôi chùa nhưng không có đủ tiền. Nhưng bà ta cũng hy vọng mạ vàng tượng Phật, nhưng việc ấy đòi hỏi chi phí rất nhiều. Tuy nhiên ở đâu có tâm nguyện ở đó liền có con đường mở ra. Tâm nguyện của người phụ nữ này rất mạnh và chân thực. Cô ta đi khắp nơi để quyên góp tiền bạc. Sau một thời gian dài, cô ta quyên được số tiền tương đương 100.000 đô la Mỹ. Cô ta nhờ thợ kim hoàn mạ vàng tượng Phật người thợ kim hoàn cảm động bởi quyết định tu sửa tượng Phật, dù cô ta rất nghèo, nên anh ta chỉ làm công với một nửa chi phí. Thế nên hai người ấy chia nhau công đức việc này. Chẳng bao lâu, ngôi chùa được tu sửa xong, không còn bị rột nữa. Tượng Phật đã được mạ vàng. Từ đó về sau, thân thể người phụ nữ phát ra ánh sáng màu tím, còn người thợ kim hoàn chính là Ma Ha Ca Diếp. Sau khi hoàn thành việc mạ vàng tượng Phật, đã có một chuyện rất kỳ lạ diễn ra giữa ông và người phụ nữ, tâm của cô rất tốt. Ông nói với cô ta, "Tôi sẽ cưới cô làm vợ, ta sẽ thành vợ chồng, không phải chỉ trong đời này mà trong muôn vàng đời sau, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau." Đó là lý do tôi đoán chừng Maha Ca Diếp 120 tuổi và vợ ít nhất là 100 tuổi. Dù vậy, họ vẫn rất mạnh khỏe và tinh cần tu tập. Người vợ của Maha Ca Diếp cũng siêng năng tu tập và chứng được đạo quả. Cùng những người khác trong quyến thuộc, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng. Kinh văn ngã ư vãng kiếp ư thử thế trung hữu phật xuất thế danh nhật nguyệt đăng ngã đắc thân cận văn pháp tu học phật diệt độ hậu cúng dường xá lợi nhiên đăng tục minh dĩ tử kim quang đồ phật hình tượng tự nhĩ dĩ lai thế thế sinh sinh thân thường viên mãn tử kim quang tụ thử tử kim quang tỷ khiêu ni già tức ngã quyến thuộc đồng thời phát tâm việt dịch, con từ kiếp trước, trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận nghe Pháp tu học với Ngài. Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thắm. tỳ khiêu ni tử kim quang đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con giảng giải chúng ta đều phải nhớ một điểm quan trọng mối quan hệ vợ chồng của hai người này từ đời này sang đời khác không phải dựa trên tình cảm luyến ái đúng hơn họ kết hôn trong mỗi đời rồi cùng nhau tu tập họ cùng tham thiền tập định đời này sang đời khác họ tu học theo phật pháp maha Ca diếp giải thích con tử kiếp trước trong cõi này có đức phật ra đời hiệu là nhật nguyệt đăng con được thân cận nghe pháp tu học với ngài vào thời quá khứ lâu xa có đức phật hiệu là nhật nguyệt đăng thị hiện trên đời mặt trời chiếu sáng vạn vật ban ngày mặt trăng chiếu sáng vạn vật ban đêm đèn có thể chiếu sáng cả ban ngày lẫn ban đêm ban ngày biểu tượng cho hiện hữu cái có và ban đêm biểu tượng cho cái không đó là cả hai mặt hiện tượng và bản thể bản thể và hiện tượng đó cũng chẳng phải là hiện tượng và bản thể và chẳng phải là hiện tượng chẳng phải là bản thể nghĩa là chẳng vướng mắc vào có hoặc không khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá lợi. Công đức cúng dường xá lợi Phật tương đương với việc cúng dường chính Đức Phật. Chúng con thắp đèn sáng mãi để Phật Pháp được trường tồn và lan rộng để cúng dường xá lợi, lại lấy vàng thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời này qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thắm. Thần tướng của Ngài Maha Ca Diếp rất là hoàn hảo và tôi chắc rằng người vợ của ông cũng rất đoan nghiêm. Tỳ Khiêu Ni Tử Kim Quang đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. Điều quan trọng là họ cùng tu tập với nhau, mối quan hệ của họ không dựa trên tình cảm luyến ái. Kinh Văn Ngã quán thế gian lục trần biến hoại, duy dĩ không tịch, Tu ư diệt tận, thân tâm nãi năng, độ bách thiên kiếp, do như đàn chỉ. Việt dịch, con quan sát trong thế gian, sáu trần đều biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch, tu diệt tận định, thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khải móng tay. Giảng giải Maha ca diếp trình bày tiếp tục. Còn quán sát trong thế gian sáu trần đều biến hoại, căn bản vốn ngài muốn nói về đối tượng của tâm ý, nhưng ở đây ngài đề cập đến sáu trần, vì đối tượng của tâm ý vốn không có hình tướng, chúng chỉ là bóng dáng của năm giác quan, nếu năm giác quan trước đó không tồn tại thì đối tượng của tâm ý cũng không còn, vì chúng không có tự thể riêng của nó, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần rời đổi biến hoại chỉ dùng pháp không tịch tu diệt tận định, chúng chỉ là không tịch. Thể tính của chúng là không, vốn chẳng có gì cả. Căn cứ vào yếu tính này, chúng con tu tập diệt tận định, có nghĩa là diệt hẳn thức thứ sáu và không còn y cứ vào thức phân biệt này nữa. Đây cũng gọi là diệt thọ tưởng định nay thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khải móng tay, tâm của Ma Ha Ca Diếp có thể trải qua một thời gian dài, hàng trăm ngàn kiếp như trong một khoảnh khắc ngắn như khải móng tay. nay Ma Ha Ca Diếp thực sự đang nhập định trong diệt tận định trong kê túc sơn ở tỉnh Vân Nam Trung Hoa. Kinh văn ngã dĩ không pháp thành a la hán thế tôn thuyết ngã đầu đà vi tối diệu pháp khai minh tiêu diệt chư lậu phật vấn viên thông như ngã sở chứng pháp nhân vi thượng việt dịch con do quán các pháp là không nên thành a la hán thế tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất khai ngộ được diệu tính của các pháp thì các lậu hoặc tận diệt nay phật hỏi về pháp tu viên thông theo điều sở chứng của con thì do pháp trần là hơn cả giảng giải maha ca diếp thưa rằng con do quán các pháp là không nên thành a la hán thế tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất đầu đà là tiếng sanskrit có phiên âm là đầu tàu có nghĩa là phát tâm tu hành tinh tấn dõng mãnh, công phu miên mật không nghỉ ngơi. 12 hạnh đầu đà là mặc y chắp vá bằng vải vụn, trước tạ nạp y, chỉ có ba y, dẫn tam y, thường đi khất thực, thường hành khất thực. Theo thứ tự khất thực từng nhà không cả giàu nghèo, thứ đạ khất thực, ngày ăn một bữa, thọ pháp nhất thực. Không ăn quá nhiều, chỉ vừa đúng lượng, tiết lượng thực, sau buổi trưa không dùng nước trái cây, trung hậu bất đắc ẩm tương, xa lìa nơi đông đảo ở nơi yên tĩnh, trụ A Lan nhã, ngủ dưới gốc cây thọ hạ chỉ, ngồi ở chỗ đất trống lộ địa tọa, ở trong nghĩa địa trùng gian trụ thường ngồi không nằm, đản tọa bất ngọa, khai ngộ được diệu tính của các pháp, thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, nay như Lai hỏi chúng con về nhân duyên của pháp tu viên thông, phát tâm ban đầu khiến chúng con tu tập được chứng ngộ, theo điều sở chứng của con, thì do pháp trần là hơn cả. Dùng pháp trần để quán chiếu là phương tiện thủ thắng hơn cả viên thông năm căn, viên thông nhãn căn, a na luật đà. Kinh văn a na luật đà tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã sơ xuất ra, thường nhạo thùy miên như lai ha ngã, vi xúc sinh loại, ngã văn Phật ha, đẻ khấp tự trách, thất nhật bất miên, thất kỳ song mục. Việt dịch Anna luật đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng, khi mới xuất gia con thường thích ngủ, như lai quả trách con là loài súc sinh, con nghe Phật mắng khóc thầm tự trách mình, suốt bảy ngày đêm không ngủ bị mù hai mắt, giảng giải. Anna luật đà tiếng Sanskrit là Aniruddha, hán dịch là vô bần như ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật và bạch phật rằng khi mới xuất ra con thường thích ngủ như lai quả trách con là loài xúc sinh đức phật nói với ông rằng này ông sao quá mê ngủ như con sò trong vỏ cứng ông ngủ suốt cả ngàn năm tên phật rồi chẳng nghe thấy khi đức phật của trách ông như vậy ông rất hối lỗi con nghe phật mắng khóc thầm tự trách tại sao mình quá mềm yếu con tự hỏi mình sao ngươi cứ thích ngủ suốt ngày được rồi từ nay ta không cho phép ông ngủ nữa suốt bảy ngày đêm không ngủ có lẽ Anna luật đà đã luân phiên đi kinh hành và ngồi để giữ cho mình khỏi buồn ngủ đến bị mù hai mắt mắt phải làm việc suốt ngày nhưng ban đêm phải được nghỉ ngơi nếu quý vị không để cho nó nghỉ ngơi và khiến nó quá mệt thì nó sẽ không còn thấy được nữa nó sẽ đình công thế nên Anna luật đà phải bị mù mắt kinh văn thế tôn thị ngã nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội ngã bất nhân nhãn quán kiến thập phương tinh chân đồng nhiên như quán trưởng quả như lai ấn ngã thành a la hán việt dịch thế tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội con bị mù mắt nhưng thấy mười phương rỗng suốt tinh tường như thấy trái cây trong lòng bàn tay như lai ấn chứng cho con đạt quả vị a la hán giảng giải thế tôn thương xót con vì đã bị mù nên đã dạy con pháp tu gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội con tu tập pháp môn này một thời gian dài và đạt được thiên nhãn gọi là bán đầu thiên Thiên nhãn. Con bị mù mắt dù con không thấy được các thứ bằng mắt thường, nhưng với thiên nhãn, con thấy mười phương rỗng suốt tinh tường như thấy trái cây trong lòng bàn tay, giống như thấy được trái xoài, amala trong bàn tay, như lai ấn chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. Kinh văn Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, tuyển kiến tuần nguyên tư vi đệ nhất Việt dịch đức phật hỏi về viên thông như chỗ sở chứng của con xoay cái thấy trở về căn nguyên đó là pháp môn hay nhất giảng giải đức phật hỏi các vị bồ tát và các vị đệ tử về viên thông mà các ngài đã chứng được như chỗ sở chứng của con xoay cái thấy trở về căn nguyên đó là pháp môn hay nhất như con Anna Luật Đà đã nhận ra rằng quay cái thấy trở về lại với bản tánh căn nguyên của mình mà tu tập đó là phương pháp tốt nhất viên thông tị căn châu lợi bản đặc ca kinh văn châu lợi bản đặc ca tức tòng tòa khởi đảnh lễ Phật túc nhi bạch phật ngôn việt dịch châu lợi bàn đặc ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật và bạch phật rằng giảng dài châu lợi có nghĩa là sinh trên đường đạo sinh phong tục ấn độ là sau khi người phụ nữ lấy chồng và sắp sinh cô ta sẽ trở về nhà mẹ đẻ để sinh con trong trường hợp châu lợi mẹ ngài đáng ra phải về nhà mẹ một hai tháng trước khi sinh nhưng bà đợi đến giờ phút lâm bồn mới lên đường quãng đường từ nhà chồng về nhà mẹ khá dài chừng một hoặc hai trăm dặm vì bà ta đợi cho đến khi chuyển bụng mới đi nên đi nửa đoạn đường thì bà đã chuyển bụng đau đẻ và bà ta sinh ngay trên đường nên châu lợi được đặt tên như vậy em trai của châu lợi là Châu Lợi Bản Đặc Ca cũng được đặt tên theo cách như vậy. Bản Đặc Ca có nghĩa là sinh cùng một cách kế đạo. Trong trường hợp của bàn đặc ca, người mẹ cũng đợi gần ngày mới về nhà mẹ và cũng sinh giữa đường. Đứa bé được đặt tên là bàn đặc ca, em của Châu Lợi. Châu lại bản đặc ca rất là đần độn. Khi mới xuất ra, ban đầu người nào cũng được dạy những bài kệ ngắn để đọc vào lúc sáng sớm. Trước đây tôi có đọc cho quý vị nghe một bài rồi, nay tôi đọc thêm bài khác. Thân ngữ ý nghiệp bất tác ác, mạc não thế gian chư hữu tình. Tránh niệm quán chi dục cảnh không, vô ích chi khổ đương viễn ly có nghĩa là người xuất gia cần nhất là phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, không được làm não loạn chúng sinh, phải quán chiếu để biết các cảnh của ngũ dục vốn là không, chớ học tập những pháp tu khổ hạnh vô ích của ngoại đạo. Khi Châu Lợi Bàn Đặc Ca cố gắng học bài kệ này, ông được sự trợ giúp của 500 vị A-La-Hán, nhưng sau 100 ngày, ông không còn nhớ một chữ nào cả, quá chậm lụt, phải không? Ông nhớ được thân ngữ ý nghiệp nhưng không nhớ nổi bất tác ác, hoặc ông nhớ được bất tác ác thì lại quên thân ngữ ý nghiệp. Tôi nghĩ trong quý vị đây không có ai chậm lụt như vậy. Khi Châu lại thấy em mình được 500 vị A La Hán hộ trì cho để học bài kệ trong 100 ngày mà vẫn không thuộc được một dòng ông mới bảo em mình hãy trở về nhà sống đời cư sĩ. Ông bảo hãy về nhà lập gia đình. Ông đưa em mình ra đường không cho ở trong tịnh xá là một vị tỳ khưu. Châu lợi bản đặc ca nghĩ rằng mình muốn thành một vị tỳ khưu nhưng những người kia có ý nghĩa gì khi trở về nhà? Thế là ông lấy y bát, lui sau vườn chuẩn bị để tự vẫn. Khi ông sắp treo cổ đức phật thị hiện thành thần cây hỏi ông ta rằng ông định làm gì đó tôi không muốn sống nữa thế sau khi trông chết ông sẽ làm gì tôi không biết đừng chết thần cây bảo đừng phí sinh mạng mình đó là lý do tại sao ông quá đần độn ông hãy cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình trong quá khứ khi đã thay đổi mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp thế chuyện nhân quả từ quá khứ khiến cho tôi bị u mê đời này là sao bàn đặc ca hỏi nhớ rằng thần cây là hóa thân của đức phật khi bàn đặc ca hỏi vấn đề đó do trở lại nguyên hình và trả lời trong một đời trước ông là một pháp sư tinh thông tam tạng có 500 đệ tử ngày nào họ cũng muốn học với ông nhưng ông không muốn dạy họ ông không muốn giảng kinh thuyết pháp, dù họ cầu thỉnh, họ phải quỳ trước ông ba ngày ba đêm, mà ông vẫn không nói cho họ một lời, vì ông không chịu giảng pháp, nên ông trở nên đần độn đến mức không nhớ nổi một dòng kệ. Khi nghe như vậy, bàn đặc ca rất xấu hổ, tại sao mình tạ đến mức như vậy? Điều ấy được gọi là bòn sẻn pháp quý vị nên nhớ kỹ điều này sau khi quý vị nghe tôi giảng pháp đến đâu quý vị cũng phải nên giảng giải lại cho mọi người cùng hiểu đừng bao giờ nuôi dưỡng thái độ ta sẽ không giảng phật pháp cho các người, nếu các người hiểu ra ta sẽ ra sao đây. Đừng có đố kỵ với sự hiểu biết Phật pháp của người khác. Quý vị càng đố kỵ bao nhiêu thì mình càng trở nên kém hiểu biết. Bản đặc ca đã bòn xẻn pháp nên quả báo là ông bị ngu đần, nhưng vì ông còn nhiều thiện căn nên ông được sinh vào thời gặp Đức Phật đức phật nói cho bản đặc ca biết rõ nguyên nhân trong quá khứ rồi ngài liền cầm cái chổi lên và hỏi ông biết cái gì đây không thưa cái chổi ông có nhớ được chăng thưa nhớ được rồi đức phật dạy ông hãy lặp lại suốt ngày chữ này chổi 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 bản đặc ca lặp đi lặp lại chữ chổi liền vài tuần lễ đức phật bảo ông dừng lại và hỏi như thế nào ông có nhớ được chăng bạn đọc ca trả lời bạch thế tôn con nhớ được được rồi như lai like sẽ đổi chữ ấy thành quét sạch hãy cố gắng học thuộc bạn đọc ca liền học quét sạch quét sạch quét sạch và ông đã dùng cái chổi vô hình đó quét sạch những phiền não nhiễm ô của ông điều ông đang làm là quét sạch tính bọn sẻn pháp của chính mình quý vị hãy ghi nhớ điều này hãy nhớ những đạo lý tôi đã giảng trong kinh thủ lang nghiêm và giảng giải cho nhiều người cùng nghe nếu quý vị làm việc đó trong đời sau quý vị sẽ được trí huệ và thông minh nếu quý vị muốn thực hành hạnh pháp thí quý vị sẽ không bao giờ bị ngu đần kinh văn ngã khuyết tụng trì vô đa văn tính tối sơ trị phật văn pháp xuất gia ức trì như lai nhất cú già đà ư nhất bá nhật đắc tiền di hậu đắc hậu di tiền việt dịch con không có khả năng trì tụng không có khiếu đa văn khi mới được gặp phật nghe pháp xuất ra con cố nhớ một câu kệ của như lai nhưng trong một trăm ngày nhớ trước quên sau nhớ sau quên trước giảng giải bàn đọc ca trình bày lại những điều mình đã trải qua con không có khả năng chỉ tụng không có khiếu đa văn a nan không bao giờ quên điều gì khi đã đọc qua ông có khả năng ghi nhớ rất sâu và rất thông minh nhưng con bàn đặc ca thì quá chậm lụt khi mới được gặp Phật nghe pháp xuất ra dù con đã xuất ra khi con cố nhớ một câu kệ của Như Lai dòng kệ đó là thân ngữ ý nghiệp bất tác ác nhưng trong một trăm ngày nhớ trước quên sau nhớ sau quên trước con cố gắng nhớ được vài chữ đầu lại quên mấy chữ sau khi con nhớ được mấy chữ sau lại quên mấy chữ đầu thế nên suốt thời gian dài con không bao giờ thuộc được dù chỉ một câu cạ con thật là đần độn bàn đặc ca chậm lụt là vì trong quá khứ ông đã từ chối giảng kinh và thuyết pháp cho mọi người nay bất kỳ quý vị ở đâu cũng nên cố gắng giúp cho mọi người đọc kinh hoặc giảng nói Phật, Pháp để giáo hóa cho mọi chúng sinh. Quý vị làm việc này như là sứ mệnh của chính mình, đừng có tâm bỏn sẻn Pháp. Tôi đã nói chuyện này rồi, nhưng muốn lặp lại, bàn đặc ca phải chịu quả báo đần độn vì ông ta không tu hạnh bố thí Pháp, ông ta bỏn sẻn Pháp. Việc giảng kinh thuyết Pháp của tôi hiện nay chính là đang bố thí Pháp. Tại sao tôi giảng Pháp cho quý vị? Vì nếu tôi hiểu Phật Pháp mà không chịu giải thích cho quý vị, thì trong đời sau, thậm chí tôi còn không nhớ không được như bàn đặc ca. Ông ta không nhớ được một dòng cạ trong suốt 100 ngày, còn tôi thì có lẽ không nhớ được một chữ trong suốt cả năm. Đó là lý do tôi không nhận tiền khi giảng pháp. Tôi không mong quý vị hoàn đáp lại cho tôi điều gì cả. Tôi chỉ giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị. Tôi không muốn mình bị ngu đần. Nếu trong quý vị có ai không muốn mình bị ngu đần thì hãy thử nghiệm. Hãy tỏ ra thái độ tôi thông hiểu phật pháp nhưng không muốn giảng giải cho quý vị hãy thử xem trong đời sau khi quý vị còn ngu đần hơn cả bản đặc ca nữa thì quý vị mới thấy những điều tôi nói là đúng quý vị sẽ kết thúc đời mình bằng những gì mình đã trải qua từ rất lâu tôi được nghe một vị pháp sư dạy rằng nếu người nào không tu tập hành bố thí pháp thì quả báo sẽ chịu ngu si tôi không bao giờ quên điều ấy Việc này nhắc tôi nhớ lại một chuyện dân gian, thời nọ có một vị quan có lẽ đến trước đầu tỉnh là người rất dùng kinh pháp hoa. Nhưng có điều rất lạ, trong bộ kinh pháp hoa gồm 7 quyển, ông ta nhớ rất kỹ ba quyển rưỡi đầu, ông ta ghi nhớ ngay khi mình đọc kinh xong, nhưng ba quyển rưỡi sau thì ông ta không thể nhớ được điều gì cả dù ông có đọc nhiều lần đi nữa ông không thể nào hiểu nổi sao lại như vậy thế nên ông đến hỏi một vị cao tăng của thời ấy vốn là một vị thiện tri thức có đạo nhãn và lục thông khi vị quan đầu tỉnh đến lão thiền sư ra tiếp và vị quan trình bày vấn đề trong các kinh phật kinh pháp hoa thu hút tôi nhất tôi rất quý kinh này nhưng tôi chỉ nhớ được ba quyển rưỡi đầu lý do tại sao như vậy lão thiền sư đáp ồ nay ông muốn biết được rồi nhưng khi tôi nói thì ông đừng sửng sốt hoặc không tin Thưa xin vâng, nguyện sẽ tin những lời thầy dạy. Lão thiền sư giải thích, nguyên nhân đời này ông làm quan là do trong đời trước, ông đã làm nhiều công đức. Trong quá khứ, ông từng làm thân bò và ông giúp cày ruộng cho chùa. Từ đó, ông đã cúng dường cho tam bảo và ông đã có công đức. Nguyên nhân ông chỉ nhớ được ba quyển rưỡi đầu của kinh Pháp Hoa là như sau. Theo lệ thường trong chùa phơi kinh vào mỗi ngày mùng 6 tháng 6 trong năm để phòng mối mọt. Vào lúc ấy, ông tiếp xúc được với kinh Pháp Hoa và ông chỉ ngửi được bộ thứ nhất, chưa tới bộ thứ hai. Đó là lý do tại sao ông chỉ thuộc ba quyển rưỡi đầu cuốn kinh Pháp Hoa trong đời này. Vị quan đảnh lễ lão thiền sư, sau đó ông càng tinh tấn hơn trong việc tham cứu kinh Pháp Hoa. Một con bò người kinh mà được thông minh đến như vậy, trong khi bản đặc ca từ chối giảng pháp mà trở nên bị ngu si nếu quý vị biết so sánh hai chuyện trên đây và chiêm nghiệm thật sâu cũng đủ để biết những gì mình sẽ nếm trải thực vậy tôi mong rằng quý vị đừng có thử vì bị chìm đắm như bản đặc ca sẽ khổ vô cùng mặt khác chúng ta không nên xem thường bản đặc ca dù ông ta chậm lụt nhưng đã được giác ngộ sau khi niệm mãi trổi và quét sạch trong một thời gian ngắn chúng ta có thể thông minh hơn bản đặc ca nhưng chúng ta không được giác ngộ nhanh như ông ta thế nên vẻ mặt này chúng ta không được như bản đặc ca kinh văn phật mẫn ngã ngu giáo ngã an cư điều xuất nhập tức ngã thời quán tức vi tế cùng tận sinh trụ dị diệt chư hạnh sát na Việt dịch Đức Phật thương con ngu muội dạy con pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào, con quán sát hơi thở của con đến chỗ rốt giáo, từng chi tiết của các hạnh sinh trụ dị diệt trong từng sát na, giảng giải đức phật thương con ngu muội đức phật thấy thương xót con vì con chậm lụt nên ngài dạy cho con đọc chữ trổi và quét sạch dạy con pháp an cư điều hòa hơi thở ra vào pháp tu này là duy trì hơi thở vào trong khi đếm từ 1 đến 10 rồi duy trì ý thức khi thở ra và đếm từ 1 đến 10 Bất luận dù ai có đần độn đến đâu cũng có thể đếm từ 1 đến 10. Một hơi thở vào và một hơi thở ra được đếm là một Con quan sát hơi thở của con đến chỗ rốt ráo, từng chi tiết của các hạnh sinh trụ dị diệt trong từng sát na. Trong một hơi thở, thời điểm mà quý vị bắt đầu thở ra được gọi là sinh và tiến trình tiếp theo được kể là một hơi thở kế tiếp. Ông Thiên Thai chia việc quan sát này thành 6 giai đoạn, 6 phương pháp quan sát hơi thở. Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết việc này ở đây, chỉ nên biết rõ rằng khi bắt đầu thở ra được gọi là sinh, hơi thở tiếp tục được gọi là trụ, khi hơi thở đến gần dứt gọi là dị, khi hơi thở đến cuối gọi là diệt. Điều này diễn biến trong từng sát na, trong một niệm tưởng có 90 sát na, trong mỗi sát na có 900 lần sinh diệt. Những chi tiết này mắt thường không thể nào thấy được. Kinh văn Kỳ tâm hoát nhiên, đắc đại vô ngại, nãi trí lậu tận thành A-la-hán, trụ Phật tòa hạ, tức thành vô học việt dịch tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho đến hết sạch các lậu hoặc thành A-la-hán. Trước pháp tòa của Phật con được ấn chứng là bậc vô học, giảng giải. Lúc ấy con quan sát hơi thở của mình cho đến khi đạt được cảnh giới vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả tướng. Con thở vào thở ra một cách không cần dụng công, và tâm con được hợp thành một, con không còn niệm tưởng phân biệt và tâm phan duyên, mọi niệm tưởng đều dừng bật, tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại. Ồ, con đã quay trở lại và đến được cội nguồn. Bỗng nhiên ở đây là chỉ cho sự giác ngộ, giống như cánh cửa gian phòng bỗng dưng bị bật tung ra, không khí trong phòng trở nên tức thời thanh tịnh. Chẳng còn không khí ẩm mốc Quý vị có để ý rằng dù có nhiều người trong giảng đường này nhưng vẫn không thanh tịnh. Nếu quý vị hỏi tôi tại sao, sẽ rất khó trả lời cho quý vị. Chỉ nói rằng trong một bồ đề đạo tràng có sự thanh tịnh bất khả tư nghì cho đến cả bầu không khí. Khi quý vị đến nghe giảng Pháp, điều cần nhất là phải vô cùng cung kính đó là vì chư phật và bồ tát sẽ nói rằng ông là đồ chứng thối tại sao ông đến đạo tràng mà lại hành xử như vậy mọi người nên kính trọng nhau và khiêm tốn hòa hợp với nhau đừng tự mãn hay tự cao đừng nói nghiệp chướng câu như thế này hãy xem ông đần độn đến mức nào tôi giỏi hơn ông nhiều. Ngay khi quý vị nghĩ như vậy là mình đã tự làm ngu muội mình đi. Đừng xem thường người khác, những người trong pháp hội này đều là cha mẹ trong quá khứ của mình và là chư Phật trong tương lai. Nếu quý vị xem thường những người này là chẳng khác gì xem thường Phật. Thế nên khi quý vị tu học Phật Pháp, quý vị nên nhìn mọi người không phân biệt. Trong bồ đề đạo tràng, quý vị phải giữ quy luật khi đang nghe kinh không được đứng dậy và đi lang thang, đừng ngồi dựa ngửa ra hoặc dựa vào vật gì khác, hãy ngồi thật ngay thẳng, đừng có thái độ lười biếng trễ nải. Thậm chí, dù quý vị là một con trùng lười biếng cũng không nên làm như vậy, quý vị nên phát huy chính mình thành một người nghiêm túc, cũng vậy đừng ngủ khi nghe giảng kinh, nếu như vậy trong tương lai quý vị sẽ giống như Anna Luật Đà. Đoạn kinh tiếp tục cho đến hết sạch các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, Anna Luật Đà dần dần đạt được quả vị vô lậu và thành A La Hán, Anna Luật Đà chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán. Trước pháp tòa của Phật, con được ấn chứng là bậc vô học, con luôn luôn theo Phật và ngồi dưới chân Phật để nghe giảng kinh đức phật đã ấn chứng cho con và nói rằng con cũng đã đạt được quả vị thứ tư của hàng a la hán một người đần độn như vậy mà cũng chứng được quả vị thứ tư của hàng a la hán còn chúng ta thì quá thông minh nhưng chưa chứng được đến sơ quả quý vị có thấy hổ thẹn không kinh văn phật vấn viên thông như ngã sở chứng phản tức tuần không tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông như điều chứng được của con quay hơi thở trở về với tánh không đó là phương pháp hay nhất giảng giải đưa hơi thở ra vào trở về lại hòa hợp với tính không trở về lại với thể tính tịch lặng đây là phương pháp hay nhất tôi đã qua đây mỹ quốc nhiều năm nhưng tôi không bao giờ dám nói đến luật lệ vì sao xứ này tán thành tự do cha mẹ không kiểm soát con cái con cái họ muốn làm gì thì làm sau khi tôi đến mỹ quốc tôi có nhận đệ tử nhưng tôi cũng vậy không kiểm soát họ tôi để họ muốn làm gì mặc tình họ muốn đi đâu tùy ý họ có thể làm việc theo ý riêng của họ họ rất độc lập nhưng trong hội giảng kinh tôi để ý thấy rằng có người rất tùy tiện trên mức bình thường cho phép đó gọi là bất y quy củ bất thành phương viên trong tiếng hán chữ phương viên đi với nhau tạo thành từ kép có nghĩa là quy củ nếu quý vị không dùng quy thì không thể nào có được vòng tròn nếu không dùng củ thì hình vuông mà quý vị vẽ nên sẽ thành hình chữ nhật hoặc hình tam giác Vậy nên hôm nay trong pháp hội giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi yêu cầu quý vị đừng lười biếng, hãy lắng nghe kinh với tâm cung kính như thể Đức Phật đang giảng pháp cho quý vị nghe. Quý vị đừng nên nghĩ rằng pháp sư này giảng pháp bằng cách kể chuyện tiếu lâm như là đang dụ con nít. Nếu quý vị có thể tìm hiểu được ý nghĩa những điều tôi vừa nói, quý vị có thể được giác ngộ, chứng được quả vị ngay tức khắc tất cả mọi điều cần làm là chân chính quyết tâm tìm cầu Phật pháp và điều ấy sẽ xảy ra. Nếu quý vị thành tâm khi nghe giảng chương 25 pháp tu viên thông này, quý vị có thể được giác ngộ ngay liền, là vì 25 bậc thánh này đã phát nguyện rằng họ sẽ hộ trì cho bất kỳ người nào tu tập theo phương pháp của họ cho đến khi được giác ngộ. Cho nên quý vị hãy chú tâm tham cứu vào ý nghĩa của kinh viên thông thiệt căn kiểu phạm bát đề kinh văn kiểu phạm bát đề tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã hữu khẩu nghiệp ư quá khứ kiếp khinh lộng sa môn thế thế sinh sinh hữu nghiêu si bệnh việt dịch kiểu phạm bát đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con bị khẩu nghiệp khinh chê một vị sa môn trong thời quá khứ nên đời đời mắc bệnh nhai lại như bò giảng giải kiều phạm bát đề phiên âm tiếng sanskrit là gavampati hán dịch là ngưu ti khi loài bò ngủ chúng ngáy và lưỡi của chúng liếm từ trước ra sau tạo nên tiếng động rất lớn kiều phạm bát đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch Phật rằng, con bị khẩu nghiệp khinh chê vị sa môn trong thời quá khứ. Loại khẩu nghiệp mà ông mắc phải là gì? Một hôm ông để ý có một vị sa môn, vị này không có răng, phải mất một thời gian rất lâu để ăn cơm. Kiều Phạm bát đề trêu chọc vị sa môn già, ông già, ông ăn như bò nhai cỏ. Vị sa môn già là người đã chứng quả A-la-hán. Ông ta nói rằng, ồ ông không nên nói như vậy ông sẽ phải chịu quả báo trong đời sau tốt hơn ông nên sám hối ngay tức khắc tốt hơn ông nên rút lại lời ấy ngay kiều phạm Bát đề hối lỗi thế nên ông không bị quả báo làm thân bò tuy vậy muôn đời sau ông ta chịu quả báo mắc tập khí của loài bò lưỡi của ông ta dài như lưỡi bò và ông ta luôn luôn nhai lại và thở như loài bò dù ông đã chứng quả a la hán đức phật vẫn ngại rằng loài người sẽ trêu chọc ông họ cũng sẽ nói rằng ông ta giống như bò và người ấy sẽ phải chịu quả báo làm bò vì lý do này đức phật bảo kiều phạm bát đề hãy lên sống ở cõi trời và nhận sự cúng dường của chư thiên. Vì chư thiên đều có năng lực thấy rõ đời quá khứ nên họ sẽ không dám báng bổ ngài. Trong kinh văn, Kiều Phạm Bát Đề tiếp tục giải thích, con tạo khẩu nghiệp là do khinh chê một vị sa môn trong thời quá khứ. Ông ta diễu cợt một vị sa môn, sa môn là tiếng phiên âm từ chữ Ramana trong tiếng Sanskrit, hán dịch là cần tức sa môn là người siêng năng tu trì giới định huệ và trừ sạch tham sân si nên đời đời mắc bệnh nhai lại như bò đó là quả báo mà con phải chịu kinh văn như lai thị ngã nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn ngã đắc diệt tâm nhập tam ma địa quán vị chi chi phi thể phi vật ứng niệm đắc siêu thế gian chư lộng việt dịch như lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa con đạt được chỗ tận diệt tâm phân biệt nhập vào được tam ma đẻ quan sát tính biết của vị nó vốn chẳng phải thể chẳng phải vật ngay đó siêu việt các lậu hoặc thế gian giảng giải như lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa có nghĩa là thể tính thành tựu của nhất chân tâm khi lưỡi không có mùi vị phân biệt khi không có tâm phân biệt thì tất cả mùi vị đều trở về lại thể tính thanh tịnh điều này trở lại là tu tập định vô phân biệt còn đạt được chỗ tận diệt tâm phân biệt thức tâm được vắng lặng tịnh diệt có nghĩa là nhập vào được tam ma đề đạt được chánh định hoặc chánh thọ và ông quán sát tính biết của vị nó vốn chẳng phải thể chẳng phải vật tính biết của mùi vị chẳng phải đến từ thể của thiệt căn cũng chẳng phải đến từ vị trần ngay đó siêu việt các lậu hoặc thế gian, ngay khi tâm ý được thanh tịnh, con liền được vượt qua các cõi giới lậu hoặc ở thế gian. Kinh văn nội thoát thân tâm ngoại di thế giới viễn ly tam hữu như điều xuất lung ly cấu tiêu trần pháp nhãn thanh tịnh thành a la hán như lai thân ấn chứng vô học đạo việt dịch bên trong thân tâm giải thoát bên ngoài rời bỏ thế giới xa lìa ba cõi như chim sổ lồng rời hết cấu nhiễm tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn thanh tịnh thành a la hán như lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học giảng giải bên trong thân tâm giải thoát thân và tâm đều được giải thoát con được thoát ly khỏi chúng bên ngoài rời bỏ thế giới cũng như con quên hẳn thế giới bên ngoài xa lìa ba cõi điều này chỉ cho sự hiện hữu ở các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vào lúc này con như chim sổ lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn thanh tịnh. Điều này có nghĩa là pháp nhãn của kiều phạm bát đề đã được khai mở. Và ông đã chứng ngộ thành A-la-hán, như lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học kinh văn phật vấn viên thông như ngã sở chứng hoàn vị tuyền tri tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông như sở chứng của con trả tính của vị về khỏi sự phân biệt xoay tính biết về với tự tánh đó là điều tốt nhất giảng giải trả tính của vị về khỏi sự phân biệt không có nghĩa là khỏi sự phân biệt từ các vị ấy đó chính là hồi quang phản chiếu quay lại tánh thấy vào bên trong xoay tính biết về với tự tánh là chỉ cho sự xoay chuyển tính phân biệt của thiệt căn đây chính là phương pháp hay nhất viên thông thân căn tất lăng già bà ta kinh văn tất lăng già bà ta tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn việt dịch tất lăng già bà ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng giảng giải tên của tất lăng già bà ta trong tiếng sanskrit có nghĩa là dư tập Tên gọi này chỉ cho biết rằng tuy ông đã xuất gia nhưng vẫn còn những tập khí trong kiếp trước. Ông là một vị A-la-hán đã chứng quả thế nên mỗi khi qua sông, ông có thể khiến cho nước phải ngừng chảy. Thần sông vốn thường là thần nữ và khi tất lăng già bà ta đến bên bờ sông, ông liền kêu lớn, nay tiểu tỳ hãy ngừng chảy thần sông theo lệnh của ông liền ngưng chảy để ông qua sông nhưng thần sông rất khó chịu mặc dù không thể hiện ra tuy nhiên thần sông lại đến bạch với đức phật con là nữ thần cai quản khúc sông này ông ta đến và bảo con nay tiểu tỳ hãy ngưng chảy ông ta là một vị a la hán lẽ ra không nên gọi con như vậy đức phật bảo tất lăng già bà ta hãy xin lỗi thần sông tất lăng già bà ta chắp tay lại và nói tôi xin lỗi tiểu tỳ lúc ấy toàn thể đại chúng gồm các vị a la hán đều bật cười tại sao tất lăng già bà ta lại gọi thần sông là tiểu tỳ vì trong quá khứ thần sông là người giúp việc của tất lăng già bà ta ông đã quen gọi người giúp việc theo cách ấy thế nên bây giờ ngay khi cô ta đã là một nữ thần sông ông vẫn gọi cô ta như vậy lý do chính khiến ông phải xin lỗi là vì đã xúc phạm cô ta khi gọi cô là tiểu tỳ, nhưng tập khí của ông quá sâu đến nỗi ông cũng gọi bằng cách ấy khi xin lỗi kinh văn ngã sơ phát tâm tòng phật nhập đạo giác văn như lai thuyết trừ thế gian bất khả lạc sự khất thực thành trung tâm tư pháp môn bất giác lộ trung đọc thích thương túc cử thân động thống ngã niệm hữu tri tri thử thâm thống tuy giác giác thống giác thanh tịnh tâm vô thống thống giác việt dịch khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo phật nhập đạo thường nghe thế tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui có lần con đang khất thực trong thành tâm đang quán chiếu vào pháp môn này đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân toàn thân đau nhức tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Giảng giải, khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Thế Tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Nhiều lần con được nghe Đức Phật giảng dạy về bản chất của thế gian này là khổ, không vô thường và vô ngã. Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp môn này, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân con đang tập trung suy nghĩ về pháp môn mà như lai đã dạy cho con đến mức con không còn để ý đến đường đi và con giẫm phải gai độc nó đâm vào chân con đau nhức vô cùng toàn thân đau nhức tâm con biết mình biết có cái đau ấy nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh không có cái đau và cái biết đau trong chân tâm thanh tịnh sáng suốt của con thì không có cái đau hoặc biết có cái đau ấy khi con nhận ra điều này mọi thứ đều rỗng rang thân tâm con trở nên thanh tịnh do vậy con không còn thấy có ai là người bị đau kinh văn ngã hữu tư duy như thị nhất thân ninh hữu song giác nhiếp niêm vị kiều thân tâm hốt không tam thất nhật trung chư lậu hư tận thành a la hán đắc thân ấn ký phát minh vô học việt dịch con lại suy nghĩ một thân này lẽ ra phải có hai cái biết nhiếp niệm chưa lâu thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng trong 21 ngày các lậu hoặc dứt sạch, thành bậc A-la-hán được Phật ấn chứng là bậc vô học. Giảng giải, con lại suy nghĩ, một thân này lẽ ra phải có hai cái biết, lẽ nào mình có cùng lúc hai cái biết, lẽ nào một cái biết mình đau và cái biết khác lại biết về cái biết đau ấy chẳng phải như vậy nhiếp niệm chưa lâu con chiêm nghiệm về vấn đề một thời gian không lâu thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng trong 21 ngày các lậu hoặc rứt sạch trong vòng 3 tuần lễ mọi tập khí hữu lậu trở nên vắng bặt nó đã được trừ sạch thành bậc a la hán được phật ấn chứng là bậc vô học chính đức phật ấn chứng cho con là con đã chứng quả vị thứ tư của hàng a la hán kinh văn phật vấn viên thông như ngã sở chứng thuần giác di thân tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông như sở chứng của con thì thuần tịnh cái tính biết quên bẵng thân thể là điều tốt nhất giảng giải Đức Phật hỏi về từng vị đệ tử chúng con về phương pháp tu tập ban đầu để đạt được giác ngộ. Điều mà con tất lăng giả bà ta tu tập là duy trì tâm giác ngộ cho đến khi tâm ấy hoàn toàn thanh tịnh và con quên bẵng đi thân thể của mình. Đây là phương pháp tu tập viên thông của con. Viên thông về thân căn tu bồ đề Kinh văn tu bồ đề tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã khoáng kiếp lai tâm đắc vô ngại tự ức thọ xanh như hằng hà xa sơ tại mẫu thai tức tri không tịch như thị nãi trí thập phương thành không diệt linh chúng sinh chứng đắc không tính việt dịch tu bồ đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con từ nhiều kiếp đến nay tâm đạt được vô ngại tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như các sông hằng lúc còn trong thai mẹ đã biết tính không tịch như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không giảng giải tu bồ đề có nghĩa là không sinh vì ngay khi ông sinh ra mọi của cải trong nhà ông ta bỗng dưng trống không chẳng còn một viên ngọc nào còn sót lại sau khi ông sinh được bảy ngày tài sản của cải lại hiện ra thế nên đặt tên ông là thiện hiện cha mẹ ông đi nhờ người đoán số mệnh cho ông họ nói tức thiện thả cát nên đặt tên cho ông là thiện cát tu bồ đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con từ nhiều kiếp đến nay tâm đạt được vô ngại tâm và tánh của con đạt so sánh sự vô ngại tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông hằng lúc còn trong thai mẹ đã biết tính không tịch con đã nhận ra được tánh không như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng tất cả các cõi giới trong mười phương đều là rỗng lặng và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không con đã giúp cho chúng sinh đồng thời chứng nhập được tánh không kinh văn mông như lai phát tính giác chân không không tính viên minh đắc a la hán đốn nhập như lai bảo minh không hải đồng phật tri kiến ấn thành vô học giải thoát tính không ngã vi vô thượng Việc dịch nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tính không được viên minh, nhờ đó con chứng được A-la-hán. liền thể nhập vào bảo minh không hải của Như Lai, tri kiến của con được đồng như Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Trong sự giác ngộ về tánh không, con được viên mãn nhất. Giảng giải, nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tính không được viên minh. Tánh giác đồng như tánh không? tánh như lai tạng giác ngộ về tánh không là viên mãn và sáng suốt rõ ràng tánh không và tánh như lai tạng đều viên mãn và sáng suốt rõ ràng nhờ đó con chứng được a la hán do con đã nhận ra được thẻ tánh của như lai tạng nên con chứng được a la hán tiền thẻ nhập vào bảo minh không hải của như lai bảo minh không hải lại chính là tánh như lai tạng nó giống như biển lớn tánh không trí kiến của con được đồng như phật được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Đức Phật ấn chứng cho con là bậc vô học trong sự giác ngộ về tánh không. Con được viên mãn nhất tri kiến của con có được là nhờ vào thẻ nhập đạo lý tánh không. Con là người thẻ nhập vào tánh không bậc nhất. Kinh văn Phật vấn viên thông như ngã sở chứng chư tướng nhập phi phi sở phi tận tuyển pháp quy vô tư vi đệ nhất việc dịch đức phật hỏi về viên thông như sở chứng của con các tướng đều nhập vào phi tướng năng phi sở phi đều tận diệt xoay các pháp về chỗ rỗng lặng đó là thủ thắng nhất giảng giải đức phật hỏi về viên thông nay đức phật hỏi chúng đệ tử các vị bồ tát về chỗ chứng ngộ của họ khi đạt được viên thông như sở chứng của con các tướng đều nhập vào phi tướng năng phi sở phi đều tận diệt cái khiến cho trở thành không và cái trở nên không đều tiêu sạch có nghĩa là chẳng có gì thậm chí cả cái không trong đạo lão điều này được gọi là sở không cập vô cái không cũng chẳng có trong đạo phật điều này được gọi là phi sở phi tận xoay các pháp về chỗ rỗng lặng đó là thủ thắng nhất, đưa các pháp trở về lại với thể tánh rỗng lặng là thủ thắng nhất, thể nhập lý tánh không là phương pháp hay nhất. Viên thông về nhãn thức, xá lợi phất, kinh văn Xá lợi phất tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch phật ngôn ngã khoáng kiếp lai tâm kiến thanh tịnh như thị thọ sinh như hằng hà sa thế xuất thế gian trùng trùng biến hóa nhất kiến tác thông hoạch vô chướng ngại việt dịch xá lợi phất nên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay chỗ thấy của con được thanh tịnh tuy con thọ xanh nhiều đời như các sông hằng, mà đối với các pháp biến hóa trong thế gian và xuất thế gian, hệ con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại. Giảng giải, tên của mẹ ngài xá lợi phất là Sari, và tên của ngài có nghĩa là con của Sari, thu tử, có nghĩa là loài chim diệc ngài là người có trí huệ đệ nhất khi xá lợi phất còn ở trong thai mẹ người mẹ thường thắng cuộc mỗi khi tranh luận với anh mình là câu hy la cậu của xá lợi phất câu hy la biết em gái mình đang hoài thai một đứa bé thông minh xuất chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh, tuy con thọ sanh nhiều đời như cát sông hằng, mà đối với các pháp biến hóa trong thế gian và xuất thế gian, hễ con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại, con có thể trình bày ngay về các sự việc như thế nào, dù ở tầm mức thông thường hay vào mức độ uyên bác, con đều đạt được sự vô chướng ngại. Kinh văn ngã ư lộ trung phùng ca diếp ba huynh đệ tương trục tuyên thuyết nhân duyên ngộ tâm vô tế việt dịch con gặp anh em ca diếp ba ở giữa đường cùng đi theo họ họ nói về thuyết nhân duyên con ngộ được tâm không có bở mé giảng giải con gặp anh em ca diếp ba ở giữa đường khi anh em ca diếp ba cùng đi với con nghe họ nói về thuyết nhân duyên nhờ nghe được thuyết nhân duyên con trở nên được giác ngộ và con ngộ được tâm không có bờ mé Trước khi xá lợi phất xuất ra, ông gặp Mã Thắng khi cùng đi trên đường. Mã Thắng là một trong năm anh em kiểu Trần Na, được Đức Phật chuyển Pháp Luân trước hết ở vườn Nai, Lộc Giã Uyển. Xá lợi phất thấy Mã Thắng đang đi với dáng dấp đầy oai nghi nghiêm túc khả kính. Mắt không liếc nhìn cảnh vật, tai không nghe trộm chuyện gì. Ông ta không lén trốn qua bên đường để nhìn ngắm người ta và không lắng nghe những gì họ đang bàn tán. Mắt ông ta nhìn sống mũi, mũi nhìn miệng, miệng chú ý đến tim. Trước đó, Xá Lợi Phất đã thọ giáo với một ngoại đạo gọi là Sa Nhiên Phạm Trí khi vị này qua đời ông không còn biết học với ai đó là khi ông gặp mã thắng ở trên đường và thán phục oai nghi đoan nghiêm của tỷ khiêu này xá lợi phất hỏi tỷ khiêu mã thắng oai nghi của ông thật trang nghiêm thầy của ông là vị nào tỷ khiêu mã thắng trả lời bằng bài kệ chư pháp tùng duyên sanh chư pháp tùng duyên diệt ngã phật đại sa môn thường tác như thị thuyết khi xá lợi phất nghe bài kệ này, Ngài liền giác ngộ và chứng được sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về trụ xứ của mình và nói lại bài kệ ấy cho Mục Kiến Liên nghe. Khi Mục Kiến Liên nghe được bài kệ ấy, Ngài cũng chứng ngộ. Rồi cả hai dẫn hai trăm đệ tử của mình đến quy y với Đức Phật. Họ cùng xuất gia và trở thành tăng chúng trong giáo đoàn của Đức Phật đó là điều được kể lại ở một nơi khác ở đây kinh văn nói rằng xá lợi phất gặp anh em ông ca diếp ba vì có bản kinh nói rằng xá lợi phất gặp anh em ông ca diếp ba và có bản kinh lại nói rằng xá lợi phất gặp tỷ khiêu mã thắng tôi nghĩ rằng xá lợi phất đã gặp cả hai vị ấy anh em ông ca diếp ba và tỷ khiêu mã thắng lúc ấy đều cùng đi trên đường lưu ý rằng kinh nói cùng đi với các huynh đệ Huynh đệ không có nghĩa là chỉ có anh em ông ca diếp ba mà gồm có cả tỷ khiêu mã thắng, vốn là một pháp hữu. Họ đang bàn luận về thuyết nhân duyên và một vị nói, nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa có lẽ là khi xá lợi phất nghe bài kệ trên ông ta liền hỏi ông nói điều gì vậy ai là thầy của ông và tỷ khiêu mã thắng nói bài kệ ấy xá lợi phất nghe xong liền được giác ngộ sau đó xá lợi phất trở về kẻ cho mục kiến liên và cả hai cùng đến quy y với đức phật kinh văn Tòng Phật xuất gia kiến giác minh viên, đắc đại vô ý, thành A-la-hán, vi Phật trưởng tử. Tòng Phật khẩu sinh, tòng Pháp hóa sinh. Việt dịch con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn, được đại vô ý và trở thành bậc A-la-hán, là một trong những trường tử của Đức Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, từ Pháp Phật mà hóa sinh giảng giải con theo phật xuất ra cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn tính thấy của xá lợi phất trở thành thẻ giác ngộ viên mãn con được pháp đại vô ý và trở thành bậc a la hán là một trong những trường tử của đức phật từ miệng phật mà sinh ra từ pháp phật mà hóa sinh trong số các đệ tử của đức phật xá lợi phất thuộc hàng đệ tử lớn nhất kinh văn Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, tâm kiến phát quang, quang cực tri kiến, tư vi đệ nhất, việc dịch. Đức Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Giảng giải, Đức Phật hỏi về viên thông như sở chứng của con, xá lợi phất, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt Cùng tột các tri kiến đó là bậc nhất Khi tính sáng suốt của tâm thể phát huy đến cực điểm Thì tính thấy và tính biết trở thành không Đây là phương pháp tu tập đạt đến viên thông tối tháng nhất Viên thông nhĩ thức Bồ Tát Phổ Hiền Kinh Văn Phổ Hiền Bồ Tát tức Tòng Tòa Khởi đành lễ Phật Túc nhi bạch Phật ngôn, ngã dĩ tẳng giữ hẳng xa như lai, vi pháp vương tử, thập phương như lai, giáo kỳ đệ tử, Bồ Tát căng giả, tu phổ hiền hạnh, tổng ngã lập danh. Việt dịch, Bồ Tát phổ hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng con đã từng làm pháp phương tử cho chư phật nhiều như cát sông hằng mười phương như lai dạy các đệ tử có căn cơ bồ tát tu hạnh phổ hiền hạnh đó là theo tên con mà đặt tên giảng giải bồ tát phổ hiền là vị bồ tát có hạnh nguyện rất rộng lớn ngài phát mười đại nguyện vương mà chúng ta thường tụng vào thời công phu khuya mười nguyện đó là lễ kính chư phật xưng tán như lai quảng tu cúng dường sám hối nghiệp chướng tùy hỷ công đức thỉnh chuyển pháp luân thỉnh phật trụ thế thường tùy phật học hằng thuận chúng sinh phổ giai hồi hướng đây gọi là mười đại nguyện vương của bồ tát phổ hiền trong kinh hoa nghiêm có nguyên một phẩm gọi là phổ hiền hạnh nguyện công hạnh và nguyện lực của ngài rất lớn và vì thế nên ngài có cơ cảm rất lớn với chúng sinh ngài cưỡi trên voi trắng sáu ngà màu trắng tượng trưng cho nhất phật thừa và sáu ngà tượng trưng cho lục độ ba la mật đa Bồ Tát phổ hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: "Con đã từng làm pháp vương tử cho chư Phật nhiều như cát sông hằng, trong quá khứ con đã từng là pháp vương tử. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh phổ hiền, có nghĩa là những vị có thiên hướng tu tập hạnh Bồ Tát, hạnh đó là theo tên con mà đặt tên." Kinh văn Thế tôn ngã dụng tâm văn phân biệt chúng sanh, sở hữu tri kiến nhược ư tha phương hằng xa giới ngoại, hữu nhất chúng sanh tâm trung phát minh phổ hiền hạnh giả, ngã ư nhĩ thời thừa lục nha tượng phân thân bách thiên giai trí kỳ xứ, túng bỉ chướng thâm vị hợp kiến ngã ngã giữ kỳ nhân ám trung ma đảnh ủng hộ an ủy linh kỳ thành tựu Việt dịch Bạch Thế Tôn, con dùng tâm để nghe và phân biệt mọi chi kiến của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách hằng xa cõi giới bên ngoài, nếu có một chúng sinh trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện phổ hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cưỡi voi sáu ngà liền đến chỗ người ấy. Dù người ấy nghiệp chướng sâu nặng không thấy được con, con cũng thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi khiến họ được sự thành tựu giảng giải bạch thế tôn con dùng tâm để nghe con không dùng nhĩ căn để nghe mà dùng tâm phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh khi con phân biệt rõ về mọi tri kiến của chúng sinh con không dùng tâm phân biệt mà dùng chân tâm để xác định rõ căn tánh của từng chúng sinh con làm được việc này không những chỉ trong thế giới này mà cả trong các cõi giới khác nếu ở phương khác cách hằng xa cõi giới bên ngoài dù những nơi rất xa, cách xa cõi nước này rất nhiều, nếu có một chúng sinh trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện phổ hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cưỡi voi sáu ngà, liền đến chỗ người ấy, con liền phân thành trăm ngàn thân, rồi đến chỗ người ấy, dù người ấy nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được con, con vẫn giúp cho, thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, những người siêng năng tu đạo, có khi cảm thấy như có kiến bò hoặc như có ai đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu đôi khi có người cảm thấy như có con gì bò trên mặt khi có điều này xảy ra quý vị đừng có cố gắng lấy tay mình xua tan cảm giác đó đi nguyên nhân đó là chư phật và bồ tát đang xoa đầu quý vị nếu quý vị để ý sẽ thấy được điều này các ngài đang an ủi động viên chúng ta thế nên quý vị đừng tìm cách xua tan cảm giác ấy đi nếu quý vị thành tâm sẽ cảm nhận được điều này con khiến cho họ được sự thành tựu con giúp cho họ được thành tựu trong việc tu đạo kinh văn phật vấn viên thông ngã thuyết bản nhân tâm văn phát minh phân biệt tự tại tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con trình bày bản nhân của con là phát minh tính nghe của tâm thể phân biệt tự tại đó là thứ nhất giảng giải Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản nhân của con, kinh nghiệm con đã thực hành trong nhân địa là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt tự tại đó là thứ nhất, con lắng nghe để phân biệt rõ tri kiến của từng chúng sinh, sự phân biệt này do từ chân tâm và được thể hiện một cách tự tại và con đạt được sự tự chủ, đây là phương pháp thủ thắng nhất chúng ta không nên nổi sân hận vì nếu nổi sân thì ma chướng sẽ đến ngay hãy bớt nóng giận một chút và để tâm nhiều hơn vào việc tu học phật pháp viên thông tị thức tôn đà la nan đà kinh văn tôn đà la nan đà tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã sơ xuất gia tòng phật nhập đạo tuy cụ giới luật ư tam ma đề tâm thường tán động vị hoạch vô lậu thế tôn giáo ngã cập câu hy la quán tị đoan bạch việt dịch tôn đà la nan đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng lúc con mới xuất gia theo phật nhập đạo tuy giữ đúng giới luật nhưng trong pháp tam ma đề tâm thường tán loạn nên chưa đạt được quả vị vô lậu thế tôn dạy con cùng với câu hy la quán tướng đầu chót mũi trắng giảng giải nan đà a nan đà và tôn đà la nan đà là ba anh em họ của phật tôn đà la là gọi theo tên người vợ của ông là sundari có nghĩa là đẹp cô ta rất quyến rũ nan đà phần sau trong tên gọi ấy có nghĩa là thiện vì có nhiều đệ tử cùng tên nên Nan Đà được đặt tên như vậy, có nghĩa là Nan Đà của Tôn Đà La. Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, lúc con mới xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp tam ma đẻ tâm thường tán loạn nên chưa đạt được quả vị vô lậu. Con theo Phật tu đạo, tuy giữ giới luật nghiêm túc nhưng định lực chưa tròn đầy tâm con luôn luôn dao động con chưa thành tựu được quả vị vô lậu thế tôn dạy con cùng với câu hy la quán tướng đầu chót mũi trắng vì tâm con quá tán loạn đức phật dạy con và maha câu hy la cậu của xá lợi phất hãy quán sát tướng chót mũi và hãy quán tưởng điểm màu trắng trên chót mũi trong khi cả hai mắt đều chăm nhìn vào đó kinh văn ngã sơ đè quán kinh tam thất nhật kiến tị trung khí xuất nhập như yên thân tâm nội minh viên đồng thế giới biến thành hư tịnh do như lưu ly yên tướng tiệm tiêu tị tức thành bạch Việt dịch: Ban đầu con tu quán trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn, đồng như thế giới khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly, li. tướng khói dần dần tiêu mất, hơi thở trong mũi trở nên màu trắng giảng giải tôn đà la nan đà tiếp tục trình bày khi con hành trì theo phương pháp này ban đầu con tu quán trải qua 21 ngày thấy hơi thở ra vào qua mũi như làn khói trắng con tập trung sức chú ý vào chóp mũi sau 21 ngày hơi thở giống như khói, thân tâm bên trong sáng suốt viên mãn, đồng như thế giới, bên trong như có ánh sáng và con thấy rõ những gì đang diễn ra trong các cõi giới, đến mức thấy khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly, thân tâm của con và thế giới trở thành rỗng không và thuần một thể thanh tịnh tất cả đều rõ ràng rỗng suốt như ngọc lưu ly, hơi thở nơi mũi con biến thành màu trắng nhưng nó dần dần giảm đi, tướng khói dần dần tiêu mất. Hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. Từ sự quán tưởng hàng ngày như vậy, hơi thở con trở nên trắng như điểm sáng trắng trên chót mũi của con. Kinh văn Tâm khai lậu tận, chư xuất nhập tức, hóa vi quang minh chiếu thập phương giới đắc a la hán thế tôn ký ngã đương đắc bồ đề việt dịch tâm được khai ngộ các lậu hết sạch hơi thở ra vào hóa thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới con trứng quả a la hán thế tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị bồ đề giảng giải tâm được khai ngộ các lậu hết sạch khi hơi thở của con trở nên màu trắng tâm con bỗng nhiên được giác ngộ sạch hết mọi lậu hoặc mỗi hơi thở ra vào hóa thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới con trứng quả a la hán ban đầu hơi thở của con giống như khói rồi nó trở thành màu trắng như điểm sáng trắng trên chót mũi và cuối cùng nó biến thành hào quang, ánh sáng chiếu khắp pháp giới trong mười phương. Thế tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị bồ đề. Đức Phật bảo rằng trong tương lai con chắc chắn sẽ thành Phật. Kinh văn Phật vấn viên thông, ngã dĩ tiêu tức, tức kiểu phát minh, minh viên diệt lậu, tư vi đệ nhất, phiệt dịch, Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt, sự sáng suốt viên mãn trừ sảy các lậu hoặc, đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải Tôn Đà La Nan Đà trình bày rằng pháp tu tị thức là thù thắng hơn cả, đối với ông ta đó là phương pháp hay nhất. Viên thông thiệt thức Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử Kinh Văn Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử Tức tòng tòa khởi đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn Ngã khoáng kiếp lai biện tài vô ngại Tuyên thuyết khổ không thâm đạt thật tướng Như thị nãi trí hằng xa như lai Bí mật pháp môn Ngã ư chúng chung vi diệu khai thị Đắc vô sở ý việt dịch phú lâu na di đa la ni tử liền tử chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con tử nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại con tuyên thuyết các pháp khổ không thâm đạt tướng chân thật như thế cho đến các pháp môn bí mật của như lai nhiều như cát sông hằng con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng con đạt được sức vô ý giảng giải Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là tên gọi theo họ cha và họ mẹ. Phú Lâu Na có nghĩa là mãn, đó là họ của cha. Di Đa La Ni Ma có nghĩa là từ U Cha có nghĩa là con. Thế nên, tên của Ngài có nghĩa là con trai của người có lòng từ rộng lớn. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại. Có bốn loại biện tài vô ngại, pháp vô ngại biện, có năng lực giảng nói các pháp một cách viên dung vô ngại, nghĩa vô ngại biện có khả năng giảng nói nghĩa lý các pháp dung thông vô ngại. Từ vô ngại biện có năng lực sử dụng một câu, một lời nói mà diễn bày vô lượng nghĩa lý mầu nhiệm một cách vô ngại, lại có khả năng đem vô lượng diệu nghĩa quy nạp thành trong một lời nói, một câu chữ. Nhạo thuyết vô ngại biện có năng lực tùy thuận niềm hỉ lạc của mọi chúng sinh, khéo léo dùng các phương tiện để thuyết pháp cho mọi người nghe mà không mệt mỏi nhàm chán. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử không giống như Châu Lợi Bàn Đà đã từ chối giảng Pháp khi mình đã là một vị tam tạng Pháp Sư và quả báo là ông ta đã bị ngu đần. Phú Lâu Na không như vậy rất hoan hỉ trong việc giảng Pháp, còn tuyên thuyết các Pháp khổ không, thâm đạt, tướng chân thật ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường khổ không vô ngã của các pháp cho đến giải thích rõ ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp thực tướng tức là vô tướng nhưng chẳng có pháp nào là chẳng có tướng như thế cho đến các pháp môn bí mật của như lai nhiều như cát sông hằng con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng phú lâu na có thể giảng nói về các pháp bí mật vi diệu của như lai và khiến cho họ thâm nhập nghĩa lý sâu màu con đạt được sức vô ý con đã thành tựu được năng lực nhạo thuyết biện tài và vô ý kinh văn thế tôn tri ngã hữu đại biện tài dĩ âm thanh luân giáo ngã phát dương ngã ư phật tiền trợ phật chuyển luân nhân sư tử hống thành a la hán thế tôn ấn ngã thuyết pháp vô thượng việt dịch Thế Tôn biết con có tài giảng thuyết nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp, con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A La Hán, Thế Tôn ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Giảng giải: Phú lâu na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức. Ngài được như vậy là nhờ siêng năng giảng pháp thế nên quý vị thấy có thể ngộ đạo và chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp tất cả việc cần làm là quý vị đi sâu vào pháp môn mình đang hành trì hãy quyết định dứt khoát một pháp môn và tu tập thật siêng năng đừng tán loạn tâm ý khi tu tập ngày nay áp dụng phương pháp này ngày mai đổi sang pháp môn kia rồi ngày sau đổi ý chọn phương pháp khác nữa khi thay đổi như vậy quý vị chỉ phí thời gian vô ích và quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu nào cả. Quý vị phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cần công phu vào pháp môn ấy thế tôn biết con có tài giảng thuyết nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp không có người nào có thể tranh luận hơn phú lâu na khi ngài giảng pháp âm thanh tròn đầy vang vọng rất mạnh với số đông chừng một ngàn hay một vạn người cũng chẳng cần micro hay loa phóng thanh họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng đức phật dạy con hãy giảng kinh và thuyết pháp con theo giúp phật chuyển pháp luân nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành a la hán con sẽ tuyên dương giáo pháp của đức phật lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư tử khi sư tử giống lên các sinh vật khác đều sợ hãi khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng giống này chúng đều quy phục thế tôn ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất kinh văn Phật vấn viên thông, ngã dĩ pháp âm, hàng phục ma oán, tiêu diệt chư lậu, tư vi đệ nhất Việt dịch Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm hàng phục ma oán diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất giảng giải Đức Phật hỏi về viên thông với lời nói con diễn bày pháp âm hàng phục ma oán, con hàng phục thiên ma và chuyển hóa ngũ dục tài sắc danh thực thủy. Năm món dục này là kẻ cướp lấy sạch tài sản quý báu của con người. Theo phương pháp này con diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Con dùng thiệt thức, con tuyên bày diệu pháp, đây là phương pháp thủ thắng nhất viên thông về thân thức ưu ba ly kinh văn ưu ba ly tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã thân tùy phật du thành xuất gia thân quán như lai lục niên cần khổ thân kiến như lai hàng phục chư ma chế chư ngoại đạo giải thoát thế gian tham dục chư lậu việt dịch ưu ba ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con được theo phật vượt thành xuất gia tự mình thấy như lai sáu năm tinh cần khổ hạnh đích thân thấy như lai hàng phục các ma chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian giảng giải Ba li là người trì giới đệ nhất tên ngài trong tiếng sanskrit có nghĩa là thượng thủ ngài không bao giờ phạm một điều giới dù là nhỏ nhất Tên ngài lúc còn cư sĩ là Channa, Sa Nặc. Ông là người cùng với thái tử rời bỏ hoàng cung, rồi vào rừng xuất gia. Ông rất quen thuộc với những sự kiện trong đời Đức Phật, vì ông là người sống với Đức Phật lâu nhất. Khi năm vị tỷ khưu, năm anh em ông Kiều Trần Na rời bỏ Đức Phật, yêu ba ly không đi mà vẫn ở với ngài và giúp đỡ cho thái tử khi ngài đang tu đạo yêu ba ly -li, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con được theo phật vượt thành xuất gia lúc đó yêu ba ly khi đó chưa xuất gia còn gọi là sa nặc đầu tiên theo thái tử ra cổng thành về hướng đông thái tử lúc ấy rất vui thích vì lâu ngày ở trong cung điện rất buồn chán ngài thấy một người phụ nữ đang sinh một đứa bé bên lề đường cô ta đang khóc lóc than vãn trong cơn quặn đau thái tử hỏi sa nặc điều gì vậy sao cô ta khóc lóc đau đớn như thế khi sa nặc giải thích xong thái tử xúc động và nhận ra rằng sự sinh nở có liên quan rất nhiều đến cái khổ sau khi người mẹ sinh xong đứa bé được chào đời thái tử cảm thấy không còn vui thú gì nữa nên bảo sa nặc chúng ta trở về thôi hôm nay xem thế là đủ rồi ngày hôm sau họ cùng đi về cổng thành phía nam thái tử thấy một lão già đầu ông ta lắc lư mắt mờ răng đã rụng sạch và hầu như không còn đi được thái tử hỏi sa nặc người đó sao vậy người ấy quá già sa nặc trả lời ồ thái tử kêu lên người già như vậy đó sao thật là quá khổ lần này nữa thái tử cũng không muốn đi đâu nữa bảo sa nặc trở về ngày thứ ba họ cùng đi về cổng thành phía tây họ thấy một người đang mắc phải cơn bệnh rất ngặt nghèo thái tử hỏi sa nặc tại sao thân thể người đó lại khủng khiếp như vậy sa nặc trả lời người ấy đang bị bệnh một lần nữa, thái tử thấy thương cảm trong lòng và không muốn đi chơi xa nữa. Ngày thứ tư, họ cùng đi về cổng thành phía bắc. Họ thấy một người vừa chết. Khi thái tử hỏi về sự kiện này, Sa Nạc trình bày sự chấm dứt cuộc sống của con người. Cái chết là như vậy. Thái tử choáng váng với các cảnh vừa thấy sinh lão bệnh tử. Vào lúc đó, có một vị tỳ khiêu đắp y ca sa đi qua. Khi thái tử thấy vị tỳ khiêu, ngài hỏi Sa-nặc đó là ai, Sa-nặc trả lời, ngài hãy hỏi vị ấy để được nghe lời giải thích. Thái tử mà sau này là Đức Phật thích Ca Mâu Ni liền hỏi vị Tỳ-khiêu, ngài là ai? Tôi là người xuất gia, có nghĩa là sao? Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình tu đạo được gọi là tỳ khưu, họ xuất gia để mong thoát khỏi những cái khổ của sinh lão bệnh tử. Khi đã thể nhập vào đạo sẽ thấy không còn có sinh cũng như chẳng còn có diệt, nên chúng ta không còn bị rơi vào sinh hoặc chết, chúng ta có thể đạt được đạo quả ngài có thể cho tôi biết làm sao để được xuất ra ngài có thể nhận tôi làm đệ tử được không vị tỳ khiêu vốn là chư thiên từ cõi trời tịnh cư thấy nhân duyên đã chín mùi vị ấy liền hóa thân để gặp đức phật thích ca mâu ni giữa đường khi thái tử xin vị tỳ khiêu hãy làm thầy của mình thì vị tỳ khiêu liền buông gậy xuống đất và bay về trời thái tử không còn cách nào để học đạo và chẳng biết làm sao để xuất gia nên chỉ còn cách trở về hoàng cung lúc ấy một vị thầy tướng số xem tướng mạo của thái tử nói cho vua rằng trong vòng 7 ngày nữa, nếu thái tử không xuất gia, ngài sẽ là một vị chuyển luân thánh vương, ngài sẽ trị vì khắp các cõi nước trên thế gian. Việc bệ hạ cần làm là giữ thái tử trong hoàng cung suốt 7 ngày sắp tới từ đó vua tịnh phạn canh trừng và cắt phiên cho ngự lâm quân canh gác quanh hoàng cung cắt đứt mọi phương tiện ra vào cung điện lệnh giới nghiêm được ban ra và không ai được ra vào hoàng cung như vậy thái tử bị giam lỏng và canh chừng suốt mọi lúc với cách này vua tịnh phạn hy vọng rằng con của ngài thái tử tất đạt đa sẽ đạt được ngôi vị của một bậc chuyển luân thánh vương chuyển luân thánh vương là người trị vì bốn châu thiên hạ đông thắng thần châu tây ngưu hóa châu nam thiệm bộ châu và bắc câu lư châu một thế giới hệ bao gồm bốn đại châu này một mặt trời một mặt trăng và núi tu di một ngàn tiểu thiên thế giới hệ là một trung thiên thế giới một ngàn trung thiên thế giới được gọi là một đại thiên thế giới đây là ý nghĩa của tam thiên đại thiên thế giới một vị chuyển luân thánh vương cai trị một tiểu thiên thế giới thái tử có thiện căn rất lớn nên dù có bị canh chừng rất nghiêm ngặt ngài vẫn không hề bối rối vua tịnh phạn cho dẫn đến cung điện của thái tử rất nhiều phụ nữ đẹp nhưng thái tử vẫn xem họ với đôi mắt bàng quan như là không thấy như là không nghe đúng là mắt thấy sắc nhưng trong tâm chẳng có gì tai nghe tiếng nhưng tâm chẳng hề biết hoặc là trong chẳng có thân tâm ngoài chẳng có thế giới thế rồi vị thiên thần ở cõi trời tịnh cư lại hiện ra bảo với thái tử rằng thái tử ngài ham vui ngũ dục thế gian mà quên đi lời phát nguyện trong đời trước hay sao ngài có còn nhớ lời nguyện trong kiếp trước không thái tử tất đạt đa trả lời tôi không quên nhưng nay tôi không biết phải làm sao để thực hiện lời nguyện ấy vị thiên thần ở cõi trời tịnh cư lại nói nếu ngài không quên lời nguyện và vẫn còn ý định xuất ra thì tôi sẽ giúp ngài thái tử nói thế thì rất hay thiên thần bảo sa nặc có nghĩa là yêu ba ly mà bây giờ chúng ta đang được đề cập đến hãy chuẩn bị ngựa rồi bảo thái tử và sa nặc ra sau vườn hoàng cung để trốn đi. Lúc ấy tứ thiên vương xuất hiện, mỗi vị đỡ lấy một chân ngựa, rồi nhấc bổng cả ngựa xe. Thái tử và yêu ba ly lên không trung và bay theo. Họ vượt qua mây trời và cưỡi sương mù đi xa hơn ba do tuần, rồi dừng lại trong núi tuyết. Thái tử tu tập ngay khi đến núi, như lời hứa của thiên thần ở đó đã có đủ lúa gạo và mè mỗi ngày thái tử dùng một hạt mè để sống rồi có ba người trong dòng họ của vua cha hai người thuộc dòng họ mẹ cùng đến để tu tập với ngài có ba người không chịu nổi cảnh cực khổ của đời tu nên bắt đầu hoài nghi tu tập khổ như thế này bao giờ mới thành phật được hãy về đi thôi Ba người này bỏ đi và đến vườn nai Lộc Giã Uyển để tu tập. Sau có một thiên nữ dâng cúng một bát sữa cho thái tử, vì thấy thân thể ngài chỉ còn da bọc xương, sau khi uống sữa, ngài thấy thân thể trở nên bình thường, nhưng hai người còn ở lại tu tập với ngài thấy vậy liền nghĩ rằng Trước đây thái tử chịu được khổ hạnh nhưng nay thì hết chịu nổi được rồi. Thái tử đã uống sữa, ông ta sẽ chẳng thanh tựu được điều gì. Lẽ ra thái tử đừng dùng thứ ấy, chúng ta hãy đi thôi thế nên những người thân cận thuộc dòng họ cha và dòng họ mẹ rời bỏ ngài ra đi chỉ còn yêu ba ly nên yêu ba ly nói rằng chính con đã cùng phật vượt thành xuất gia chính con đã ở cùng ngài trong vườn hoàng cung khi ngài lên ngựa ra khỏi thành tự mình thấy như lai sáu năm tinh cần khổ hạnh trong sáu năm ngài đã chịu đựng sự khổ hạnh chịu đựng những điều khó nhẫn chịu còn đích thân thấy như lai hàng phục các ma chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian đáng lẽ thái tử thành phật ngay khi còn ở trong núi tuyết nhưng ngài còn e ngại rằng chúng sinh đời sau sẽ hiểu lầm rằng để thành phật họ phải tu tập vô cùng khổ hạnh thế nên ngài không thiền định trong núi vắng nữa mà đi đến cây bồ đề ngài ngồi dưới cây này và thệ nguyện rằng sẽ không rời cây nếu chưa thành phật sau khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ đề 49 ngày, ma vương trong cõi lục dục thiên được báo mộng, ông ta mơ thấy có 32 hóa thân. Khi tỉnh dậy, ông ta suy ngẫm để tìm ra nguyên nhân đã dẫn đến giấc mơ, ông ta phát hiện ra có một vị Bồ Tát đang ngồi thiền dưới gốc Bồ đề và sắp thành Phật ông ta nghĩ điều này không thể nào xảy ra được ta phải tìm mọi cách phá hủy định lực của người này ông ta liền phái đi bốn ma nữ họ đều rất đẹp Ma quỷ là loài yêu quái, nhưng họ cũng không thích sự xấu xí, họ được phái đến để quấy rối định lực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sự biểu hiện 32 tướng biến hóa rất hấp dẫn, họ cố gắng quyến rũ cho được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, họ muốn Đức Phật cũng có những ý tưởng tham muốn tầm thường và xả bỏ định lực họ muốn kích động ham muốn của đức phật nhưng đức phật chẳng hề thích họ cũng như chẳng ghét họ dù ngài chẳng phải là rơm dạ hay gỗ đá như dân gian có câu người chẳng phải là gỗ đá sao nỡ vô tình nhưng đức phật đã vượt thắng nghiệm này và không hề bị chúng xoay chuyển ngài không bị dao động bởi ma lực của loài yêu nữ này ngài an trụ trong trạng thái như như bất động tâm ngài chẳng lay động mảy may ngài không hề khởi niệm ái dục gặp những cảnh này ngài chẳng khởi niệm vào lúc này, Đức Phật quán chiếu về sự bất tịnh, tương tự như chín đẻ mục đã nói ở trên kiểu tưởng quán. Ngài nghĩ rằng, ồ các người đến thử thách ta dù bây giờ các người rất đẹp nhưng rồi các người sẽ trở thành những bộ xương khô chín huyệt trên thân thể các người thường xuyên tiết ra những thứ bất tịnh mắt tiết ra ghèn tai tiết ra chất giấy mũi tiết ra nước nhầy miệng tiết ra đỏm rãi và là những thứ dơ giấy thêm vào đó thân còn tiết ra phân và nước tiểu các người lại càng bẩn thỉu hơn thêm vào đó còn có nhiều vi trùng trong mỗi lỗ chân lông trên cơ thể các người toàn thân ấy đều là chất hôi thối. Sự quán chiếu của ngài chuyển sang nhìn thấy bốn cô gái đẹp trở thành bốn bà phù thủy già nua. Họ nhìn nhau, thấy da của mỗi người nhăn nheo như chân gà và tóc họ bạc trắng như lông hạc. Mũi họ đang chảy nước nhờn và miệng đầy nước dãi, thân thể họ vô cùng tiểu tụy, họ nhìn nhau rồi bắt đầu kinh tởm, nhận ra rằng họ đã trở nên giả cỗi và chẳng còn cách nào lừa phỉnh được Đức Phật nữa, nên chúng bỏ đi. Khi ma vương thấy bốn ma nữ thất bại trở về, thì nó đích thân thống lĩnh ma con và ma cháu của nó đến để giết Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bất động, Ngài chẳng sợ, Ngài nhập vào vô tránh tam muội nếu tâm quý vị dao động ma liền hại quý vị còn nếu tâm quý vị bất động thì nó chẳng làm gì mình được còn có một ngoại đạo khác tên thân mục trộn chất độc trong thức ăn rồi đem dâng cho đức phật khi đức phật thấy thức ăn ngài nghĩ nguyện rằng như trong tâm ta chẳng có gì độc địa thì khi ăn thực phẩm này nó sẽ chẳng hại gì mình rồi ăn thực phẩm ấy. Các ngoại đạo khác ghen tức với Đức Phật. Trước khi Đức Phật đạt đến cảnh giới này, các giáo sĩ bà La Môn được xem là tối thượng, mọi người đều quy hướng về họ. Nhưng sau khi Đức Phật tu tập khổ hạnh 6 năm và thành chánh giác, thì các đệ tử của ngoại đạo đều quy hướng về Đức Phật, như Ca Diếp, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đều đã từng là đệ tử của các ngoại đạo bởi vậy nên thủ lĩnh của các nhóm ngoại đạo rất ghen tức họ cho voi điên uống rượu năm con voi điên như vậy thả ra để hại đức phật ai có ngờ rằng khi năm con voi dữ đến gần đức phật ngài xòe bàn tay ra và năm con sư tử hiện ra từ năm ngón tay của ngài năm con voi điên run sợ gần chết Đức Phật có năng lực hàng phục thiên ma và ngoại đạo thật là to lớn, ngài cũng đã hàng phục được ái dục, ái là điều khó hàng phục nhất, nó khiến cho con người sống như kẻ say và chết trong mộng mị, nếu quý vị không trừ bỏ được ái dục thì quý vị không thể nào trừ diệt được lậu hoặc, quý vị còn lậu hoặc vì mình còn tham ái, chúng sinh đều bị đắm chìm trong ái dục. Nghiệp nặng tình mê là chúng sinh, nghiệp dứt tình không là chư Phật. Chư Phật thành Phật là do các ngài đã dứt sạch ái dục. Chúng sinh mãi mãi làm chúng sinh vì nghiệp ái dục của họ quá sâu dày, không thể nào thoát khỏi vòng trói buộc của luân hồi sinh tử, khiến họ phải trôi lăn trong tam giới. Nếu không còn lậu hoặc thì biển khổ mênh mông quay đầu là bờ. Đó là sự thoát ly hẳn tham dục thế gian. Kinh văn thừa phật giáo giới như thị nãi trí tam thiên oai nghi bát vạn vi tế tánh nghiệp giá nghiệp tất giai thanh tịnh thân tâm tịch diệt thành a la hán việt dịch con nương vào giới luật do đức phật dạy nên ba ngàn oai nghi tám vạn tế hạnh cho đến tánh nghiệp giá nghiệp đều được thanh tịnh thân tâm con được vắng lặng thành bậc a la hán giảng giải con nương vào giới luật do đức phật dạy yêu ba ly đích thân theo đức phật từ khi ngài xuất gia chính yêu ba ly thấy đức phật tu khổ hạnh sáu năm trong núi tuyết chính yêu ba ly đã thấy đức phật ngồi dưới cây bồ đề và chứng ngộ khi nhìn thấy sao mai mọc Chính Yêu Ba Ly thấy được Đức Phật hàng phục thiên ma ngoại đạo cho đến khi thành tựu quả vị Phật. Ly đều chứng kiến những sự kiện ấy. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài bắt đầu giảng dạy giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài thấy Ly là người khéo chỉ giới đại nhất trong đại chúng. Từ vô lượng chư Phật trong quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở cõi ta bà và tu tập thành tựu đạo nghiệp, Uba-li cũng liền thị hiện đến thế giới này, thế nên Đức Phật dạy Uba-li hãy tập trung hành trì giới luật trong Phật Pháp. Nay tôi sẽ giảng giải về giới luật và các vị đều là Phật tử đang học Phật Pháp nên phải nghe cho kỹ. Đầu tiên là năm giới. Một không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu. Kế tiếp là tám giới, gồm năm giới đã nêu ở trước cùng với ba giới là 6 không trang sức thân thể mình bằng hương hoa dầu thơm, 7 không nằm ngồi giường cao rộng và không xem nghe ca nhạc. Nhờ không nằm ngồi trên giường cao rộng, quý vị sẽ trừ được tâm ngã mạn tự cao. 8 không ăn phi thời không ăn phi thời có nghĩa là không ăn sau giờ ngọ, không ăn sau giờ ngọ giúp cho quý vị chế ngự được lòng tham. Vì nếu quý vị muốn ăn lúc nào mình thích thì quý vị sẽ thích ăn mọi thời, cư sĩ cần nên giữ giới này. Sa di có 10 giới khác với giới của hàng cư sĩ tại gia, không phải là sau khi thọ năm giới xong là quý vị được xem như mình là người trong tăng đoàn, giữ tám giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Người thọ 10 giới trọng và 48 giới kinh của Bồ Tát giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Để được làm thành viên trong tăng đoàn, trước hết quý vị phải thọ 10 giới sa di, rồi 250 giới tỷ khiêu hoặc 348 giới tỷ khiêu ni, và thêm 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới. Chẳng phải ngày nay quý vị đang ở nước Mỹ mà muốn lập nên một cách thức khác, quý vị không thể lập nên một hệ thống giới điều khác rồi nói rằng, mọi người đều là thành viên của tăng đoàn tôi đã nghe nói rằng ngay cả bàn ghế cũng là thành viên của tăng đoàn ly tách chén đũa cũng là thành viên của tăng đoàn mọi thứ đều là tăng đoàn điều này thật là kỳ cục lạ kỳ không thể nói được trong trường hợp này thì toàn thể thế giới không có gì chẳng phải là tăng già, nếu toàn vũ trụ vạn vật đều là tăng già thế thì tại sao tăng già lại phải hòa hợp lại với nhau mà thành. Tôi thấy đây là chuyện chưa từng được nghe bao giờ, nó thực là chưa từng có. Chữ giới luật xuất phát từ chữ pratimoksa trong tiếng Sanskrit còn gọi là sila, nghĩa theo tiếng Hán là phòng phi chỉ ác chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Một hôm có vị yêu bà Tắc, lớn tuổi, hỏi một vị Bồ Tát trưởng lão, vốn là người đã xuất gia lâu năm rằng, làm sao để tu đạo? Vị trưởng lão trả lời, không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Vị yêu bà tác lớn tuổi nói rằng, tôi đâu có cần ngài giải thích như vậy, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết điều ấy rồi vị trưởng lão giải thích trẻ con lên ba có thể biết được điều ấy nhưng ông lão tám mươi thì không chịu làm việc này thời đại ngày nay một số người lập thành nhóm và tự gọi mình là tăng già quý vị hãy coi lại thử họ giữ được bao nhiêu giới nếu chẳng giữ giới đầy đủ trọn vẹn thì chẳng được gọi là tăng già nếu họ phản đối và nói rằng họ là khác và mới cải cách thế thì họ đừng nên gọi mình là đạo phật nếu họ vẫn không tôn trọng và vẫn bám chặt vào những giới luật lâu đời của đạo Phật, thế thì đạo Phật mà họ đang theo là như thế nào? Họ sẽ trả lời. Tân Phật giáo, thế thì hãy hỏi họ có cái gì mới trong đó? Chính Đức Phật có khả năng giảng dạy giáo pháp ở cõi trời, ở địa ngục, ngài có năng lực giáo hóa trong cõi người và đến cả long cung để thuyết pháp. Thế những người thuộc Tân Phật giáo này giảng pháp ở chỗ nào? Hãy hỏi họ như vậy họ sẽ trả lời rằng đó là chuyện hoang đường dĩ nhiên là chúng tôi không thể đến đó được các ông có thể tạo ra chuyện huyền thoại của riêng mình các ông cứ sống với chuyện hoang đường ấy nếu có người nào đó có được năng lực giống như bất kỳ một đệ tử nào của tôi đã khai ngũ nhãn trong hội chúng này thì họ vẫn không có quyền thay đổi nền tảng giáo lý phật pháp và họ vẫn không được tỏ ra là mình quá thông minh linh lợi họ có quyền gì mà sửa đổi Phật Pháp? Khi quý vị kinh doanh phải có vốn liếng, nếu quý vị muốn làm quan chức cao trong chính phủ, quý vị phải học hành đỗ đạt có bằng cấp. Nếu những người này muốn lập thành tân Phật giáo, nền tảng của họ là gì? Lời họ đối đáp sẽ là, chúng tôi dạy giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật, dạy lục độ 12 nhân duyên và tụng thần chú của chư Phật, chúng tôi đọc tụng các kinh điển của Phật hãy hỏi lại họ, nếu quý vị đọc kinh Phật và trì tụng thần chú của Phật thì có gì mới, đó thật là điều nghịch lý. Tôi mong rằng quý vị Phật tử ở Mỹ hãy nỗ lực phản ứng với những sai lầm này, nếu không sự suy tạn của đạo Pháp chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán rằng trong thời mạt Pháp, ma con và ma cháu sẽ đến thế giới này với lực lượng rất hùng hậu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng phục ma vương và thu nhiếp ngoại đạo, ma ba tuần đã biết việc này. Nó hỏi rằng, tôi biết là lúc này không làm được gì ngài, nhưng trong tương lai tôi sẽ phá hoại giáo Pháp của ngài. Đức Phật hỏi lại, làm sao mà ông làm được việc ấy? tôi sẽ cho con cháu tôi len vào trong tăng đoàn của ông, ăn uống như các ông, đắp y như các ông, và đại tiểu tiện phân và nước tiểu vào trong bình bát của các ông. Con cháu tôi sẽ phá hoại Phật Pháp từ chính trong tăng đoàn các ông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lâu đã thấy được những điều đang diễn ra ngày hôm nay. Họ đắp y như lai, họ dùng thực phẩm của như lai, nhưng trong đạo Phật họ không làm đúng như những gì Đức Phật đã làm. Ngài U Ba Li là vị giữ giới luật hàng đầu trong số các đệ tử của Đức Phật. Trong đạo Phật có những vị luật sư chuyên nghiêm trì giới luật, có những vị pháp sư chuyên giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư có hai nghĩa, một là những vị chuyên giảng pháp cho người khác và hai là người nhận giáo pháp làm thầy của mình, họ tham cứu kinh luận để tu tập. Còn có những vị thiền sư, họ chuyên tham thiền và tĩnh tọa khi đức phật thích ca mâu ni còn tại thế mọi chúng sinh đều nương vào đức phật như là bậc thầy dẫn đường khi đức phật nhập diệt ngài khuyên tỳ khiêu tỳ khiêu ni hãy nhận giới luật làm thầy thế nên điều quan trọng nhất đối với chư tăng ni là phải nghiêm trì giới luật luật sư như ngài yêu ba ly là vị đặc biệt tinh nghiêm giới luật ngài nói con nương vào giới luật do đức phật dạy nên ba ngàn oai nghi con số 3.000 oai nghi là do từ 250 giới của tỳ khiêu nhân với 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi thành 1.000 nhân với 3 nghiệp thân khẩu ý thành 3.000. Mỗi oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều có điểm đặc biệt của nó. Đi như gió, gió đây không phải là bão tố cuồng phong mà như hơi thở nhẹ như gió thu nên đi chậm rãi với phong cách vững chãi không nên đi vội vã như chạy về phía trước đứng như cây thông đứng thẳng mình như cây thông không nghiêng ngả hoặc dựa bên này bên kia ngồi như chuông ngồi như cái chuông lớn nặng được treo chắc chắn và không lay động nằm như cung nên nằm theo thế cát tường nằm nghiêng về phía bên phải tay phải đặt trên má phải và tay trái để xuôi theo chân trái 8 vạn tế hạnh, 8 vạn là con số tròn chỉ cho 8 vạn 4 ngàn tế hạnh. Số này là do 3.000 oai nghi của thân khẩu ý nhân với 7, thất giác ý thân 3 khẩu 4 thành 21.000 nhân với 4 tứ đẳng phần, tham sân si đẳng phần tức là 84.000. Yêu ba ly trình bày tiếp cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. Tánh nghiệp là chỉ cho bốn giới cấm căn bản sát đạo dâm và vọng ngữ bất kỳ hành vi nào thuộc trong bốn việc này đều là sai phạm và phạm giới luật ngay nếu có vị nào phạm vào một trong bốn giới này thì đều không còn cơ hội để sám hối nữa đó là nói dứt khoát như vậy còn nếu có người vi phạm một trong bốn giới này mà hết sức thành tâm sửa đổi thì họ vẫn có cơ hội giá nghiệp là chỉ cho những hành vi khiến dẫn mình đến việc phạm những giới cấm mà vốn mình suốt đời không được phạm chẳng hạn có người đã thọ năm giới nhưng thấy mình khó giữ được có ngày anh ta nghĩ rằng cũng chẳng mất gì nếu mình uống chút rượu tôi hiểu ý nghĩa của việc giữ các giới sát đạo dâm vọng nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu phạm vào giới uống rượu anh ta lý luận thế là anh ta đi ra ngoài và mua rượu uống anh ta trở về nhà với chai rượu trên tay nhưng lúc đó thấy ra rằng chẳng có gì để nhắm có gà chiên để đưa cay thì quá tuyệt anh ta nghĩ như vậy thì con gà từ bên nhà hàng xóm chạy qua sân nhà anh liếc nhìn ngang dọc thấy không có ai anh liền bắt trộm con gà như vậy là anh ta đã phạm giới ăn cắp rồi anh ta cắt cổ gà lại phạm thêm giới sát xanh mải mê trong ly rượu và thịt gà anh thấy người phụ nữ nhà bên đến gần tôi mất con gà anh ta nói anh có thấy nó chạy qua đây không tôi chẳng thấy anh lại phạm thêm giới nói dối nữa rồi liếc nhìn người phụ nữ dù cô ta không đẹp lắm nhưng cũng còn được lòng dục anh ta nổi dậy anh xâm phạm tiết hạnh cô ấy tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì phạm giới uống rượu đó là cách thức mà nghiệp được tạo ra đó cũng là lý do để nói rằng ăn thịt là phạm vào giới sát. Nếu quý vị không ăn thịt thì quý vị chẳng có liên quan gì đến lò mổ hay xúc vật. Điều này tương tự như việc cày xới đất đai. Những người nghiêm trì giới luật họ không bao giờ cày xới đất đai vì nếu làm thế sẽ khiến cho nhiều côn trùng bị chết. Đây là những ví dụ của sự tạo nghiệp yubali giải thích con nghiêm trì giới luật cho đến khi các nghiệp của mình được thanh tịnh thân tâm con được vắng lặng thành bậc a la hán khi đạt đến chỗ tuyệt đối thanh tịnh con chứng được thánh quả kinh văn ngã thị như lai chúng trung cương kỳ thân ấn ngã tâm chỉ giới tu thân chúng suy vô thượng việt dịch nay làm vị cương kỷ trong chúng hội của như lai chính đức phật ấn chứng cho con là người giữ giới tu thân được đại chúng suy cử là bậc nhất giảng giải nay làm vị cương kỳ trong chúng hội của Như Lai. Ngài là một bậc thượng tọa, Ngài là mẫu mực cho mọi người, là mô phạm trong giáo Pháp. Nhiều người phải học hỏi ở Ngài. Giới luật trong chúng là yêu ba ly đứng đầu trong việc nghiêm trì. Chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân. Thế tôn đích thân ấn chứng cho con giỏi trì giới. Con nghiêm trì giới luật và tu tập trong đó, con được đại chúng suy cử là bậc nhất, do đó trong đại chúng con được xem là người giữ giới bậc nhất. Kinh văn Phật vấn viên thông, ngã dĩ chấp thân, thân đắc tự tại, tứ đệ chấp tâm, tâm đắc thông đạt, nhiên hậu thân tâm, nhất thiết thông lợi, tư vi đệ nhất việt dịch nay đức phật hỏi về viên thông con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại đó là phương pháp tốt nhất giảng giải nay đức phật hỏi về viên thông đức phật muốn biết sự thành tựu đạo nghiệp của từng vị trong chúng hội con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại con giữ giới để tu dưỡng từ thân giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt khi con tu tập về thân đến mức độ không phạm những giới liên quan đến thân con giữ những giới trong tâm những giới luật liên quan đến thân là thuộc về công hạnh của hàng thanh văn còn những giới trong tâm là thuộc công hạnh của hàng hàng Bồ Tát, hàng Bồ Tát không phạm giới, dù những giới thuộc về tâm, sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại, thân tâm con rất là tự tại và an lạc, đó là phương pháp tốt nhất. Phương pháp giữ giới để tu tập thân tâm, theo ý kiến của con đó là thủ thắng nhất. Viên thông ý thức mục tiền liên kinh văn đại mục kiền liên tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã sơ ư lộ khất thực phùng ngộ yêu lâu tần loa già ra na đẻ tam ca diếp ba tuyên thuyết như lai nhân duyên thâm nghĩa ngã đốn phát tâm đắc đại thông đạt việt dịch đại mục kiền liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em ca diếp ba là yêu lâu tần loa, già ra, na đề. Họ giảng nói nghĩa lý thâm diệu của Pháp nhân duyên của Như Lai, con liền phát tâm được sự thông đạt sâu xa. Giảng giải đại mục kiền liên, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng, tên của mục kiền liên có nghĩa là Thái Thúc Thị, con cháu của dòng họ những người ăn rau đậu, ngài nói ban đầu con đi khất thực giữa đường gặp ba anh em ca diếp ba là yêu lâu tần loa già da na đè tên của yêu lâu tần loa có nghĩa là rừng cây papaya ông được đặt tên này là vì thân ông lớn nhanh như thân cây papaya già da gaya là tên một dãy núi na đè na đi là tên một dòng sông Ba anh em giảng nói nghĩa lý thâm diệu của Pháp nhân duyên của Như Lai. Họ bàn luận về giáo Pháp của Như Lai, đặc biệt là giáo lý nhân duyên sinh. Nhân duyên sở sanh Pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh vi giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý này con liền phát tâm được sự thông đạt sâu xa trước đó xá lợi phất đã được nghe bài kệ trên và đã được chứng ngộ đạt quả vị sơ quả a la hán ngài liền trở về báo tin cho mục kiền liên hôm nay tôi vừa gặp được các vị tỳ khiu đệ tử của đức phật họ có nói cho tôi một bài kệ khi xá lợi phất đọc lại bài kệ ấy, Mục Kiền Liên cũng chứng ngộ, cả hai đều đến chỗ Phật xin quy y và đảnh lễ thế tôn, cầu thỉnh Ngài làm bậc đạo sư của mình. Có vài kinh luận khác nói rằng Ngài xá lợi phất gặp tỳ khiêu mã thắng, vị này nói cho xá lợi phất bài kệ chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Bài kệ này đã khiến cho xá lợi Phất giác ngộ. Nói chung, xá lợi Phất đã nghe đệ tử Phật nói về lý nhân duyên và được giác ngộ cũng như mục kiển liên. Nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp dạy cho hàng Bồ Tát, giáo pháp dành cho hàng A-La-Hán, có nghĩa lý còn đơn giản. Thế nên nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp Đại Thừa. Kinh Văn như lai huệ ngã, ca sa trước thân, tu phát tự lạc, ngã du thập phương, đắc vô quái ngại, thần thông phát minh, suy vi vô thượng, thành A-la-hán. Việt dịch như Lai ban cho con y ca sa đắp trên thân, dâu tóc tự dụng, con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Giảng giải như Lai ban cho con y ca sa đắp trên thân, dâu tóc tự dụng. Khi con đến trụ xứ của Đức Phật, Ngài nói thiện Lai tỷ khiu, hãy để cho dâu tóc ông tự dụng và thân được đắp ca sa. Nhờ năng lực thần thông của Phật mà dâu tóc của Mục Kiến Liên sạch ngay sau lời tán thán của Thế Tôn. Vào thời đó, những ai quyết định xuất gia, họ liền thực hiện ngay tức khắc. Họ không dừng lại để tính toán suy nghĩ. Họ không giống như những người hôm nay vốn thường do dự, không dứt khoát khi quyết định khi dâu tóc của một kiến liên rơi rụng sạch sẽ rồi ngài liền có hình tướng của một vị tỳ khiêu ngài thuật lại con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại mục kiến liên là vị có thần thông bậc nhất sau khi Ngài xuất gia, Ngài thành tựu được năng lực thần thông, Ngài có thể đi khắp mười phương và thể hiện các tướng biến hóa như ý muốn. Năng lực thần thông của Ngài là không ngần mé, không có gì làm chứa ngại, có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Kinh Văn Ninh duy thế tôn, thập phương như lai, thán ngã thần lực, viên minh thanh tịnh, tự tại vô ý việc dịch không chỉ riêng thế tôn mà mười phương như lai đều tán thán năng lực thần thông của con được thanh tịnh viên mãn sáng suốt và không sợ hãi giảng giải không chỉ riêng thế tôn mà mười phương như lai đều tán thán năng lực thần thông của con không riêng chỉ thế tôn đức phật thích ca mâu ni khen tặng con chư phật như lai khắp mười phương cũng đều tán dương năng lực thần thông diệu dụng của con các ngài khen ngợi năng lực ấy là thanh tịnh viên mãn sáng suốt và không sợ hãi kinh văn phật vấn viên thông ngã dĩ tuyển trạng tâm quang phát tuyên như trừng trược lưu kiểu thành thanh oán tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng tâm thể sáng suốt được hiển bày như nước đục lắng trong lâu ngày thành trong suốt đó là phương pháp tốt nhất Giảng giải, Đức Phật hỏi về viên thông, nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, những người đang tu tập, họ đã vận dụng công phu theo phương pháp nào mà có được sự chứng ngộ, con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng, con công phu bằng cách quay trở về với tâm thể thanh tịnh sâu lắng, cho đến khi tâm thể sáng suốt được hiển bày, bản tâm con phát ra ánh sáng, như nước đục lắng trong, như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở nên lắng trong, lâu ngày thành trong suốt. Khi nước đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt, đó là phương pháp tốt nhất. Con tu tập theo phương pháp xoay ý niệm trở về lại với tánh như lai tạng sâu màu vi diệu, đó là phương pháp thủ thắng nhất. Viên thông bảy đại, viên thông hỏa đại, ô sô sắc ma, kinh văn ô sô sắc ma ư như lai tiền hợp trưởng đảnh lễ phật chi song túc nhi bạch phật ngôn ngã thường tiên ức cửu viễn kiếp tiền tánh đa tham dục hữu phật xuất thế danh viết không vương thuyết đa dâm nhân thành mãnh hỏa tụ giáo ngã biến quán bách hải tứ chi chư lãnh noãn khí việt dịch ô xô sắc ma đến trước phật chắp hai tay đảnh lễ sát chân phật rồi bạch rằng con thường nhớ trước đây trong nhiều kiếp xa xưa tánh con nhiều dâm dục có đức phật ra đời hiệu là không vương nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ ngài dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi giảng giải ô sô sắc ma là một vị thần kim cang hộ pháp ngài là một trong những vị mà trong kinh này thường gọi là kim cang mật tích có nghĩa là vị hộ pháp Lịch sử của các vị hộ pháp này như sau, vô lượng kiếp trong quá khứ có một vị chuyển luân thánh vương mà người vợ đầu của ông sinh được một nghìn người con. Vị chuyển luân thánh vương này là người thấm nhuần Phật Pháp, ông bắt các con của mình rút thăm và chúng phải tu hành thành Phật theo thứ tự số thăm mà họ đã rút được. Một ngàn vị Phật của kiếp này tức hiền kiếp chính là những người con trai của chuyển luân thánh vương ấy. Đức Phật câu na Na Hàm Mâu Ni thành vị Phật đầu tiên và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của tinh tú kiếp. Có tên gọi như vậy là vì đó là lúc mà chư Phật và Hiền Thánh xuất hiện ở thế gian. Người vợ khác của chuyển luân Thánh Vương có hai người con trai. Người anh phát nguyện rằng khi một nghìn người anh của mình đã thành Phật hết rồi, sẽ đi đến quốc độ của họ để cúng dường. Người em phát nguyện khi một nghìn người anh của mình đã thành Phật, sẽ đến để hộ trì cho họ. Người này chính là Kim Cang Lực Sĩ. Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Là vì Kim Cang Lực Sĩ là thần hộ pháp và thần hộ pháp thì không thể ngồi khi có sự hiện hữu của chư Phật, họ phải đứng, họ không được phép ngồi trong chúng hội của chư Phật, như loài ma không những họ không được phép ngồi mà thậm chí còn không được phép đứng, họ phải quỳ. Các vị hộ pháp phải quỳ khi nghe giảng pháp. Trong các pháp hội giảng kinh có rất nhiều loài ma quỷ đang quỷ quanh đây để nghe giảng kinh, nếu quý vị không thể thấy được chúng, đó là do quý vị không học được cách nói như tôi dành cho chúng. Quý vị có thể hỏi những vị đệ tử của tôi đã được khai ngũ nhãn, họ sẽ nói cho quý vị nghe. Ô Sô Sắc Ma đến trước Đức Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng, con thường nhớ trước đây trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục, người này có lòng dâm dục rất mạnh. Ông ta bị ám ảnh bởi phụ nữ Có lẽ ông ta bị di truyền tính này từ người cha của ông Là vị chuyển luân thánh vương có lòng dâm dục rất mạnh Lúc ấy, có Đức Phật ra đời hiệu là không vương, Ngài dạy Phật Pháp cho con, Ngài nói rằng, người đa dâm giống như đống lửa dữ, trong tương lai họ sẽ bị đọa vào địa ngục và bị thiêu đốt bởi lửa dữ. Đức Phật không vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? Vì nó đến từ lửa dục trong thân thể Thế nên Đức Phật Không Vương đã dạy ô sô sắc ma xoay trở lại tánh sáng suốt và nhìn vào tính lửa trong thân thể. Ô sô sắc ma đã thấy được lửa dục trong mình. Kinh Văn Thần quang nội ngưng, hóa đa dâm tâm, thành trí huệ hỏa, tùng thị chư Phật, giai hô triệu ngã, danh vi hỏa đầu. Việt dịch được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong, tâm đa dâm hóa thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Giảng giải, con quan sát tính lửa trong thân con, sau một thời gian con ghê tỏm nó, và được báo động về nó, con không còn thích những niệm tưởng dâm dục nữa, con dần dần xa lìa được chúng, khi nó đã không còn nữa thì con được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong, ô sô sắc ma phát ra tánh sáng suốt từ bên trong, tâm đa dâm hóa thành lửa trí huệ. Có sự chuyển hóa xảy ra từ tâm niệm ám ảnh bởi dâm dục, nó đã chuyển thành lửa trí huệ. Từ đó mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Chư Phật thường gọi ô sô sắc ma là hỏa đầu kim cang. Kinh văn ngã dĩ hỏa quang tam muội lực cố thành a la hán tâm phát đại nguyện chư phật thành đạo ngã vi lực sĩ thân phục ma oán việt dịch con dùng sức hỏa quang tam muội mà thành a la hán tâm phát nguyện lớn rằng khi chư phật thành đạo con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư phật hàng phục ma oán giảng giải con dùng sức hỏa quang tam muội mà thành a la hán tâm phát nguyện lớn rằng khi chư phật thành đạo con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật hàng phục ma oán. Khi một nghìn Đức Phật trong hiển kiếp đã thành tựu đạo nghiệp, con phát nguyện sẽ làm vị kim cang đại lực sĩ là đại hộ Pháp để uốn dẹp mọi tà ma ngoại đạo. Kinh Văn Phật Vấn Viên Thông, Ngã Dĩ Đẻ Quán thân tâm nãn xúc, vô ngại lưu thông, chư lậu ký tiêu, sanh đại bảo diệm, đăng vô thượng giác tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại khi các lậu hoặc đã tiêu trừ liền phát ra lửa đại trí hoại quý báu được bậc giác ngộ vô thượng đó là đệ nhất giảng giải đức phật hỏi các đệ tử về viên thông con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại khi các lậu hoặc đã tiêu trừ kết quả là hơi nóng trong thân đã chuyển thành lửa trí huệ và tự tánh trong tâm là vô ngại thông suốt nó đốt cháy sạch mọi lậu hoặc của con và liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu được bậc giác ngộ vô thượng đó là đệ nhất Viên thông địa đại chỉ địa Bồ Tát Kinh văn Chỉ địa Bồ Tát tức tòng tòa khởi Đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn Ngã niệm vãng tích phổ quang như lai Xuất hiện ư thế Ngã vi tỷ khiu thường ư nhất thiết Hiếu lộ tân khẩu, điển địa hiểm ải, hữu bất như pháp, phòng tổn sa mã, ngã giai bình điền, ngã tác kiểu lương, hoặc phụ sa thổ, việt dịch, trì địa bồ tát đến từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con nhớ vào kiếp trước khi đức phật phổ quang như lai ra đời con là tỳ khiêu thường ở những nơi đường xá bến đò đất đai hiểm trở eo hẹp không được an toàn đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa con đều san bằng con làm cầu hoặc đắp đất giảng giải trì địa bồ tát nên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con nhớ vào kiếp trước khi đức phật phổ quang như lai ra đời con là tỳ khiêu thường ở những nơi đường xá bến đò khi đức phật phổ quang như lai thị hiện trên đời con xuất gia làm vị tỳ khiêu thường phát tâm sửa sang những đoạn đường hiểm trở bến đò tân khẩu ở đây là chỉ cho các khúc sông cạn nơi mà các dòng suối chảy qua đường đi ngài chỉ địa bồ tát đến lấy cây gỗ ngăn dòng chảy lại để cho người dễ dàng qua lại ngài còn sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở eo hẹp không được an toàn có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu hoặc gồ ghề không đủ rộng và an toàn để đi qua được đây là những nơi cần sửa sang đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa con đèo san bằng con làm cầu hoặc đắp đất con san phẳng mặt đường nếu chỗ ấy bị lún và nhiều ổ gà con sẽ lấp bằng chúng nếu chỗ ấy gồ gà con sẽ san bằng chúng con làm cho mặt đường bằng phẳng kinh văn như thị cần khổ kinh vô lượng Phật xuất hiện ư thế, hoặc hữu chúng sanh, ư hoàn hội xứ, yếu nhân kinh vật, ngã tiên vi kinh, trí kỳ sở nghệ, phóng vật tức hành, bất thủ kỳ trực. Việc dịch con siêng năng khó nhọc như vậy trải qua vô số chư Phật ra đời, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ truyền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ, đến nơi đẻ đồ vật xuống, con điển đi ngay không nhận tiền công dàng dài con siêng năng khó nhọc như vậy trải qua vô số chư phật ra đời việc khó nhọc như vậy là chỉ cho các việc như gánh đất làm cầu đường chỉ địa bồ tát tiếp tục làm những công việc như vậy đời này sang đời khác hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật trước hết con mang giúp cho họ đến nơi để đồ vật xuống nếu có người bán rong dọc phố chợ cần người mang vác hàng hóa, con sẽ mang giúp cho họ, hoặc là mang trên lưng, hoặc đội trên đầu, hoặc sách trên tay. Khi mang đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuống, con liền đi ngay, không nhận tiền công, có nghĩa là chỉ địa Bồ Tát, không những chẳng đòi tiền công mang vác, mà còn từ khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng tu tập khổ hạnh mà chỉ địa Bồ Tát đã từng làm. Kinh văn tỳ xá phù phật hiện tại thế thời thế đa cơ hoang ngã vi phụ nhân vô vấn viễn cận duy thủ nhất tiền hoặc hữu gia nghiêu bị ư hãm nịch ngã hữu thần lực vi kỳ thôi luân, bạt kỳ khổ não. Việt dịch, khi đó, vào thời Đức Phật tỳ xá phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, con cõng giúp người không kể gần xa mà chỉ nhận một tiền, hoặc có xe trâu mắc phải xình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên giúp họ khỏi khổ não giảng giải khi đó vào thời đức phật tỳ xá phù ra đời thế gian phần nhiều đói kém người ta không có gì để ăn tỳ xá phù có nghĩa là biến nhất thiết tự tại khi nạn đói xảy ra mọi người đều di tản từng đoàn tìm cách ra khỏi vùng bị nạn đói đe dọa có người trên đường di cư quá yếu không thể đi nổi nên chỉ địa Bồ Tát phải cõng họ đi. Con cõng giúp người không kể gần xa mà chỉ nhận một tiền. Bất luận đó là đoạn đường ngắn hay dài, Ngài luôn luôn nhận một khoản tiền nhất định, chỉ một đồng tiền. Con không nhận nhiều hơn, hoặc có xe trâu mắc phải xình lầy. Con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp họ khỏi khổ não. Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt đường gây nên sình lầy rất dày khiến người xe khó đi, khi xe trâu cố đi qua nó sẽ bị mắc lầy. Chỉ Địa Bồ Tát nói rằng ngài sẽ dùng sức mạnh, năng lực tinh thần để đẩy giúp xe ra khỏi sình lầy thoát khỏi tình trạng khó xử. Kinh văn: Thời Quốc Đại Vương Diên Phật Thiết Trai, Ngã Ư Nhĩ Thời Bình Địa Đại Phật tỳ xá như lai ma đảnh vị ngã đương bình tâm địa tắc thế giới địa nhất thiết giai bình Việt dịch, lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức Phật, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua, tỳ xá phù như lai xoa đầu con, nói rằng nên bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều được an bình giảng giải lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường đức phật quốc vương là một phật tử thâm tín chư phật vua thỉnh đức phật đến để cúng dường lúc đó con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón phật đi qua trên đường đức phật sẽ đi qua con sửa sang lại cho bằng phẳng những nơi gồ gà tỳ xá phù như lai xoa đầu con nói rằng nên bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều được an bình khi tâm địa được an bình thì mọi đất đai trên thế giới tự nhiên sẽ đều bằng phẳng cả chỉ địa bồ tát đã làm việc như vậy một thời gian rất dài để san bằng mặt đất vốn là nền tảng để thực hiện mọi sự bình đẳng nhưng chỉ địa bồ tát đã làm bằng phẳng các hiện tượng bên ngoài trong khi cơ bản là trong tâm tâm tánh mình thì ngài chưa làm được nên đức phật tỷ xá phù dạy trì địa bồ tát hãy làm bình tâm địa của chính mình vì một khi bình được tâm địa của mình rồi thì các mặt đất trên thế gian đều được bằng phẳng cả tâm địa chính là bản tâm của mình kinh văn ngã tức tâm khai kiến thân vi trần giữ tạo thế giới sở hữu vi trần đẳng vô sai biệt vi trần tự tánh bất tương xúc ma nãi trí đao binh diệt vô sở xúc việt dịch tâm con liền được khai ngộ thấy vi trần nơi thân cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt tự tánh của vi trần không cọ sát nhau cho đến đao binh cũng không đụng chạm được gì giảng giải khi con nghe nên đức phật tỳ xá phù dạy về phương pháp này tâm con liền được khai ngộ con liền được giác ngộ thấy vi trần nơi thân cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt thân thể con vốn được tạo thành bởi vô số vi trần chẳng có gì khác hơn và nó cũng giống như các vi trần tạo nên các thứ khác trong thế giới tự tánh của vi trần không cọ sát nhau, chúng không xúc chạm lẫn nhau, cho đến đao binh cũng không đụng chạm được gì, ngay cả gươm đao cũng chẳng cắt đứt được chúng, thế nên nó chẳng làm hại gì được đến thân thể của mình, vì thân thể của mình cũng đều là rỗng không, con vốn chẳng có ngã tướng. Kinh văn Ngã ư pháp tánh, ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán, hồi tâm kim nhật bồ tát vị trung văn chư như lai tuyên diệu liên hoa phật chi kiến địa ngã tiên chứng minh nhi vi thượng thủ việt dịch con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn thành bậc a la hán nay hướng tâm thể nhập bồ tát đạo trong pháp hội nghe các đức như lai giảng bài chi kiến phật như diệu liên hoa con liền được chứng minh là vị thượng thủ giảng giải con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sai nhẫn thành bậc a la hán nay hướng tâm hồi tiểu hướng đại thể nhập bồ tát đạo trong pháp hội nghe các đức như lai giảng bày chi kiến phật như diệu điên hoa có nghĩa là diệu pháp đại định thủ lăng nghiêm con Điền được chứng minh là vị thượng thủ con được ấn chứng đã thể nhập được pháp môn này kinh văn phật vấn viên thông ngã vi đế quán thân giới nhị trần đẳng vô sai biệt bổn như lai tạng hư vọng phát trần trần tiêu chí viên thành vô thượng đạo tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con do quán sát kỹ về hai thứ trần nơi thân và thế giới đều không sai biệt vốn là tánh như lai tạng hư vọng phát ra trần tướng khi trần tướng tiêu sạch thì trí huệ được viên mãn thành đạo vô thượng đó là thứ nhất giảng giải đức phật hỏi về viên thông con do quán sát kỹ về hai thứ trần nơi thân và thế giới đều không sai biệt chẳng có gì sai khác giữa thân tâm và thế giới con quan sát thấy rằng tất cả đều vốn là tánh như lai tạng hư vọng phát ra trần tướng trần tướng phát sinh trong cái hư vọng khi trần tướng tiêu sạch thì trí huệ được viên mãn thành đạo vô thượng đó là phương pháp hay nhất viên thông thủy đại nguyệt quang đồng tử kinh văn nguyệt quang đồng tử tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã ước vãng tích hằng hà sa kiếp hữu phật xuất thế danh vi thủy thiên giáo chư Bồ tát tu tập thủy tinh nhập tam ma địa việt dịch nguyệt quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước có đức phật ra đời hiệu là thủy thiên dạy cho các hàng bồ tát tu pháp quán vẻ nước để nhập chánh định. Giảng giải, Nguyệt Quang Đồng Tử nhập đạo khi còn tuổi thiếu niên, Ngài xuất gia khi còn nhỏ tuổi, tuy nhiên bây giờ khi Ngài trình bày về viên thông thì Ngài không còn là một đồng tử nữa mà là một vị trưởng lão trong hàng Bồ Tát. Đại chúng gọi người là đồng tử vì Ngài nhập đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn thanh tịnh ngài nguyệt quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước có đức phật ra đời hiệu là thủy thiên dạy cho các hàng bồ tát tu pháp quán về nước để nhập tránh định ngài tu tập tránh định bằng cách quán tưởng về nước kinh văn Quán ư thân trung, thủy tánh vô đoạt, sơ tòng thế thoá, như thị cùng tận, tân dịch tinh huyết, đại tiểu tiện lợi, thân trung tuyển phục, thủy tính nhất đồng, kiến tùy thân trung, giữ thế giới ngoại, phù tràng vương sát, chư hương thủy hải, đẳng vô sai biệt. Việt dịch Quan sát trong thân tính nước không xâm đoạt lẫn nhau ban đầu từ nước mũi nước dãi cho đến các thứ tân dịch tinh huyết đại tiện nước tiểu châu lưu trong thân đều cùng một thể tính còn quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thủy trong quốc độ của phù tràng vương đều không sai biệt giảng giải quán sát trong thân tính nước không xâm đoạt lẫn nhau nó không xung đột lẫn nhau ban đầu từ nước mũi nước dãi cho đến quán sát chi tiết các thứ tân dịch tinh huyết đại tiện nước tiểu châu lưu trong thân đều cùng một thể tính nó chảy luân lưu khắp cơ thể bắt đầu và kết thúc liên tục như chúng luân lưu suốt khắp các bộ phận bản tính của nước là cùng một thể còn quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thủy trong quốc độ của phù tràng vương đều không sai biệt quốc độ của phù tràng vương là chỉ cho nền tảng của núi tu di tất cả các thứ nước đều có thể tính giống nhau chẳng có gì khác biệt giữa chúng kinh văn ngã ư thị thời sơ thành thử quán đãn kiến kỳ thủy vị đắc vô thân việc dịch lúc ấy ban đầu con mới thành tựu được phép quán này chỉ thấy được nước chưa đạt được chỗ không thấy có thân giảng giải lúc ấy ban đầu con mới thành tựu được phép quán này chỉ thấy được nước tất cả các thứ nước trong thân con đều hợp nhất thành một và nước trong thân cùng nước ngoài thế giới cũng hòa thành một nhưng con chưa đạt được chỗ không thấy có thân con vẫn thấy mình còn có thân con chưa chứng được cảnh giới thấy mình chẳng có thân kinh văn đương vị tỳ khiêu thất trung an thiền ngã hữu đệ tử khuy xong quan thất duy kiến thanh thủy biến tại ốc trung liễu vô sở kiến việt dịch lúc ấy con là vị tỳ khiêu đang ngồi thiền trong thất có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng chỉ tỏa nước trong chứ không thấy gì khác Giảng giải lúc ấy con là vị tỳ khiêu đang ngồi thiền trong thất con đang ngồi tọa thiền trong thất quán tưởng về nước có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng chỉ tòa nước trong chứ không thấy gì khác chú đệ tử chuyên quét sân lau nhà nấu ăn hộ thất cho vị tỳ khiêu ngày nọ chú nhìn vào trong thất nhưng chẳng thấy gì ngoài nước đang tràn ngập cả căn phòng ngoài nước ra chẳng thấy gì khác kinh văn. Đồng tử vô tri thủ nhất ngõ lịch đầu ư thủy nội khích thủy tác thanh cố miến nhi khứ ngã xuất định hậu đốn giác tâm thống như xá lợi phất tao vi hại quỷ việt dịch đồng tử không biết lấy miếng ngói ném vào trong nước rơi xuống nước phát ra tiếng chú nhìn quanh rồi bỏ đi sau khi con xuất định mới thấy đau tim như xá lợi phất bị quỷ vi hại đánh giảng giải đồng tử không biết lấy miếng ngói ném vào trong nước chú đệ tử còn nhỏ tuổi và chưa hiểu biết gì nhiều chú lấy viên gạch ném vào trong phòng đầy nước rơi xuống nước phát ra tiếng chú nhìn quanh rồi bỏ đi chú đứng đó nhìn quanh một lát và tự hỏi thầy mình ngồi thành trong phòng tại sao trong phòng ngập đầy nước rồi chú ném viên gạch vào trong nước nhìn quanh rồi bỏ đi sau khi con xuất định mới thấy đau tim như xá lợi phất bị quỷ vi hại đánh nguyệt quang đồng tử nhớ đến lúc xá lợi phất đang nhập định có hai con quỷ từ trên không đi đến một con tên là vi hại một con tên là phục hại quỷ vi hại nói với quỷ phục hại nếu ta đánh vào đầu vị sa môn đó thì sao nhỉ người đang ngồi thiền đó Quỷ phục hại nói, đừng, không nên đánh một vị sa môn, tốt nhất là không nên quấy rối người đang tu đạo. Sau khi quỷ phục hại đi rồi, quỷ vi hại không nghe lời khuyên, nó lấy khúc cây đánh vào đầu xá lợi phất. Khi xá lợi phất xuất định, ngài nghĩ rằng, mình đã chứng quả A-la-hán, mình chẳng còn bệnh, tại sao đầu đau như thế này? Rồi ngài đến thưa hỏi Đức Phật chuyện ấy. Đức Phật bảo, Ông vừa bị quỷ vi hại đánh vào đầu, quả báo là nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, tức địa ngục A Tỳ, sức lực của nó rất mạnh có thể khiến cho núi tu di vỡ đôi, rất may nhờ ông có định lực, nếu không ông đã bị nát thành bụi. Đó là lý do Xá Lợi Phất bị nhức đầu bây giờ chú đệ tử của nguyệt quang đồng tử ném viên ngói vào trong nước do ông quán tưởng khi nhập định và khi ông xuất định tim ông thấy bị đau kinh văn ngã tự tư duy kim ngã dĩ đắc a à la hán đạo kiểu ly bệnh duyên vân hà kim nhật hốt xanh tâm thống tương vô thoái thất việt dịch con tự nghĩ nay con đã thành bậc a la hán đã lâu không còn bệnh duyên tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim phải chăng đã bị thối thất giảng giải bồ tát nguyệt quang tự nghĩ nay con đã thành bậc a la hán đã lâu không còn bệnh duyên con không mắc bệnh thế tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim phải chăng đã bị thối thất có phải con đã mất quả vị A-la-hán mà con đã chứng được, có phải con đã lui sụt sự phát tâm từ ban đầu? Kinh Văn Nhĩ thời đồng tử thiệp lai ngã tiền thuyết như thượng sự Ngã tắc cáo ngôn, nhữ cánh kiến thủy khả tức khai môn, nhập thử thủy trung trừ khứ ngõ lịch đồng tử phụng giáo hậu nhập định thời hoàn phục kiến thủy ngoã lịch uyển nhiên khai môn trừ xuất ngã hậu xuất định thân chất như sơ việt dịch lúc bấy giờ chú đệ tử đi đến kể lại những việc như trước con bảo chú rằng về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa vào trong nước lấy viên ngói ra chú đệ tử theo lời con dặn khi con nhập định chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng chú mở cửa vào lấy viên ngói đi sau khi con xuất định thân thể bình thường như trước giảng giải lúc bấy giờ chú đệ tử đi đến kể lại những việc như trước con bảo chú rằng về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa vào trong nước lấy viên ngói ra chú đệ tử theo lời con dặn khi con nhập định chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng khi bồ tát nguyệt quang nhập định chú đệ tử lại thấy trong nước có viên ngói rõ ràng chú mở cửa vào lấy viên ngói đi chú đi vào phòng và nhặt viên ngói ra sau khi con xuất định thân thể bình thường như trước tim con không còn thấy đau nữa kinh văn phùng vô lượng phật như thị trí ư sơn hải tự tại thông vương như lai phương đắc vong thân giữ thập phương giới chư hương thủy hải tánh hợp chân không vô nhị vô biệt kim ư như lai đắc đồng chân danh dự bồ tát hội Việt dịch con đã gặp được vô lượng chư Phật cho đến khi gặp Đức Sơn Hải tự tại thông vương như lai, con mới chứng được không thân, cùng với thẻ tánh của nước biển hương thủy trong mười phương cùng thẻ nhập với chân không, chẳng hai chẳng khác. Nay ở trong pháp hội của như lai, con được danh hiệu là đồng chân, được dự vào chúng hội của hàng Bồ Tát giảng giải con đã gặp được vô lượng chư phật cho đến khi gặp đức sơn hải tự tại thông vương như lai con tu tập theo pháp quán nước như vậy, trải qua vô số vô lượng chư Phật như Lai, cho đến khi Đức Phật Sơn Hải tự tại thông vương như Lai thị hiện ra đời, con mới chứng được không thân. Đến mức độ trong định khi quán tưởng về nước, con thấy nước ở bên ngoài và nước trong thân con là đồng một thể và thân con biến mất, cùng với thể tánh của nước biển hương thủy trong mười phương, cùng thể nhập với chân không, chẳng hai chẳng khác. Khi Bồ Tát Nguyệt Quang thành tựu đại định do thủy quán, Ngài thấy thẻ tánh mình đồng nhất với thẻ tánh của nước. Nay ở trong pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là Đồng Chân, được dự vào chúng hội của hàng Bồ Tát. Nay đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con công nhận là Đồng Chân Nhập Đạo và được dự vào trong chúng hội của hàng Bồ Tát. Kinh Văn phật vấn viên thông ngã dĩ thủy tánh nhất vị lưu thông đắc vô sanh nhẫn viên mãn bồ đề tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con do quán tánh nước lưu thông thuần một vị nên chứng được vô sinh nhẫn viên mãn đạo quả bồ đề đây là phương pháp thứ nhất giảng giải nay đức phật hỏi các đệ tử về phương pháp tu tập để đạt viên thông mà họ đã được thành tựu con do quán tánh nước lưu thông thuần một vị con dùng pháp quán tánh nước về thể tánh của nước nhận ra tánh nước chỉ thuần một vị châu lưu khắp mọi nơi nên chứng được vô sinh nhẫn viên mãn đạo quả bồ đề đây là phương pháp thứ nhất theo ý kiến của con quán nước là phương pháp thủ thắng nhất viên thông phong đại lưu ly quang pháp vương tử kinh văn lưu ly quang pháp vương tử tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã ức vãng tích kinh hằng xa kiếp hữu phật xuất thế danh vô lượng thanh khai thị bồ tát bổn giác diệu minh quán thử thế giới cập chúng sanh thân giai thị vọng duyên phong lực sở chuyển việt dịch lưu ly quang pháp vương tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con nhớ hàng hà xa kiếp trước có đức phật ra đời hiệu là vô lượng thanh ngài khai thị cho hàng bồ tát tính bản giác diệu minh ngài dạy quán sát thế giới này và thân chúng sinh đều là do sức lay động của nhân duyên hư vọng mà ra giảng giải lưu ly quang pháp vương tử lưu ly là ngọc quý màu xanh pháp vương tử là danh hiệu để gọi hàng bồ tát ngài lên từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: "Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh, Đức Phật hiệu Vô Lượng Thanh, ngài khai thị cho hàng Bồ Tát tính bản giác diệu minh, ngài dạy quan sát thế giới này và thân chúng sinh đều là do sức lay động của nhân duyên hư vọng mà ra. Lưu ly quang pháp vương tử thành tựu đạo quả nhờ vào phong đại." Kinh văn ngã ư nhĩ thời quán giới an lập quán thế động thời quán thân động chỉ quán tâm động niệm chư động vô nhị đẳng vô sai biệt việt dịch lúc ấy con quán sự an lập của thế giới quán sự thiên lưu của thời gian quán thân khi động khi yên quán tâm khi khởi khi diệt thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau vốn không sai biệt giảng giải lúc ấy con quán sự an lập của thế giới có nghĩa là các hiện tượng trong thế giới các thế giới hạ được hình thành như thế nào con quán sự thiên lưu của thời gian con quán sát các thời quá khứ hiện đại và tương lai con quán thân khi động khi yên quán tâm khi khởi khi diệt ngay khi niệm tưởng vừa sinh khởi trong tâm chúng ta đã tạo nên lực lay động của gió ngay trong tâm một khi có sức lay động của gió trong tâm thì liền có nhiều loại gió bên ngoài xanh khởi thấy các tính động ấy đều bình đẳng như nhau thể tính và tướng trạng của các thứ lay động ấy đều vốn không sai biệt kinh văn ngã thời liễu giác thử quần động tánh lai vô sở tòng khứ vô sở trí thập phương vi trần điên đảo chúng sanh đồng nhất hư vọng việt dịch bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy đến không do đâu đi chẳng về đâu mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng một tính hư vọng giảng giải bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy đến không do đâu đi chẳng về đâu lúc ấy con đã giác ngộ rõ ràng thể tính của sự lay động ấy mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng một tính hư vọng chúng đều là hư vọng chúng được tạo ra từ một tính hư vọng như nhau kinh văn như thị nãi trí, tam thiên đại thiên, nhất thế giới nội, sở hữu chúng sanh, như nhất khí chung trừ bách vạn nhuế, thu thu lạc minh, ư phân thốn trung, cổ phát cuồng não, phùng phật vị kỳ, đắc vô sanh nhẫn việt dịch như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên cũng như hàng trăm loài mũi mỏng có trong đổ chứa kêu vo ve ẩm ý ở trong gang tấc ồn ào rối rít con gặp phật chưa bao lâu liền được vô sinh pháp nhẫn giảng giải như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên. Cứ như vậy, từ một thế giới cho đến một tiểu thiên thế giới, cho đến một nghìn tiểu thiên thế giới, có nghĩa là một trung thiên thế giới, và cứ như thế cho đến một đại thiên thế giới, suốt tất cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mỏng có trong đồ chứa, kêu vo ve ẩm ý. Chúng sinh trong các cõi ấy cũng giống như vô số mũi mỏng bị nhốt trong cái hũ, mỗi con mũi trong ấy kêu vo ve loạn xạ. Chúng bị nhốt trong gang tấc ồn ào rối rít trong mỗi không gian rất nhỏ, chúng kêu la rối rít, con quan sát theo cách này và chẳng bao lâu sau khi con gặp Phật liền được vô sinh pháp nhẫn. Kinh văn nhĩ thời tâm khai nãi kiến đông phương bất động phật quốc vì pháp vương tử sự thập phương phật thân tâm phát quang đỗng triệt vô ngại việt dịch bấy giờ tâm con khai ngộ mới thấy được cõi phật bất động ở phương đông con thành vị pháp vương tử thừa sự mười phương phật thâm tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại giảng giải bấy giờ tâm con khai ngộ mới thấy được cõi Phật bất động ở phương Đông, con tập trung công phu tu tập theo phương pháp này một thời gian rất lâu, không để cho một niệm hư vọng xen vào. Cuối cùng con được giác ngộ, tâm con khai mở và con có thể thấy được Đức Phật bất động dược sư như lai ở phương Đông. Ngài còn được gọi là bất động Phật và kim cang Phật còn thành vị Pháp vương tử ở quốc độ ấy, và con thừa sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại, con tiếp tục công phu tu tập, cho đến khi tâm con phát sáng và thân cũng phát sáng, nó xuyên suốt lẫn nhau và hoàn toàn không ngăn ngại. Kinh văn Phật vấn viên thông, ngã dĩ quán sát, phong lực vô y, ngộ bồ đề tâm, nhập tam ma địa, hợp thập phương Phật, chuyển nhất diệu tâm, tư vi đệ nhất. Việt dịch, Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát sức lay động của gió, vốn không nương vào đâu, nên ngộ ra tâm bồ đề, thể nhập vào chánh định, hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã chuyển dạy, đó là phương pháp tốt nhất giảng giải đức phật hỏi về viên thông con do quan sát sức lay động của gió vốn không nương vào đâu có nghĩa là gió vốn không có tự thể riêng của nó không có tự tánh từ đó nên con ngộ ra tâm bồ đề thể nhập vào chánh định hợp với diệu tâm của chư phật trong mười phương đã truyền dạy con nhận được pháp môn truyền tâm ấn của chư phật đó là phương pháp tốt nhất pháp môn quan sát tính bất động của gió là phương pháp hay nhất con nghĩ như vậy con đã thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu phong đại viên thông không đại hư không tạng bồ tát kinh văn hư không tạng bồ tát tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn ngã giữ như lai định quang phật sở đắc vô biên thân việt dịch hư không tạng bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con cùng đức như lai chứng được vô biên thân nơi đức phật định quang giảng giải hư không tạng bồ tát thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu không đại là một trong bảy đại đã nói đến trước đây. Bây giờ ngài hư không tạng Bồ Tát thuật lại phương pháp quán chiếu về không đại. Hư không tạng Bồ Tát đến từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức Phật định quang. Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật thích Ca Mâu Ni hư không tạng bồ tát là chỉ cho thân thể giống như hư không vô biên không ngần mé Đức Phật định quang là chỉ cho nhiên đăng Phật khi Đức Phật thích ca mâu ni tu hành vào đại a tăng kỳ kiếp thứ hai ngài được Đức Phật nhiên đăng thọ ký sẽ thành Phật kinh văn nhĩ thời thủ chấp tứ đại bảo châu chiếu minh thập phương vi trần Phật sát hóa thành hư không. Việt dịch, lúc ấy tay con cầm bốn hạt châu lớn chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như vi trần và biến các cõi nước ấy thành hư không. Giảng giải, lúc ấy là khi hư không tạng Bồ Tát đã chứng được vô biên thân, con cầm, ngài có trong tay bốn hạt châu lớn chiếu sáng khắp mười phương cõi Phật nhiều như vi trần và biến các cõi nước ấy thành hư không. Việc này diễn ra trong vô lượng cõi nước của chư Phật nhiều như vi trần. Kinh văn Hiểu ư tự tâm hiện đại viên kính Nội phóng thập trùng, vi diệu bảo quang, lưu quán thập phương, tận hư không tế. Việt dịch, lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong đó phóng ra 10 loại hào quang báu vi diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp 10 phương. Giảng giải hư không tạng Bồ Tát từ trong chân tâm thường trú hiện ra đại viên kính trí, kính này biểu tượng cho đại trí huệ, khi thức thứ 8 được chuyển thành thanh tịnh thì nó trở thành đại viên kính trí. Trong đó, phóng ra 10 loại hào quang báu vi diệu đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười phương, ánh sáng hào quang rất rực rỡ, chiếu khắp cùng tận hư không ở mười phương. Kinh Văn Chư tràng vương sát, lai nhập kính nội, thiệp nhập ngã thân, thân đồng hư không, bất tương phương ngại. Việt Dịch Các cõi nước phù tràng vương, đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân con, thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau giảng giải các cõi nước phù tràng vương có nghĩa là các phật độ đều hiện ra trong kính này và nhập vào thân con hư không tạng bồ tát đều gom vào trong kính tất cả các quốc độ của chư phật trong cùng tận hư không khắp mười pháp giới khi các quốc độ ấy hiện ra trong gương chúng liền nhập vào thân ngài thân con đồng như hư không không phương ngại lẫn nhau thân của ngài hư không tạo bồ tát tự nó là hư không hư không chính là thân ngài tuyệt đối chẳng có gì khác biệt nhau giữa thân ngài và hư không kinh văn thân năng thiện nhập vi trần quốc độ quảng hành Phật sự đắc đại tùy thuận Việt dịch thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi trần, làm nhiều Phật sự, được sự tùy thuận giảng dài hư không tạng bồ tát nhận ra rằng thân mình chính là hư không do vậy chẳng có gì ranh giới để phân biệt giữa hai thực thể ấy và cũng chẳng có gì phương ngại giữa chúng chúng dung thông nhau từ ý nghĩa đó thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi trần làm nhiều phật sự được sự tùy thuận thần của ngài hư không tạng bồ tát rộng khắp nhiều quốc độ ngài sẽ làm gì khi ngài có thể đi đến khắp các cõi nước như vậy ngài phụng sự các đức phật ngài làm việc ấy như thế nào ngài chuyển các việc làm ở thế gian thành phật sự ngài có được sự tùy thuận có nghĩa là ngài đạt được năng lực lớn nhất để tùy thuận hòa hiệp với chúng sinh kinh văn thử đại thần lực do ngã đế quán tứ đại vô y vọng tưởng sinh diệt ư không vô nhị phật quốc bổn đồng ư đồng phát minh đắc vô sanh nhẫn việc dịch có được thần lực lớn này là do con quán chiếu rõ ràng thấy tứ đại không nương vào đâu do vọng tưởng mà có sanh diệt hư không vốn chẳng phải hai quốc độ phật vốn đồng nhau do thấy được thẻ tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn giảng giải có được thần lực lớn này năng lực tùy thuận tất cả chúng sinh là do con quán chiếu rõ ràng thấy tứ đại không nương vào đâu con chiêm nghiệm và quán chiếu thật chi tiết về bốn đại đất nước lửa gió đều không có tự thể chúng chẳng y cứ vào một cái gì cả con nhận ra rằng do vọng tưởng mà có sanh diệt hư không vốn chẳng phải hai do hư vọng mà khởi dậy có phân biệt sinh tử con quán chiếu thấy được rằng thân thể con vốn chẳng khác biệt với hư không ngay cả các quốc độ phật cũng đồng nhau đồng có nghĩa là các cõi nước của chư phật vốn cũng là không chính bồ tát hư không tạm nhận ra các pháp đều vốn là không ngài xoay chuyển các pháp đều quy vẻ hư không gồm cả những nơi là cõi nước của chư phật và cả những nơi chẳng phải là cõi nước của chư phật do thấy được thẻ tính đồng mà được vô sinh pháp nhẫn con nhận ra tính không này và điều thực chứng ấy đã khiến cho con đạt được vô sinh pháp nhẫn kinh văn Phật vấn viên thông, ngã dĩ quán sát, hư không vô biên, nhập tam ma địa, diệu lực viên minh, tư vi đại nhất. Việt dịch, Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán chiếu hư không vốn không ngẩn mé, nên được thẻ nhập vào chánh định, có được diệu lực viên minh, đây là phương pháp tốt nhất. Giảng giải, Đức Phật hỏi về viên thông, con do dùng năng lực quán chiếu hư không vốn không ngần mé, vì hư không chẳng có danh giới nên thấy thân thể con cũng trở nên không có danh giới. Từ sự quán chiếu về hư không mà con nhập được vào tránh định, hư không định và con chứng được diệu lực viên minh, hư không định này vô cùng vi diệu, năng lực của định này hoàn toàn viên mãn và sáng suốt, đây là phương pháp tốt nhất, do vậy nên đối với con Bồ Tát hư không tạ như con đã từng tu tập, thấy đây là phương pháp thủ thắng nhất. Viên thông thức đại Di Lặc Bồ Tát Kinh văn Di Lặc Bồ Tát tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã ức vãng tích. Kinh vi trần kiếp, hữu Phật xuất thế, danh nhật nguyệt đăng minh, ngã tòng bỉ phật nhi đắc xuất gia tâm trọng thế gian hảo du tổng tính việt dịch di lạc bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân phật rồi bạch phật rằng con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần có đức phật ra đời hiệu là nhật nguyệt đăng minh con theo phật xuất gia nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian thích giao du với hàng quyền quý giảng giải di lặc bồ tát còn gọi là a giật đa di lặc là họ của gia đình còn a giật đa là tên của ngài di lặc có nghĩa là tử thị A à giật đa, hán dịch là vô năng thắng. Chắc quý vị đã từng thấy hình ảnh vị tăng to béo mập mạp trong chai đường của các ngôi chùa. Di lạc chính là vị ấy. Có lẽ là vị Bồ Tát này thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như vậy. Ngài cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của Ngài không thô tháo. Đúng hơn, Ngài luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên mặt. Ngài rất thích chơi với trẻ con và đáp lại trẻ con cũng rất thích chơi với Ngài. Khi nào quanh ngài cũng có nhiều trẻ con vây quanh, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hóa chúng sinh ở cõi này nữa thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời để tiếp tục việc giáo hóa chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là Hồng Dương Phật, khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật điều này có nghĩa là khi đức phật di lặc thị hiện ra đời thì máu của chúng sinh sẽ là màu trắng không còn là màu đỏ như thời trước nữa loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hóa của hồng dương phật khi nào đức phật di lặc mới thị hiện ra đời nghe thật là lâu xa khi quý vị được kể ra nhưng thực sự là chẳng xa chút nào vì theo cái nhìn của một vị Bồ Tát thì đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi Ngài ra đời là bao lâu? Như hiện nay, mạng sống của con người vào khoảng chừng 60 năm, cứ 100 năm mạng sống của con người giảm xuống một tuổi và chiều cao trung bình giảm đi một inch. Giảm như vậy cho đến khi mạng sống của con người còn lại chừng 30 tuổi thì sẽ có một cơn dịch bệnh con người sẽ chết rất nhanh vì bệnh tật, đến mức họ chết một giờ ngay sau khi mắc bệnh. Người ta có thể gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như những người khác, chừng 50% số dân còn lại kháng cự được với bệnh tật. Khi mạng sống của những người này còn lại 25 tuổi thì sẽ có một cơn thiên tai khác, tại sao những người này phải chết? vì thời ấy tinh thần của những người này quá suy đồi, có quá nhiều người ác, thế nên trời đất phải trừ diệt những người căn tính thô bạo này, họ sẽ chịu không nổi và phải đổi lấy một thân thể tốt hơn. Thế nên trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% số người phải chết. Khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một trận hỏa tai không chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những chúng sinh ở cõi trời thiền thứ nhất, sơ thiền thiên, cũng bị thiêu rụi. Hỏa tai tận sơ thiền, các biển cả trên thế gian đều khô kiệt, không biết bao nhiêu người bị chết trong lửa. Tuy vậy, cũng có người thoát được kiếp thiêu, khi mạng sống trung bình của con người còn lại chừng 20 tuổi sẽ có nạn thủy tai. Thủy tai tận nhị thiền, khi mạng sống trung bình của con người còn sống sót giảm xuống dưới 20 tuổi, sẽ có nạn phong tai, nó sẽ thổi đến cõi trời thiền thứ ba, phong tai tận tam thiền. Nên Kinh nói rằng trong cõi trời lục dục thiên có năm dấu hiệu báo trước tai họa, trước hết ở cõi trời thiền thứ ba sẽ có phong tai. Dù ai có công phu tu tập đạt đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng không bằng vãng sanh về cõi Tây phương Tịnh độ cõi lục dục thiên như chúng ta đã nghe giảng từ trước đó là cõi trời tứ thiên vương đao lợi thiên tu dạng ma thiên đâu xuất thiên hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên chúng sinh trong các cõi trời này phải chịu năm tướng suy hoa trên đầu khô héo chư thiên ở cõi trời thường có vòng hoa trên đầu vòng hoa này không do họ làm ra mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho thân tướng của họ nhưng khi một chúng sinh ở cõi trời gần mạng chung thì điều gì sẽ xảy ra và sẽ rụng xuống trước khi một chúng sinh ở cõi trời chấm dứt thọ mạng thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi y phục dơ bẩn Áo quần của Chư Thiên nam nữ trên cõi trời không phải giặt như áo quần của loài người ở thế gian, áo quần của Chư Thiên sẽ không bao giờ bị dơ bẩn mãi cho đến khi có năm tướng suy hiện ra, đây là kết quả của quả báo, sự dơ bẩn trên áo quần của họ là có từ nghiệp chướng, tại sao mọi người có mùi rất nặng khi họ sắp chết, người khác lại có mùi nặng khi chết, đó cũng là nghiệp báo nách đổ mồ hôi chư thiên không đổ mồ hôi như loài người họ không có mồ hôi ngoại trừ khi họ sắp mạng chung toàn thân hôi thối bình thường chư thiên thường toát ra mùi hương từ thân họ tuy nhiên khi sắp mạng chung thì có mùi rất khó chịu thông thường họ chẳng phải xông ướp thân thể bằng các thứ hương hoa vì thân họ vốn tự nhiên đã có mùi hương không ngồi được lâu. Họ không ngồi được lâu như thường ngày, họ bồn chồn đứng dậy, rồi ngồi xuống, như thể họ điên dại. Giữa cơn xáo động này họ rất bối rối và chẳng bao lâu nữa là họ qua đời, họ lại đầu thai xuống cõi trần. Khi ba thảm họa, tam tai này xảy ra, mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi. Lúc đó, chiều cao trung bình của con người sẽ bằng như con chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì loài bò heo ngựa, họ ham muốn tình dục, ngay khi vừa mới sinh ra, họ cũng biết nói, ngay khi sinh ra họ liền có bản năng tình dục là vì tình sinh ái, ái sinh dục. Lúc đó loài người tự buông mình vào sự phóng đãng, họ kết hôn vào tuổi lên 2 hoặc lên 3, họ sinh con và họ chết lúc 10 tuổi. Nhưng khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi thì kiếp tăng lại bắt đầu. Tiến trình cũng giống nhau, cứ mỗi 100 năm họ được tăng thêm một tuổi, mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi, lúc đó kiếp giảm lại bắt đầu. Rồi đến kiếp tăng, khi mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời có một vài tôn giáo khác đã cho rằng đức phật di lặc đã thị hiện thành phật rồi đây chỉ là lời nói mớ căn bản là do họ không hiểu gì về phật pháp sự thị hiện của đức phật di lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định quý vị không thể giải thích theo lối như vậy được khi đức phật di lặc còn trong thời gian tu tập ngài thường tìm cầu sự thuận lợi cho riêng mình người trung hoa gọi là phan duyên ngài thường thích giao du với kẻ giàu sang quyền quý thế nên mặc dù ngài và đức phật thích ca mâu ni cùng tu tập một thời gian mà di lặc không thành phật nhanh như đức phật thích ca mâu ni vì bồ tát di lặc mãi còn thích phan duyên tôi tin là ngài còn thích mong cầu sự tiện nghi thoải mái nên thấy ngài mập mạnh làm sao Ngài mập vì ngài thích ăn ngon, chẳng phải chỉ vì ngài hay cười. Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần có đức phật ra đời hiệu là nhật nguyệt đăng minh con theo phật xuất gia nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian thích giao du với hàng quyền quý con thích giao hảo với những người có danh vọng giàu sang trong xã hội hàng quyền quý là chỉ cho những gia đình giàu sang quốc gia nào cũng có những người giàu và bất kỳ khi di lặc bồ tát đến đâu ngài cũng không để ý đến người nghèo nhưng chỉ thích đến những gia đình giàu sang để giao du với họ đi đến đâu ngài cũng tự khoa trương chính mình ngài giả mạo theo cách này khi mới phát tâm tu tập nhưng quý vị đừng cho rằng di lặc bồ tát chỉ là một người phan duyên vì cuối cùng ngài đã dừng lại điều ấy đoạn kinh văn tiếp theo sẽ nói rõ ngài đã từ bỏ việc ấy vào lúc nào kinh văn nhĩ thời thế tôn giáo ngã tu tập duy tâm thức định nhập tam ma địa lịch kiếp dĩ lai dĩ thử tam muội sự hằng sa phật cầu thế danh tâm yết diệt vô hữu việt dịch lúc ấy đức thế tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức con được nhập vào chánh định từ nhiều kiếp nay nhờ chánh định này mà con được phụng sự chư phật nhiều như cát sông hằng tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn giảng giải lúc ấy tâm mong cầu sự thuận lợi tiện nghi cho riêng mình và tâm phan duyên đã dừng lại. Tâm ấy của Di Lặc Bồ Tát đã dừng lại từ lâu. Chúng ta nên học theo cách Ngài đã dừng bặt tâm phan duyên hơn là thay vì bắt trước các tập khí xấu. Lúc ấy, Đức Thế Tôn là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy con tu tập Pháp Định Duy Tâm Thức, Tam Giới Duy Tâm, Vạn Pháp Duy Thức. Đó là nguyên lý của Pháp Duy Thức Quán con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp đến nay nhờ tránh định này mà con được phụng sự chư Phật nhiều như cát sông Hằng, con được cúng dường chư Phật nhiều như cát sông Hằng, tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn, cả lòng ham thích danh tiếng và thói quen thích giao du với người giàu có đều biến mất, bây giờ con không còn phan duyên nữa, không còn mong cầu sự tiện lợi cho riêng mình nữa. Kinh văn Chí nhiên Đăng Phật xuất hiện ư thế ngã nãi đắc thành vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Biệt dịch cho đến khi Đức Phật nhiên Đăng thị hiện ra đời con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Giảng giải di lạc Bồ Tát thưa tiếp cho đến khi Đức Phật nhiên Đăng thị hiện ra đời con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Ngài chứng đắc được pháp viên thông rất vi diệu, đó là định lực thức tâm tam muội. Kinh văn: Nãi trí tận không như lai quốc độ, tịnh uế hữu vô, giai thị ngã tâm biến hóa sở hiện. Việt dịch: Cho đến cùng tận hư không, các cõi nước của Như Lai dơ sạch có không, đều là biến hiện từ tâm con giảng giải cho đến cùng tận hư không các cõi nước của như lai dơ sạch có không đều là biến hiện từ tâm con ngay cả sự biến hiện của cùng khắp các cõi hư không hư không của các đức như lai các thứ thành tựu cấu uế đều là do từ tâm con biến hiện mà có các hiện tượng ấy đều biến hiện từ định lực thức tâm tam muội của di lặc bồ tát kinh văn thế tôn ngã liễu như thị duy tâm thức cố thức tánh lưu xuất vô lượng như lai kim đắc thụ ký thứ bổ phật xứ việt dịch bạch đức thế tôn Do con rõ được tánh duy thức như vậy nên tử thức tánh lưu xuất vô lượng như lai, nay được Phật Thọ ký kế tiếp thành Phật ở cõi này. Giảng giải Di Lặc Bồ Tát thưa cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nguyên lý đã được nói ở trên, nên tử thức tánh lưu xuất là biến hiện từ tâm thức vô lượng như lai, biến hiện ra vô lượng vô biên chư Phật Nay được Phật thọ ký, kế tiếp thành Phật ở cõi này, con được Thế Tôn thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, con sẽ thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà này. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã dĩ đế quán thập phương duy thức, thức tâm viên minh nhập viên thành thật. Viễn ly y tha cập biến kế chấp đắc vô sanh nhẫn tư vi đệ nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con dùng pháp quán tường tận mười phương đều do thức biến thức tâm được tròn sáng thể nhập tánh viên thành thật rời xa các tánh y tha khỏi và tánh biến kế sở chấp được pháp vô sanh nhẫn đó là phương pháp tốt nhất giảng giải đức phật hỏi về viên thông con dùng pháp quán tưởng tận mười phương đều do thức biến vạn pháp trong mười phương đều là biến hiện từ tâm thức thức tâm được tròn sáng thể nhập tánh viên thành thật đây có nghĩa là trí huệ rời xa các tánh y tha khỏi và tánh biến kế sỏi chấp được pháp vô sanh nhẫn đó là phương pháp tốt nhất có ba tánh, y tha khởi, biến kế chấp, viên thành thật. Từ tánh viên thành thật, tâm niệm chúng sinh do dựa vào cái khác sinh khởi, rồi khởi dậy tâm tính toán suy lường không ngừng. Chúng ta có thể ví rằng tánh viên thành thật cũng như dây gai, tánh y tha khởi cho đó, giống như sợi dây thừng. Tánh biến kế chấp là nhìn sợi dây thừng, trông tựa như con rắn. Chẳng hạn ban đêm có người trông thấy sợi dây thừng được bện bằng gai và nhầm đó là rắn và sợ hãi. Đó là tác dụng của biến kế sở chấp. Nhầm dây thừng là con rắn nên có phản ứng như vậy. Họ trở thành chấp trước vào ý tưởng đó là con rắn, trong khi vốn chẳng phải như vậy. Khi họ nhận ra đó chỉ là sợi dây thừng, anh ta nhận ra tánh y tha khỏi nơi mình khi anh ta biết sợi dây thừng làm bằng gì là anh ta trở về lại với tánh viên thành thật nơi mình anh ta nhận ra được nó thực sự là gì di lặc bồ tát tu tập duy thức quán mà được giác ngộ trong đoạn kinh văn này ngài đề cập đến ba tánh khi ngài nói thẻ nhập tánh viên thành thật và rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp viên thông kiến đại bồ tát đại thế chí kinh văn đại thế chí pháp vương tử giữ kỳ đồng luân ngũ thập nhị bồ tát tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch Phật ngôn, Việt dịch, Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng 52 vị Bồ Tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, giảng giải Đại Thế Chí Pháp Vương Tử và Bồ Tát Quán Thế Âm đều là con trai của Đức Phật A-di-đà, khi Đức Phật còn là vị chuyển luân Thánh Vương, khi Đức Phật A-di-đà đã thành tựu quả Phật hai vị bồ tát này đến để trợ thủ cho ngài hai vị bồ tát là hai người bạn đồng hành hàng ngày của đức phật a di đà một vị bên trái một vị bên phải khi đức phật a di đà nhập diệt không còn là bậc giáo chủ của cõi cực lạc tây phương trong nửa đêm giáo pháp sẽ suy tàn và đến cuối nửa đêm đó bồ tát quán thế âm sẽ thành phật tại cõi cực lạc phương tây khi bồ tát quán thế âm nhập diệt không làm bậc giáo chủ của cõi cực lạc phương tây nữa thì bồ tát đại thế chí sẽ thành phật cùng một cách như bồ tát quán thế âm ngài làm giáo chủ cõi tây phương cực lạc Bồ Tát Đại Thế Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế. Ngài rất mạnh, đến mức độ mỗi khi Ngài nhấc tay động chân hay lắc đầu thì đất bằng chuyển động, khi Ngài đi thì đất dung chuyển. Pháp Vương Tử có nghĩa là Bồ Tát. Cùng 52 vị Bồ Tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng 52 Bồ Tát ở đây biểu tượng cho thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, 52 giai vị tu chứng của hàng Bồ Tát. Kinh văn. Ngã ức vãng tích, hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế, danh vô lượng quang, thập nhị như lai, tương kế nhất kiếp, kỳ tối hậu Phật danh siêu nhật nguyệt quang, bỉ Phật giáo ngã, niệm Phật tam muội. Việt dịch con nhớ hằng hà xa kiếp trước có đức phật ra đời hiệu là vô lượng quang lúc ấy có 12 đức như lai kế tục nhau thành phật trong một kiếp đức phật sau cùng hiệu là siêu nhật nguyệt quang ngài dạy con pháp niệm phật tam muội giảng giải con nhớ hằng hà xa kiếp trước có đức phật ra đời hiệu là vô lượng quang lúc ấy có 12 đức như lai kế tục nhau thành phật trong một kiếp đức phật sau cùng hiệu là siêu nhật nguyệt quang vào kiếp đó có 12 đức phật như lai thị hiện ra trên đời đức phật thứ 12 hiệu là siêu nhật nguyệt quang ngài dạy con pháp niệm phật tam muội Đức Phật siêu Nhật Nguyệt Quang dạy con niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Có phải ngài là Đức Phật A Di Đà mà chúng ta thường biết đó chăng? Có lẽ không, vì Đức Phật A Di Đà lúc đó là Đức Phật đã thành tựu Phật quả từ 10 kiếp trước, nhưng danh hiệu vẫn đồng là một. Có nhiều Đức Phật có danh hiệu giống nhau, cũng như người thường có tên hoặc họ trùng nhau vậy? Kinh văn Thí như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong, như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến. Việt dịch, ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy giàu gặp cũng không là gặp, giàu thấy cũng không là thấy. Giảng giải, ví như có người một đằng chuyên nhớ một đằng chuyên quên đây là một ví dụ có hai người một người luôn luôn nhớ đến người kia trong khi người kia không bao giờ nhớ đến người khác có lẽ họ là bạn bè hay bà con hai người này dụ cho đức phật và chúng sinh đức phật thường nhớ đến chúng ta các ngài luôn luôn thương xót chúng sinh nhưng chúng sinh thì không bao giờ nhớ đến phật chúng ta có thể có ít cơ may để học phật pháp nhưng chúng ta hoàn toàn không biết rõ những gì đang được giảng giải chúng ta hoàn toàn không biết những điều ấy vi diệu như thế nào tại sao chư phật lại nhớ nghĩ đến chúng sinh vì các ngài thấy rằng chúng sinh vốn có cùng bản tánh phật như các ngài chư phật nhìn chúng sinh như là cha mẹ của các ngài trong quá khứ và sẽ là chư phật trong tương lai thế nên đức phật dạy rằng mọi chúng sinh trên cõi giới này đều có phật tánh đều có thể thành phật không có riêng một chúng sinh nào mà chẳng được thành phật đây chính là điểm then chốt đã khiến cho đạo phật trở nên cao quý và lan rộng khắp mọi nơi đó là lý do tại sao chư phật không tán thành các việc sát hại trộm cắp tà dâm nói dối và uống rượu giữ và thực hành năm giới là cách thể hiện lòng thương tưởng đến chúng sinh, vì chư Phật thấy rõ rằng chúng sinh có cùng thể tánh như các ngài, ngài muốn giáo hóa họ để giúp cho họ tiến lên thành tựu Phật quả. Chúng ta chúng sinh đến thế giới này và bỏ gốc để theo ngọn, chúng ta quên đi nguồn gốc bối giác hiệp trần trần lao phiền não nơi thế gian đó là lý do khiến cho chúng ta quên đi chư Phật và không nhớ gì đến các ngài. Có nhiều phương pháp thực hành niệm danh hiệu Phật. Chỉ danh niệm Phật, quý vị có thể niệm danh hiệu của đức Phật nào mà mình thích. Chẳng hạn nếu quý vị thích đức Phật A Di Đà, quý vị có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc có thể quý vị thích niệm Nam Mô Bổn Sư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc có thể quý vị thích nam mô tiêu tai diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật đó chính là đồng như danh hiệu với chư phật trong khắp mười phương quý vị có thể chọn danh hiệu nào để niệm tùy ý mục đích của việc niệm đức phật là nhằm gom niệm tưởng lăng xăng thành nhất tâm nhớ nghĩ về đức phật là để trừ đi những vọng tưởng nếu quý vị không dính líu với những vọng tưởng thì quý vị sẽ không sinh khởi vọng tưởng và khi quý vị không tạo nên các việc ác có nghĩa là quý vị đang trên đường làm việc thiện quán tưởng niệm phật quán tưởng đức phật a di đà từ tướng lông màu trắng ở giữa chán đang phóng hào quang có bài kệ tán thán việc này bạch hào uyển chuyển ngũ tu di hám mục trừng thanh tứ đại hải quý vị có hình dung ra được không nếu quý vị có tâm lượng nhỏ hẹp thì ý niệm của quý vị về đức phật cũng sẽ rất yếu khi quán tưởng về ngài nếu quý vị có tâm thiết tha rộng lớn thì sự quán tưởng về hình tượng phật sẽ to lớn vô cùng quán tượng niệm phật theo phương pháp này quý vị nhìn vào tượng phật a di đà khi niệm danh hiệu ngài và khi niệm phật quý vị quán tưởng đến những thân cha nghiêm và các tướng tốt của ngài nhưng tôi báo quý vị biết rằng điều này có thể xảy ra khi quý vị bị một loài ma gá vào khi quý vị niệm phật nói chung bất kỳ quý vị tu tập pháp môn nào cũng cần phải có giới hạnh đức hạnh trong tu đạo khi tôi ở chùa Che Sinh, núi Đa Duy, tại Hồng Kông có một vị tỷ khiêu muốn tu một khóa Phật, lập tam muội. Khi tu tập Pháp này, người tu phải ở trong thất và đi kinh hành liên tục, nên gọi đó là Pháp thường hành tam muội, hoặc Phật lập tam muội. Trong 90 ngày hành giả đi liên tục trong phòng không nằm, không ngủ, đây là pháp môn đòi hỏi nhiều nghị lực, vị tỷ khiêu ấy phải niệm Phật suốt trong thời gian tu tập pháp thường hành Tam muội này. Một hôm tôi để ý thấy rằng càng ngày vị ấy niệm Phật càng lớn tiếng hơn, cho đến một hôm ông ta giống lên Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật khi tôi nghe như vậy tôi biết ông ta đã gặp một cảnh giới nào đó thế nên tôi đến để xem thử sao ông ta chạy quanh thất như điên điều gì đã xảy ra trong kiếp trước vị tỳ khiêu này là một con bò vì ông ta đã làm được một số công đức ở một ngôi chùa nhờ cày ruộng cho chùa nên đời này ông được làm vị tỳ khiêu tuy nhiên mặc dù là một vị tỳ khiêu tập khí của loài bò vẫn chưa được thay đổi ông ta có một thói quen thật kỳ lạ lý do mà ông ta chạy quanh phòng là vì ông ta thấy đức phật a di đà hiện ra và ông ta đuổi theo ngài điều gì thực sự đã xảy ra vị tỷ khiêu ấy đã gặp phải ma sự vốn thực chẳng có đức phật a di đà nào đến cả đó chỉ là một con trâu nước hiện lên từ biển đó là loài thủy quái biến hiện thành đức phật a di đà để gạt vị tỷ khiêu vị này tưởng đó là đức phật a di đà hiện ra nên chạy theo ngài khi tôi đến đó tôi dùng một phương pháp để giải trừ ma sự cho vị tỷ khiêu thế nên cũng có khi quý vị gặp phải ma sự khi chỉ niệm danh hiệu phật bốn thực tướng niệm phật đây có nghĩa là tham thiền chúng ta ngồi thiền và tham công án ai là người niệm phật trong đoạn kinh này một người luôn luôn nhớ đến phật một người thường chẳng bao giờ nhớ đến chúng sinh thì hai người ấy giàu gặp cũng không là gặp giàu thấy cũng không là thấy dù họ có gặp nhau cũng như thể là họ chưa từng thấy nhau có thể họ đã gặp nhau ở một nơi nào đó nhưng chẳng hợp nhãn nhau vì năng lượng của họ không giao thoa nhau vì một người thì nhớ một người quên họ không thể gặp được nhau dù họ có đối diện nhau cũng như thể họ không thấy nhau kinh văn nhị nhân tương ức nhị ức niệm thâm như thị nãi trí tòng xanh trí xanh đồng ư hình ảnh bất tương thừa dị việc dịch nếu cả hai người đều nhớ nhau hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm như thế cho đến đời này sang đời khác như hình với bóng không bao giờ cách xa nhau giảng giải nếu cả hai người đều nhớ nhau hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm niệm nếu họ nhớ nhau rất sâu đậm như thế cho đến đời này sang đời khác như hình với bóng không bao giờ cách xa nhau cái bóng của mình thì dù mình có đi đâu nó cũng đi theo nó không bao giờ rời bỏ hình ảnh của nó hai người này cũng sẽ như vậy và không bao giờ tách rời ra họ sẽ không bao giờ còn có việc chẳng nhận ra nhau hay quên nhau kinh văn Thập phương như lai, lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử, nhược tử đào thệ tuy ức hà vi, tử nhược ức mẫu như mẫu ức thời, mẫu tử lịch sanh, bất tương vi viễn, việt dịch. Mười phương như lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con, nếu con trốn tránh tuy nhớ nào có ích gì, nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Giảng giải, Mười phương như lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Chư Phật trong mười phương thường thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì. Dù mẹ thường nhớ con mọi thời, nhưng con quên mẹ thì thật vô ích. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. Nếu mẹ và con cùng nhớ đến nhau theo cách ấy, thì mẹ con sẽ nhớ nhau suốt đời, từ đời này sang đời khác, họ sẽ không bao giờ tách lìa nhau. Có nghĩa là nếu chư Phật thương tưởng hằng nhớ đến chúng sinh, mà nếu chúng sinh cũng nhớ đến chư Phật, thì đời này sang đời khác, chúng sinh và Phật chẳng lìa xa nhau, chúng ta sẽ ở bên Phật mãi mãi. Kinh văn, nhược chúng sanh tâm ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật việt dịch nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng đến Phật, thì đời này đời sau nhất định thấy Phật. giảng giải nếu chúng sinh tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn họ sẽ được thấy Phật trong đời này hoặc đời sau. kinh văn khứ Phật bất viễn bất giả phương tiện tự đắc tâm khai việt dịch họ đã cách Phật không xa nên không nhờ vào phương tiện mà được tâm khai ngộ. Giảng giải họ chắc chắn sẽ được giác ngộ. Kinh văn, như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, thử tác danh viết, hương quang trang nghiêm. Việt dịch, như người sông hương thì thân thể có mùi thơm đó gọi là hương quang trang nghiêm giảng giải như người sông hương thì thân thể có mùi thơm nếu có người sông ướp thân thể mình bằng hương thơm thì mùi hương ấy sẽ thấm đượm quanh thân đó gọi là hương quang trang nghiêm kinh văn ngã bổn nhân địa dĩ niệm phật tâm nhập vô sanh nhẫn kim ư thử giới nhiếp niệm phật nhân quy ư tịnh độ Việt dịch bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thẻ nhập vô sanh nhẫn, nay con trong cõi này tiếp dẫn những người niệm Phật trở về cõi Tịnh độ giảng giải bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. Bồ Tát Đại Thế Chí nói rằng từ trong nhân địa tu hành của Ngài, có nghĩa là từ khi mới phát tâm tu đạo làm vị tỷ khiêu, Ngài chứng được vô sinh Pháp nhẫn nhờ vào Pháp niệm Phật. Nay con trong cõi này, cõi ta bà, tiếp dẫn những người niệm Phật như thỏi nam châm sẽ thu hút hết thảy các vụ sắt. Bồ tát đại thế chí tiếp độ và dẫn dắt mọi chúng sinh nào tu tập phát niệm danh hiệu phật đưa họ trở về cõi tịnh độ ngài dẫn dắt họ trở về với cõi cực lạc kinh văn phật vấn viên thông ngã vô tuyển trạch đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế đắc tam ma địa tư vi đẹp nhất việt dịch Đức Phật hỏi về viên thông, con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục, đó là phương pháp hay nhất. Giảng giải, Đức Phật hỏi về phương pháp để tu tập đạt được viên thông, con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục, con không có sự lựa chọn nào khác, con chỉ có một pháp, một phương pháp là niệm danh hiệu Phật con dùng pháp môn này để thu nhiếp sáu căn và các vọng tưởng khởi dậy từ sáu căn ấy con điều phục sáu căn không để cho chúng khởi dậy vọng tưởng nữa con niệm phật với tâm thanh tịnh mãi không gián đoạn cho đến khi con đạt được chánh định đó là phương pháp hay nhất hết quyển năm bản hán Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Mùa Phật Đàn, Phật Lịch 2550, Bính Tuất 2006. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tất phát bồ đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh cực lạc quốc kinh lăng nghiêm hòa thượng tuyên hóa giảng giải quyển sáu nhĩ căn viên thông quán thế âm bồ tát kinh văn nhĩ thời quán thế âm bồ tát tức tòng tòa khởi đảnh lễ phật túc nhi bạch phật ngôn việt dịch lúc bấy giờ bồ tát quán thế âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát dưới chân đức phật rồi bạch phật rằng giảng giải phần trước bồ tát đại thế chí đã trình bày cách thức tu tập pháp môn niệm phật đó là phương pháp rất thích hợp cho mọi người trong thời đại ngày nay phương pháp ấy rất có hiệu quả sao vậy trong kinh dạy chúng ta rằng vào thời mạt pháp trong một triệu người tu tập thậm chí chưa có được một người ngộ đạo nhiều người tu tập nhưng ít có người được chứng ngộ thế thì chúng ta phải làm sao đừng bận tâm, kinh có dạy rằng chỉ nhờ vào pháp môn niệm Phật mà mọi chúng sinh đều được độ thoát. Phương pháp niệm Phật rất dễ thực hành, bằng cách thực hành niệm Phật, chúng ta sẽ được thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang và đối nghiệp vãng sanh. Thế nào là nghĩa thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang, cũng giống như loài côn trùng sống trong ống tre, nếu nó đục xuyên theo chiều dọc thân tre, nó phải đi qua các lóng mắt, phải mất thời gian rất lâu. Thay vì vậy, nếu loại côn trùng ấy biết cách gặp một lỗ ở bên thân tre, thì nó sẽ ra khỏi được ống tre một cách rất dễ dàng. Người niệm Phật cũng giống như loài côn trùng thoát ra khỏi ống từ bên thân cây tre. Họ thoát ra khỏi ba cõi theo chiều ngang, đúng với tầm mức của họ. Đối nghiệp vãng sanh, nghiệp mà mọi người đang mang là nghiệp của đời trước không phải của đời này, đó là nghiệp đã tạo không phải là nghiệp mới. Điều này có nghĩa là trước khi quý vị biết được phương pháp niệm Phật, quý vị đã tạo ra các nghiệp chướng. Quý vị có thể mang các nghiệp ấy theo khi mình vãng sanh sang cõi Tịnh độ, nhưng quý vị không được tiếp tục tạo nghiệp ác một khi quý vị đã biết niệm Phật vì quý vị không thể mang nghiệp ác ấy theo được. Một khi quý vị đã biết niệm Phật, thì quý vị nên thay đổi cách sống, đừng cố tạo nên các nghiệp xấu. Nếu làm như vậy, quý vị sẽ chất chồng ác nghiệp, gia trọng thêm chướng ngại. Đó gọi là biết rõ mà cố phạm, minh chi cố phạm. Trong trường hợp đó, nghiệp chướng tăng gấp 3, Quý vị có thể mang nghiệp cũ để vãng sanh, nhưng nay quý vị đã hiểu được Phật Pháp. Quý vị không thể nói rằng, ồ, mình có thể niệm Phật mặt kia, mình có thể tạo nghiệp ác vì trong tương lai mình có thể mang nghiệp đã tạo sang cõi cực lạc với mình. Thật là sai lầm, không những quý vị không thể nào mang nghiệp của mình đi mà còn không thể nào vãng sanh về đó vì quý vị sẽ bị chướng ngại bởi nghiệp của mình. Chúng ta là những người đã tin vào Đức Phật phải nên thận trọng, đừng tạo thêm nghiệp chướng. Một khi chúng ta đã biết niệm Phật, chương Đại Thế Chí niệm Phật viên thông này vô cùng quan trọng. Mọi người nên biết phương pháp niệm Phật chủ yếu là gì, tại sao chúng ta phải nên niệm Phật, vì chúng ta có nhân duyên rất lớn với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà đã thành Phật cách đây 10 kiếp, trước đó ngài có pháp danh là Pháp Tạm Tỳ Khưu. Lúc ấy, ngài phát 48 lời nguyện, trong lời nguyện thứ 13 và 14, ngài phát nguyện: "Nếu có chúng sinh nào trong khắp mười phương niệm danh hiệu của tôi mà không thành Phật, tôi nguyện sẽ không thành chánh giác." Nói cách khác, nếu có chúng sinh nào niệm danh hiệu ngài mà không được thành Phật, thì ngài nguyện sẽ không thành Phật và do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, mọi người ai niệm danh hiệu của ngài thì đều được vãng sanh vào thế giới cực lạc. Pháp môn Tịnh độ là một trong năm tông phái của đạo Phật Trung Hoa: Thiền tông, Giáo tông, Luật tông, Mật tông, Tịnh độ tông. Tịnh độ tông sẽ là tông phái còn tồn tại sau cùng trong thế giới này vào thời mạt pháp. Kinh thủ la nghiêm sẽ bị biến mất trước tiên, sau đó các kinh khác cũng sẽ lần lượt bị biến mất, chỉ có kinh A Di Đà còn lại. Khi kinh A Di Đà còn lưu lại trên thế gian, kinh sẽ độ thoát cho rất nhiều người. Sau hơn một nghìn năm nữa, kinh A Di Đà cũng bị biến mất hẳn thời mặt pháp đơn giản có nghĩa là tránh pháp hoàn toàn biến mất hẳn một khi kinh a di đà đã biến mất chỉ còn lưu lại câu nam mô a di đà phật câu nói phi thường này cũng sẽ độ thoát cho rất nhiều người thế nhưng sau một nghìn năm nữa nó cũng sẽ biến mất những gì còn lại chỉ là danh hiệu a di đà phật danh hiệu này cũng sẽ tồn tại trên thế gian một trăm năm nữa rồi cũng biến mất, đến lúc đó sẽ không còn Phật pháp lưu hành trên thế gian nữa. Trong khi chúng ta vẫn còn ở trước thời mạt pháp, chúng ta nên tu tập và giữ gìn những sự việc ở trong thời tránh pháp đó gọi là thỉnh phật chuyển pháp luân trong thời mạt pháp chúng ta không nên sợ một khó khăn gian khổ nào tôi không ngại khó khăn khi giảng pháp cho quý vị và quý vị không nên sợ cực khổ khi đến nghe kinh hãy phấn chấn tinh thần lên đừng nói rằng mình mệt và phải đi nghỉ hãy quên chính mình vì đạo pháp Hãy suy ngẫm xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống trong núi tuyết suốt 6 năm để tìm đạo như thế nào. Chúng ta không vào trong núi sống 6 năm, nhưng việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm là tìm hiểu về đạo Phật. Hãy xem Phật pháp như là lương thực mà quý vị cần có để ăn vậy. Nếu ta không đi nghe giảng kinh cũng giống như vài ngày tới mình không có gì để ăn vậy. Quý vị nên có suy nghĩ như vậy ta phải đi nghe pháp ta chắc chắn phải tìm cách để hiểu đạo một cách chân xác quý vị đi đâu để có được sự hiểu biết chân chính về phật pháp quý vị phải thường nghe giảng kinh không nghe giảng kinh quý vị không thể nào khai mở trí huệ đây là điều đặc biệt đúng đối với kinh thủ lang nghiêm vì đây chính là kinh khai mở trí huệ cho chúng sinh Hãy lấy ví dụ như chương nói về pháp tu viên thông này, do 25 bậc thánh giảng giải, có vị đã thành tựu đạo nghiệp của mình bằng pháp hỏa quang tam muội, có vị đạt được viên thông nhờ vào phong đại, có vị nhờ vào không đại có vị tu tập từ nhãn căn của họ và được thành tựu và có vị tu tập từ nhĩ căn, mỗi thứ trong sáu căn đều được các vị này hoặc vị khác dùng để tu tập, mỗi phạm trù trong 18 giới đều được mỗi vị thể nhập và tu chứng. Nghe những đạo lý này, quý vị nên áp dụng vào cho chính mình. Quý vị sẽ hỏi, con nên tu tập theo căn nào? Đừng nôn nóng, chính nhĩ căn mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã dùng để tu tập là tốt nhất đối với quý vị. Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu viên mãn công phu tu tập từ nhĩ căn và ngài A Nan sẽ theo Bồ Tát Quán Thế Âm để tu tập pháp môn này. Chư Phật và Bồ Tát trong đời trước đã truyền lại cho chúng ta một pháp môn vi diệu, chúng ta nên theo pháp tu từ nhĩ căn để đạt được viên thông đây là phương pháp dễ nhất lúc bấy giờ bồ tát quán thế âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát dưới chân đức phật rồi bạch phật rằng quán có nghĩa là tư duy quán chiếu dùng năng lực trí huệ quán sát hành giả quán chiếu thế giới khách quan với năng lực trí huệ hành giả quán sát cảnh giới đang được quán chiếu năng lực quán chiếu của trí huệ vốn có sẵn trong tự tánh của bồ tát quán thế âm thế giới khách quan được quán sát đó là những âm thanh phát ra từ mọi chúng sinh quý vị nên quán sát tiếng kêu của khổ đau tiếng reo của hạnh phúc âm thanh của điều chẳng khổ chẳng vui âm thanh của cái thiện âm thanh của cái ác âm thanh của chân thực âm thanh của hư vọng nên quán chiếu tất cả mọi thứ âm thanh thế là thế gian trong ý nghĩa về thời gian quá khứ hiện tại tương lai quán chiếu nhân và quả trong quá khứ của chúng sinh quán chiếu nghiệp mà chúng sinh đang tạo bây giờ quán chiếu quả báo mà chúng sinh sẽ chịu trong tương lai tại sao người kia phải khổ đau nhiều vậy quý vị suy ngẫm và rồi nhận ra rằng ồ trong đời trước anh ta không hiếu thảo với cha mẹ và nói chung là không tốt với mọi người đó là lý do tại sao đời này quả báo của anh ta là đau khổ âm quán sát mọi âm thanh bồ tát có nghĩa là người giác ngộ cho mọi chúng sinh giác hữu tình còn có nghĩa là chúng sinh có đạo tâm rộng lớn chúng sinh đại đạo tâm bồ tát còn được gọi là chúng sinh đã giác ngộ hữu tình giác đó là chỉ cho tự giác khi chúng ta nói rằng bồ tát là người giác ngộ cho mọi chúng sinh giác hữu tình là chỉ cho giác tha gom hai nghĩa này lại bồ tát là chúng sinh đã giác ngộ và muốn giúp cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ những việc bồ tát làm là tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho người khác quý vị là những người đang tu học phật pháp phải nên nhớ kỹ ý nghĩa về bồ tát đừng để như trường hợp có người chủ trì một hội nghị về tăng già hòa hợp nhưng khi có người hỏi tăng già là gì thì chỉ biết im lặng thật là không thể tưởng tượng được kinh văn thế tôn ức niệm ngã tích vô số hằng hà xa kiếp ư thời hữu phật xuất hiện ư thế danh quán thế âm ngã ư bỉ phật phát bồ đề tâm bỉ phật giáo ngã tòng văn tư tu nhập tam ma địa việt dịch Bạch Đức Thế Tôn con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lúc ấy có đức Phật xuất hiện trên đời danh hiệu là Quán Thế Âm, con phát tâm Bồ đề từ đức Phật đó, ngài dạy con từ nghe quán chiếu tu tập mà thẻ nhập chánh định giảng giải Bồ Tát Quán Thế Âm, Bạch cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vào hàng hà kiếp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời gian rất dài, rất nhiều kiếp không thể tính đếm được như số cát trong sông Hằng. Lúc ấy có Đức Phật xuất hiện ra trên đời, Danh hiệu là Quán Thế Âm, đây là Quán Thế Âm của thời quá khứ. Đó là Quán Thế Âm Như Lai cũng đã tu tập viên thông nhờ vào nhĩ căn, con phát tâm Bồ Đề từ Đức Phật đó, con phát tâm tu tập chứng đạo giải thoát. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể nhập chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm thời quá khứ, dạy Bồ Tát Quán Thế Âm tiến trình văn tư tu, đó là từ văn họa, tư họa và tu họa mà thể nhập chánh định. Tư ở đây không có nghĩa là dùng sự suy nghĩ của thức thứ sáu, đúng hơn nó có nghĩa là dùng công phu tọa thiền mà tu tập. Kinh Văn Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở, xả nhập ký tịch động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng văn sở văn tận tận văn bất trụ giác sở giác không không giác cực viên không sở không diệt sanh diệt ký diệt tịch diệt hiện tiền việt dịch ban đầu con ở trong tánh nghe vào được dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa tướng sở nhập cũng vắng lặng hai trạng thái động tĩnh rõ ràng chẳng còn xanh tình trạng như vậy tăng dần các tướng năng văn sở văn đều hết sạch cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng không giác viên mãn tột bậc thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền giảng giải. Ban đầu con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn trạng thái sở văn nữa. Với văn huệ hành giả nghe cái bên trong, chứ không nghe cái bên ngoài. Không theo thanh trần có nghĩa là không truy đuổi theo chúng. Trước đây kinh văn đã nói không đuổi theo sáu căn và không bị sai xử bởi chúng. Điều này được gọi là phản văn văn tự tánh quay tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe âm thanh bên ngoài mà thay vì vậy quay trở lại hướng vào bên trong để nghe tự tánh của mình có nghĩa là nhiếp vào trong thân tâm của mình văn chung trong tánh nghe nên đặc biệt chú ý hai chữ này chẳng phải là trong nhục nhãn, chẳng phải là trong nhĩ thức, chẳng phải là trong ý thức mà chính là trong tánh nghe, không sanh không diệt, cũng chính là tánh Như Lai tạng. Hồi quang phản chiếu, xoay ánh sáng trở lại và chiếu vào bên trong, có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. Kinh văn đoạn này nói rằng Bồ Tát quán thế âm nhập vào dòng có nghĩa là ngài xoay tánh nghe vào bên trong để nghe tự tánh. Nhập thánh nhân chi pháp tánh lưu, nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh. Ngài đã nhập lưu vong sở, có nghĩa là mọi bụi trần, sáu trần được nhận biết sáu căn đều đã dứt sạch có nghĩa là Ngài đã thẻ nhập vào dòng chiếu diệu của tự tánh, không còn hướng ra bên ngoài để chui cầu. Tâm đã sáng suốt, thời thường an trú ở bên trong, nếu ở ngoài dòng là còn ràng buộc với duyên ngoại trần, nếu phan duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với luân hồi sinh tử, khi quên hết các thanh trần từ bên ngoài thì không còn tướng động tức là đã mở ra được nút buộc thứ nhất của trần cảnh diêu động nên gọi là nhập lưu vong sở vong tức là giải thoát sở tức là thanh trần tướng sở nhập cũng vắng lặng hai trạng thái động tĩnh rõ ràng chẳng còn xanh cội nguồn của sáu căn và sáu trần cũng đều dừng bặt Điều này rất gay go. Ở đây, Bồ Tát Quán Thế Âm đã nhập vào dòng tự tánh của Ngài. Khi đạt đến cực điểm cảnh giới tịch lặng, thì tướng động và tĩnh cũng vắng bặt. Do cảnh tịnh chính là khu vực của sắc ấm, nên không được trụ vào cảnh tịnh khi đến được hai cảnh động tĩnh đều chẳng xanh thì mới đến được cái gọi là sở nhập vắng lặng lúc đó tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai của cái tịnh thanh trần hoàn toàn vắng bặt hai tướng động tĩnh rõ ràng chẳng còn xanh trở lại nữa tức là đã phá trừ được sắc ấm tình trạng như vậy tăng dần các tướng năng văn sở văn đều hết sạch các kết buộc do nơi các căn đã được mở tiến tu dần dần tăng cường thêm định lực thế nên các căn năng văn tùy theo chỗ sở văn đều dứt sạch cũng chẳng còn năng thọ và sở thọ tức là đã mở ra được nút buộc thứ ba của các căn đồng thời cũng phá luôn được năm thức trước của thọ ấm cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng, cái năng văn và sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại chi giác, còn lại ngã tướng, cho nên cần phải tiếp tục tiến tu cho đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm đạt đến chỗ biết mà chẳng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác và sở giác đều không, thì mới mở được hút thứ tư về cái biết. Đến lúc năng giác và sở giác đều không còn, mới gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá trừ được ý thức thứ sáu, tưởng ấm. Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt cái năng giác và sở giác đều đã không, cần phải tiến tu, tham cứu cái không ấy, nương vào đâu mà có, đến chỗ tánh không của cái biết, không giác, rốt giáo viên mãn, thì năng không và sở không đều tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu trừ và cảnh giới do tâm ấy làm cho trở thành không cũng tiêu trừ luôn, đến mức cũng chẳng còn cái không. Vì hễ còn cái không thì mình vẫn còn chấp trước vào tánh không và bây giờ đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, ngay cả tánh không cũng chẳng còn, tức là mở được hút thứ năm của không giác, lúc này đồng thời phá trừ luôn thức thứ bảy hành ấm sinh diệt đã diệt thì bản tính tịch diệt hiện tiền cái năng không và sở không đều tịch diệt vẫn còn ý niệm diệt mà còn diệt tức còn sinh nên cần phải tiến tu tiếp tục cho đến khi tướng sinh và tướng diệt đều trừ sạch mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm diệt đồng thời phá trừ luôn được thức thứ tám a à lại ra thức của thức ấm Hai chữ sinh diệt vốn là chỉ cho các nút buộc do động hết thì xanh tịnh xanh. Căn diệt thì giác xanh, giác diệt thì không xanh, không diệt thì diệt xanh. Sáu nút buộc này chính là pháp xanh diệt. Tướng diệt rất khó mở. Cần phải tiêu trừ toàn bộ tướng diệt thì mới có thể đạt đến chỗ không xanh không diệt, mới có thể chính mình thấy được bản lai diện mục. Nay sáu nút buộc đã được mở, ngũ ấm đã được phá trừ hoàn toàn, vọng đã hết sạch rồi, thì toàn chân hiển bày, tức là sinh diệt đã diệt rồi, thì tịch diệt hiện tiền chứng đắc rốt giáo viên thông. Kinh văn Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian, thập phương viên minh, hoạch nhị thủ thắng việt dịch bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, khắp mười phương một thẻ sáng suốt viên mãn hiển bày, và con đạt được hai cảnh giới thủ thắng. Giảng giải Khi cảnh giới tịch diệt đã hiện tiền, bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, điều này chỉ cho cõi giới của hữu tình và khí thế gian, khắp mười phương một thẻ sáng suốt viên mãn hiển bày, bồ tát quán thế âm, thẻ nhập làm một với thế giới mười phương không ngăn ngại. Và con đạt được hai cảnh giới thủ thắng. Kinh văn Nhất giả thượng hợp thập phương chư Phật bổn diệu giác tâm, giữ Phật như lai đồng nhất từ lực. Việt dịch một là trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật, con đạt được từ lực đồng như của chư Phật như lai giảng giải tâm từ của bồ tát quán thế âm hoàn toàn đồng như tâm từ của chư phật kinh văn nhị giả hạ hợp thập phương nhất thiết lục đạo chúng sanh giữ chư chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng Việt dịch hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng giảng giải hai là dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương là gì hãy nhìn khía cạnh đơn giản là con người mắt tai mũi lưỡi thân ý là chúng sinh trong sáu đường chúng là sự luân hồi sinh tử trong sáu đường như là xác thanh hương vị vị xúc và pháp. Đây cũng là sự luân hồi trong sáu đường. Đó là lục đạo của chúng sinh trong tự tánh của mình, có sự liên hệ nhau giữa sáu đường bên trong và sáu đường bên ngoài. Sáu đường bên ngoài là cõi của chư thiên, Atula, người xúc sanh, quỷ đói và địa ngục. Cõi giới Atula bao gồm cả những chúng sinh nào thích đấu tranh, Atula là những chúng sinh đem cái tính thích gây sự của mình tham gia một cách hữu ích trong quân đội và bảo vệ đất nước mình. Atula là những người dùng cái tính thích gây sự theo chiều hướng xấu và dẫn đến những việc như trộm cướp và găng tơ. Atula có thể sống ở cõi trời, cõi người, trong loài súc xanh hoặc là ma quỷ. Có khi Atula gồm cả trong ba cõi thiện, đó là chư thiên, Atula và cõi người. Có khi được xếp vào bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Khi xếp Atula vào cùng với cõi trời, người, Atula, súc sanh, quỷ đói và địa ngục là xếp theo vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo cảnh giới chư phật ở trên bồ tát quán thế âm nên bồ tát nói con ở trên hợp với tâm tử của chư phật chúng sinh trong lục đạo là ở cảnh giới thấp hơn bồ tát quán thế âm nên Bồ Tát nói, con ở dưới hợp với chúng sinh trong sáu đường. Chúng sinh được định nghĩa là những loài sanh ra từ nhiều nhân duyên. Có nhiều yếu tố liên quan đến sự sanh ra của một chúng sinh. Bồ Tát nói tiếp, con có cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Các chúng sinh đều khát ngưỡng lòng thương xót của chư Phật và Bồ Tát. Kinh Văn thế tôn do ngã cúng dường quán âm như lai mông bỉ như lai thọ ngã như huyễn văn huân văn tu kim cang tam muội giữ phật như lai đồng tử lực cố linh ngã thân thành tam thập nhị ứng nhập chư quốc độ Việt dịch. Bạch Thế Tôn do con cúng dường Đức Quán Âm Như Lai, nên con được Ngài truyền thọ như huyễn, văn huân, văn tu, kim cang, tam muội, được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân con thành tựu 32 ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ giảng giải bạch thế tôn do con cúng dường đức quán âm như lai nên con được ngài truyền thọ như huyễn văn huân văn tu kim cang tam muội nói như huyễn là vì tu mà không tu không tu mà tu có nghĩa là hành giả luôn luôn biết được những gì đang xảy ra trong mọi thời và không bao giờ quên thế nhưng dù không quên nhưng hành giả cũng không thực sự nhớ chúng chẳng nhớ nghĩ về chúng, tuy nhiên cũng không quên chúng. Văn huân có nghĩa là hàng ngày, Bồ Tát thường tu tập pháp môn phản văn văn tự tánh, cho đến khi thấm nhuần công phu này. Đây là pháp kim cang tam muội. Khi hành giả phát huy định lực này sẽ được thành tựu kim cang tam muội. Nhờ con được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực, khiến cho thân con thành tựu 32 ứng thân có thể đến đi khắp mọi quốc độ, con có được từ lực đồng như chư Phật, khiến cho con có được 32 ứng thân, nên con có thể đi đến khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sinh. Kinh Văn Thế Tôn Nhược Chư Bồ Tát Nhập Tam Ma địa, tấn tu vô lậu, thắng giải hiện viên, ngã hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhập Tam Ma địa, tiến tu pháp vô lậu đã được thắng giải và thể hiện viên thông, con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ Tát ấy được giải thoát giảng giải bạch thế tôn nếu có bồ tát nhập tam ma địa tiến tu pháp vô lậu các ngài đã đạt được chánh định và muốn tiếp tục công phu để đạt đến cảnh giới chân thực vô trụ xứ niết bàn các ngài là những vị đã đạt được thắng giải và thể hiện viên thông trí huệ của các ngài rất vi diệu và đã hiển bày được lục căn viên thông con sẽ hiện thành thân phật thuyết pháp cho các vị nghe khiến cho các vị bồ tát ấy được giải thoát khi con gặp những chúng sinh như vậy con liền hiện thành thân phật dù chính con chưa thành phật nhưng nhờ năng lực từ bi của con đồng như chư phật do từ lực này mà con hiện được thân phật và nói pháp cho hàng bồ tát để giúp cho họ đạt đến giải thoát kinh văn nhược chư hữu học tịch tĩnh diệu minh thắng diệu hiện viên ngã ư bỉ tiền hiện độc giác thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ giải thoát việt dịch nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng đã được thắng diệu viên mãn còn sẽ hiện ra trước các vị ấy thân độc giác thuyết pháp cho họ nghe giúp cho họ được giải thoát giảng giải nếu có hàng hữu học dù pháp diệu minh vắng lặng, hàng hữu học là chỉ cho những người chưa đạt quả vị thứ tư của A La Hán. Là những vị đã được thắng diệu viên mãn, trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể nhập được viên thông, còn sẽ hiện ra trước các vị ấy thân độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoát. Đối với hàng chúng sinh này, con sẽ hiện ra bậc độc giác, có nghĩa là người thuộc hàng nhị thừa đã chứng đạo khi Đức Phật chưa thị hiện trong đời. Họ tu tập Pháp 12 nhân duyên và được giác ngộ. Vào mùa xuân, họ quan sát hoa đảo trắng nở. Vào mùa thu, họ quan sát lá vàng rơi. Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và diệt trong vô số hiện tượng thế gian. Đó là cách mà các vị độc giác đã giác ngộ. Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ xuất hiện như là một vị độc giác để giảng pháp cho các vị ấy, giúp cho các vị ấy được giác ngộ. Kinh Văn Nhược chư hữu học, đoạn thập nhị duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, ngã ư bỉ tiền hiện duyên giác thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ giải thoát, việt dịch. Nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính và thắng tánh đã viên mãn, còn hiện ra trước người đó thân duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát, giảng giải, nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên do các duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính Lần nữa hữu học là chỉ cho sơ quả A La Hán, 12 nhân duyên đã được giảng giải ở văn trước, những điểm ấy rất quan trọng. 1. Vô minh duyên hành, 2. Hành duyên thức, 3. Thức duyên danh sắc, 4. Danh sắc duyên lục nhập, 5. Lục nhập duyên xúc, 6. Xúc duyên thọ, 7. Thọ duyên ái, 8. Ái duyên thủ, 9. Thủ duyên hữu, 10. Hữu duyên sinh. 11. Sinh duyên lão tử. Đây là lưu chuyển môn, tức là triều lưu chuyển. Khi vô minh diệt thì hành diệt, khi hành diệt thì thức diệt, khi thức diệt danh sắc diệt, khi danh sắc diệt lục nhập diệt, khi lục nhập diệt xúc diệt, khi xúc diệt thọ diệt, khi thọ diệt ái diệt, khi ái diệt thủ diệt, khi thủ diệt hữu diệt, khi hữu diệt sinh diệt khi sinh diệt, lão tử diệt. Đây là chiều hoàn diệt, hoàn diệt môn. Người tu đạo A-la-hán trở nên rất rõ ràng về vô minh và mối liên hệ dẫn đến sự sinh khởi từ sinh đến tử chúng sinh được sanh ra rồi lại chết xoay vẩn nhau chúng ta chấm dứt vòng luân hồi sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô minh khi vô minh đã dứt sạch các mối liên kết khác lần lượt tiêu tan khi họ đoạn trừ các duyên này họ phát ra thắng tánh họ trở thành những người có thắng tánh đã viên mãn con bồ tát quán thế âm hiện ra trước người đó thân duyên giác thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát kinh văn nhược chư hữu học đắc tứ đế không tu đạo nhập diệt thắng tánh hiện viên ngã ư bỉ tiền hiện thanh văn thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ giải thoát việt dịch nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của tứ đế tu đạo đế và thẻ nhập diệt đế thắng tính hiện bày viên mãn con liền hiện ra thân thanh văn trước người kia thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát giảng giải nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của tứ đế tu đạo đế và thể nhập diệt đế có thể đó là các hàng thanh văn a la hán đã nhận ra được tánh không của tứ diệu đế đã tu tập đạo đế và đã chứng được diệu lạc niết bàn các ngài đã đạt được thắng tính hiện bày viên mãn họ đã thể hiện được trạng thái viên thông con liền hiện ra thân thanh văn trước người kia thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thoát tại sao bồ tát lại hiện thân thanh văn vì làm như vậy các ngài mới thành giống như họ và rất dễ thông cảm Bồ Tát trở thành một người bạn tốt và có nhiều niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan hệ với mọi người, dù bất luận mình nói điều gì họ cũng sẽ không tin. Bồ Tát như thể yêu thích họ để giáo hóa họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư Phật. Họ là những người thuộc hàng nhị thừa. Kinh văn nhược chư chúng sanh dục tâm minh ngộ bất phạm dục trần dục thân thanh tịnh ngã ư bỉ tiền hiện phạm vương thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ giải thoát việt dịch nếu có chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ không phạm vào cảnh ngũ dục lạc thế gian và muốn thân được thanh tịnh con liền hiện ra trước người ấy thân phạm vương thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát giảng giải nếu có chúng sinh, những chúng sinh này không phải là thanh văn duyên giác, chẳng phải là hàng Bồ Tát, họ là những chúng sinh phàm phu trong lục đạo, họ là những chúng sinh mong muốn tâm được tỏ ngộ, họ muốn đạt được giác ngộ, hiểu biết chân thực, họ là những người không phạm vào cảnh dục lạc thế gian họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình vì họ muốn thân được thanh tịnh con liền hiện ra trước người ấy thân phạm vương thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát con sẽ hiện ra như vị đại phạm thiên vương và giảng pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát kinh văn nhược chư chúng sanh dục vi thiên chủ thống lĩnh chư thiên ngã ư bỉ tiền hiện đế thích thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ thống lãnh các cõi trời con liền hiện ra trước người này thân đế thích thuyết pháp cho họ nghe giúp cho họ được thành tựu ước nguyện giảng giải nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ là chỉ cho chúa trời của đạo cơ đốc họ muốn thống lãnh các cõi trời họ muốn được cai trị các cõi trời con liền hiện ra trước người này thân đế thích thuyết pháp cho họ nghe giúp cho họ được thành tựu ước nguyện con liền hiện ra thân đế thích vì loại chúng sinh này đế thích là vị thiên chủ chúa trời Quý vị có biết rằng đức mẹ của Thiên Chúa giáo chính là Bồ Tát Quán Thế Âm Trăng, Người theo đạo Thiên Chúa giáo tin vào đức mẹ vì họ muốn được tái sinh ở trên cõi trời. Thế nên Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thành nữ thần để giáo hóa họ, khiến cho họ được sinh ở cõi trời. Dĩ nhiên, từ cõi trời họ sẽ đọa lạc trở lại nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ tại sao bồ tát quán thế âm thị hiện và thuyết pháp để giúp cho mọi người được sinh trên cõi trời mục đích tối hậu của ngài là khiến cho chúng sinh tin vào chư phật nhưng vì lúc đó ước nguyện của họ là được sanh lên cõi trời nên ngài dạy cho họ cách thức thế nào để được sanh ở trên trời khi họ từ cõi trời đọa lạc trở lại rốt cuộc họ sẽ tin vào chư phật Người phàm phu thấy rằng thời gian theo tiến trình này rất là dài lâu, nhưng thực ra trong Phật nhãn, đó chỉ là một khoảnh khắc, chỉ là chớp mắt phương pháp này giống như cha mẹ muốn con mình thông thạo xuất sắc một nghề nhưng con mình lại không muốn học nghề đó cha mẹ phải chiều theo để cho con mình học ngành nào mà nó thích nhưng sau vài cơ hội ban đầu thất bại cuối cùng nó phải chuyển hướng học ngành nghề mà cha mẹ đã đề nghị Phương pháp quán thế âm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh là đáp ứng bất kỳ mọi ước nguyện của chúng sinh mong muốn, nhưng mục đích tối hậu là ngài luôn luôn đưa chúng sinh đến chỗ thành tựu Phật quả. Kinh văn: Nhược chư chúng sanh dục thân tự tại du hành thập phương, ngã ư bỉ tiền hiện tự tại thiên thân. Nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. Việt dịch: nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại đi khắp mười phương còn hiện ra thân tự tại thiên trước người đó thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được thành tựu ước nguyện giảng giải nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại họ muốn được tự tại để đi đến bất kỳ nơi đâu mà mình muốn còn hiện ra thân tự tại thiên trước người đó thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được thành tựu ước nguyện chư thiên thuộc cõi trời đại tự tại có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn kinh văn nhược chư chúng sanh dục thân tự tại phi hành hư không ngã ư bỉ tiền hiện đại tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại phi hành giữa hư không con hiện ra trước người đó thân đại tự tại thiên thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện giảng giải nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại phi hành giữa hư không họ muốn được tự tại thân thể biến hóa như ý muốn họ muốn thân thể mình phi hành giữa hư không do họ có mong ước này nên con sẽ tự nương vào từ lực của chư phật để khiến cho họ hiện thân như ý muốn và con sẽ hiện ra trước họ thân của đại tự tại thiên và giảng pháp cho họ nghe khiến cho họ thành tựu ước nguyện Đại tự tại thiên rất là tự chủ và đầy phúc lạc. Bồ tát quán thế âm hiện thân như vị này để giúp cho chúng sinh thành tựu ước nguyện của họ. Kinh văn: Nhược chư chúng sanh ái thống quỷ thần cứu hộ quốc độ, ngã ư bỉ tiền, hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. Việt dịch: nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần cứu giúp đất nước con sẽ hiện ra trước người đó thân thiên đại tướng quân thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện giảng giải nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần cứu giúp đất nước có một số người thích thống lĩnh quỷ thần họ làm việc này với ý nghĩa tinh thần yêu nước để cứu hộ và bảo vệ tổ quốc còn sẽ hiện ra trước người đó thân thiên đại tướng quân thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện kinh văn nhược chư chúng sanh ái thống thế giới bảo hộ chúng sanh ngã ư bỉ tiền hiện tứ thiên vương thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu biệt dịch nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới bảo hộ chúng sinh con sẽ hiện ra trước người đó thân tứ thiên vương thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện giảng giải nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới bảo hộ chúng sinh họ muốn cai quản thế giới để bảo hộ chúng sinh trong thế giới ấy con sẽ hiện ra trước người đó thân tứ thiên vương thuyết pháp cho họ nghe sẽ giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Tứ Thiên Vương là một trí quốc Thiên Vương giám sát châu Puvravideha ở phía đông, hai Quảng Mục Thiên giám sát châu Aparagodanya ở phía tây, ba Tăng Trưởng Thiên giám sát châu Chambu Vipa ở phía nam bốn đa văn thiên hoặc tỳ sa môn thiên vương giám sát châu utara kuru ở phương bắc đối với những ai muốn thống trị thế giới và bảo hộ chúng sinh bồ tát quán thế âm sẽ ứng hiện thân của một trong bốn vị thiên vương này kinh văn nhược chư chúng sanh ái sanh thiên cung Khu Sử Quỷ Thần, Ngã Ư Bỉ Tiền, Hiện Tứ Thiên Vương, Quốc Thái Tử Thân, Nhi Vị Thuyết Pháp, Linh Kỳ Thành Tựu việt dịch nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung sai khiến quỷ thần con sẽ hiện ra thân thái tử con của tứ thiên vương trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung ưa thích phước lạc ở cõi trời khi ở trong cõi trời họ có thể sai khiến quỷ thần, họ có thể ra lệnh quỷ thần làm một số việc cho họ, họ hô triệu quỷ thần lại và giao việc cho chúng làm. Thực ra khả năng ra lệnh cho quỷ thần rất là bình thường. Người ta thấy điều ấy lạ kỳ nhưng thực ra không phải như vậy. Đối với những ai muốn sai xử quỷ thần, con sẽ hiện ra thân thái tử con của Tứ Thiên Vương trước người kia, nói phép cho họ nghe để giúp họ được thành tựu kinh văn nhược chư chúng sanh nhạo vi nhân chủ ngã ư bỉ tiền hiện nhân vương thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh thích làm vua cõi người con sẽ hiện ra thân quốc vương trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có người thích thống lĩnh cõi nhân gian con liền hiện ra trước người ấy thân của một vị quốc vương để nói pháp cho họ nghe kinh văn nhược chư chúng sanh, ái chủ tộc tánh, thế gian suy nhượng, ngã ư bỉ tiền, hiện trường giả thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Việc dịch, nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời kính ngưỡng, con sẽ hiện ra thân trưởng giả trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời kính ngưỡng. Họ thích giàu sang và thống nhiếp một họ tộc lớn, họ muốn được mọi người trong đời kính trọng, còn sẽ hiện ra thân trưởng giả trước người kia, nói pháp cho họ nghe, để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân một vị trưởng giả giàu có trước vị ấy để nói pháp cho họ nghe. Người phải có 10 đức hạnh mới có được danh hiệu trưởng giả, đó là một tánh quý xuất thân từ gia đình đại quý tộc hai vị cao ở trong cương vị trưởng quan ba đại phú nhiều của cải giàu có bốn oai mãnh uy nghiêm dõng mãnh năm trí thâm trí hoạ cao thâm sáu niên kỳ tuổi cao đức trọng bảy hạnh tịnh phẩm hạnh thanh cao xứng đáng là bậc mô phạm tám lễ bị đãi người tiếp vật đều có lễ nghi chín thượng tán trên được hàng quốc vương tán thán mười hạ quy dưới được lòng dân quy hướng kinh văn nhược chư chúng sanh ái đảm danh ngôn thanh tịnh kỳ cư ngã ư bỉ tiền hiện cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay sống đời trong sạch còn sẽ hiện ra thân cư sĩ trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay có thể họ thích thi ca hoặc thích những tác phẩm hay của các nhà văn nổi tiếng họ có thể đọc thuộc lòng nhiều thể loại này họ thích sống đời trong sạch nếu yêu cầu họ làm điều gì mà họ cho là không xứng với những việc ấy, họ sẽ không có việc gì để bận tâm vào đó. Còn sẽ hiện ra thân cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu, con sẽ hiện ra thân cư sĩ và nói pháp cho họ nghe. Kinh văn Nhược chư chúng sanh ái trị quốc độ, phẫu đoán bang ấp, ngã ư bỉ tiền, hiện tẻ quan thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu. Việt dịch, nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp, còn sẽ hiện ra thân tẻ quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe, để giúp họ được thành tựu. Giảng giải, nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp, họ chế định những vấn đề trọng đại trong nước, còn sẽ hiện ra thân tẻ quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe, để giúp họ được thành tựu. Còn sẽ hiện thân một vị tẻ tướng hoặc quan đại thần, để nói pháp cho họ nghe. Kinh văn Nhược chư chúng sanh, ái chư số thuật, nhiếp vệ tự cư, ngã ư bỉ tiền, hiện bà la môn thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh thích môn số thuật tự mình nhiếp tâm giữ thân con sẽ hiện ra thân bà la môn trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có chúng sinh thích môn số thuật thích nghiên cứu số thuật tức là thiên văn địa lý âm dương ngũ hành thuật tức là y bốc tinh tướng chú thủy thư phủ để điều dưỡng thân tâm bảo hộ sinh mạng Số là chỉ cho việc dùng toán số để dự đoán trước. Thuật là chỉ cho những ma thuật và các kỹ xảo khác. Nó còn là các bùa chú của ngoại đạo, chú tiên phạm thiên của ngoại đạo ta tỷ la mà mẹ của ma đăng giả sử dụng là một ví dụ của loại này những người này thích tự mình nhiếp tâm giữ thân họ hiểu được rằng nếu học được thần chú hoặc giáo pháp thì thần chú và giáo pháp ấy có thể hộ trì được cho họ còn sẽ hiện ra thân bà la môn trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu bà la môn là một tôn giáo ở ấn độ danh xưng đó có nghĩa là có nguồn gốc từ sự thanh tịnh và biểu trưng cho sự tu tập tịnh hạnh những người này có rất nhiều pháp thuật họ có thể tụng chú và có nhiều kỹ xảo ma thuật và vì vậy bồ tát quán thế âm thường ứng hợp với mọi chúng sinh ngài cũng hiện thân như một vị bà la môn để nói pháp thế nên những hạng người này có thể đạt được điều mình ước nguyện kinh văn nhược hữu nam tử hiếu học xuất gia chỉ chư giới luật ngã ư bỉ tiền hiện tỳ khiêu thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu Việt dịch nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia giữ các giới luật, con sẽ hiện ra thân tỳ khiêu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia giữ các giới luật, những người này nghiên cứu kinh điển và quyết định muốn sống đời xuất gia, họ ra khỏi nhà nào? Ra khỏi ba loại nhà. Một, họ ra khỏi nhà thế tục, 2. họ ra khỏi nhà phiền não, 3. họ ra khỏi nhà tam giới. Nhà thế tục là gia đình mình, nhà phiền não là có nghĩa ở trong vô minh. Chúng ta phải thoát ra khỏi nhà vô minh, tam giới còn gọi là tam hữu chỉ cho sự sống trong các cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không phải đợi cho đến khi ra khỏi nhà tam giới thì quý vị mới chứng được quả A la hán khi những người này xuất ra, họ thọ trì giới luật, giới luật rất là quan trọng. người giữ giới thì không thể nói dối và nói cường điệu. thấp nhất là giữ gìn năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tả hạnh dâm dục, không nói dối và không dùng rượu và ma túy. giới luật ở đây tất nhiên không chỉ là giới thứ nhất, những người này thọ trì năm giới, tám giới. 10 giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ Tát, 250 giới của tỳ khiêu và 348 giới của tỳ khiêu ni. Họ giữ giới và không bao giờ hủy phạm. còn sẽ hiện ra thân tỳ khiêu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Tỳ khưu có ba nghĩa, một khất sĩ, hai bố ma, ba phá ác. Hằng ngày các tỳ khiêu mang bát đi khất thực họ không tự nấu thức ăn cho mình thế nên họ được gọi là khất sĩ có ba đàn giới khi thọ nhận giới cụ túc khi đăng đàn thọ giới tỳ khiu vị yết ma sẽ hỏi thầy có phải là bậc đại trượng phu không giới tử trả lời thưa vâng con là đại trượng phu vị yết ma hỏi tiếp thầy đã phát tâm bồ đề chưa giới tử trả lời thưa vâng con đã phát tâm bồ đề bố ma khi một người đã được truyền tụ giới tỷ khiêu, loài quỷ địa hành dạ xoa truyền tin này cho quỷ không hành dạ xoa, tin ấy truyền đến quỷ phi hành dạ xoa, cho đến khi truyền đến thiên ma trên cõi trời lục dục. Họ loan tin, có một người trên thế gian vừa xuất ra và trở thành tỳ khiêu. Điều này làm cho ma vương kinh sợ. Nó nói rằng quyến thuộc của ta sẽ mất đi một người và quyến thuộc của Phật tăng thêm một người phá ác. Vị tỳ khiêu phá trừ cái ác nào? Cái ác của phiền não. Không biết rõ tại sao con người mọi thời đều giấy khởi phiền não. Khi họ khởi phiền não, họ đánh mất mọi tài năng, ngoại trừ khả năng chuyển sang xấu ác. Chẳng hạn một người ăn trường trai có thể muốn bỏ cuộc và đầu tiên là anh ta quyết định chấm dứt việc dùng thức ăn thanh tịnh. Anh ta quyết định ta sẽ ăn thịt. Khi phiền não đã sinh khởi, họ quên tất cả mọi điều ngoại trừ tìm cách làm thế nào để tạo ác nghiệp. Hoặc là giả sử có người đã bỏ hút thuốc trong một thời gian dài, khi anh ta bỏ cuộc, việc đầu tiên anh ta làm là vớ lấy điếu thuốc và chẳng bao lâu anh ta sẽ trở lại với heroin, thuốc phiện và tất cả các thứ thuốc trong một hơi hít vào. Anh ta hít vào và thở phù ra như một cơn bão. Anh ta hít vô và thở ra rất nhanh như thể mình đã hóa thành vị tiên bất tử, có thể thở ra mây và phun ra sương mù. Một người nghiện rượu thề rằng anh ta sẽ không bao giờ đụng đến một giọt, nhưng khi anh ta nổi giận điều gì đó, anh ta đi mua một chai rồi uống để vơi đi nỗi sầu. Ai đoán được rằng càng uống anh ta càng trở nên tuyệt vọng. Khi anh ta tỉnh dậy sau cuộc trẻ chén đu bù, mọi đốt xương trong thân anh ta mỏi nhừ. Thử hỏi mọi người đã từng uống rượu, họ sẽ trả lời rằng buổi sáng hôm sau thì thật là kinh khủng. Nếu anh ta bị khánh kiệt lúc đó, thì anh ta chẳng làm được điều gì cả nhưng cố chịu đựng. Nhưng nếu còn lại chút ít tiền, tất nhiên là anh ta sẽ đi mua chai khác và bắt đầu uống lại anh ta chỉ biết là một việc đó là say. Nói chung khi phiền não sinh khởi, quý vị sẽ làm những điều mà lúc bình thường mình không bao giờ làm, thậm chí việc này xảy ra cả khi có người thề rằng mình không bao giờ giết người, nhưng khi phiền não nổi lên, anh ta hoàn toàn xem thường mọi thứ và quyết định giết mọi người trên đời này anh ta cầm dao và bắt đầu hành sự thế nên phiền não là điều nên tránh đừng sinh khởi phiền não quý vị cần phải ra khỏi nhà phiền não chúng ta cũng muốn ra khỏi nhà tam giới và vì thế xuất gia phải có đầy đủ ba nghĩa này kinh văn nhược hữu nữ tử hiếu học xuất gia chỉ chư cấm giới ngã ư bỉ tiền hiện tỳ khiêu ni thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia giữ các giới luật còn sẽ hiện ra thân tỳ khiêu ni trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia giữ các giới luật họ muốn tu học phật pháp họ cũng muốn ra khỏi nhà thế tục ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà tam giới. Người nữ phải thọ trì nhiều giới điều hơn nam, họ phải giữ 348 giới. Người ta thường nói rằng phụ nữ có thân với năm thứ hữu lậu, thế nên họ phải giữ nhiều giới hơn. Còn sẽ hiện ra thân tỷ khiêu ni trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn nhược hữu nam tử nhạo trì ngũ giới ngã ư bỉ tiền hiện ưu bà tác thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu nhược phục nữ tử ngũ giới tự cư ngã ư bỉ tiền hiện ưu bà di thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới còn sẽ hiện ra thân yêu bà tắc trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu nếu có người tín nữ thích giữ ngũ giới còn sẽ hiện ra thân yêu bà di trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới đó là không sát sinh không trộm cướp không tả hạnh dâm dục không nói dối, không uống rượu, còn sẽ hiện ra thân yêu bà tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện thân cư sĩ để nói pháp cho họ. Nếu có người tín nữ thích giữ ngũ giới, họ cũng muốn giữ những giới này. Con sẽ hiện ra thân yêu bà di trước người kia, con sẽ hiện thân nữ cư sĩ và nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn nhược hữu nữ nhân nội tránh lập thân dĩ tu gia quốc ngã ư bỉ tiền hiện nữ chủ thân cập quốc phu nhân mạng phụ đại gia nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội tránh để điều hành gia đình hay quốc gia, còn sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân, mạng phụ, đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải. Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội tránh để điều hành gia đình hay quốc gia, có khi những người phụ nữ này lo việc nội trợ, có khi họ nắm quyền trong triều chính điều hành việc quốc gia, còn sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân, mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu có thể bồ tát quán thế âm hiện thân một phụ nữ điều hành việc quốc sự hoặc như là phu nhân của một nhà cai trị có khi bồ tát thị hiện như một mệnh phụ có quyền lực hoặc người phụ nữ thanh nhã lịch thiệp trong xã hội trong các trường hợp này bồ tát quán thế âm đều đáp ứng cho các ước nguyện của họ kinh văn nhược hữu chúng sanh bất hoại nam căn ngã ư bỉ tiền hiện đồng nam thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh không hoại nam căn con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có chúng sinh không hoại nam căn đối với những thanh niên chưa biết đến phụ nữ và vẫn còn trong trắng con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu kinh văn nhược hữu sử nữ ái nhạo sử thân bất cầu xâm bạo ngã ư bỉ tiền hiện đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có người con gái muốn làm trinh nữ không thích kết hôn con sẽ hiện ra thân đồng nữ trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có người con gái có nghĩa là phụ nữ chưa bao giờ biết đến đàn ông và chưa kết hôn muốn làm trinh nữ không thích kết hôn họ không muốn gần gũi đàn ông kết hôn hoặc trải qua kinh nghiệm bị chiếm đoạt còn sẽ hiện ra thân đồng nữ trước người kia nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu kinh văn nhược hữu chư thiên nhạo xuất thiên luân ngã hiện thiên thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu Việt dịch, nếu có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời, con sẽ hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe, để giúp họ được thành tựu. Giảng giải, nếu có chư thiên muốn thoát khỏi loài trời, các vị tiên nam và tiên nữ này không muốn lưu lại trong cõi trời nữa, họ muốn thoát khỏi tam giới, con sẽ hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe, để giúp họ được thành tựu vì họ muốn siêu việt cõi trời con liền hiện thân trước họ dùng mọi phương tiện để giúp họ đạt được điều họ muốn kinh văn nhược hữu chư long nhạo xuất long luân ngã hiện long thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có loài rồng muốn thoát khỏi thân rồng con sẽ hiện ra thân rồng nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có loài rồng muốn thoát khỏi thân rồng quan niệm chung của thời đại ngày nay là loài rồng không có thực một vài người công nhận huyền thoại về loài rồng thời xưa rất to lớn và khủng khiếp không có cách nào để nói chắc thật về ý kiến đã nêu trước nhưng loài rồng là có thật thế nó ở đâu Long cung ở dưới biển, chúng tôi đã dò thấu chiều sâu, tại sao chúng tôi chưa từng đi qua chỗ đó, quý vị sẽ hỏi nếu quý vị tìm ra được chỗ ở của chúng thì chúng không còn là loài rồng thật vì rồng là loài linh vật nó có thần thông và có thể tự biến mình thành lớn hoặc nhỏ như ý muốn nó có thể tự biến thành lớn như hư không nó có thể rút lại nhỏ như vi trần nếu cần nó có thể bất ngờ tàng hình rồi hiện hình lại ngay tức khắc Năng lực thần thông cho chúng khả năng tự biến hóa với vô số cách thức. Tại sao chúng có năng lực như vậy mà lại thọ thân xúc sanh? Vì trong những thân tu hành từ đời trước, chúng phát tâm tu tập đại thừa, nhưng chúng không chịu giữ giới, chúng thuộc dạng thừa cấp giới hoãn, chúng rất hờ hững vì chúng rất nhiệt tâm với pháp tu đại thừa, thừa cấp nên chúng có được thần thông, nhưng vì chúng không giữ giới nên chúng bị đọa vào hàng súc sanh. Nếu loài rồng quyết định muốn thoát khỏi thân rồng, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân rồng ra trước chúng và nói pháp cho chúng nghe, khiến cho chúng thành tựu được ước nguyện. Kinh văn Nhược hữu dược xoa, nhạo độ bổn luân, ngã ư bỉ tiền, hiện dược xoa thân, nhi vị thuyết pháp, linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có loài dược xoa muốn thoát khỏi loài của mình con sẽ hiện ra trước họ thân dược xoa nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có loài dược xoa dược xoa theo tiếng sanskrit là yaksa hán dịch là tiệp tật có nghĩa là nhanh chóng còn dịch là dũng kiện có nghĩa là dũng cảm và mạnh mẽ dược xoa là một loại quỷ thần có ba loại quỷ thần chính một địa hành quỷ hai phi hành quỷ ba không hành quỷ trong chú thủ lang nghiêm có câu dược xoa yết ra ha trong bài chú tên các vị vua của các loài quỷ đều được gọi lên mỗi vị quỷ vương thống lĩnh nhiều vị quỷ bậc thấp và khi tên của vị vua được gọi lên thì toàn thể các loài quỷ thần khác đều phải cung kính tuân theo mệnh lệnh của vua nếu loài muốn thoát khỏi loài của mình họ không muốn làm quỷ thần nữa còn sẽ hiện ra trước họ thân dược xoa nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu bồ tát quán thế âm sẽ hiện thân như một loài quỷ dược xoa để giúp họ thành tựu ước nguyện kinh văn nhược càn thát bà nhạo thoát kỳ luân ngã ư bỉ tiền hiện càn thát bà thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có loài càn thát bà muốn thoát khỏi loài của mình còn sẽ hiện ra trước họ thân càn thát bà nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có loài càn thát bà càn thát bà theo tiếng sanskrit là gandava hán dịch là hương ấm vì việc ngửi mùi hương tạo nên thức của chúng chúng là các nhạc công của ngọc hoàng khi ngọc hoàng đốt hương trầm thủy lên chúng nghe được mùi hương và liền bị thu hút đến chúng đến chơi nhạc làm vui cho ngọc hoàng loài càn thát bà này muốn thoát khỏi loài của mình chúng không muốn làm thân càn thát bà nữa còn sẽ hiện ra trước họ thân càn thát bà nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu kinh văn nhược a tu la nhạo thoát kỳ luân ngã ư bỉ tiền hiện a tu la thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có loài a tu la muốn thoát khỏi loài của mình con sẽ hiện ra trước họ thân a tu la nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có loài Atula muốn thoát khỏi loài của mình, họ muốn ra khỏi quyến thuộc của loài Atula, con sẽ hiện ra trước họ thân Atula, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Phần này gồm các chúng sinh trong bát bộ quỷ thần, nhưng trong kinh thủ lăng nghiêm lại không đề cập đến loài ca lẩu la nhưng phẩm phổ môn trong kinh pháp hoa có đề cập đến việc bồ tát quán thế âm cũng hiện thân thành ca lầu la ca lầu la là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa là chim đại bàng cánh vàng, kim xí điểu. Ca lầu la là một trong bát bộ và sự kiện kinh văn không đề cập loài này có lẽ là do lỗi bỏ sót khi sao chép kinh hoặc có lẽ được hiểu bao hàm trong phạm trù chung là chúng sinh như đã được nêu ở trên. Ca lầu la chỉ ăn riêng loài rồng, cánh của loài chim này rộng đến 330 đại do tuần một tiểu do tuần bằng 40 lý của Trung Hoa, một lý tương đương 1 phần 3 dặm Anh, một trung do tuần bằng 60 lý, một đại do tuần bằng 80 lý. Với một lần vỗ cánh của nó, chim đại bảng cánh vàng tát cạn hết nước biển, sức mạnh của nó lớn như vậy. Khi nước biển đã cạn sạch, loài rồng lộ ra bằng cách này loài ca lổ la sắp bắt hết sạch toàn thể chủng tộc loài rồng thế nên loài rồng đến yết kiến đức phật để xin cứu giúp loài chim đại bàng cánh vàng ca lầu la gần như làm cho quyến thuộc loài rồng chúng con tuyệt chủng chúng con phải làm sao Chúng con ngưỡng trong lòng từ bi của Đức Phật cứu giúp Chúng con mong rằng Đức Phật sẽ ngăn cản loài chim đại bàng cánh vàng ăn thịt loài rồng quyến thuộc chúng con Đức Phật cho loài rồng một mảnh áo ca sa của Ngài để quấn trên rừng của chúng Sau đó loài chim đại bàng cánh vàng không dám ăn thịt rồng, không có gì để ăn Loài chim đại bàng cánh vàng cũng đến kêu cứu Đức Phật cầu xin cứu giúp chúng Đức Phật hỏi chẳng có ai ăn thịt các ông sao lại đến xin cứu giúp. Loài chim đại bàng cánh vàng đáp, đúng là chẳng có điều gì đe dọa chúng con, nhưng chẳng có gì để ăn cả, chúng con sẽ chết vì đói. Ngài không cho chúng con được phép ăn thịt rồng nữa, chúng con sẽ chết mất. Rồi chúng xin Đức Phật đem lòng từ bi nghĩ cách cứu giúp chúng. Các ông chẳng có gì để ăn phải không? Được rồi, Như Lai sẽ giúp các ông về sau mỗi khi Như Lai và các đệ tử tỷ khiêu thọ trai sẽ cúng thức ăn cho các ông dùng, ông không được ăn thịt loài rồng nữa. Đó là lý do tại sao trong khi thọ trai vào buổi trưa, Chư Tăng thường đem một ít thực phẩm ra bên ngoài để cúng dường cho chim đại bảng cánh vàng. Bản kinh này không đề cập đến chim đại bảng cánh vàng, nhưng chúng ta nên biết rằng bát bộ quỷ thần đều bao gồm trong các chúng sinh này. Kinh văn. nhược khẩn đà la nhạo thoát kỳ luân ngã ư bỉ tiền hiện khẩn đà la thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việc dịch nếu có loài khẩn đà la muốn thoát khỏi loài của mình con sẽ hiện ra trước họ thân khẩn đà la nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có loài khẩn đà la muốn thoát khỏi loài của mình khẩn đà la theo tiếng sanskrit là Kim Na Ra, hán dịch là Nghi Thần. Chúng có tên như vậy là vì khi chúng hiện ra thân người, nhưng trên đầu chúng lại có một cái sừng. Chúng cũng là một loại nhạc thần khác, thường tấu nhạc cho Ngọc Hoàng. Còn sẽ hiện ra trước họ thân khẩn Đà La, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Kinh văn Nhược ma hô la già nhạo thoát kỳ luân ngã ư bỉ tiền, hiện ma hô la già thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. Việt dịch: Nếu có loài ma hô la già muốn thoát khỏi loài của mình, con sẽ hiện ra trước họ thân ma hô la già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Giảng giải: Nếu có loài ma hô la già, ma hô la già theo tiếng Sanskrit là mahogara hán dịch là đại mãng thần còn gọi là địa long loài rồng được đề cập ở trên là loài có thể đi lại trên không và được gọi là thiên long loài mãng xà này cũng gọi là rồng mà bị hạn chế trên mặt đất nó không có năng lực thần thông ma hô la già cũng là chúng sinh trong bát bộ quỷ thần nếu loài ma hô la già muốn thoát khỏi loài của mình con sẽ hiện ra trước họ thân ma hô la già nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu kinh văn nhược chư chúng sinh nhạo nhân tu nhân ngã hiện nhân thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có chúng sinh thích được thân người tu để thành thân người con sẽ hiện ra thân người nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có chúng sinh thích được thân người tu để thành thân người họ muốn đời này sang đời khác luôn luôn được làm thân người thế nên bồ tát quán thế âm nói con sẽ hiện ra thân người nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu ngài sẽ nói pháp cho các chúng sinh này nghe để giúp cho họ được thành tựu ước nguyện kinh văn nhược chư phi nhân hữu hình vô hình hữu tưởng vô tưởng nhạo độ kỳ luân ngã ư bỉ tiền gia hiện kỳ thân nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu việt dịch nếu có loài phi nhân hoặc có hình hoặc không có hình hoặc có tưởng hoặc không có tưởng muốn thoát khỏi loài của mình con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu giảng giải nếu có loài phi nhân đây chỉ cho loài vật và các sinh vật khác với loài người loài hoặc có hình hoặc không có hình hoặc có tưởng hoặc không có tưởng nếu những loài chúng sinh như thế này muốn thoát khỏi loài của mình con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu có hình có nghĩa là có một hình tướng có thật, có thể thấy được. Vô hình có nghĩa là không có hình tướng. Có nhiều loài chúng sinh hữu tưởng, chúng sinh vô tưởng, gồm có loài đất đá, gỗ sắt. Những chúng sinh vô hình vốn cũng là chúng sinh, nhưng họ đã bị phân tán thành không và rơi vào sự lãng quên. Trường hợp này thường là dạng thân trung ấm và đến một thời điểm nào đó, chúng lại trải qua sự tái sanh và trở lại làm người. Kinh văn Thị danh diệu tịnh, tam thập nhị ứng, nhập quốc độ thân, giai dĩ tam muội, văn huân văn tu, vô tác diệu lực, tự tại thành tựu. Việt dịch đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh đều đi vào được các cõi nước và thành tựu một cách tự tại văn huân văn tu tam muội và vô tác diệu lực. Giảng giải, đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh đều đi vào được các cõi nước và thành tựu một cách tự tại văn huân văn tu tam muội hành giả phát triển công phu phản văn văn tự tánh bằng sự tu tập hàng ngày và áp dụng vô tác diệu lực vô tác là chỉ cho đạo lý vi diệu của vô vi với đạo lý này chẳng cần phải đi qua khái niệm của suy lường và tiến trình tư duy để tìm ra ý tưởng như mọi người ai cũng phải vận dụng khi muốn làm một điều gì đó các vị bồ tát không tưởng tượng hay suy lường các việc ấy trong định tam muội các ngài có thể làm mọi việc trong văn huân văn tu tam muội các ngài có thể đạt được vô tác diệu lực và bằng phương pháp này các ngài thành tựu năng lực tự tại rất tự nhiên mọi việc đều được ổn đáng kinh văn thế tôn ngã phục dĩ thử văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực giữ chư thập phương tam thế lục đạo nhất thiết chúng sanh đồng bi ngưỡng cố linh chư chúng sanh ư ngã thân tâm hoạch thập tứ chủng vô ý công đức việc dịch Bạch Thế Tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương ba đời, nên khiến cho chúng sinh ai đã thẻ nhập vào thân con đều có được mười bốn công đức vô úy giảng giải bạch thế tôn do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim cang tam muội ấy và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh trong lục đạo mười phương ba đời có tâm bi ngưỡng trong phật pháp đối với các loài chúng sinh trong lục đạo chư thiên loài người a tu la súc sanh quỷ đói và địa ngục con đi vào khắp cả mười phương ba đời quá khứ hiện tại vị lai con tu tập văn huân văn tu kim cang tam muội và con không cần phải suy lường tính toán về công việc rồi mới thực hiện khiến cho chúng sinh ai đã thẻ nhập vào thân con đều có được mười bốn công đức vô ý con đã đạt được mười bốn công đức vô ý kinh văn nhất giả do ngã bất tự quán âm dĩ quán quán giả linh bỉ thập phương khổ não chúng sanh quán kỳ âm thinh tức đắc giải thoát việt dịch một là do con không tự quán âm thanh mà quán cái tâm năng quán nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong mười phương ba đời kia quán sát âm thanh để được giải thoát giảng giải đây là một trong mười bốn công đức vô ý một là do con không tự quán âm thanh mà quán cái tâm năng quán nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong mười phương ba đời kia quán sát âm thanh để được giải thoát chẳng phải ngài chỉ quán sát riêng âm thanh của chính mình mà ngài quán âm thanh của các chúng sinh trong thế giới vì công phu phản văn văn tự tánh của con đã thành tựu nên con không cần phải quán sát tự thân mà con có thể quán sát mọi chúng sinh trong khắp thế giới và giúp cho những chúng sinh đang đau khổ được giải thoát khổ con lắng nghe những tiếng kêu khổ đau của họ và con cứu giúp cho họ được giải thoát kinh văn nhị giả tri kiến triền phục linh chư chúng sanh thiết nhập đại hỏa hỏa bớt năng thiêu việt dịch tri kiến đã xoay trở lại khiến cho các chúng sinh dù vào đống lửa lửa vẫn không cháy giảng giải tri kiến đã xoay trở lại có nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm có công năng soi chiếu trở lại vào tự tâm, nên con có thể khiến cho các chúng sinh, dù vào đống lửa, lửa vẫn không cháy. Nếu có chúng sinh thường tu tập và chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù họ có đi vào lửa giữ, lửa vẫn không đốt cháy được họ. Kinh Văn Tam giả quán thính tuyển phục, linh chư chúng sanh, đại thủy sở phiêu, thủy bất năng nịch. Việt dịch ba là quán cái nghe đã quay trở lại khiến cho các chúng sinh dù vào nước sâu nước không nhận chìm giảng giải có người nghĩ rằng ta sẽ thử xem bồ tát quán thế âm thực sự có cảm ứng không ta sẽ ngồi trên một đống củi và châm lửa xem thử nó có cháy không trong trường hợp ấy quý vị sẽ bị cháy liền thế tại sao trong kinh nói rằng nếu đi vào lửa giữ thì lửa không cháy đó là do chữ nếu có nghĩa là điều ấy chỉ xảy ra khi quý vị không có một tính toán nào cả có người khác nói bồ tát quán thế âm nói rằng nếu có người bị rơi vào nước sâu họ sẽ không bị chìm nên tôi sẽ nhảy xuống biển xem thử có bị chìm không chắc chắn quý vị sẽ bị chìm chỉ khi nào quý vị bất ngờ gặp phải cảnh khổ đau hoặc gian nguy thì bồ tát quán thế âm mới cứu giúp quý vị nhưng nếu quý vị có dự tính thử thách ngài, thì quý vị sẽ không có được sự đáp ứng vì vốn quý vị không tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị thực sự tin, thì chẳng có lý do gì cần phải thử. Điều hay nhất là không nên thử thách ngài. Kinh văn: tứ giả đoạn diệt vọng tưởng, tâm vô sát hại, linh chư chúng sanh nhập chư quỷ quốc, quỷ bất năng hại. Việt dịch bốn là đã diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sinh khi vào những nước quỷ, quỷ không hại được. giảng giải nếu vọng tưởng đã được dứt sạch và quý vị không còn một niệm tưởng sát hại nào nữa và nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể khiến cho các chúng sinh khi đi vào nơi ở của quỷ la sát mà không bị chúng sát hại. kinh văn ngũ giả, huân văn thành văn, lục căn tiêu phục, đồng ư thanh thính, năng linh chúng sanh, lâm đương bị hại, đao đoạn đoạn hại, sử kỳ binh qua, du như cát thủy, diệt như suy quang, tánh vô dao động. Việt dịch năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe, sáu căn đều tiêu giải, quay về bản tánh, đồng như tính nghe, có thể khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại đao gậy sẽ gãy từng đoạn khiến cho binh khí chạm vào thân người như cắt vào nước như thổi ánh sáng bản tánh không hề lay động giảng giải năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe sáu căn đều tiêu giải quay về bản tánh đồng như tính nghe có nghĩa là khi công phu tu tập phản văn văn tự tánh đã thành tựu sáu căn sẽ được hỗ dụng thế nên còn có thể khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại đao gậy sẽ gãy từng đoạn chẳng hạn giả sử có người cầm đao dự tính cắt đầu ai đó ngay khi đao vừa chạm đầu thì đao liền vỡ ra từng mảnh còn có thể khiến cho binh khí chạm vào thân người như cắt vào nước như thổi ánh sáng bản tánh không hề lay động còn có thể khiến cho binh khí bén nhọn khi sắp chặt vào vai người nào đó thì sẽ giống như cắt vào nước, có nghĩa là khi dao chém qua vai, nó cứ đi qua, không có vết thương nào lưu lại cả. Hoặc là con có thể khiến cho dao cắt như là thổi vào ánh sáng, có nghĩa là chẳng hề hấn gì cả, vì bất luận quý vị có thổi vào ánh sáng đến đâu, thì ánh sáng vẫn không lay động. Kinh văn lục giả văn huân tinh minh minh biến pháp giới tắc chư u ám tánh bất năng toàn năng linh chúng sanh dược xoa la sát kêu bàn trà quỷ cập tỳ xá già phú đan na đẳng tuy cận kỳ bàng mục bất năng thị việt dịch Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt thấy khắp pháp giới thì các tính tối tâm không thể còn được, khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược xoa, la sát, kêu bàn trà quỷ, cập tỳ xá già, phú đan na, đến gần bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn thấy được giảng giải sáu là huân tập tính nghe sáng suốt có nghĩa là khi công phu tu tập phản văn văn tự tánh đã thành tựu thấy khắp pháp giới thì các tính tối tâm không thể còn được khiến cho chúng sinh tuy các loài dược xoa la sát kêu bàn trà quỷ cập tỳ xá già phú đan na đến gần bên cạnh mắt chúng vẫn không nhìn thấy được dược xoa là quỷ nam la sát là quỷ nữ cả hai loại quỷ đều rất ác độc thức ăn của chúng là thịt người chúng có những câu chú đủ tạo ra năng lực khử mùi thối nơi thây chết để chúng có thể ăn thịt Kiêu bàn trà cũng là tên của một loại quỷ. Chúng có hình dáng như một cái thùng tròn và đem đến ác mộng cho loài người. Chẳng hạn khi ngủ họ thấy có điểm quái dị hiện ra. Dù trong giấc mơ, tinh thần họ vẫn rất linh lợi, nhưng họ vẫn không cử động thân thể được. Họ trở nên bị tê liệt qua sự chế ngự của loài quỷ gây ác mộng này, có khi dương khí của người kia bị suy yếu và khí âm vượng, người kia có thể bị tê liệt trong một thời gian khá dài và loài quỷ kia có thể làm cho người ấy thiệt mạng. Đây là loài quỷ có rất nhiều trên thế gian. Tỳ xá già là loại quỷ ăn tinh khí của người và cũng ăn tinh chất của ngũ cốc phú đan na, chúng có thể khiến cho người bị bệnh và lên cơn sốt. Nếu quý vị tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hoặc nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì những loài quỷ này không thể thấy được quý vị, dù chúng có đến bên cạnh quý vị, do vì quý vị đã phát ra ánh sáng khiến chúng sợ hãi. Thực vậy, Loài chim cú và loài rơi có thể thấy mọi lúc vì loài quỷ là thuộc âm, chúng không thể thấy được quý vị nếu quý vị phát ra ánh sáng dương, chúng chỉ nhìn thấy quý vị khi quý vị phát ra khí âm. Kinh văn: Thất giả âm tánh viên tiêu quán thính phản nhập, ly chư trần vọng năng linh chúng sanh, cấm hệ gia tỏa sở bất năng trước. Việt dịch bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất tính quán sát và tính nghe đều quay về tự tánh lìa hẳn các vọng trần có thể khiến cho các thứ cùm dây gông xiềng không thể dính vào được giảng giải bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe đều quay về tự tánh lìa hẳn các vọng trần, chẳng còn âm thanh, thậm chí chẳng còn tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe trở lại trong tự tánh. Hành giả bỏ lại đằng sau hết những vọng trần và vọng tưởng. Lúc đó con có thể khiến cho các thứ cùng dây gông xiềng không thể dính vào được. Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán thế âm, các thứ cùng khóa đều tự dòi ra. Việc này xảy ra rất thường, một số người đã trải qua kinh nghiệm này, đó không phải chỉ là cách nói. Nếu có người trí thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ có được cảm ứng như thế này. Có người bị phạm tội và bị giam trong tù, anh ta cùng bảy tám phạm nhân khác cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Làm sao mà họ biết làm điều này? họ quen một vị tăng và cầu thỉnh vị tăng cứu giúp cho họ thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng này vị tăng nói với họ rằng nếu các ông muốn tôi cứu giúp các ông phải một lòng trì niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm quý vị sẽ được thoát khỏi tình thế nguy gian này các người tù đều niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm trong ba ngày ba đêm khóa cùm và xiềng xích đột nhiên được tháo ra và họ được tự do nhưng họ vẫn chưa đi họ nghĩ rằng việc bình thoát thân liệu có ý nghĩa gì khi nhiều người khác vẫn còn bị giam cầm ở đây thế là họ bảo các người tù kia niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm sau hai ngày đồng niệm nữa Khóa trên công siềng các người tù kia cũng được tháo sạch, họ đều được trở về nhà. Sau đó họ đều một lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, họ niệm rất trí thành đến nỗi khiến cho dân trong làng đều phát tâm tu tập. Kinh văn Bác giả diệt âm viên văn biến sanh từ lực năng linh chúng sanh kinh quá hiểm lộ tặc bất năng kiếp. Việt dịch Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc không thể cướp được. Giảng giải, tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng khắp, khi âm thanh đã vắng bặt và tánh nghe đã viên thông, từ lực sinh khởi rộng khắp, đó là âm thanh của thế gian phàm trần và do phản văn văn tự tánh mà tánh nghe của mình được viên thông có nghĩa là không dùng tâm ý thức để nhận ra cái nghe mà ta vẫn nghe được mọi âm thanh kinh văn kiều già huân văn ly trần sắc sở bất kiếp năng linh nhất thiết đa dâm chúng sanh viễn ly tham dục việt dịch chín là do huân tập tánh nghe được thanh tịch xa đìa trần tướng sắc thanh không lôi kéo được khiến cho những chúng sanh đa dâm lìa xa tham dục giảng giải lực vô ý thứ chín là tách lìa khỏi tham dục do huân tập tánh nghe được thanh tịnh địa xa trần tướng sắc thanh không lôi kéo được nếu có người hàng ngày công phu tu tập phản văn văn tự tánh đến lúc viên mãn, họ có thể lìa ra cảnh giới phàm trần. Đặc biệt, họ có thể lìa ra khỏi cảnh giới nhiễm ô của sắc trần. Chúng ta không nên nghĩ rằng sắc đẹp là tuyệt vời khi dính líu đến nó. Nếu quý vị thích sắc đẹp, nó sẽ cướp đoạt mọi của báu trong gia sản quý vị. Nó sẽ ngốn hết của báu cổ xưa quý giá và cướp đi hết. Đúng hơn phải nên nhãn kiến xác trần nội vô hữu, nhĩ văn thế sự tâm bất tri. Mắt thấy xác trần nhưng bên trong chẳng động lại gì cả, tai nghe thế sự nhưng tâm chẳng phân biệt. Khi quý vị thấy sắc đẹp, tâm thái của quý vị nên như thể chẳng thấy điều gì cả. Nếu quý vị thấy sắc đẹp và tâm mình lay động, thì hãy tự hỏi rằng tại sao tâm mình không dao động trước khi mình thấy được nó. Đừng để cho sắc đẹp cướp đi của cải trong nhà của mình. Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng, con có thể khiến cho những chúng sanh đa dâm, lìa xa tham dục một đoạn trong quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm trong kinh pháp hoa có nói rằng nhược đa dâm dục thường niệm cung kính quán thế âm bồ tát tiện tắc ly dục nếu có chúng sinh lòng nhiều dâm dục thường cung kính niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm liền được lìa hẳn dâm dục đó cũng là nghĩa tiêu biểu của kinh văn nhiều tham dục đặc biệt chỉ cho tham muốn tình dục vấn đề lớn nhất trong đời sống con người vấn đề hầu như nan giải đó là tham muốn tình dục nhìn thông suốt được sự rắc rối của nam nữ và bỏ qua một bên được điều ấy thì đó là tự do chân thật nếu quý vị không thể nhìn thông suốt được điều ấy và bỏ qua một bên được điều ấy thì quý vị không thể nào có được tự do và không thể nào trở nên giác ngộ nếu quý vị thực sự lão thật trong công phu thì khi ăn cơm quý vị không biết mình đang ăn cơm khi mặc không biết mình đang mặc áo nếu quý vị có thể quên việc đang ăn cơm và đang mặc áo thì quý vị sẽ càng dễ từ bỏ mọi thứ bên ngoài nếu đàn ông có thể quên bạn gái của mình và phụ nữ có thể quên bạn trai của mình nếu quý vị có thể đập tan từng mảnh cảnh giới này thì công phu quý vị có chút thực chất quý vị dính mắc nhiều ít với anh chị em mình với con trai con gái mình với toàn thể họ hàng bà con mình để học phật pháp quý vị phải phóng hạ mọi thứ lúc đang học phật pháp Quý vị đừng nên để ý đến chuyện gì khác, quý vị nên như người mới bắt đầu lại, hãy quên mọi chuyện trong quá khứ, với cách đó dòng nước Phật pháp mới có thể thấm nhuần tâm Bồ Đề. Nếu quý vị không thể phóng hạ mọi thứ và không thể từ bỏ điều gì cả thì dòng nước Phật pháp chẳng thể nào nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Nếu quý vị có thể thường xuyên trì tụng danh hiệu và lễ kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm dâm dục của quý vị sẽ tiêu mất. Vấn đề quan trọng nhất trong tu tập là cắt đứt hẳn niệm tưởng dâm dục. Nếu quý vị không làm được điều này thì không thể nào ra khỏi tam giới. Quý vị không thể nào quyết định muốn trở nên giác ngộ và vẫn không thể lìa xa những kinh nghiệm của thế gian này. Nếu quý vị không thể nào tách rời những chuyện yêu đương trên trần gian thì quý vị không thể nào thành Phật được. Quý vị không thể nào mong được cả hai. Khổng tử cũng có nói không thể cùng lúc có cả cá và tay gấu. Dù người ta thích ăn cá và chân gấu, nhưng không thể nào ăn được cả hai thứ đó cùng một lúc, cũng giống như vậy quý vị không thể nào hưởng lạc thú trần gian và phước lạc xuất thế trong cùng một lúc. Quý vị muốn thành Phật, nhưng quý vị không thể nào lìa xa được ngũ dục thế gian là tài sắc danh thực thùy thì chẳng có cách nào thành tựu được kinh văn thập giả thuần âm vô trần căn cảnh viên dung vô đối sở đối năng linh nhất thiết phẫn hận chúng sanh đi chư sân khỏe việt dịch mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh không còn đối tượng thanh trần căn cảnh viên dung không còn đối đãi năng sở khiến cho chúng sanh xa lìa được tham sân si sân nhuế giảng giải. Lực vô ý thứ 10 là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần căn cảnh viên dung khi mình đã quay tánh nghe trở lại để nghe tự tánh của mình âm thanh trở nên thanh tịnh đó chỉ có nghĩa là trong đó chẳng còn tiếng gì cả âm thanh lặng không và thanh trần vắng bặt lúc đó chỉ còn sự dung thông của sáu căn và sáu trần trên thế gian này bất luận mọi điều xấu ác nào đều có thể trở nên tốt đẹp nếu quý vị biết cách xử sự với nó và mọi điều tốt đẹp đều có thể trở nên xấu ác nếu quý vị không biết cách xử sự với nó trước đây trong kinh văn chư phật trong mười phương đã chỉ dạy cho a nan rằng chính tên giặc sáu căn là nguyên nhân gây ra sai lầm và cũng chính sáu căn là cái có thể khiến cho chúng ta thành tựu quả vị phật chính là sáu căn chứ chẳng cái gì khác nếu quý vị biết vận dụng chúng chúng sẽ giúp đỡ cho quý vị còn nếu không biết cách vận dụng chúng thì chúng sẽ tàn phá đến mình cũng giống như tiền khi mình có tiền nếu biết rằng mình nên làm những việc công đức và làm những việc thiện để giúp ích cho mọi người thì tiền ấy sẽ không bị phí phạm nhưng nếu quý vị dùng tiền để hút sách và cờ bạc và những việc không lành mạnh khác là quý vị đã dùng tiền của mình để tạo nên nghiệp chướng đạo lý này cũng tương tự như sáu căn khi âm thanh không còn và căn trần viên thông tức không còn đối đãi năng sở là bất nhị thành nhất thể thế nên chẳng còn sáu căn hoặc sáu trần và thế nên sáu căn chỉ là sáu căn và sáu trần chỉ là sáu trần chẳng còn sự xung đột giữa sáu căn và sáu trần khi hành giả đạt đến trạng thái này, nên con có thể khiến cho chúng sanh xa lìa được tham sân si nhuế. Con có thể khiến cho tánh nóng giận, tâm hung dữ, lòng căm hờn của chúng sinh tiêu mất. Sân nhuế là chỉ cho tâm nóng giận và phiền não. Kinh Pháp Hoa nói, nếu có người nhiều tâm sân si thường cung kính niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm thì có thể trừ diệt được tâm sân hận điểm cốt yếu ở đây là phải thường niệm không phải là ngày nay niệm rồi ngày mai quên sáng niệm mà tối lại chẳng niệm cũng chẳng phải tháng này niệm rồi tháng sau không quý vị phải niệm hàng ngày trong công phu của mình mới xứng đáng được gọi là thường niệm cung kính không có nghĩa là quý vị niệm phật nhưng chẳng tin vào đức phật quý vị chất chứa nỗi hoài nghi có thực như vậy không có sức mạnh như thế chăng? Một khi quý vị đã bắt đầu đặt vấn đề, thì quý vị sẽ không thể nào thành tựu được. Thế nên với niềm tin và thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị sẽ không còn tâm sân hận nữa, và quý vị sẽ không còn tâm phiền não dữ dội nữa. Quý vị đã bỏ lại các thứ ấy lại phía sau rồi. Kinh Văn Thập nhất giả, tiêu trần triền minh, pháp giới thân tâm, du như lưu ly, lãng triệt vô ngại, năng linh nhất thiết, hôn độ tánh trướng, chư A à điên ca, vĩnh ly si ám. Việt dịch, 11 là tiêu dung thanh trần, đối tượng, con xoay cái nghe về tánh bản minh, thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly, lắng trong không ngăn ngại khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối, xa lìa sự si mê tăm tối. Giảng giải lực vô ý thứ mười một là tiêu dung thanh trần đối tượng con xoay cái nghe về tánh bản minh khi cảnh giới sáu căn và sáu trần đã tiêu dung rồi con phát ra ánh sáng thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly thân tâm là pháp giới pháp giới là thân tâm chúng trở thành một thân tâm trùm khắp pháp giới đó chẳng phải là cảnh giới của phật hay sao đó cũng là cảnh giới của bồ tát quán thế âm thân tâm trở nên như ngọc lưu ly lắng trong không ngăn ngại từ bên trong có thể nhìn xuyên suốt qua bên ngoài, từ bên ngoài có thể nhìn thấu suốt vào bên trong, chẳng còn trong ngoài nhỏ lớn. Giống như thiền sư Đại Hưu trong núi Linh Yên, Ngài xứng đáng mang tên như vậy, sư làm cho mình một ngôi mộ bằng đá vừa đủ cho mình ngồi, rồi sư làm một cánh cửa bằng đá bên ngoài khắc trên đó cặp câu đối như sau. Vô đại, vô tiểu, vô nội ngoại, tự tu, tự liễu, tự an bài, tạm dịch, chẳng lớn, chẳng nhỏ, chẳng trong ngoài, tự tu, tự biết, tự an bài. Có nghĩa là sư tự mình tu tập, tự mình biết và rồi tự an táng cho chính mình. Sau khi sư khắc xong câu đối, sư ngồi trong mộ, đóng cửa đá lại và tịch diệt, sư nhập niết bàn. Đó là một chuyện không thể nghĩ bàn. Thế nên khi sư đã viên tịch rồi, đó quả thực là một việc trọng đại. Năng lực tự tại giải thoát của sư lớn lao vô cùng. Tôi được diện kiến sư tại Xu Châu, trên núi Linh Nhiên. Sư tự tu tập cho chính mình và cho mọi người khác. Sư không làm phiền một ai cả. Thế nên con có thể khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối, nhất xiển đè, xa lìa sự si mê tâm tối. Họ không có trí huệ và vì thế nên họ không thể nhìn thông suốt và hiểu biết rõ ràng điều gì cả, giống như con dao đã cùn, không thể cắt được vật gì cả, họ nhầm lẫn đúng với sai và nhầm lẫn sai với đúng, nhưng Bồ Tát quán thế âm có thể khiến cho những người này xa lìa hẳn những chướng ngại đã vây phủ lấy họ. Atiyantika là tiếng Sanskrit có nghĩa là cực ác nếu quý vị đề nghị những người này làm một việc gì tốt lành họ sẽ không bao giờ làm thay vì cho ai một đồng tiền để làm việc tốt lành họ giữ gìn đồng tiền trong tay khiến cho chất đồng phải tan chảy nếu quý vị bảo họ hãy giúp đỡ một người nào đó phản ứng của họ là cho rằng điều ấy thật điên rồ tiền của tôi là để cho tôi xài tại sao tôi phải cho người khác Tuy nhiên, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể giúp cho những người này thoát khỏi sự mê muội, suy nghĩ tâm tối của họ. Những người không muốn giúp đỡ người khác là những kẻ không hề có chút ánh sáng trong tự tánh của mình, do vậy đó là hạng người tối tăm ngu muội đoạn văn trên đề cập đến tham và sân đoạn kinh này nói đến tâm si kinh pháp hoa nói rằng nếu có người nhiều tâm sân hận thường cung kính niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm thì có thể trừ diệt được tâm si mê có một người rất giàu rất ham tiền và không muốn chia sẻ cho ai cả ông ta có ba người con ông đặt tên cho người con trưởng là vàng người con thứ hai là bạc và người con thứ ba ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình làm việc thiện thay vì tích chứa thế nên ông đặt cho con tên là nghiệp trướng khi ông sắp lâm chung ông gọi người con trưởng lại và nói ta sắp đi rồi con đi với ta chứ vàng nói ông già dở hơi làm sao con lại chết với ba được Bình thường cha thương con nhất, sao đến lúc chết cha lại muốn hại con và không muốn đi với cha. Ông nghĩ thế thì ta sẽ bảo đứa con thứ, rồi ông gọi bạc đến, anh con không muốn đi với cha, con đi chứ, con vốn rất là có hiếu. Đứa con thứ hai trả lời, nếu cha chết thì cứ chết một mình, dù con là con của cha nhưng con không thể nào chết theo cha được, cha thật là kỳ cục, con còn quá trẻ vàng không muốn chết theo cha bà cũng vậy ông gọi người con thứ ba là nghiệp trướng ngày thường con rất ngỗ nghịch thế nên cha không thương con lắm nhưng nay cha sắp chết anh vàng và bà của con không muốn theo cha con hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thể theo cha không nghiệp trướng đáp con chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, dĩ nhiên là con sẽ đi. Nay cha xem Vàng và Bạc là những người mà cha rất yêu quý, mà họ lại không đáp ứng được yêu cầu của cha, nhưng con nghiệp chướng sẽ theo cha đến bất cứ nơi đâu. Khi sống con đồng hành với cha và đến khi chết con cũng sẽ theo cha. Cha hãy xem ai là người con có hiếu nhất chẳng có thứ gì mang theo được, chỉ có nghiệp chướng sẽ theo mình. Người cha già suy ngẫm lại thấy toàn bộ vàng và bạc ông đã tích lũy sẽ đem lại niềm vui cho hai đứa con đầu và thứ trong khi mình phải chết. Ông dâng tràn một niềm hối hận sâu xa, ông suy nghĩ, ước gì mình xây cất một ngôi chùa hoặc một đạo tràng trong thời gian còn lại, nhưng đã quá muộn, nay ta sắp chết rồi đạo lý của câu chuyện này là đừng như ông già kia nếu quý vị có phương tiện hãy làm ngay những việc tốt lành kinh văn thập nhị giả dung hình phục văn bất động đạo tràng thiệp nhập thế gian, bất hoại thế giới, năng biến thập phương, cúng dường vi trần, chư Phật như lai, các các Phật biên, vi Pháp vương tử, năng linh Pháp giới, vô tử chúng sanh, dục cầu nam giả, đản sanh phước đức, trí huệ chi nam. Việt dịch 12 là viên dung các hiện tượng con xoay tánh nghe trở về, nơi đạo tràng bất động, mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới, có thể cúng dường chư Phật như lai như số vi trần trong khắp mười phương, con ở bên mỗi đức Phật làm pháp vương tử. Khiến trong pháp giới những chúng sinh không có con, cầu có con trai, sanh được con trai, phước đức trí tuệ Giảng giải lực vô ý thứ 12 là viên dùng các hiện tượng con xoay tánh nghe trở về khi thân đã chuyển hóa và trở về với tánh nghe nơi đạo tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. Đạo tràng bất động có nghĩa là thường an trú trong đạo tràng bản nguyên của mình. Chẳng hạn, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện nay đang ở trong Phật giáo giảng đường, nhưng dù Ngài ở đây, Ngài vẫn có thể du hành khắp cả thế giới. Không phải là Ngài đi từ nơi đây mà hóa thân của ngài hiện ra khắp chốn và thế giới vẫn không bị biến hoại với pháp thân ngài có thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười phương ngài đi khắp mười phương để làm Phật sự còn ở bên mỗi Đức Phật làm pháp vương tử khiến trong pháp giới những chúng sanh không có con cầu có con trai sanh được con trai phước đức trí tuệ Kinh văn thập tam giả lục căn viên thông minh chiếu vô nhị hàm thập phương giới lập đại viên kính không như lai tạm thừa thuận thập phương vi trần như lai bí mật pháp môn thọ lĩnh vô thất năng linh pháp giới vô tử chúng sanh dục cầu nữ giả đảng sanh đoan tránh phước đức nhu thuận chúng nhân ái kính hữu tướng chi nữ việt dịch mười ba là sáu căn của con được viên thông cái được soi sáng là bất nhị trùm khắp mười phương thành đại viên kính không như lai tạm còn vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương như lai như vi trần không hề thiếu sót khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có con cầu có con gái sanh được con gái tướng tốt đoan chính phước đức dịu dàng được nhiều người kính quý giảng giải lực vô ý thứ 13 là sáu căn của con được viên thông soi sáng vô nhị trùm khắp mười phương thành đại viên kính không như lai tạng mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không chướng ngại và viên thông lẫn nhau mọi thứ đều hợp thành một sáu căn hỗ dụng giống như tấm gương lớn hiền bày kho tàng không tịch của các Đức Như Lai, còn vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai, như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sinh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng được nhiều người kính quý nếu có người muốn sinh con gái họ sẽ có được con gái đoan chính dịu dàng mọi người khi gặp người con gái này đều liền quý mến và kính trọng đó sẽ là người con gái hiền thục và hoàn hảo kinh văn Thập tứ già, thử tam thiên, đại thiên, thế giới bá ước nhật nguyệt, hiện trụ thế gian chư pháp vương tử, hữu lục thập nhị, hằng hà xa số, tu pháp thủy phạm, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí huệ các các bất đồng. Biệt dịch, 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ước mặt trời mặt trăng các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông hằng đều tu Phật pháp làm gương mẫu giáo hóa chúng sanh tùy thuận chúng sanh trí huệ và phương tiện mỗi ngày đều khác nhau giảng giải lực vô ý thứ 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ước mặt trời mặt trăng các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông hằng các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian này đều tu phật pháp làm gương mẫu giáo hóa chúng sanh tùy thuận chúng sanh trí tuệ và phương tiện mỗi ngài đều khác nhau các ngài dùng phương tiện thiện xảo và quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau kinh văn do ngã sở đắc viên thông bổn căn phát diệu nhĩ môn nhiên hậu thân tâm vi diệu hàm dung biến chu pháp giới năng linh chúng sanh chỉ ngã danh hiệu giữ bỉ cậu trì lục thập nhị hằng hà sa chư pháp vương tử nhị nhân phước đức tránh đẳng vô dị Việt dịch: Do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con so với những người chấp trì danh hiệu pháp vương tử số lượng bằng 62 số cát sông hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác giảng giải do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn con bồ tát quán thế âm đã chứng được nhĩ căn viên thông và có được những năng lực nhiệm màu vi diệu từ nhĩ căn nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng thái vi diệu này trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới, do vậy khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. Những người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát so với những người chấp trì danh hiệu Pháp Vương Tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Người chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và người kia niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo công đức của mỗi người đều bằng nhau. Điều này chỉ cho thấy công đức to lớn của việc chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào. Kinh Văn Thế tôn ngã nhất hiệu danh giữ bỉ chúng đa danh hiệu vô dị do ngã tu tập đách trơn viên thông Việt dịch, bạch thế tôn, một danh hiệu của con cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác là do con tu tập được tính viên thông chân thực giảng giải Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ Tát, nhiều như số cát trong 62 sông Hằng. Điều này như thế nào? Làm sao mà công đức có thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do con tu tập được tính viên thông chân thực. Kinh văn Thị danh thập tứ, thí vô ý lực phước bị chúng sanh việt dịch đó gọi là mười bốn lực vô ý con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sanh giảng giải đó gọi là mười bốn lực vô ý con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sanh con đến để giúp đỡ cho họ bất kỳ lúc nào có người cầu cứu con điền cứu giúp kinh văn thế tôn ngã hiệu hoạch thị viên thông tu chứng vô thượng đạo cố hiệu năng thiện hoạch tứ bất tư nghì vô tác diệu đức nhất giả do ngã sơ hoạch diệu diệu văn tâm tâm tinh di văn kiến văn giác chi bất năng phân cách thành nhất viên dung thanh tịnh bảo giác cố ngã năng hiện chúng đa diệu dụng năng thuyết vô biên bí mật thần chú việt dịch bạch thế tôn con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm màu không thả nghĩ bàn một là ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu tâm tính không còn các tướng năng văn các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt con thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng nói được rất nhiều thần chú bí mật giảng giải bạch thế tôn con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm màu không thả nghĩ bàn bốn công đức không thả nghĩ bàn này là những gì một là ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu tâm tính không còn các tướng năng văn ban đầu khi con chứng đắc được nhờ công phu phản văn văn tự tánh vi diệu trong vi diệu tâm con trở nên tinh dòng và các tướng năng văn đều trở nên tiêu mất, chân tâm hiển bày và con đạt đến cảnh giới tinh anh vi diệu. Khi các tướng năng văn đã tiêu dung, các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt. Các căn khác đều viên thông và không còn bị phân cách, con thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh. Điều này có nghĩa là Ngài đã chứng được nhất thể không còn có sự phân biệt giữa năng và sở. Nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng nói được rất nhiều thần chú bí mật kinh văn kỳ trung hoặc hiện nhất thủ tam thủ ngũ thủ thất thủ cửu thủ thập nhất thủ như thị nãi trí nhất bá bát thủ thiên thủ vạn thủ bát vạn tứ thiên thước ca la thủ Việc dịch, chẳng hạn, còn có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, cho đến 80.000 đầu thước ca la. Giảng giải không những Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt mà Ngài còn có vô số đầu, nhiều đến 84.000 đầu hình tướng của bồ tát quán thế âm đều thể hiện ra đủ cả ngài nói còn có thể hiện ra từ một đầu ba đầu hình tượng bồ tát quán thế âm có ba mặt năm đầu hình tượng bồ tát quán thế âm có năm mặt bảy đầu hình tượng bồ tát quán thế âm có bảy mặt hoặc 9 đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, cho đến 84.000 đầu thước ca la. Thước ca la có nghĩa là mạnh và cứng chắc. Kinh văn Nhị tí tứ tí Lục tí bát tí, thập tí thập nhị tí, thập tứ thập lục, thập bát nhị, thập trí nhị, thập tứ. Như thị nã trí, nhất bá bát tí, thiên tí vạn tí, bát vạn tứ thiên mẫu đà la tí. Việc dịch, con có thể hiện ra hai tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, rồi 1.000 tay, 10.000 tay, cho đến 84.000 tay mẫu đà la tí giảng giải Bồ Tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay hoặc có thể hiện thành 108 tay, rồi 1000 tay, 10000 tay cho đến 84000 tay mẫu Đà La. Mẫu Đà La là tiếng Sanskrit có nghĩa là thủ ấn, trong lòng mỗi bàn tay có một cái ấn kinh văn nhị mục tam mục tứ mục cửu mục như thị nãi trí nhất bá bát mục thiên mục vạn mục bát vạn tứ thiên thanh tịnh bảo mục hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc khỏe, cứu hộ chúng sanh, đắc đại tự tại. Việt dịch hoặc có thể hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thể hiện thân từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ, để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại giảng giải pháp thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Làm sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân như vậy? Vì trong nhân địa ngài đã tu tập đại bi thần chú và 42 thủ nhãn ấn pháp, thế nên ở quả địa khi công phu tu tập đã viên mãn, ngài có được vô số hóa thân. Hoặc khi thể hiện thân từ khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ, để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Các con mắt của ngài có khi thể hiện tâm từ, có khi hiện ra vẻ uy nghi, có khi mắt ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện những tướng này để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Kinh văn Nhị giả do ngã văn tư thoát xuất lục trần, như thinh độ viên bất năng vi ngại, cố ngã diệu năng hiện nhất nhất hình, tụng nhất nhất chú, kỳ hình kỳ chú, năng dĩ vô ý, thí chư chúng sanh, thị cố thập phương vi trần quốc độ, giai danh ngã vi, thí vô ý giả. Việt dịch hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát ngoài sáu trần như âm thanh xuyên qua vách tường không bị ngăn ngại cho nên diệu dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình tụng mỗi mỗi chú hình và chú đó đều có thể đem sức vô ý mà bố thí cho chúng sinh thế nên các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi giảng giải Diệu đức vô tác thứ hai là hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát ngoài sáu trần, con tu tập văn huệ và tư huệ vượt thoát ra khỏi sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, con không còn dính mắc với chúng nữa, đó như âm thanh xuyên qua vách tường không bị ngăn ngại, cho nên diệu dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình tụ mỗi mỗi chú hình sắc mà con thị hiện và chú do con chỉ tụng đều có thể đem sức vô ý mà bố thí cho chúng sinh. Chúng đều có năng lực ban phát sự không sợ hãi, thế nên các cõi nước trong mười phương, nhiều như vi trần, đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi. Kinh văn tam giả do ngã tu tập bổn diệu viên thông thanh tịnh bổn căn sở du thế giới giai linh chúng sanh xả thân chân bảo cầu ngã ai mẫn việt dịch ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân xả đồ chân bảo cầu con thương xót giảng giải ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh ngài đang nói đến bản tính thanh tịnh của nhĩ căn tánh nghe nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân xả đồ chân bảo cầu con thương xót chúng sinh đều hy sinh thân mạng của họ và xả ly mọi tài sản quý báu của họ để cầu sự giúp đỡ của con Kinh văn Tứ giả ngã đắc Phật tâm, chứng ư cứu cánh, năng dĩ chân bảo trùng trùng cúng dường, thập phương như lai, bàng cập pháp giới, lục đạo chúng sanh. Việt dịch, thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt giáo nên có thể đem các thứ chân báu cúng dường mười phương như lai, khắp đến chúng sinh trong sáu đường cả pháp giới giảng giải Diệu Đức vô tác thứ tư là do con chứng được tâm Phật đạt đến chỗ rốt giáo, con chứng được chân tâm như lai tạm. Rốt giáo có nghĩa là địa vị tột bậc của Phật quả, nên có thể đem các thứ chân báu cúng dường mười phương như lai, rộng đến chúng sinh trong sáu đường khắp pháp giới, bất kỳ các loài chúng sinh muốn điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. Kinh văn cầu thê đắc thê cầu tử đắc tử cầu tam muội đắc tam muội cầu trường thọ đắc trường thọ như thị nãi trí cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn việt dịch ai cầu vợ thì được vợ cầu con được con cầu tam muội được tam muội cầu sống lâu được sống lâu như thế cho đến cầu đại niết bàn liền được đại niết bàn giảng giải bất kỳ chúng sinh trong lục đạo mười phương ước nguyện điều gì cũng đều được ban phát bồ tát quán thế âm biết rằng ai cũng ước muốn có người vợ hiền thục nếu ai cầu vợ thì được vợ nếu họ mong cầu có người vợ ngoan hiền họ liền có được người vợ ngoan hiền đó là ước muốn cao nhất của mọi chúng sinh khi đã có vợ hiền rồi thì họ lại ước muốn có con thế nên điều thứ hai là bồ tát quán thế âm sẽ làm là ban cho họ con cái cầu con được con nếu họ mong được sinh con trai liền được con trai nếu họ mong được con gái liền được con gái điều thứ ba ngài nói cầu tam muội được tam muội cầu sống lâu được sống lâu nếu có người đã có vợ có con rồi mà cảm thấy rằng cuộc đời con người thật là vô nghĩa thế nên phát tâm tu tập để thoát khỏi thế gian và mong được tam muội thì họ sẽ được tam muội có người mong được sống lâu thì họ sẽ được sống lâu Họ muốn trở nên bất tử và không bao giờ chết, họ sẽ được như vậy, như thế cho đến cầu đại niết bàn liền được đại niết bàn. Nếu có chúng sinh nào mong cầu thành Phật, thì họ có thể đạt được quả vị Phật. Kinh văn Phật vấn viên thông ngã tòng nghĩ môn viên chiếu tam muội duyên tâm tự tại nhân nhập lưu tướng đắc tam ma đà thành tựu bồ đề tư vi đại nhất việt dịch đức phật hỏi về viên thông con do được viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại nhân tướng nhập lưu mà được tam ma đề thành tựu quả vị bồ đề đó là thứ nhất Giảng giải Đức Phật hỏi về viên thông Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài Ban đầu bằng phương tiện nào mà chứng được viên thông Con do được viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn Con tu tập nơi tánh nghe mà thành tựu định lực mà duyên tâm được tự tại, nhân tướng nhập lưu mà được tam ma đà thành tựu quả vị bồ đề đó là thứ nhất tâm phan duyên của con không còn nữa con được tự tại con đã xoay tánh nghe để nhận ra tự tánh và thành tựu đạo vô thượng đây là phương pháp hay nhất kinh văn thế tôn bỉ phật như lai thán ngã thiện đắc viên thông pháp môn ư đại hội trung thọ ký ngã vi quán thế âm hiệu việt dịch bạch thế tôn đức phật như lai đó đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông trong đại chúng ngài thọ ký cho con danh hiệu quán thế âm giảng giải bạch thế tôn đức phật như lai đó đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông đức phật như lai đó là chỉ cho đức cổ phật quán thế âm như lai ngài tán thán con đã chứng được viên thông một cách tự tại nên trong đại chúng ngài thọ ký cho con danh hiệu quán thế âm ngài gọi con là người quán sát âm thanh thế gian cùng danh hiệu của chính ngài kinh văn do ngã quán thính thập phương viên minh cố quán âm danh biến thập phương giới việt dịch do con thấy nghe thấu suốt mười phương nên tên gọi quán thế âm cùng khắp mười phương thế giới giảng giải do con thấy nghe thấu suốt mười phương có nghĩa là mọi nơi trốn trong suốt mười phương tận cùng khắp các pháp giới hợp lại cùng nhau và con hoàn toàn rõ biết Do vậy, nên tên gọi quán thế âm cùng khắp mười phương thế giới. Trong mọi Phật độ suốt khắp mười phương, ai cũng biết đến danh hiệu quán thế âm. Kinh văn Nhĩ thời thế tôn, ư sư tử tòa, tòng kỳ ngũ Thẻ, đồng phóng bảo quang, viễn quán thập phương, vi trần như lai, cập pháp vương tử, chư bồ tát đỉnh. Việc dịch Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử tòa, từ năm vóc đều phóng hào quang báu, từ xa rót xuống đảnh các đức như lai, nhiều như vi trần, và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát Pháp Vương Tử. Giảng giải lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử tòa, từ năm vóc đều phóng hào quang báu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên tòa sư tử, phóng hào quang từ hai bàn tay, hai bàn chân, và từ đỉnh đầu của Ngài cùng một lúc. Từ xa rót xuống đảnh các đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát pháp vương tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xoa đảnh các đức Như Lai là biểu tượng cho giáo pháp của ngài là cao quý nhất, là đảnh. Giáo pháp của chư Phật cũng như vậy, các đức Như Lai trong khắp mười phương cũng đều tuyên thuyết giáo pháp cao quý này như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tuyên thuyết Giáo pháp của các đức như lai đều tương đồng, hỗ tương nhiếp nhập lẫn nhau. Kinh văn Bỉ chư như lai diệt ư ngũ thể, đồng phóng bảo quang, tòng vi trần phương, lai quán Phật đỉnh, tinh quán hội trung, chư đại Bồ Tát, cập A-la-hán, việt dịch, các đức như lai kia từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báu từ các thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh đức phật và trên đảnh các vị bồ tát và a la hán trong chúng hội giảng giải các đức như lai kia nhiều như số vi trần trong khắp mười phương từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báu từ các thế giới nhiều như vi trần Hào quang báu cũng đồng thời phóng ra từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của ngài cùng một lúc, giống như các đạo hào quang mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra, hào quang đến và rót xuống đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị Bồ Tát và A La Hán trong hội chúng. Kinh văn lâm mộc trì triều giai diễn pháp âm giao quang tương la như bảo ti võng thị chư đại chúng đắc vị tẳng hữu nhất thiết phổ hoạch kim cang tam muội việt dịch rừng cây ao hồ đều diễn ra pháp âm hảo quang giao xen nhau như lưới tơ báu đại chúng được điều chưa từng có tất cả đều chứng được kim cang tam muội giảng giải rừng cây ao hồ đều diễn ra pháp âm nước chảy gió reo và lá cây xào xạc đều là sự diễn bày pháp âm hào quang giao xen nhau như lưới tơ báu, hào quang của chư Phật trong mười phương rót xuống đảnh đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hào quang từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại phóng ra rót xuống đảnh đầu các đức Như Lai trong mười phương, nhiều như số vi trần, thể dạng của các đạo hào quang giao xen ấy tạo nên một tấm lưới rất lộng lẫy đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được kim cang tam muội, họ đều chưa từng thấy được điều tốt lành ấy xảy ra bao giờ, khiến mọi người đều đạt được môn kim cang tam muội. Kinh văn Tức thời thiên vũ, bá bảo liên hoa, thanh hoàng xích bạch, gián thố phân nhiễu, thập phương hư không, thành thất bảo sắc, việt dịch, liền khi ấy mưa trời rơi xuống loài hoa sen chăm báu màu xanh vàng đỏ trắng sen lẫn nhau mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu giảng giải liền khi ấy khi mọi người trong chúng hội chứng được kim cang tam muội mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau bốn màu sắc này hiện thành những hợp thể khác nhau trên những cánh hoa sen những đóa sen màu xanh thì nổi bật lên bên cạnh sắc vàng những đóa sen màu vàng lại có những chấm đỏ trong cánh những đóa sen màu trắng lấp lánh cùng sắc hồng Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu, bảy thứ châu báu là vàng, bạc, lưu ly, li, pha lê, sa cử, xích châu, mã não, cả thế giới đều chuyển thành các màu sắc này. Kinh văn. Thử ta bà giới đại địa sơn hà câu thời bất hiện duy kiến thập phương vi trần quốc độ hợp thành nhất giới phạm bái vịnh ca tự nhiên sổ tấu việc dịch núi sông đất liền của cõi ta bà này cùng lúc không hiện ra chỉ thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới kệ tụng tán ca tự nhiên vang lên giảng giải núi sông đất liền của cõi ta bà này cùng lúc không hiện ra chỉ thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới thế giới chúng ta đang ở gọi là ta bà tên gọi đó có nghĩa là kham nhẫn biểu tượng cho chúng sinh phải kham chịu khổ đau trong thế giới này thực vậy rất khó chịu đựng nhưng mọi người đều phải trực tiếp nhận chịu nó chứ không phải chỉ thừa nhận cái khổ họ xem khổ là vui họ nghĩ rằng ở đây thật là tốt đẹp tuy nhiên lúc này thì cõi ta bà cùng một lúc biến mất đó là do năng lực thần thông của đức phật thích ca mâu ni tạo nên cho đại chúng thấy các phật độ nhiều như vô số vi trần hợp lại thành một kệ tụng tán ca tự nhiên vang lên phạm âm tán ca thanh tịnh vang lên khắp mọi nơi trước đó rừng cây sông hồ đã diễn ra pháp âm nhưng ở nơi này vạn pháp đều tuyên bày pháp âm bằng những bài kệ tụng và tán ca rất thanh tịnh vi diệu nước chảy gió reo đều tuyên thuyết đại thừa hoa sen thất bảo trong hồ bốn màu rực rỡ lấp lánh sắc vàng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tuyển chọn căn viên thông. Kinh Văn. Ư thị Như Lai, cáo Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử, nhữ kim quán thử nhị thập ngũ vô học chư đại bồ tát cập a la hán, các thuyết tối sơ thành đạo phương tiện, giai ngôn tu tập chân thật viên thông, bỉ đẳng tu hành thật vô ưu liệt tiền hậu sai biệt. Việt dịch Lúc đó Đức Như Lai bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng Nay ông hãy xem, trong 25 vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán vô học Mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để thành đạo Họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ hơn kém trước sau khác nhau Giảng giải, lúc đó Đức Như Lai là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Văn Thù sư lợi pháp vương tử rằng: Này ông hãy xem trong 25 vị đại bồ tát và a la hán vô học này ông hãy xem xét các pháp môn phương tiện mà hai mươi lăm bậc thánh này đã vận dụng tu tập vô học là chỉ cho những vị đã chứng được quả vị thứ tư của hàng a la hán hoặc cao hơn mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để thành đạo họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật họ đã chân thực chứng được tính viên thông của các căn việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ hơn kém trước sau khác nhau Thực vậy, không có cách nào để phân biệt sự hơn kém trước sau khác nhau giữa các vị ấy là như thế nào. Kinh văn Ngã kim dục linh, a nan khai ngộ nhị thập ngũ hạnh, thùy đương kỳ căn, kim ngã diệt hậu, thử giới chúng sanh, nhập Bồ Tát Thừa, cầu vô thượng đạo, hà phương tiện môn, đắc dị thành tựu. việt dịch nay như lai, muốn khiến cho A Nan khai ngộ, thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A Nan và sau khi như lai diệt độ, chúng sinh trong cõi này muốn thể nhập Bồ Tát Thừa, cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ thành tựu? Giảng giải, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói nay như lai muốn khiến cho A Nan khai ngộ A Nan vẫn còn trong sơ quả A La Hán, Như Lai muốn ông ta được giác ngộ và chứng được quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư của A La Hán, thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A Nan, pháp môn nào thích hợp với căn cơ của A Nan, trong 18 giới và 7 đại, pháp môn nào tương ứng với A Nan và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi này muốn thẻ nhập Bồ Tát Thừa cầu đạo vô thượng do phương tiện gì mà dễ thành tựu chúng sinh được đề cập ở đây chính là chúng ta chúng ta đang nghe pháp ở trong Phật giáo giảng đường chính là đối tượng mà Đức Phật muốn nói đến quý vị nào đang đọc kinh này cũng được bao gồm trong giới này thế nên quý vị đừng tách mình ra và bảo rằng mình chẳng có phần trong đó cách ấy quý vị chỉ làm cho mình dối thêm nếu quý vị đặt mình ra ngoài số người đó thì quý vị sẽ rơi vào đời sau và nếu quý vị biến thành ngựa heo bò chó gà thì chẳng dễ dàng gì được nghe kinh thủ lang nghiêm chỉ vì một điều quý vị không thể nào nhảy một bước lên bốn bậc thang để đến giảng đường ở hồng kông có những con vịt đến nghe tôi giảng kinh nhưng đó là ở tầng trệt đã từ lâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sắp đặt chỗ ngồi cho chúng ta trong Pháp hội này để bây giờ diễn ra như vậy. Quý vị đừng khinh thường chính mình. Dĩ nhiên, nếu bây giờ quý vị không đến đây nghe kinh, thì quý vị sẽ chẳng có phần. Trong các pháp môn này, pháp môn nào thích hợp nhất cho các chúng sinh trong đời sau, có đại căn cơ, phát tâm tìm cầu vô thượng đạo? Đức Phật hỏi Ngài Văn Thủ Sư Lợi pháp môn nào dễ đưa đến sự thành tựu nhất. Văn thủ sư lợi hãy lưu tâm để chọn ra một pháp môn. Kinh văn Văn thủ sư lợi pháp vương tử, phụng Phật từ chỉ, tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, thừa Phật oai thần, thuyết kệ đối Phật. Việt dịch Ngài văn thù sư lợi pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật. Điền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, nương vào bai thần của Đức Phật đáp bằng kệ rằng: Giảng giải Ngài văn thù sư lợi pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật. Điền từ chỗ ngồi đứng dậy, Bồ Tát Diệu Cát tường được Đức Phật giao phó tuyển chọn từ trong 18 giới và 7 đại một phương pháp tu tập để đạt được viên thông. Ngài sẽ tìm một pháp môn thích hợp với Ngài A Nan nhất và cho cả chúng ta để tu hành. Sáu căn, sáu trần, sáu thức tạo thành 18 giới, đất, nước, lửa, gió cùng với không thức kiến làm thành bảy đại như đã được giải thích tường tận trước đây. Nghe lời dạy từ bi của Đức Phật, Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật nương vào oai thần của Đức Phật đáp bằng kệ rằng Các vị Bồ Tát và A-La-Hán đều có chỗ ngồi chung quanh Đức Phật không như hỏa đầu kim cang là vị phải đứng trong Pháp hội Kệ tụng có thể gồm nhiều âm tiết và nhiều dòng nhưng nó đều chứa đựng đạo lý trong kinh Kinh Văn Giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu xanh sở, sở lập chiếu tánh vong, việt dịch biển giác tánh lặng trong viên mãn vốn nhiệm màu viên mãn trong lặng tánh bản minh chiếu thành ra như sở tướng sở lập mất tánh bản minh giảng giải biển giác tánh lặng trong biển giác ngộ thì rộng lớn vô cùng trong đó chứa chọn núi sông đất liền cây cỏ và vô số vạn vật tánh của biển giác vừa trong lặng vừa viên mãn vốn nhiệm màu viên mãn trong lặng tính trong lặng và viên mãn của biển giác vốn rất nhiệm màu, nhưng chính trong cái vi diệu này, chỉ một niệm chân vọng vi tế sinh khởi và ánh sáng bản minh chiếu ra, thành như có đối tượng năng sở. Tánh bản minh chiếu thành ra như sở, tướng sở lập mất tánh bản minh căn bản là biển giác, đều chứa đựng mọi thứ trong đó cả, không có thứ gì chẳng phải là trong tánh như lai tạo. Nhưng ngay khi có một niệm vô minh, thì hư vọng liền sinh khởi. Khi đã có hư vọng, thì có đối tượng của nó là trần cảnh, trần tướng vọng cảnh. Do vì cái vọng chiếu này, sự sáng suốt bản hữu trong tánh giác không còn chiếu diệu nữa, như khi bầu trời bị mây che phủ khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi thì tánh chiếu soi chân thực cũng bị tiêu mất tức đem tánh bản hữu trong như lai tạng chuyển thành vô minh tàng thức kinh văn mê vọng hữu hư không y không lập thế giới tưởng chừng thành quốc độ chi giác nãi chúng sanh việt dịch Do mê vọng thấy có hư không, nương hư không hình thành thế giới, tưởng lắng động thành cõi nước, tri giác phân biệt thành chúng sinh do mê vọng thấy có hư không vì có hư không nên năng sở đối đãi khách quan chủ quan hình thành vốn là cả hai phương diện đều là hư vọng trong bản thể của biển tánh giác ngộ thì chẳng có một chút nào biểu hiện hiện tượng vốn chẳng có một vật nào cả không có năng sở chỉ nương nơi chân mà khởi nên vọng hối muội thành ra hư không mê mở tánh không làm ngoan không thành ra hoàn toàn có ngư không nương vào hư không lại vọng lập ra đủ các thứ thế giới hiện tượng nhìn lâu thì hóa ra mỏi mệt sau khi kéo dài một thời gian sự duyên trì khiến cho mỏi mệt và rồi cái hư vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không mà trong biển tánh giác ngộ thì vốn chẳng có một thứ gì cả kể cả hư không dòng kệ ở đoạn sau mô tả không xanh đại giác chung như hải nhất âu phát thật là tối nghĩa làm sao và thế nên chúng ta nghĩ rằng hư không là cái gì đó mênh mông rộng lớn lắm nương hư không hình thành thế giới mười phương ba đời trở nên hiện hữu tưởng lắng động thành cõi nước. Khi thời gian và không gian đã sinh khỏi từ hư không, thì vọng tưởng trở nên cứng chắc, nó làm thành đất liền. Chi giác phân biệt thành chúng sinh, vọng tưởng lắng động lại kết thành quốc độ, vọng tưởng chi giác tạo thành chúng sinh. Kinh văn Không sanh đại giác chung như hải nhất Âu Pháp, hữu lậu vi trần quốc giai tòng không sở xanh âu diệt không bổn vô huống phục chư tam hữu việt dịch hư không xanh trong đại giác như một bọt nước nổi lên giữa biển cõi nước hữu lậu như vi trần đều nương hư không mà phát xanh bọt nước tan hư không vốn chẳng còn huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi giảng giải Dòng đầu tiên trong bài kệ này là Giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu Tính viên mãn của cội nguồn bồ đề thanh tịnh là vô cùng vi diệu nay bài kệ nói đến hư không xanh trong đại giác chúng ta đều biết sự hiện hữu của hư không nhưng có biết hư không từ đâu mà có chăng tôi tin rằng chẳng có ai biết vì hư không quá rộng lớn không thể nào biết được giới hạn của hư không hay cội nguồn của nó ai là mẹ của hư không chẳng có ai biết nhưng nay kinh thủ lăng nghiêm chỉ ra cội nguồn của nó hư không sinh ra từ tánh của đại giác ngộ và thế nên trong khoảng đó nó cực kỳ vi tế nó lớn chăng nó như một bọt nước nổi lên giữa biển như những bọt bong bóng giữa đại dương cõi nước hữu lậu như vi trần đều nương hư không mà phát xanh có ba thứ lậu dục lậu hữu lậu vô minh lậu vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không hư không phát sinh từ đại giác và quốc độ phát sinh từ hư không bọt nước tan hư không vốn chẳng còn giống như bọt nước tan trong biển hư không cũng biến mất trong đại giác huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi kinh văn quy nguyên tánh vô nhị phương tiện hữu đa môn thánh tánh vô bất thông thuận nghịch giai phương tiện sơ tâm nhập tam muội chỉ tốc bất đồng luân việt dịch về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều đường, tánh giác vốn dung thông, thuận nghịch là phương tiện, sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Trong bài kệ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói rằng hư không giống như bọt nổi trong biển giác ngộ. Và các cõi nước sinh ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi tế. Nếu hư không biến mất thì mọi cõi nước, núi sông, đất liền và mọi chúng sinh và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mất. Về nguồn tánh không hai, về nguồn có nghĩa là thành tựu Phật quả, chỉ có một nơi để trở về, đó là bản quán của quý vị. Thế gian mà chúng ta đang sinh sống đây không phải là ngôi nhà bản tánh của mình. Quý vị liền phản đối, tôi có nhà, nhưng ngôi nhà đó không phải là ngôi nhà chân thực của quý vị. Thành Phật là nhận ra ngôi nhà chân thực của mình. Trước khi thành Phật, quý vị là người đi lang thang từ khách sạn này sang khách sạn khác, quý vị là người luôn luôn di chuyển. Phương tiện có nhiều đường, còn phương tiện có nghĩa là còn bị vướng mắc. Chẳng hạn có lần đứa trẻ đang bò đến gần một miệng giếng trên mặt đất, nếu đứa trẻ tiếp tục bò nó sẽ rơi xuống giếng. Đức Phật thấy vậy, nhưng ngài biết rằng nếu gọi đứa trẻ hãy quay trở lại, nó chẳng nghe lời mà còn cố bỏ về phía trước thế nên ngài nắm bàn tay lại đưa lên cao rồi gọi này con hãy trở lại ta sẽ cho con kẹo con thích kẹo không khi đứa trẻ nghe có kẹo nó liền quay trở lại vốn chẳng có kẹo trong tay đức phật nhưng đức phật nói dối chăng không đó là một ví dụ của pháp phương tiện đức phật đã dùng bàn tay không để cứu đứa bé vì lúc đó chẳng còn cách gì khác pháp môn phương tiện rất nhiều nói chung bất kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng để cứu người thì đó gọi là pháp phương tiện tánh giác vốn dung thông thuận nghịch là phương tiện khi quý vị đã chứng được pháp tánh của một bậc thánh thì chẳng có điều gì mà quý vị không hiểu cái gì thuận cũng là phương tiện và cái gì nghịch cũng là phương tiện điều gì hợp với năng lực và hoàn cảnh thì quý vị có thể vận dụng vào việc tu tập cái gì là nghịch là điều không thích hợp với hoàn cảnh của mình mà vẫn được ứng dụng trong tu tập cả điều thuận và nghịch trong công phu tu tập của mình đều là pháp phương tiện sơ tâm vào tam muội mau chậm chẳng đồng nhau có người tu tập rất nhanh có người chậm thế nên họ không thể xem như đồng một dạng được kinh văn sắc tưởng kết thành trần tinh liễu bất năng triệt như hà bất minh triệt ư thị hoạch viên thông việc dịch sắc và vọng tưởng Kết lại thành trần, thể tính của nó không thể thông suốt được, làm sao từ chỗ không thông suốt ấy mà mong được tính viên thông? Xác được hình thành từ vọng tưởng, xác và vọng tưởng kết hợp lại với nhau thành trần, chính là xác trần, thể tính của nó không thể thông suốt được, không rõ ràng và có thể nhận biết được. Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy mà mong được tính viên thông? có thể nào quý vị mong chứng được viên thông với một phương pháp chẳng rõ ràng và toàn triệt điều ấy không thể bài kệ cho biết rằng dùng sắc trần để tu tập viên thông vốn chẳng phải là phương pháp hay nhất có người có thể chứng quả thông qua phương pháp này nhưng chỉ vì họ có những nhân duyên đặc biệt với pháp môn đặc thù đó đó chẳng phải là điều mà mọi người có thể tu tập được kinh văn âm thanh tạp ngữ ngôn đãn y danh cú vị nhất phi hạng nhất thiết vân hà hoạch viên thông. Việt dịch thanh âm kết hợp ngữ ngôn chỉ nương theo câu chữ nếu cái một đã không bao hàm tất cả làm sao để tu chứng viên thông giảng giải có người chứng đạo nhà phương tiện là thanh trần. Tuy nhiên, thanh âm kết hợp ngữ ngôn chỉ nương theo câu chữ, nếu cái một đã không bao hàm tất cả, không có một lời nào, một danh hiệu nào, một câu nói nào có thể nói hết về mọi điều thì làm sao để tu chứng viên thông, nên không thể nào chọn thanh trần như là phương pháp để tu chứng viên thông. Kinh văn hương dĩ hợp trung chi ly tắc nguyên vô hữu bất hằng kỳ sở giác vân hà hoạch viên thông việt dịch lúc hòa hợp hương mới thành tác dụng nếu dòi ra hương vốn chẳng có sở giác đã không tương tục hiện hữu khó mà tu chứng được viên thông giảng giải hương nghiêm đồng tử chứng đạo nhờ vào hương trần nhưng lúc hòa hợp hương mới thành tác dụng mũi phải hít vào mùi hương thì nó mới biết được có mùi hương nếu dòi ra hương vốn chẳng có hương chẳng hiện hữu sở giác cái nhận biết về mùi hương đã không tương tục hiện hữu khó mà tu chứng được viên thông vì bản chất của hương là chẳng thường hằng chẳng biến dị nên ta không luôn luôn có được cái nhận biết về nó và vì thế nên hương trần không được xem như là phương pháp hay nhất để tu chứng viên thông Kinh văn. Vị tánh phi bản nhiên, hiếu dĩ vị thời hữu, kỳ giác bất hằng nhất, vân hà hoạch viên thông, việt dịch, vị không phải đương nhiên tự có, phải nếm mới biết có vị, với vị giác cũng không tương tục làm sao tu chứng được viên thông giảng giải dù có những người đã chứng ngộ nhờ vào vị trần nhưng vị không phải đương nhiên tự có tánh của vị không phải là tự tánh viên mãn do phải nếm mới biết có vị vị chỉ hiện hữu khi nào có thứ gì đó có hương vị thì vị trần mới hiện hữu với vị giác cũng không tương tục làm sao tu chứng được viên thông tánh biết của vị không phải là lúc nào cũng hiện hữu do vậy không cho phương pháp này như là pháp môn để tu tập viên thông kinh văn xúc dĩ sở xúc minh vô sở bất minh xúc hợp ly tánh phi định vân hà hoạch viên thông việt dịch xúc có vật chạm mới biết nếu không vật chạm xúc không thành lúc hợp lúc ly tánh bất định làm sao tu chứng được viên thông giảng giải xúc có vật chạm mới biết dù có người ngộ đạo nhờ vào tu tập xúc trần nhưng xúc chỉ có được khi có vật xúc chạm nếu không vật chạm xúc không thành cách duy nhất để có thể cảm nhận được sự xúc chạm là có ai đó tạo sự xúc chạm với một vật nào đó lúc hợp lúc ly tánh bất định làm sao tu chứng được viên thông do vậy Xúc trần cũng không được dùng như một phương pháp để tu chứng viên thông. Kinh văn Pháp xương vi nội trần, bằng trần tất hữu sở, năng sở phi biến thiệp. Vân Hà hoạch viên thông, Việt dịch, Pháp còn gọi là nội trần, nương theo trần tất có sở, năng sở chẳng biến nhập thành một làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải ngài maha ca diếp tu tập ý căn thông qua pháp trần và ngài đã chứng được diệt thọ tưởng định pháp còn gọi là nội trần pháp trần là đối tượng của ý căn nương theo trần tất có sở giác quan vì nó là trần cảnh nên chúng phải có một nơi trốn vì nó có nơi trốn nên nó không thể ở trong mức độ không nhưng chẳng không năng sở chẳng biến nhập thành một, tính giao thiệp tương nhập của chủ thể và đối tượng năng sở chưa được toàn triệt, chưa toàn diện, làm sao mà tu chứng viên thông, kinh văn. Kiến tánh tuy đỗng nhiên, minh tiền bất minh hậu, tứ duy khuy nhất bán, vân hà hoạch viên thông, việt dịch tánh thấy vốn rỗng rang bao quát nhưng chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được phía sau bốn phía thiếu đi một nửa làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải tánh thấy vốn rỗng rang bao quát mắt có thể thấy rõ ràng thông suốt nhưng chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được phía sau nếu mắt nhìn phía trước thì chẳng thấy được phía sau nếu nhìn bên phải thì chẳng thấy được bên trái bốn phía thiếu đi một nửa chỉ có thể cùng lúc nhìn thấy được hai trong bốn phía, làm sao mà tu chứng viên thông, nên đó không phải là phương pháp chọn ra để tu chứng viên thông. Kinh văn: Tị tức xuất nhập thông, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, vân hà hoạch viên thông. Việt dịch: Mũi thở ra thở vào khoảng giữa hiện không thở, không dung thông còn cách trở. Kinh văn. Tỷ tức xuất nhập thông, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, vân hà hoạch viên thông? Việt dịch: Mũi thở ra thở vào, khoảng giữa hiện không có thở, không dung thông còn cách trở, làm sao tu chứng viên thông? Giảng giải: Mũi thở ra thở vào, bài kệ này luận về tỷ căn, khoảng giữa hiện không có thở có khi nín thở hơi thở được dừng lại, không dung thông còn cách trở, tình trạng này là một sự khiếm khuyết và khiến cho tị căn cũng không thích hợp, nó không hoàn toàn viên mãn, làm sao tu chứng viên thông, do vậy nó không thể được chọn làm phương pháp để tu chứng viên thông. Kinh văn Thiệt phi nhập vô đoan, nhân vị sanh giác liễu, vị vong liễu vô hữu, vân hà hoạch viên thông? Việc dịch lưỡi không vị, tánh nếm không thành, nhân các vị mới có hay biết, không có vị rốt giáo chẳng có gì, làm sao mà tu chứng viên thông? Giảng giải, lưỡi không vị, tánh nếm không thành, vị phải tiếp xúc với lưỡi thiệt căn thì mới có được vị giác đó nếu không có vị thì chẳng biết được gì cả nhân các vị mới có hay biết có trải nghiệm được cái hay biết là nhờ vị trần không có vị rốt ráo chẳng có gì làm sao mà tu chứng viên thông quý vị không thể nào dùng phương pháp này mà tu chứng được viên thông kinh văn thân giữ sở xúc đồng các phi viên giác quán nhai lượng bất minh hội vân hà hoạch viên thông biệt dịch, thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc đối tượng giống nhau, cả hai đều có giới hạn không cùng khắp. Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng thì làm sao mà tu chứng viên thông? Giảng giải, thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc đối tượng giống nhau. Phương pháp dùng thân căn để tu tập cũng giống như xúc trần, cả hai đều có giới hạn không cùng khắp, tánh biết của chúng chưa được hoàn toàn. Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng, thì làm sao mà tu chứng viên thông? Nó được đánh giá bằng sự hạn và số lượng, và đó là mối quan hệ không thể thấy được giữa xúc trần. Do vậy, nó không được chọn là pháp tu viên thông hay nhất. Kinh văn chi căn tạp loạn tư chạm liễu chung vô kiến tưởng niệm bất khả thoát vân hà hoạch viên thông việt dịch ý căn thường xen với loạn tưởng khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì nếu không thoát được các niệm tưởng làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải ý căn thường xen với loạn tưởng cái mà tâm ý biết được chính là pháp trần là một hỗn hợp gồm các loạn tưởng khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì nếu không thoát được các niệm tưởng làm sao mà tu chứng viên thông nó chẳng bao giờ đạt đến được cái gọi là trạm tịch cũng chẳng bao giờ đạt đến chỗ rốt ráo vì con người không bao giờ có thể vượt qua được khi niệm tưởng vọng tưởng và sóng thức vẫn còn tồn tại làm sao mà những yếu tố này có thể dẫn đến viên thông kinh văn thức kiến tạp tam hòa cật bổn xưng phi tướng, tự thả tiên vô định, vân hà hoạch viên thông, việt dịch, nhãn thức phát khỏi nhờ căn trần, gạn xét tột cùng nó không tự tướng, tự thả vốn đã không nhất định, làm sao mà tu chứng viên thông, giảng giải nhãn thức phát khỏi nhờ căn trần. Đoạn kệ tụng này đề cập đến các thức vốn là sự kết hợp của sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài. Sáu căn có tính biết, trong khi sáu trần thì không. Do vậy sáu thức có một nửa biết và một nửa không biết. Ba thành phần này kết hợp với nhau để thành ra thức. Gạn xét tột cùng, nó không tự tướng. Thức không có tự tướng. Tự thể vốn đã không nhất định, làm sao mà tu chứng viên thông vì chính các thức đã là trong trạng thái biến chuyển liên tục, làm sao có thể dùng nó để mà tu tập viên thông, thế nên nhãn thức cũng không được chọn. Kinh văn Tâm văn đỗng thập phương, sanh vu đại nhân lực, sơ tâm bất năng nhập, vân hà hoạch viên thông. Việt dịch Tâm nghe thấu suốt cả mười phương là do lực của đại nhân duyên, hàng sơ tâm không thể đến chỗ ấy làm sao mà tu chứng viên thông giảng dài tâm nghe thấu suốt cả mười phương pháp môn mà bồ tát phổ hiền tu tập đó là nhĩ thức nhưng tánh nghe chỉ rộng khắp khi do lực của đại nhân duyên pháp môn này đòi hỏi phải có năng lực từ một nhân duyên rất thù thắng chỉ có như vậy mới tu tập được pháp môn này Hàng sơ tâm không thể đến chỗ ấy, chúng sinh vừa mới phát tâm tu tập Bồ Tát Đạo sẽ không thích hợp với pháp môn này. Do hàng sơ phát tâm không thể tu tập pháp môn này, nên làm sao mà tu chứng viên thông? Pháp môn này cũng không được chọn. Kinh văn Tị tưởng bồn quyền cơ, kỷ linh nhiếp tâm trụ, trụ thành tâm sở trụ, vân hà hoạch viên thông, việt dịch quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện nhằm thu nhiếp an trụ tâm nếu đối tượng quán sát trở thành sở trụ làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện tôn đà la nan đà tu tập pháp quán tướng trắng trên chóp mũi tu pháp này liên quan đến tưởng Thế nên đó là một phương tiện khéo léo nhằm thu nhiếp an trụ tâm, phương pháp đó là để giúp cho tâm được an trụ. Nếu đối tượng quán sát trở thành sở trụ, mục tiêu của phương pháp này là đem tâm về an trụ tại một nơi, nhưng vì tiếp tục có một nơi để tâm an trụ thì làm sao mà tu chứng viên thông, nên pháp môn này cũng không được chọn. Kinh văn Thuyết pháp lậu âm văn, khai ngộ tiên thành giả, danh cú phi vô lậu, vân hà hoạch viên thông. Việt dịch: Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự chỉ khai ngộ cho người trước đã gieo trồng chủng tử Phật. Danh cú văn tự không phải là vô lậu làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải phú lâu na di đa la ni tử giảng pháp và giác ngộ nhờ ở thiệt căn thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự khi thuyết pháp và giảng kinh thanh âm nói ra phải hay và phải hoàn hảo khi biểu hiện qua văn tự nên đó chỉ là chỉ khai ngộ cho người trước đã gieo trồng chủng tử phật danh cú văn tự không phải là vô lậu làm sao mà tu chứng viên thông vì đó là đối tượng của pháp hữu lậu nên không thể chọn pháp môn ấy làm phương tiện để tu chứng viên thông kinh văn trì phạm đãn thúc thân phi thân vô sở thúc nguyên phi biến nhất thiết vân hà hoạch viên thông việc dịch giữ giới chỉ câu thúc cái thân ngoài thân lấy gì câu thúc giới và thân vốn không cùng khắp làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải trưởng lão yêu ba ly chuyên chỉ giới giữ giới chỉ câu thúc cái thân giữ giới hoặc phá giới cũng do ở thân đây là pháp thân liên hệ đến thân và tâm ngoài thân lấy gì câu thúc nếu quý vị không có thân thì chẳng cần phải kiềm giữ chế ngự chúng giới và thân vốn không cùng khắp làm sao mà tu chứng viên thông phương pháp này không được toàn vẹn nên không được chọn làm phương tiện để tu tập viên thông kinh văn thần thông bổn túc nhân hà quan pháp phân biệt niệm duyên phi ly vật vân hà hoạch viên thông việt dịch thần thông là do tập nhân từ đời trước không dính dáng với ý thức phân biệt niệm lự không tách rời sự vật làm sao mà tôi chứng viên thông giảng giải mục kiền liên là người có thần thông đệ nhất đó là nhờ vào ý thức mà ngài có được năng lực thần thông thần thông là do tập nhân từ đời trước có được thần thông là do nhân duyên đã được tích tập từ đời trước điều ấy không dính dáng với ý thức phân biệt đó là vấn đề hoàn toàn khác hẳn với ý thức phân biệt niệm lự không tách rời sự vật tuy nhiên thần thông vẫn cần đến tiến trình của niệm tưởng do vậy thần thông không tách rời với phạm trù vật lý nên tự nó chẳng toàn diện làm sao mà tu chứng viên thông nên tu tập để có được thần thông cũng chẳng phải là cách hay nhất kinh văn nhược dĩ địa tánh quán kiên ngại phi thông đạt hữu vi phi thánh tánh vân hà hoạch viên thông việt dịch khi quán tánh của đất vốn nó ngăn ngại không thông suốt pháp hữu vi không là giác tánh làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải khi quán tánh của đất vốn nó ngăn ngại không thông suốt chỉ địa bồ tát dùng phương pháp quán sát tánh của địa đại đất có tính cứng chắc và ngăn ngại không được dung thông đó là một pháp hữu vi không phải là pháp môn để thể nhập dòng thánh Pháp hữu vi không là giác tánh, làm sao mà tu chứng viên thông? Nó không thể được xem như là phương pháp hay nhất để đạt đến viên thông. Kinh văn Nhược dĩ thủy tánh quán, tưởng niệm phi chân thật, như như phi giác quán, vân hà hoạch viên thông. Việc dịch khi quán tánh của nước đã là quán tưởng thì không phải chân, vì như như thì chẳng phải là giác quán, nên làm sao mà tu chứng viên thông, giảng giải. Có hành giả muốn tu tập bằng phương pháp quán sát thủy đại và thẻ nhập vào thủy quán tam muội như Nguyệt Quang Đồng Tử đã tu tập. Khi quán tánh của nước đã là quán tưởng thì không phải chân, vì khi hành giả nhập vào định theo phương pháp này thì tiến trình của niệm tưởng trạng thái tầm tư vi tế ban đầu vẫn còn liên quan nhưng vì cảnh giới như như thì chẳng phải là giác quán, nên phương pháp quán thủy đại chẳng phải pháp quán sát bản nhiên, nên làm sao mà tu chứng viên thông? Thế nên phương pháp quán sát thủy đại không được chọn làm pháp tu viên thông. Kinh văn: Nhược dĩ hỏa tánh quán, kiếm hữu phi chân ly, phi sơ tâm phương tiện, vân hà hoạch viên thông việt dịch, quán hỏa đại để trừ lửa tham dục là do chán cái khổ chưa phải viễn ly chân thật, chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm, làm sao mà tu chứng viên thông, giảng giải hỏa đầu kim cang ô sô sắc ma tu tập pháp quán hỏa đại vì Ngài có tâm dâm dục rất mạnh. Đức Phật dạy Ngài hãy quán sát lửa dục trong thân, quán hỏa đại để trừ lửa tham dục là do chán cái khổ chưa phải viễn ly chân thật sự quyết tâm lìa bỏ tâm dâm dục này chẳng phải tự nó là sự viễn ly chân thật đây chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm đối đãi chẳng phải là pháp vô thượng bồ đề làm sao mà tu chứng viên thông không thể chọn phương pháp này là pháp môn để tu chứng viên thông kinh văn nhược dĩ phong tánh quán động tịch phi vô đối đối phi vô thượng giác vân hà hoạch viên thông việt dịch nếu quán tánh phong đại động tĩnh chẳng phải là không đối đãi đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải lưu ly li quang vương tử dùng phong đại để tu tập viên thông nếu quán tánh phong đại động tĩnh chẳng phải là không đối đãi động và tĩnh là hai cái đối đãi chẳng phải là tuyệt đối đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác đối đãi chẳng phải là pháp giác ngộ tối thượng làm sao mà tu chứng viên thông không thể cho phương pháp này để tu chứng viên thông kinh văn nhược dĩ không tánh quán hôn độn tiên phi giác vô giác dị bồ đề vân hà hoạch viên thông việc dịch nếu quán tánh không đại hư không vô tri chẳng hay biết không hay biết tức trái với bồ đề làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải nếu quán tánh không đại hư không tạng bồ tát tu tập bằng cách quán tưởng thân mình rộng lớn như hư không và được giác ngộ nhưng ở trong bài kệ này bồ tát văn Thù sư lợi nói còn quán sát tánh của không đại và thấy rằng hư không vô tri chẳng hay biết yếu tố này thiếu sự sáng suốt khiến nó không thích hợp cho hàng sơ phát tâm không hay biết tức trái với bồ đề làm sao mà tu chứng viên thông phương pháp này không được chọn làm pháp môn để tu tập viên thông kinh văn nhược dĩ thức tánh quán quán thức phi thường trụ tồn tâm nãi hư vọng vân hà hoạch viên thông việt dịch nếu quán tánh thức đại thức sanh diệt chẳng thường trụ chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải bồ tát di lặc tu tập từ thức đại ngày quán sát tánh của sáu thức nếu quán tánh thức đại thức sanh diệt chẳng thường trụ hãy thử nhìn vào thức tâm phân biệt nó không dừng trụ lâu dài chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng nơi nào có đối tượng để quán và có niệm quán tưởng thì ở đó đều là hư vọng làm sao mà tu chứng viên thông thế nên phương pháp này không được xem là viên thông kinh văn chư hành thị vô thường niệm tánh vô sanh diệt nhân quả kim thù cảm vân hà hoạch viên thông việt dịch tất cả các hành đều vô thường tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt nhân quả nay đã quá sai khác làm sao mà tu chứng viên thông giảng giải bồ tát đại thế chí tu tập kiến đại ngài thu nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn tịnh niệm liên tục Tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, cả tánh của niệm tưởng và đối tượng được niệm tưởng cũng đều là thuộc về sinh diệt. Khi quý vị niệm thì nó hiện ra, khi quý vị dừng niệm thì nó biến mất. Nhân quả nay đã quá sai khác, chúng ta mong được siêu việt ý niệm nhân quả, làm sao mà tu chứng viên thông? Thế nên pháp môn niệm Phật cũng không thích hợp cho việc tu chứng viên thông kinh văn ngã kim bạch thế tôn phật xuất ta bà giới thử phương trơn giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thật dĩ văn trung nhập việt dịch nay con kính bạch thế tôn phật ra đời ở cõi ta bà thể chân thật của pháp môn trong cõi này thanh tịnh do ở nói và nghe muốn tu chứng tam ma đề thật nên do tánh nghe mà vào giảng giải đến thời điểm này bồ tát văn thủ sư lợi đã trình bày xong về các pháp môn mà các bậc thánh đã chứng được ngài tiếp tục trình bày con nay kính bạch thế tôn phật ra đời ở cõi ta bà thể chân thật của pháp môn trong cõi này thanh tịnh do ở nói và nghe trong thế giới này nơi được gọi là nhẫn chịu nơi Đức Phật đã thị hiện vì lòng từ bi, phương pháp chân thực để giáo hóa chúng sinh là tính thanh tịnh của âm thanh. Điều ấy chỉ cho pháp môn phản văn văn tự tánh, muốn tu chứng tam ma đề thật nên do tánh nghe mà vào. Công phu phản văn văn tự tánh thực sự là vi diệu nhất, hay nhất trong tất cả các pháp môn. Kinh văn Ly khổ đắc giải thoát, lương tai, quan thế âm. Việt dịch, rời khổ được giải thoát hay thay quán thế âm. Giảng giải, rời khổ được giải thoát, chúng ta có thể lìa xa cái khổ và được giải thoát. Lìa khỏi cái khổ tất là giải thoát. Giải thoát chính là sự lìa xa cái khổ. Hay thay quán thế âm, pháp môn của Bồ Tát quán thế âm thật là vi diệu. Kinh văn ư hằng sa kiếp trung nhập vi trần phật quốc đắc đại tự tạ lực vô ý thí chúng sanh việt dịch trong kiếp số nhiều như cát sông hằng vào cõi phật như vi trần được lực tự tại rất to lớn bố thí sự vô ý cho chúng sinh giảng giải vì sao bồ tát văn thù sư lợi khen ngợi bồ tát quán thế âm trong kiếp số nhiều như cát sông hằng vào cõi phật như vi trần trong nhiều kiếp bồ tát quán thế âm đã thẻ nhập vào vô số quốc độ phật nhiều như vi trần được lực tự tại rất to lớn bố thí sự vô ý cho chúng sinh với năng lực thần thông và đại tự tại bồ tát quán thế âm đã giúp cho mọi chúng sinh được sự không sợ hãi kinh văn diệu âm quán thế âm phạm âm hải triều âm cứu thế tất an ninh xuất thế hoạch thường trụ việt dịch nhiệm màu là âm thanh của quán thế âm, âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều, cứu độ thế gian, khiến đều được an lành, xuất thế gian được quả thường trụ, giảng giải. Nhiệm màu là âm thanh của quán thế âm, quán thế âm Bồ Tát là vô cùng vi diệu, âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều, âm thanh thanh tịnh và trong sáng của Ngài, giống như tiếng sóng của đại dương, cứu độ thế gian khiến đều được an lành. Ngài cứu độ cho mọi loài chúng sinh ở thế gian này, mang lại sự an bình và mãn nguyện cho tất cả. Xuất thế gian được quả thường trụ, Ngài siêu việt thế gian và chứng được tánh giác thường trú, Ngài đạt được năng lực thần thông tự tại bất hoại và thường trụ. Kinh văn Ngã kim khải như lai, như quán âm sở thuyết, thí như nhân tĩnh cư, thập phương câu kích cổ, Thập xứ nhất thời văn, thử tác viên chân thật, Việt dịch. con này kính bạch như lai, như lời Bồ Tát Quán Thế Âm vừa trình bày, ví như có người trong chỗ yên lặng khắp mười phương đều đánh trống, mười xứ cùng lúc đều nghe, đó gọi là hoàn toàn chân thật giảng giải con nai kính bạch như lai như lời bồ tát quán thế âm vừa trình bày về việc ngài tu chứng viên thông ví như có người trong chỗ yên lặng khắp mười phương đều đánh trống mười xứ cùng lúc đều nghe trong mỗi nơi ở mười phương đều đánh trống cùng một lúc dù tiếng trống đến từ mười phương nhưng một người ở trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe được các tiếng trống ấy cùng một lúc đó gọi là hoàn toàn chân thật. Tánh nghe này mới chân thật là viên mãn. Kinh văn Mục phi quán chướng ngại Khẩu tị diệt phục nhiên, thân dĩ hợp phương chi, tâm niệm phân vô tự. Việt dịch, mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài, thiệt căn tỉ căn cũng như vậy. Thân khi hợp mới biết xúc, ý căn phân vân không manh mối giảng giải mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài mắt ở đây không phải là phật nhãn huệ nhãn pháp nhãn thiên nhãn hoặc nhục nhãn chẳng phải là nhục nhãn điều đề cập đến ở đây là con mắt thông thường những con mắt này chỉ có thể thấy được trong giới hạn không thể thấy xuyên suốt và ở trên nó nó không thể nhìn thấy được xuyên qua những vật chướng ngại Chẳng hạn nếu chúng ta đóng cửa sổ và buông màn xuống thì chẳng thể nào nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, ngay cả trong sự nhận biết những cái cận kề để sử dụng. Chỉ một lớp da cũng ngăn che không cho ta thấy đường. Như chúng ta không thể nào thấy được cái gì bên trong thân với con mắt thông thường mắt của bậc thánh lại là một vấn đề khác nhưng ở đây chúng ta đang bàn về khả năng của con mắt thường nó không thể thấy xuyên qua được một tờ giấy mỏng cũng vậy khi nhìn bên phải thì không thể thấy được bên trái và khi nhìn bên trái thì không thể thấy được bên phải thiệt căn tỉ căn cũng như vậy Giữa các hơi thở cũng có khoảng dừng, khi không có không khí vào hoặc ra khỏi mũi và lưỡi phải có vị thì mới biết được tánh nếm, không có gì để nếm thì lưỡi chẳng có tác dụng, nên hai căn này đều ít nhiều giống như nhãn căn, thân khi hợp mới biết xúc, thân phải tiếp xúc với đối tượng của xúc chạm thì xúc giác mới có được và vì thế nó cũng không được hoàn toàn ý căn phân vân không manh mối, niệm tưởng thì lăng xăng và hỗn loạn, không có một trật tự gì cho chúng cả, thế nên nó cũng chẳng hoàn toàn tốt cho việc tu chứng viên thông. Kinh văn Cách viên thính âm hưởng Hà nhĩ câu khả văn, ngũ căn sở bất tề, thị tác thông chân thật việc dịch cách tường tai vẫn nghe được tiếng xa gần đều nghe được năm căn so sánh thật không bằng thế mới chân thật thông giảng giải với nhĩ căn cách tường tai vẫn nghe được tiếng quý vị vẫn nghe được những gì bên kia bức tường xa gần đều nghe được năm căn so sánh thật không bằng mắt mũi lưỡi thân ý đều không có tác dụng như nhĩ căn nó hoàn hảo hơn những căn này tác dụng của nó hoàn toàn dung thông và không bị ngăn ngại, những căn khác không thể nào sánh bằng nhĩ căn được, thế mới chân thật thông, năm giác quan kia không có được sự dung thông chân thực này. Kinh văn Âm thanh tánh động tĩnh, văn trung vi hữu vô, vô thinh hiệu vô văn, phi thật văn vô tánh. Việt dịch, tánh của âm thanh có động có tĩnh, trong tánh nghe thành có thành không, khi không tiếng gọi là không nghe, chẳng phải thật là không có tánh nghe. Giảng giải tánh của âm thanh có động có tĩnh, khi thì có tiếng, khi thì không có tiếng, khi không có tiếng gọi là yên tĩnh trong tánh nghe thành có thành không tánh nghe nhận biết sự di chuyển của thanh âm và sự yên lặng khi không có tiếng khi không có tiếng gọi là không nghe chúng ta gọi như vậy nhưng chẳng phải thật là không có tánh nghe tánh nghe dứt khoát là không biến mất khi chúng ta nói rằng không nghe thì tánh nghe thực ra chẳng hề biến mất kinh văn thinh vô ký vô diệt thinh hữu diệt vi sanh, sanh diệt nhị viên ly, thị tác thường chân thật. Việt dịch Không tiếng, tánh nghe đã không diệt, có tiếng, tánh nghe cũng chẳng sanh, lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt, thế mới thường chân thật. Giảng giải Không tiếng, tánh nghe đã không diệt, khi không có tiếng không có nghĩa là tánh nghe đã bị mất đi. Khi có tiếng, tánh nghe cũng chẳng xanh. Khi nghe có tiếng thì cũng chẳng có gì biến đổi trong tánh nghe. Lìa hẳn hai ý niệm xanh diệt, thế mới thường chân thật. Tánh nghe thường vốn tự đầy đủ trong chính nó và lìa hẳn hai ý niệm sinh diệt. Sinh diệt đã hoàn toàn trở nên dung thông nhau. Tánh nghe là tánh thường trụ bất biến, chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. Kinh văn. Túng linh tại mộng tưởng, bất vị bất tư vô, giác quán xuất tư duy, thân tâm bất năng cập. Việt dịch: Dù đang lúc mộng tưởng chẳng phải do không suy nghĩ mà tánh nghe không có, tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ, thân ý không so kịp. Giảng giải: Khi có tiếng, khi không có tiếng, khi tiếng vừa mới khởi, khi tiếng đã mất hẳn, thì tánh nghe không bao giờ bị biến mất mọi người có thể nhận ra điều này trong trạng thái tỉnh thức bình thường nhưng nó vẫn thường hiện hữu ngay đang lúc mộng tưởng có người đang ngủ rất mê, nhưng vẫn nghe được tiếng chảy vỗ do người giặt áo quần và tiếng chảy giã gạo như tiếng chuông, trống đang hỏa nhau. Điều này chứng tỏ rằng tánh nghe vẫn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ, chẳng phải do không suy nghĩ mà tánh nghe không có. Chẳng như tâm ý không hiện hữu khi chẳng suy nghĩ, tính giác, quán, vượt ra ngoài suy nghĩ, tánh hay biết về tánh nghe, vượt ra ngoài sự suy nghĩ thân ý không so kịp, thân và tâm đều không thể nào so sánh được với tánh nghe của nhĩ căn. Kinh văn Kim thử ta bà quốc, thanh luận đắc tuyên minh, chúng sanh mê bổn văn, tuần thinh cố lưu truyền, a nan túng cường ký, bất miễn lạc tà tư, khởi phi tùy sở luân, triển lưu hoạch vô vọng. Việt dịch hiện tại cõi ta bà thanh luận được biểu dương chúng sinh bỏ mất tánh nghe theo thanh trần nên bị lưu truyền a nan tuy nhớ giỏi vẫn không khỏi mắc tà nạn há chẳng phải tùy chỗ chìm đắm xoay ngược dòng thoát khỏi hư vọng giảng dài hiện tại cõi ta bà thanh luận được biểu dương chúng sinh bỏ mất tánh nghe họ không nhận ra được tánh nghe bản hữu theo thanh trần nên bị lưu truyền họ không biết quay tánh nghe trở lại để nhận ra tự tánh mình họ ham tìm cầu bên ngoài họ lắng nghe bên ngoài họ đuổi theo thanh trần và hướng ra ngoài mà truy tìm nếu mình để cho nhĩ căn đuổi theo thanh trần thay vì xoay tánh nghe trở lại hướng vào bên trong thì mình sẽ bị rơi trong dòng sanh tử đó cũng là một nút thắt có sanh tử nên có nút buộc nó khởi đầu vì quý vị đuổi theo thanh trần quý vị không thể nào kéo nó lui được a nan tuy nhớ giỏi a nan là người rất thông minh và nhớ giỏi ngài có thể nhớ nằm lòng các bộ kinh trong tam tạng vẫn không khỏi mắc tà nạn A Nan tuy thông minh nhưng ngài vẫn không thể nào thoát khỏi nạn do con gái của Ma Đăng già và thần chú của Tiên Phạm Thiên, A Nan đã bị bắt bởi tà thuật của ngoại đạo. Há chẳng phải tùy chỗ chìm đắm, xoay ngược dòng thoát khỏi hư vọng. Nếu quý vị có thể phản văn văn tự tánh thì tự nhiên sẽ không phải chống cự với một thứ hư vọng nào, quý vị sẽ không còn sai lầm như vậy nguyên nhân mà a nan dễ bị mắc phải tà thuật là do a nan luôn luôn tìm cầu bên ngoài a nan nghiên cứu cái này rồi học cái kia và thông thạo kinh này rồi kinh khác nhưng không bao giờ tự hồi quang phản chiếu a nan không bao giờ chịu dừng lại suy nghĩ xem tại sao mình suy nghĩ và hành xử như vậy tất cả mọi việc mà a nan làm là học ông học quá nhiều đến nỗi quên mất mình là gì chuyện này khiến tôi nhớ đến câu trả lời của khổng tử khi có người hỏi có ai trên đời giống như người hỏi bắt đầu giống như cái gì khổng tử hỏi nó đi đem mọi người theo mình đem theo họ hàng thân quyến trong gia đình ngoại trừ vợ mình nó quên mang theo vợ nó có hạng người như thế chăng quý vị có nghĩ thử xem khổng tử trả lời như thế nào không khổng tử có trả lời rằng quên mang theo vợ mình là điều không thể được hay ngài trả lời rằng quên mang vợ mình theo là điều có thể được đối với con người khổng tử đáp thời nay con người thậm chí còn quên cả chính mình không những họ quên vợ mình mà còn quên cả thân mình. Có nghĩa là họ không biết rằng trong tương lai thân họ sẽ chết, họ quên rằng mình sẽ phải trải qua tuổi già rồi bệnh và chết. Vì An Nan tập trung vào việc nghiên cứu những điều bên ngoài mình và vào việc phát triển khả năng học thuật của mình, An Nan thờ ơ việc tu tập để phát huy định lực. Do An Nan sao nhãng định lực nên ông không biết làm sao để công phu phản văn văn tự tánh thế nên a nan đuổi theo thanh trần an nan không làm cho thanh trần trở về theo tự tánh mình nên a nan bị mắc vào nạn với con gái của ma đăng già kinh văn a nan nhữ đế thính ngã thừa phật oai lực tuyên thuyết kim cang vương như huyễn bất tư nghị phật mẫu chân tam muội việc dịch A nan hãy nghe kỹ, tôi nương uy lực Phật trình bày tam muội của Kim Cang Vương như huyễn bất khả tư nghì, thiền định là mẹ của chư Phật. Giảng giải. Khi văn thù sư lợi Bồ Tát nói đến đây, ngài gọi A nan. Bồ Tát văn thù sư lợi là một vị pháp vương tử có tuổi tác rất cao, trong khi A nan còn rất trẻ. Ở đây, Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, đại diện cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đang tuyên bày giáo Pháp, thế nên Ngài thu hút sự chú ý của A Nan. A Nan hãy nghe kỹ, hãy chú ý, lắng nghe từng lời, đừng xem thường chút nào, đừng ngồi đó mà ngủ gục khi tôi nói giọng kệ này. Ông nên biết rằng bài kệ này mà tôi đang nói ra không phải là do ý riêng của tôi. Bài kệ được tuyên bày do uy lực của Đức Phật trao truyền cho tôi. Đức Phật chỉ định cho tôi phải nói và diễn bày nội dung này. Ngài bảo tôi phải chọn ra pháp môn cho ông tu. Ông không nên nghĩ rằng do tôi, văn thủ sư lợi, là người đang nói với ông điều này mà đó chính là Đức Phật đang nói cho ông. Nay ông đã hiểu chưa? trình bày tam muội của kim cang vương nương vào đức phật tôi sẽ trình bày pháp môn của kim cang vương như huyễn bất khả tư nghì thiền định là mẹ của chư phật đây là pháp môn tu mà chẳng cần tu tu mà chẳng tu chẳng tu mà tu đúng hơn là giống như trò chơi thế nên cùng một lúc đó là sự thực vi diệu là ở đó quý vị không thể tưởng tượng ra được pháp môn này vi diệu đến như thế nào quý vị không thể tưởng tượng ra được hoặc diễn đạt sự vi diệu ấy bằng lời tam muội ấy là mẹ của chư phật tất cả các đức phật đều xuất sinh từ tam muội này thế nên hãy chú ý ông có muốn thành phật không nếu có hãy chú tâm những gì tôi sẽ nói và rồi ông phải thực hành công phu đừng chỉ uổng công sức trong những kỹ năng bên ngoài ông phải đạt cho bằng được công phu nội quán kinh văn Nhữ văn vi trần Phật, nhất thiết bí mật môn, dục lậu bất tiên trừ, xúc văn thành quá ngộ. Việt dịch: Ông nghe các pháp bí mật của chư Phật nhiều như số vi trần, nếu trước tiên không trừ các dục lậu, nghe nhiều chất chứa thành lầm lỗi. Giảng giải: Bồ Tát Văn Thủ sư lợi tiếp tục, ông nghe các pháp bí mật của chư Phật nhiều như số vi trần A Nan, ông đã nghe vô số chư Phật giảng nói về các pháp môn bí mật. Bí mật có nghĩa là quý vị nói điều gì đó cho một người nghe mà người thứ hai không biết được điều ấy, hoặc là quý vị nói về người thứ hai mà người thứ nhất không biết được, mỗi người đều không biết được điều gì đã nói với người kia. Tại sao Đức Phật có những pháp môn bí mật? là vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, mỗi chúng sinh thích những điều khác nhau, hơn thế nữa, mỗi người lại tu tập những pháp môn riêng biệt trong đời quá khứ, do vậy Đức Phật quan sát căn cơ, ngài xem xét pháp môn quý vị đã tu tập trong đời trước, căn cứ vào đó ngài dạy quý vị bây giờ nên tu tập như thế nào quán cơ đầu giáo giảng pháp cho từng người ngài không dạy cho quý vị pháp môn mà không thích hợp với quý vị nếu trước tiên không trừ các dục lậu nghe nhiều chất chứa thành lầm lỗi dù đức phật đã có nhiều pháp môn bí mật quý vị cũng vẫn chưa trừ bỏ các dục lậu của mình dục thật là rất khó hàng phục ngay khi quý vị có tham dục là quý vị có lậu hoặc tham dục nghiêm trọng nhất mà mọi người đều khó tìm cách cắt bỏ đó là tham danh sắc nếu quý vị có thể trừ bỏ điều này thì quý vị là người phi thường khi quý vị nghiên cứu phật pháp quý vị phải nên trừ bỏ tham dục để mới có thể trừ sạch mọi lậu hoặc quả vị thứ tư của a la hán thì không còn lậu hoặc Sơ quả A-la-hán là kiến đạo vị, là kết quả của sự dứt trừ được 88 phần kiến hoặc. Quả vị thứ nhì A-la-hán được gọi là tu đạo vị, quả vị thứ tư của A-la-hán gọi là chứng đạo vị. Ở quả vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của A-la-hán chưa được gọi là chứng quả vị vô lậu, chỉ đến quả vị thứ tư mới chứng quả vô lậu. Đạt được quả vị vô lậu là điều rất quan trọng. Tại sao A Nan chưa đạt đến quả vị này? Vì A Nan chưa trừ bỏ tham dục. A Nan vẫn còn ham thích một số điều. A Nan chưa được thanh tịnh, vì thế nên pháp vương tử văn thủ sư lợi mới nói với A Nan: nếu ông không tu tập và diệt trừ tâm tham đắm danh sắc, thì ông sẽ không tương ưng với Phật pháp. Nếu ông chỉ một bề chuyên vào đa văn, thì ông sẽ mắc phải lỗi lầm đó là nguyên do khiến cho ông phải mắc nạn với con gái của ma đang già nếu ông từ bỏ tham dục và lậu hoặc thì ông sẽ không còn gặp những nạn ấy nữa khi chúng ta thấy một người thông minh như a nan mà vẫn còn mắc phải sai lầm này chúng ta nên lưu ý rằng không những chúng ta chưa nghiêm khắc với tham dục mà chúng ta còn có ý định truy tìm nó chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện trừ bỏ nó quý vị có thấy đó là một sai lầm nữa không đến lúc này mọi người nên hồi quang phản chiếu chúng ta còn tham dục chăng chúng ta đã trừ bỏ chúng được chưa nếu chưa thì chẳng có gì để nói nếu quý vị muốn trừ bỏ chúng thì hãy nhanh chóng bắt đầu tu tập công phu phản văn văn tự tánh hãy học pháp môn nhĩ căn viên thông của bồ tát quán thế âm kinh văn tương văn trì phật phật hà bất tự văn văn việt dịch đem cái nghe thọ trì phật pháp sao không tự nghe tánh nghe của mình giảng giải đem cái nghe thọ trì phật pháp ông đã phí công để nghiêm tầm phật pháp Văn thủ sư lại nói với A Nan, với công phu đó sao không tự nghe tánh nghe của mình, sao ông không quay cái nghe trở lại để nhận ra tánh nghe của mình, sao ông không phát huy công phu tu tập này, sao ông không quay lại nhìn vào chính mình. Kinh văn Văn phi tự nhiên sanh, nhân thinh hữu danh tự, Triền văn giữ thinh thoát, năng thoát dục thủy danh. Việt dịch, tánh nghe không phải tự nhiên sanh, nhân thanh trần mà có tên gọi, xoay lại cái nghe là thoát khỏi thanh trần. Cái đã lìa xa ấy gọi là gì? Giảng giải, a nan đừng nên tiếp tục quá chú tâm việc học mà sao nhãn tu tập định lực. Tánh nghe không phải tự nhiên sanh, vốn tự nó hoàn toàn không do tự nhiên mà có, nhân thanh trần mà có tên gọi vì có thanh trần nên có cái nghe chúng ta gọi cái nhận ra thanh trần là nghe tiếng xoay lại cái nghe là thoát khỏi thanh trần cái đã lìa xa ấy gọi là gì chúng ta nói có cái nghe là do có tiếng nhưng cái nghe có còn đó khi không có tiếng không cái nghe vẫn còn vì tánh nghe không phải là đối tượng của sinh diệt do vậy xoay lại tánh nghe từ bây giờ không đuổi theo sáu căn và sáu trần đưa sáu căn và sáu trần trở lại với tự tánh phản văn văn tự tánh tức thành vô thượng đạo cái gì là tự tánh của quý vị khi quý vị lắng nghe quý vị sẽ nhận ra bây giờ trước khi quý vị nhận ra quý vị sẽ không hiểu được cho đến khi tôi nói cho quý vị biết chẳng hạn khi tôi uống tách trà này chính tôi biết tách trà lạnh hay nóng nhưng quý vị vẫn không biết gì cả nếu quý vị muốn biết quý vị phải tự mình uống trà nếu quý vị muốn nhận ra tự tánh của chính mình trước tiên hết quý vị phải xoay tánh nghe trở lại nếu quý vị không làm như vậy làm sao mong nhận ra tự tánh của mình được quý vị hỏi khi xoay tánh nghe trở lại làm sao để nghe dùng tai của mình nhưng đừng lắng nghe âm thanh bên ngoài, đừng cố gắng tìm hiểu xem những gì đang diễn ra ngoài phố hoặc ai đang nói điều gì. Xoay cái nghe trở vào bên trong và lắng nghe bên trong của chính mình. Theo cách này, tự tánh của quý vị sẽ hiền bày. Đó là cách thức quý vị thực hành. Này quý vị đã hiểu rồi chứ? khi xoay tánh nghe trở lại, mình được tự tại với âm thanh bên ngoài, cái đã lìa xa ấy gọi là gì? Nếu chính quý vị có thể lìa hẳn được với âm thanh bên ngoài, nghe nhưng chẳng nghe, đây chẳng phải thực sự là tánh nghe hay sao? Đúng vậy và chẳng phải vậy? không phải mà phải nghe mà chẳng nghe đó có nghĩa là tự tại đối với âm thanh mình nghe nhưng không giống như cách mình nghe trước đây dù biết rằng cái nghe thông thường có thể nghe được xa hoặc gần nó vẫn có một giới hạn nếu quý vị chân thực đạt được công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình thì quý vị có thể nghe được suốt cả pháp giới nhưng quý vị cũng có thể chọn cách không nghe gì đến âm thanh của toàn thể pháp giới quý vị phải chế ngự giống như điện tín nếu tôi muốn gửi tôi có thể gửi đi cho mọi người khắp mọi nơi vào bất kỳ lúc nào còn nếu tôi không muốn gửi điện tín tôi sẽ không làm việc ấy nếu tôi muốn nghe những âm thanh nào trong pháp giới tôi có thể bật nó lên. Quý vị hãy thử xem thế sự tự tại đối với âm thanh như vậy gọi là gì, nó vốn không có danh xưng, đó là cái vượt ra ngoài danh xưng nghe và tánh nghe chân thực. Kinh văn: Nhất căn ký phản nguyên, lục căn thành giải thoát, Việt dịch: Khi một căn đã trở về nguồn, sáu căn tức thành giải thoát giảng giải ngay khi danh xưng đã không còn người ta có thể nói rằng đó là ý căn đã được mở ra khi một căn đã trở về nguồn sáu căn tức thành giải thoát nguồn tức là tánh như lai tạng khi một căn giác quan quay trở về với tánh như lai tạng thì cả sáu căn cùng kết hợp với nhau những người anh lớn quy về và các em nhỏ cũng theo về nhưng nếu quý vị không đưa một căn trở về thì chẳng có căn nào cùng về theo chúng có liên quan với nhau vì vốn chúng là một nhưng chúng bị chia thành sáu kinh văn kiến văn như nguyễn ế tam giới nhược không hoa văn phục ế căn trừ trần tiêu giác viên tịnh việt dịch thấy nghe như mắt nhọng ba cõi như hoa đốm giữa hư không tánh nghe xoay trở lại gốc bệnh nhậm tiêu trừ trần tướng tiêu tánh giác thuần thanh tịnh giảng giải tại sao chúng ta chưa thành phật chúng ta bị trói buộc bởi sáu căn và sáu trần thế nên chúng ta phải tìm ra một phương pháp để đạt được giải thoát không chỉ chúng ta bị trói buộc bởi các căn và các trần cùng một lúc a nan cũng mắc phải vấn đề này chúng ta đang gặp cùng tình huống khó xử. A Nan đã đi con đường ấy để đạt đến giải thoát và chúng ta bây giờ rất may mắn được học phương pháp đó. Chúng ta cũng vậy, có thể đi trên con đường này và được giải thoát. Thấy nghe như mắt nhọng, cái thấy cái nghe là điều gì đó không thực, nó như là huyễn hóa, như màn sương mỏng phủ qua mắt, như mây trên bầu trời ba cõi như hoa đốm giữa hư không dục giới sắc giới vô sắc giới làm thành ba cõi chúng ta đang ở trong đó nhìn chăm chăm vào hư không cho đến khi cái nhìn chăm chú ấy khiến ta mỏi mệt thế nên trông giống như có hoa đang nhảy múa trong hư không mở đầu cho bài kệ này ngài văn thù sư lợi đã nói không xanh đại giác chung như hải nhất âu phát hư không xanh trong đại giác như một bọt nước nổi lên giữa biển, hư không xanh ra trong biển mênh mông của tánh giác ngộ và được ví như một hòn bọt nổi lên giữa biển hư không. Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhậm tiêu trừ. Khi chúng ta xoay tánh nghe trở về để nhận ra tự tánh của mình, thì lớp màn mỏng che mắt ấy biến mất. Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh, khi cảm nhận của các giác quan không còn, thì các khách trần không còn phiền nhiễu quý vị nữa, nên tánh giác của mình là hoàn toàn thanh tịnh. Kinh văn Tịnh cực quang thông đạt, tịch chiếu hàm hư không, khước lai quán thế gian, du như mộng trung sự, ma đăng già tại mộng, thủy năng lưu nhữ hình. Việt dịch Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt, thẻ tịch chiếu trùm khắp hư không, trở lại quan sát việc thế gian, giống như việc trong mộng, ma đăng già chỉ là chiêm bao, thì ai bắt giữ được ông? giảng giải a à, bồ tát văn Thù sư lợi nói rất mạnh mẽ ngài không cần một chút tao nhã nào ngài đang thẳng thừng của trách a nan tột cùng thanh tịnh trí quang thông suốt một khi tánh giác của ông viên mãn và thanh tịnh thì đến chỗ cùng tột trí sáng suốt bao trùm khắp quý vị trở nên giác ngộ thẻ tịch chiếu trùm khắp hư không khi quý vị đạt được công phu này rồi thì hư không có ngay chính trong quý vị tự tánh của quý vị chính là tánh giác ngộ rộng khắp. Khi quý vị trở về với bản tánh vốn luôn luôn là của mình, thì mình bao trùm khắp cả hư không, trở lại quan sát việc thế gian giống như việc trong mộng. Khi quý vị vẫn tiếp tục dùng công phu này, quý vị quan sát thế giới và sẽ thấy nó chẳng khác gì hơn một giấc mộng. Ma đăng già chỉ là chiêm bao, thì ai bắt giữ được ông? cô ta là một phần của giấc mộng ai là người có thể bắt ông ông đánh mất thể diện ông muốn có mặt ở đó ông thích cô ta nếu ông đạt được trình độ công phu như tôi vừa mô tả thì ai cấm chế được ông quý vị thấy chẳng có chút tao nhã nào phải không kinh văn như thế xảo huyễn sư Huyễn tác chư nam nữ, tuy kiến chư căn động, yếu dĩ nhất cơ chiều. Tức cơ quy tịch nhiên, chư huyễn thành vô tánh. Việt dịch như các huyễn sư giỏi trong đời, tạo ra các hình người như thật. Tuy thấy các căn đều cử động, chủ yếu đều do bộ máy giật dây, máy rừng tất cả trở về yên lặng các trò huyễn thành vô tánh, giảng giải như các huyễn sư giỏi trong đời. Điều này giống như trò trình diễn múa rối thời xưa, khi các con rối nhảy múa và trình diễn đằng sau một tấm phông màu. Phía sau là những con rối được làm bằng da lừa, gắn với những sợi dây được điều khiển bởi người trình diễn dối và khán giả nhìn thấy bóng của những con rối phản chiếu lên bức màn. Ngày nay, chúng ta có xinê những con rối giống như người thật nhưng thực ra chúng được điều khiển bởi những nghệ sĩ dối họ thường đánh nhau om sòm trên sân khấu bằng gươm và súng tôi nhớ là mình đã xem từ hồi nhỏ họ tạo ra các hình người như thật các con rối mặc áo quần như đàn ông và phụ nữ rồi nhảy múa trên sân khấu tuy thấy các căn đều cử động chủ yếu đều do bộ máy giật dây dường như chúng có thể cử động tay chân và thậm chí cả nháy mắt và môi nhưng thực ra đều là do máy chúng được nối liền với một bộ máy tuy nhiên người xem vẫn bị làm cho sững sờ máy rừng tất cả trở về yên lặng các trò huyễn thành vô tánh rốt ráo chúng chẳng là gì cả trong chương này bồ tát văn thù sư lợi giải thích vì sao các pháp đều như huyễn mộng trong chương trước đã có nói rõ tại sao chúng ta đang ở trong huyễn mộng kinh văn lục căn diệt như thị nguyên y nhất tinh minh phân thành lục hòa hợp nhất xứ thành hưu phục lục dụng giai bất thành Trần cấu ứng niệm tiêu thành viên minh tịnh diệu, Việt dịch, sáu căn đều như vậy, nước một bản tánh sáng suốt và phân ra sáu thứ hòa hợp, một thứ đã lìa ra quay về thì cả sáu đều không tồn tại, trong một niệm trần cấu đều tiêu, chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu, giảng giải tại sao bồ tát văn thù sư lợi nói về mộng và huyễn vì sáu căn giống như trò huyễn hóa sáu căn đều như vậy sáu căn giống như trò múa dối được trình bày bởi các nghệ sĩ dối đó như thể một bộ máy điều khiển chúng nhưng nếu một căn trở nên thanh tịnh thì những căn khác cũng trở nên tự tại nương một bản tánh sáng suốt vốn chỉ là một bản tánh sáng suốt trong như lai tạng nó phân ra sáu thứ hòa hợp chia ra thành mắt tai mũi lưỡi thân ý khi nếu một thứ đã lìa ra quay về nếu các nút buộc đã được mở thì cả sáu căn đều không tồn tại nếu một căn không còn tác dụng thì những căn khác cũng sẽ dừng lại, chúng không còn có tác dụng nữa. Trong một niệm trần cấu đều tiêu, mọi sự liên quan giữa sáu căn và sáu trần đều chấm dứt, chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. Chúng trở thành chân tâm sáng suốt vi diệu, thể tánh thanh tịnh thường trú của Như Lai Tạng. Kinh văn Dư Trần Thượng Chư Học Minh Cực Tức Như Lai, Việt dịch còn sót lại trần cấu là còn học vị sáng suốt cùng tột tức như lai like giảng giải còn sót lại trần cấu là còn học vị khi ban đầu trừ bỏ được vô minh thì vẫn còn lại vô minh vi tế gọi là sanh tướng vô minh đây có nghĩa là dư trần phiền não còn sót lại như vi trần hàng bồ tát vẫn còn phải trừ sạch phiền não vi tế này sáng suốt cùng tột tức như lai đó là bản tánh của như lai tạng kinh văn đại chúng cập a nan triển nhữ đảo văn cơ phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo viên thông thật như thị việt dịch a nan và đại chúng hãy xoay lại tánh điên đảo xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình nhận ra tự tánh thành đạo vô thượng thật tánh viên thông là như vậy giảng dài a nan và đại chúng hãy xoay lại tánh điên đảo các ông nên tu tập theo phương pháp này các ông đừng chạy tìm cầu bên ngoài hãy xoay trở lại hãy nhìn vào bên trong và tìm lại chính mình xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình nhận ra tự tánh thành đạo vô thượng tánh của quý vị có thể thành tựu đạo vô thượng thật tánh viên thông là như vậy Tại sao Bồ Tát Văn Thù sư lợi chọn nhĩ căn? vì đó là cách dễ nhất để tu tập thành công tôi tin rằng một số trong quý vị đã biết cách phát huy công phu tu tập này rồi và một số thì chưa nghĩa của xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình là như thế nào đó là công phu dùng trong việc tham thiền khi tham thiền quý vị đừng ham dành hết năng lực vào việc tìm cầu bên ngoài quý vị phải nên hồi quang phản chiếu rồi hãy tự hỏi ai là người niệm phật ai quý vị hãy đặt chữ ai trong tâm rồi lắng nghe bằng tai của mình theo đuổi chữ ai làm việc này liên tục không dừng nghỉ đừng để cho công phu mình gián đoạn quan niệm tham đề tài này trong bất kỳ mình đang làm việc gì đi đứng nằm ngồi không lìa khỏi công phu này nếu lìa bỏ công phu tức là đã sai lầm đây là cái gì đó là vấn đề ai là người niệm phật quý vị không cần phải niệm lớn tiếng mà hãy hỏi trong tâm mình và lắng nghe bằng tai của mình hãy lắng nghe bên trong chứ không phải bên ngoài sau khi đã nghe bên trong tâm và tánh nghe của quý vị cuối cùng sẽ hợp thành một và rồi trong một cách bất ngờ vào một lúc không mong đợi quý vị đột nhiên khai ngộ nhưng dứt khoát quý vị phải đem tâm và tánh của mình trở về lại thành một đừng để cho chúng tán loạn trong nhiều hướng đừng để chúng tiêu tán ra bên ngoài hãy gom chúng lại vào bên trong hãy xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình rốt cuộc và tự nhiên công phu của quý vị sẽ phát triển tham thiền và công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình là giống nhau và bây giờ mọi người đã biết rằng dùng nhĩ căn để tu tập viên thông là phương pháp dễ nhất thế nên hãy đặt hết tâm lực vào mà tu tập phương pháp này kinh văn thử thị vi trần phật nhất lộ niết bàn môn quá khứ chư như lai từ môn dĩ thành tựu hiện tại chư Bồ Tát, kim các nhập viên minh, vị lai tu học nhân, đương y như thị pháp, ngã diệt tòng trung chứng, phi duy quán thế âm. Việt dịch, đây là con đường thẻ nhập Niết Bàn, của chư Phật như vi trần, các đức như lai trong quá khứ, đều thành tựu do pháp môn này. Các Bồ Tát trong hiện tại nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn. Chúng sinh tu học trong đời sau đều nên nương theo pháp này. Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng, chẳng riêng gì quán thế âm. Giảng giải, bây giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi chứng minh tính xác thực cho pháp môn mà Ngài đã chọn. Đây là con đường thẻ nhập Niết Bàn của chư Phật Như Vi Trần. Ngài nói không chỉ Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng ngộ khi dùng pháp tu này, công phu tu tập sẽ dẫn đến viên thông mà tôi đã giải thích. Chính tôi, Văn Thủ Sư Lợi, cũng chứng minh cho Pháp Môn Nhĩ Căn viên thông này, không chỉ riêng tôi mà chư Phật nhiều như Vi Trần trong quá khứ cũng đã tìm ra con đường thẻ nhập Niết Bàn này các đức như lai trong quá khứ đều thành tựu do pháp môn này các ngài thành tựu giác ngộ nhờ pháp tu viên thông xuất phát từ công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình các bồ tát trong hiện tại nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn các vị bồ tát đang tu tập trong đời đều cùng đi con đường này chúng sinh tu học trong đời sau đều nên nương theo pháp này những người trong đời tương lai chưa gặp được Phật pháp sẽ chọn pháp tu này. Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng, đã từ lâu con đã thành tựu pháp môn này và đã chứng được viên thông, chẳng riêng gì quán thế âm. Kinh văn. Thành Như Phật Thế Tôn, tuân ngã chư phương tiện, dĩ cứu chư mạt kiếp, cầu xuất thế gian nhân, thành tựu niết bàn tâm, quán thế âm vi tối. Việt dịch Thật như lời Đức Thế Tôn hỏi con về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt Pháp cho những người cầu Pháp xuất thế gian, thành tựu được tâm Niết Bàn, thì quán thế âm là hơn cả. Giảng giải thật như lời Đức Thế Tôn hỏi con về các phương tiện, kính bạch Đức Phật, con nói lời chân thật, con nói những điều vốn đúng thật như vậy phương pháp để cứu giúp trong đời mạt pháp cho những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm niết bàn. Trong 18 giới và 7 đại, pháp môn nào là viên thông nhất, vị nào thích hợp nhất đối với căn cơ chúng sinh trong thời mạt pháp? Những người muốn ra khỏi thế gian và tìm cầu sự siêu việt, làm sao để họ có thể thành tựu tâm nguyện để tu đạo và thực chứng niết bàn? Quán thế âm là hơn cả. Phương pháp hay nhất là quan sát âm thanh ở thế gian. Quán thế âm Bồ Tát nay đang thị hiện ở cõi ta bà, tương ứng nhất với pháp môn này. Pháp môn này là thích hợp nhất, phù hợp nhất với căn cơ mọi người. Kinh văn Tự dư chư phương tiện Giai thị Phật oai thần, tức sự xả trần lao, phi thị trường tu học, thiển thâm đồng thuyết pháp. Việt dịch còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy lực của Đức Phật, ngay nơi cảnh giới hiện tượng sự mà xả bỏ trần lao chẳng phải là phương tiện tu học thông thường đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. Giảng giải còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy lực của Đức Phật trong việc tu tập các pháp môn phương tiện nào khác ngoài nhĩ căn viên thông. Chúng ta đều phải nương nhờ vào sự gia hộ của Đức Phật mới được thành tựu. Không có sự hộ trì của chư Phật, chúng ta không thể nào thành tựu điều gì cả. Ngay nơi cảnh giới hiện tượng sự mà xả bỏ trần lao, chẳng phải là phương tiện tu học thông thường. Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. Dù có người đã dùng những phương tiện này để xả bỏ trần lao phiền não và vọng tưởng, nhưng đó không phải là phương pháp duy nhất mà mọi người có thể vận dụng khi giảng pháp. Mình phải quan sát nhân duyên, mình phải quan sát căn tánh từng người. Đối với người có trí huệ, mình phải nói pháp sâu màu với những người thiếu trí huệ mình nên giải thích những đạo lý đơn giản pháp không thể nào luôn luôn được giảng nói cùng một kiểu chỉ có nhĩ căn là pháp môn viên thông nhất cho mọi căn cơ tu học tôi nghĩ pháp môn này là viên thông nhất kinh văn đảnh lễ như lai tạo vô lậu bất tư nghỉ, nguyện gia bị vị lai, ư thử môn vô hoặc, phương tiện dị thành tựu, kham dĩ giáo a nan, cập mạt kiếp trầm luân, đán dĩ thử căn tu, viên thông siêu dư giả, chân thật tâm như thị, việt dịch đảnh lễ như lai tạng và những bậc vô lậu không thả nghĩ bàn nguyện xin gia hộ cho đời vị lai không lầm lẫn trong pháp môn này đây là phương tiện để thành tựu nên đem dạy cho a nan cùng chúng sinh trầm luân trong đời mạt pháp chỉ dùng nhĩ căn tu tập đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác chân thật tâm đúng là như vậy giảng giải sau khi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi trình bày xong bài kệ này, Ngài cung kính đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ như lai tạng, như lai là chư Phật, tạng là tam tạng, tức là Pháp, và những bậc vô lậu không thể nghĩ bàn, và những bậc vô lậu là tăng già, các vị Bồ Tát và A-la-hán vô lậu đều đã chứng được những cảnh giới bất khả tư nghì. Thần thông và diệu dụng của các ngài khó có thể nghĩ bàn. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi đảnh lễ các bậc thánh hiền trong tăng giả, nguyện xin gia hộ cho đời vị lai. Không lầm lẫn trong pháp môn này, còn nguyện xin các ngài gia hộ cho mọi chúng sinh trong đời tương lai, để họ không có chút nghi ngờ nào về phiên âm môn phản văn văn tự tánh. Đây là phương tiện để thành tựu, nên đem dạy cho A Nan. Phương pháp này vừa dễ tu tập vừa dễ thành tựu, đây là pháp môn hay nhất cho A Nan tu tập, không còn pháp môn nào hay hơn. Cùng chúng sinh trầm luân trong đời mạt pháp, chỉ dùng nhĩ căn tu tập. Pháp môn này không chỉ thích ứng đối với A Nan mà còn thích hợp cho mọi căn cơ chúng sinh trong đời mạt pháp, chỉ dùng nhĩ căn làm phương tiện tu tập đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác chân thật tâm đúng là như vậy pháp tu viên thông này vượt qua 25 pháp môn phương tiện khác dễ hơn và mang đến những kết quả vượt bậc chân thật tâm đạt được thông qua pháp môn tu này là như con đã giải thích như trên kinh văn ư thị a nan cập trư đại chúng thân tâm liễu nhiên đắc đại khai thị Quán Phật Bồ Đề cập đại Niết Bàn, du như hữu nhân, nhân sự viễn du, vị đắc quy hoàn, minh liễu kỳ gia, sở quy đạo lộ, việt dịch. Lúc ấy, A Nan và cả đại chúng thân tâm rỗng rang, nhận được sự khai thị sâu màu, thấy Bồ Đề và đại Niết Bàn của chư Phật giống như người nhân có việc phải đi xa, chưa trở về được, này đã biết rõ con đường về nhà. Giảng giải lúc ấy a nan và cả đại chúng thân tâm rỗng rang họ đã đạt được sự hiểu biết thấu đáo nhận được sự khai thị sâu màu thấy bồ đề và đại niết bàn của chư phật họ đã hoàn toàn nhận ra giáo lý sâu xa mầu nhiệm của đức phật và bồ tát văn thù sư lợi họ xem giáo lý về bồ đề niết bàn như người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được nay đã biết rõ con đường về nhà những người này đã đi xa làm ăn và chưa được về nhà, nhưng họ đã đi đủ xa để còn nhớ con đường quay về nhà. Ý nghĩa là dù A Nan và các thành viên trong hội chúng chưa chứng được sơ quả, vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba của A La Hán, nhưng bây giờ ít nhất là họ đã nhận ra được đạo lý. Kinh văn phổ hội đại chúng thiên long bát bộ hữu học nhị thừa cập chư nhất thiết tân phát tâm bồ tát ký số phạm hữu thập hằng hà sa giai đắc bổn tâm viễn trần ly cấu hoạch pháp nhãn tịnh việt dịch toàn thể pháp hội chúng thiên long bát bộ hàng nhị thừa hữu học cùng hết thảy hàng bồ tát sơ phát tâm số lượng có đến mười số cát sông hằng đều nhận ra bản tâm đìa xa trần tướng được pháp nhãn thanh tịnh giảng giải toàn thể pháp hội chúng thiên long bát bộ quỷ thần bát bộ gồm càn thát bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân rồng hàng nhị thừa hữu học chỉ cho các vị thanh văn đã giác ngộ lý duyên khỏi. Cùng với hết thảy hàng Bồ Tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát sông hằng họ đều nhận ra bản tâm. Không như trước đây họ chưa nhận ra bản tâm, họ đã lìa xa hẳn trần tướng, do vậy họ được pháp nhãn thanh tịnh. Kinh văn Tánh tỳ khiêu ni, văn thuyết kệ dĩ, thành A-la-hán, Việt dịch Tánh Tỷ khiêu ni, nghe nói bài kệ này xong, liền chứng quả A-la-hán, giảng giải, vị tỷ khiêu ni, có tên là Tánh, là con gái của Ma Đăng Già. Cô ta chứng quả A-la-hán ngay sau khi nghe Ngài Văn thù Sư Lợi nói bài kệ này. Đến lúc đó, cô ta đã vượt qua A-nan do cô đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A-la-hán, trong khi A-nan chỉ mới chứng được sơ quả. Kinh Văn vô lượng chúng sanh giai phát vô đẳng đẳng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm việt dịch vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giảng giải đến lúc này có vô số vô lượng không thể tính đếm được chúng sanh trong pháp hội phát tâm vô đẳng đẳng an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề không có gì có thể so sánh với mức độ phát tâm này việc ấy hoàn toàn chân thật a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề có nghĩa là vô thượng tránh đẳng tránh giáp anuttara có nghĩa là vô thượng không có gì sánh bằng samyak có nghĩa là tránh và đẳng Sambodhi là chánh giác, giác ngộ chân chánh, tâm nguyện của họ là muốn thành Phật. Hết quyển 5 đầu quyển 6 theo ấn bản của vạn Phật Thánh Thành. Kinh văn A nan chỉnh y phục, vọng đại chúng chung, hợp trưởng đảnh lễ, tâm tích viên minh, bi hân giao tập, dục ích vị lai, chư chúng sanh cố, khẻ thủ bạch Phật đại bi thế tôn ngã kim dĩ ngộ thành phật pháp môn thị trung tu hành đắc vô nghi hoặc thường văn như lai thuyết như thị ngôn tự vị đắc độ tiên độ nhân giả bồ tát phát tâm tự giác dĩ viên năng giác tha giả như lai ứng thế ngã tuy vị độ nguyện độ mạt kiếp nhất thiết chúng sinh việt dịch a nan chỉnh trang pháp phục hướng vào đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tính hoàn toàn sáng suốt, vừa mừng vừa tủi vì muốn lợi ích cho các chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật, theo trong đó tu hành, được điều không nghi hoặc, con thường nghe như lai dạy rằng, tự mình chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng Bồ Tát, tự mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng thế của các đức như lai, con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt Pháp. Giảng giải, sau khi An Nan nghe xong bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài đứng dậy, chỉnh trang pháp phục A Nan sửa lại cổ áo và kéo y ca sa lại cho ngay ngắn. A Nan không bao giờ có một chút bất cẩn sơ ý, không bao giờ để cho y phục lộn thuộm. Hướng vào đại chúng chắp tay đảnh lễ, tâm tính hoàn toàn sáng suốt, A Nan không còn mê mờ như trước nữa, ngài có tâm trạng vừa mừng vừa tủi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh đòi vị lai nên cúi đầu bạch Phật a nan không biết nên cười hay khóc quý vị có nhớ rằng a nan rất dễ khóc không a nan đã khóc vài lần từ khi bắt đầu pháp hội giảng kinh và bây giờ lại muốn khóc nữa nhưng a nan cũng muốn cười nỗi lo của a nan là gì là vì có câu cực lạc sinh bi tột cùng niềm vui là nỗi buồn A nan rất vui mừng nghĩ rằng nay mình đã có được phật pháp mình đã thâm nhập được giáo pháp chân thực a nan chưa bao giờ thấy vui như vậy nhưng hiểu cho riêng mình chưa đủ a nan muốn làm lợi ích cho các chúng sinh trong đời tương lai thế nên a nan đảnh lễ đức phật và thưa rằng kính bạch đức thế tôn đại bi con nay đã ngộ pháp môn thành phật theo trong đó tu hành được điều không nghi hoặc con sẽ nương vào pháp để tu tập và sẽ không bao giờ còn một chút nghi ngờ gì nữa con thường nghe như lai dạy rằng a nan thường hay chứng minh những điều mình nói bằng sự dẫn chứng những lời dạy của chính đức phật ở đây a nan nói con nghe đức phật dạy rằng tự mình chưa được độ mà độ người trước đó sự phát tâm của hàng bồ tát khi mình chưa chứng ngộ mà mình có thể mong giáo hóa cho người khác trước thì đó là đạo của hàng bồ tát tự mình đã giác ngộ viên mãn có thể giác ngộ cho người khác đó là sự ứng thế của các đức như lai quý vị giúp cho mọi người giác ngộ bằng đạo lý mà mình đã chứng ngộ đó là điều mà chư phật đã làm con tuy chưa được độ nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt Pháp. Con tuy chưa được chứng đạo, nhưng con muốn giúp cho tất cả chúng sinh trong đời mạt Pháp sẽ được độ thoát. Con muốn họ đều hưởng được lợi ích trong Phật Pháp. Kinh Văn Thế tôn thử chư chúng sanh khứ Phật tiệm viễn, tà sư thuyết Pháp như hằng hà sa dục nhiếp kỳ tâm nhập tam ma địa vân hà linh kỳ an lập đạo tràng viễn chư ma sự ư bổ đề tâm đắc vô thối khuất việt dịch bạch thế tôn các chúng sinh này cách phật ngày càng xa những tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam ma địa làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự không lui sụt tâm bồ đề giảng giải bạch thế tôn các chúng sinh này cách phật ngày càng xa chúng sinh trong đời mạt pháp dần dần cách phật và ngay cả phật pháp ngày càng xa những tả sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng đó là tình trạng như bây giờ các tả sư tuyên bố rằng họ đã hiểu biết những điều mà thực sự họ không hiểu chưa được giác ngộ họ nói rằng mình đã giác ngộ chưa chứng được thánh quả họ nói đã chứng tôi hỏi họ ông đã chứng được quả vị thứ nhất quả vị thứ hai quả vị thứ ba quả vị thứ tư của hàng a la hán chưa ông chứng được quả vị nào ông đã chứng ngộ chưa ông giác ngộ được điều gì họ lặng thinh tôi hỏi tiếp ông là Phật, thế mà ông không nói được mình đã chứng được quả vị nào, làm sao ông nhảy vào quả vị Phật được. Rồi họ vẫn cố chấp, nói rằng không chỉ họ là Phật, mà mọi người đều là Phật. Đó là luận điệu của họ. Đây là lời đại vọng ngữ. Khi quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó, quý vị không thể nói năng tùy hứng. Không có gì tệ hại hơn một tà sư. Hãy cẩn thận đừng trở thành người như vậy. Dù quý vị có biết Phật Pháp hay không, đừng như có người trong bọn họ khi có ai đến hỏi Pháp, liền đáp rằng, tôi già rồi, tôi quên mất. Quên nghĩa là sao? Ông ta chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cách nói chuyện đó là có chủ ý lừa gạt người. Nếu quý vị biết thì nói biết, nếu mình không biết thì nói rằng không biết. Không thể nói rằng mình quên khi mình vốn chẳng hiểu người ta hỏi mình điều gì. Khi những tà sư giao giảng phương pháp của họ mong được lợi dưỡng và giáo lý họ giảng nói là tà vậy, chẳng hạn, tham dục là sai trái nhưng họ bảo là tốt, đó là pháp môn hay nhất họ khen ngợi điều ấy khiến cho mọi người mê lầm và không thể nào phân biệt được giáo pháp chân thực điều sai trái họ nói là phải điều phải họ nói là sai trái họ đã có tà chi và tà kiến cái nhìn của họ là không đúng đắn a nan nói vào thời mạt pháp loại tà sư này rất nhiều nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam ma địa dù thời đó sẽ có nhiều tà sư như cát sông hằng con vẫn nguyện rằng những chúng sinh sẽ phát khỏi chánh chi và chánh kiến làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự không đôi sụt tâm bồ đề chẳng hạn có vài tà sư và ngoại đạo chỉ biết lừa gạt mọi người với học thuyết của họ họ nói nhiều về việc quan hệ giữa nam nữ cho rằng càng nhiều dâm dục càng mau thành phật Điều này hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn tà vậy. Quý vị phải lưu ý điều này. Đừng để cho những người này lừa gạt. Trong chánh pháp, mọi sự đề cập đến dâm dục như là sự tán thành đều là sai trái. Những phương pháp dạy người như vậy đều là sự khai thác của ma, A Nan ước nguyện làm sao giúp cho những người trong đời mạt pháp an trú trong sự phát tâm Bồ đề. Một số người học Phật pháp một thời gian rồi thối tâm Bồ đề, tôi không học Phật pháp nữa, khó quá. Tôi phải từ bỏ mọi lỗi lầm của mình, nhưng tôi không bỏ được thì sao? Tốt hơn là tôi chẳng cần học. Họ bỏ mất sự hăng hái, họ chấp nhận rút lui, họ bị hàng phục bởi yêu ma. A Nan muốn biết cách làm sao để giữ cho điều này không xảy ra. Kinh văn. Nhĩ thời thế tôn ư đại chúng trung, xưng tán A Nan, thiện tai thiện tai như nhữ sở vấn, an lập đạo tràng cứu hộ chúng sanh, mạt kiếp trầm nịch Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết, a nan đại chúng, duy nhiên phụng giáo. Việt dịch, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi a nan hay thay hay thay, như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đòi mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, như Lai sẽ nói cho ông biết, a nan và đại chúng kính vâng lời dạy của Phật giảng giải a nan thưa rằng ông muốn cho các chúng sinh trong đời mạt pháp không nuôi sụt tâm bồ đề a nan muốn cho họ có được niềm tin kiên định nguyện sẽ hộ trì phật pháp tu học phật pháp và không bao giờ thối thất tâm bồ đề nhưng làm sao để a nan giúp cho họ làm được như vậy khi đức phật thích ca mâu ni nghe a nan hỏi như vậy ngài rất hoan hỉ đức phật an trú trong cảnh giới như như bất động nhưng khi có người phát tâm hộ trì phật pháp và giúp mọi chúng sinh thành phật dù sao cũng làm cho ngài vui lúc bấy giờ đức thế tôn ở trong đại chúng khen ngợi a nan hay thay hay thay đức phật hài lòng a nan ông rất tốt ngài khen ngợi a nan hai lần như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp ông muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt pháp đang bị chìm đắm trong nước và lửa nay ông hãy lắng nghe cho kỹ như lai sẽ nói cho ông biết a nan và đại chúng kính vâng lời dạy của phật khi họ nghe đức phật đồng ý sẽ giảng pháp niềm vui của họ càng lớn hơn có lẽ đức phật nói rằng các ông muốn nghe điều này chăng mọi người đều trả lời không do dự chúng con muốn nghe chúng con muốn nghe khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ đề tài duy nhất là tham dục những điều họ trình bày là trái đạo lý điều này quý vị nên phân biệt một cách rõ ràng đôi khi các vị bồ tát cũng dùng lòng từ ái ngữ và tâm bảo hộ để dạy chúng sinh vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong ái dục mọi chúng sinh đều có vọng tưởng về ái dục Thế nên các vị Bồ Tát không mong họ cắt đứt ngay tâm tham luyến ái dục tức thì, mà các ngài dùng mọi phương tiện để đưa chúng sinh vượt qua và từ bỏ ái dục, rồi mỗi chúng sinh tự đặt một điểm dừng cho chính họ. Đây là trường hợp của các vị Bồ Tát, hoàn toàn khác với cách làm của Tà sư ngoại đạo có lần bồ tát quán thế âm hóa thân thành người bán cá ngài là người phụ nữ rất đẹp đi khắp làng với rổ cá trong làng không ai tin phật nhưng khi những người trai trẻ trong làng nhìn thấy cô gái bán cá này họ đều ham muốn cô ngôi làng không rộng nhưng có ít nhất 100 người đàn ông ở đó và ai cũng muốn cưới được cô gái này làm vợ. Bồ Tát quán thế âm với rổ cá trên tay nói rằng, các ông quá nhiều người tôi không thể cưới hết 100 người được. Nhưng tôi nghĩ ra một cách để chọn ra một người trong các ông làm chồng. Tôi sẽ cưới người nào trong số các ông đầu tiên tụng thuộc lòng phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Các ông hãy về nhà học, hạn cho các ông ba ngày. Ba ngày sau, có đến bốn năm chục người thuộc lòng kinh này, người phụ nữ bán cá nói vẫn còn quá nhiều người. Dù các ông đã đủ điều kiện nhưng tôi không thể nào lấy cả năm mươi người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và học thuộc lòng kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên thuộc lòng kinh này trong vòng năm ngày. Thế là 50 người đỗ đầu này trở về nhà và bắt đầu học kinh Kim Cang. Năm ngày sau, có được 20 người thuộc lòng kinh này. Người phụ nữ bán cá nói, vẫn còn quá nhiều người, tôi không thể kết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác, ai có thể thuộc lòng kinh Pháp Hoa trong vòng 7 ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi hai mươi người đàn ông trở về bắt đầu học kinh pháp hoa bảy ngày sau còn một người đàn ông thuộc được kinh này anh ta có tên là mã xuất thân từ một gia đình giàu sang thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người trong làng được mời đến dự đêm đó sau khi tiệc xong họ ra về nhưng ai biết được rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột và chú giả đã uổng phí bao công sức Chú đã học thuộc phẩm phổ môn kinh kim cang, kinh pháp hoa mà chú vẫn chưa cưới được vợ. Ngay sau đó, đám tang được cử hành, một vị tăng xuất hiện trong đám với y ca sa màu tím, vị tăng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang. Vị tăng đáp trong quan tài chẳng có gì cả, các ông làm đám cho ai, hãy mở nắp quan tài ra mà xem. Thực vậy, trong quan tài trống trơn họ đều kinh ngạc cô ta đi đâu, hãy đuổi theo bắt cô ta lại. Vị tăng bảo họ cô ta là Bồ Tát Quán Thế Âm, các người trong làng này không tin Phật, nên Bồ Tát đã hiện thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các ông, vốn là những người vốn quá ham sắc để hiểu được Phật Pháp rồi cô ta ra đi. Khi chú giải tên mã nghe vậy, anh ta từ bỏ mọi thứ trên đời rồi xuất ra. Sau đó anh ta chứng quả vị thánh, chuyện này có thực đã xảy ra ở Trung Hoa. Kinh văn Phật cáo A Nan, nhữ thường văn ngã, tỷ nại gia trung, tuyên thuyết tu hành, tam quyết định nghĩa, sở vị nhiếp tâm, vi giới nhân giới, sanh định, nhân định phát hoạ thị tác danh vi, tam vô lậu học, việt dịch. Đức Phật bảo A Nan, ông thường nghe trong giới luật của Như Lai giảng bày ba nghĩa quyết định của việc tu hành, thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ, đó gọi là ba môn học vô lậu. Giảng giải, khi mọi người trong pháp hội đều đồng lòng hộ trì giáo pháp, Đức Phật bảo A Nan Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai giảng bày ba nghĩa quyết định của việc tu hành tỉ nại ra là những giới luật dành cho cả đại thừa và tiểu thừa, trong đó nói về những giới điều ba phương diện chắc thực này là không thể thay đổi, đó là thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ, đó gọi là ba môn học vô lậu có lần bồ tát quán thế âm hóa thân thành người bán cá ngài là người phụ nữ rất đẹp đi khắp làng với rổ cá trong làng không ai tin phật nhưng khi những người trai trẻ trong làng nhìn thấy cô gái bán cá này họ đều ham muốn cô ngôi làng không rộng nhưng có ít nhất một trăm người đàn ông ở đó và ai cũng muốn cưới được cô gái này làm vợ. Bồ Tát quán thế âm với rổ cá trên tay nói rằng các ông quá nhiều người tôi không thể cưới hết một trăm người được nhưng tôi nghĩ ra một cách để chọn ra một người trong các ông làm chồng tôi sẽ cưới người nào trong số các ông đầu tiên tụng thuộc lòng phẩm phổ môn trong kinh pháp hoa các ông hãy về nhà học hạn cho các ông ba ngày Ba ngày sau, có đến bốn năm chục người thuộc lòng kinh này, người phụ nữ bán cá nói vẫn còn quá nhiều người. Dù các ông đã đủ điều kiện nhưng tôi không thể nào lấy cả năm mươi người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và học thuộc lòng kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên thuộc lòng kinh này trong vòng năm ngày. Thế là 50 người đỗ đầu này trở về nhà và bắt đầu học kinh Kim Cang. Năm ngày sau, có được 20 người thuộc lòng kinh này. Người phụ nữ bán cá nói, vẫn còn quá nhiều người, tôi không thể kết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác, ai có thể thuộc lòng kinh Pháp Hoa trong vòng 7 ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi hai mươi người đàn ông trở về bắt đầu học kinh pháp hoa bảy ngày sau còn một người đàn ông thuộc được kinh này anh ta có tên là mã xuất thân từ một gia đình giàu sang thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người trong làng được mời đến dự đêm đó sau khi tiệc xong họ ra về nhưng ai biết được rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột và chú rể đã uổng phí bao công sức chú đã học thuộc phẩm phổ môn kinh kim cang, kinh pháp hoa mà chú vẫn chưa cưới được vợ. Ngay sau đó, đám tang được cử hành, một vị tăng xuất hiện trong đám với y ca sa màu tím, vị tăng hỏi chuyện gì đã xảy ra? Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang. Vị tăng đáp trong quan tài chẳng có gì cả, các ông làm đám cho ai? Hãy mở nắp quan tài ra mà xem. Thực vậy, trong quan tài trống trơn, họ đều kinh ngạc cô ta đi đâu, hãy đuổi theo bắt cô ta lại. Vị tăng bảo họ cô ta là Bồ Tát Quán Thế Âm, các người trong làng này không tin Phật, nên Bồ Tát đã hiện thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các ông, vốn là những người vốn quá ham sắc để hiểu được Phật Pháp rồi cô ta ra đi. Khi chú giải tên mã nghe vậy, anh ta từ bỏ mọi thứ trên đời rồi xuất ra. Sau đó anh ta chứng quả vị thánh. Chuyện này có thực đã xảy ra ở Trung Hoa. Đó là giới định họa. Quý vị thu nhiếp tâm ý như thỏi nam châm thu hút mọi sát vụn. Điều này đặc biệt nói đến tâm phan duyên của chúng ta, luôn luôn tìm kiếm sự thuận lợi. Khi bị tâm phan duyên điều khiển, mình luôn luôn để ý đến người khác, mình luôn luôn suy nghĩ tìm mọi cách để gần gũi người giàu có hoặc người quyền quý. Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác, đó gọi là tâm phan duyên, có nghĩa là mình chưa thu nhiếp được tâm ý hãy gom nhiếp tâm lại đừng để chúng tìm kiếm cách thỏa mãn những thuận lợi đừng để chúng tùy tiện chạy rong nhưng tâm ta là cái mà ta chạy đuổi theo dù mình chẳng muốn như vậy chúng ta có thể cấm chúng không được có vọng tưởng nhưng phút sau vọng tưởng khác lại nổi lên vọng tưởng này dừng thì vọng tưởng khác sinh khởi niệm đầu vừa biến mất niệm sau liền tái diễn và trước khi niệm đầu hoàn toàn mất hẳn thì niệm sau đã sinh khởi tâm bám víu vào thứ khác không bao giờ dừng điều quý vị cần phải làm là gom giữ tâm ý mình lại đưa tâm về lại một chỗ lý do lớn nhất mà chúng ta chưa thành phật không được giác ngộ chưa được chứng đạo đó là chúng ta không chế ngự được tâm mình nếu quý vị gom mọi tâm niệm mình lại thì chẳng có việc gì mà quý vị chẳng làm được quý vị sẽ thành tựu mọi điều thế nên giới là mục đích để thu nhiếp tâm ý giới luật tạo sự chấm dứt cho mọi việc ác và ngăn ngừa cho sự phạm lỗi phòng phi chỉ ác Nhân giới phát định lực, trì giới giống như làm cho ly nước đục lắng trong, cho đến khi bùn dơ lắng đọng xuống và nước trở nên trong sạch, định có nghĩa là chỉ không dao động và nhân định có trí huệ, như bài kệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nói, định cực viên minh. Khi quý vị giác ngộ trong định, trí huệ chân chính sẽ phát sinh, đó gọi là ba môn học vô lậu nhân giữ giới, từ giới sẽ có định, nhờ có định mà trí huệ phát sinh. Kinh Lăng Nghiêm Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Quyển 6 Tứ Trùng Thanh Tịnh Minh Hối một Phải Đoạn Trừ Tâm Dâm Kinh Văn A nan vân hà nhiếp tâm ngã danh vi giới nhược chư thế giới lục đạo chúng sanh kỳ tâm bất dâm tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục việt dịch a nan vì sao thu nhiếp tâm niệm như lai gọi là giới nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục thì sẽ không bị tương tục trong sinh tử giảng giải a nan vì sao thu nhiếp tâm niệm như lai gọi là giới bây giờ như lai sẽ nói cho ông nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục lục đạo tức sáu cõi giới cõi trời cõi người a tu la súc sinh ngạ quỷ và chúng sinh trong địa ngục nếu các chúng sinh ấy không có niệm tưởng dâm dục thì họ sẽ không bị tương tục trong sinh tử họ sẽ cắt đứt được sinh tử kinh văn Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Việt dịch, ông tu tam muội cốt là để thoát khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm không thể ra khỏi trần lao được. Giảng giải Đức Phật nói với A Nan, ông tu tam muội cốt là để thoát khỏi trần lao, ông muốn thoát khỏi sinh tử, nếu không trừ lòng dâm không thể ra khỏi trần lao được nếu ông không cắt đứt lòng ham muốn ái dục thì sẽ không thể nào ra khỏi trần lao phiền não thế gian vì chính niệm tưởng ái dục là nhiễm ô chính nó là trần lao phiền não không nói là dự phần vào hành vi dâm dục chỉ một ý tưởng này hiện tiền là nhiễm ô rồi nếu quý vị không từ bỏ tâm dâm dục thì hoàn toàn không có lý do gì để hy vọng giác ngộ và thành phật một bên vẫn giữ tâm dâm dục và một đằng mong thành tựu giác ngộ là thứ suy nghĩ đần độn nhất. Có người nghĩ rằng phương pháp đó khó chuyển dạy được, thậm chí dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngay bây giờ thị hiện trên thế gian, Ngài cũng không có cách nào đưa những người như vậy đến chỗ giác ngộ, những người như vậy thuộc hạng chậm lụt nhất. Kinh Văn túng hữu đa trí thiền định hiện tiền như bất đoạn dâm tất lạc ma đạo thượng phẩm ma vương trung phẩm ma dân hạ phẩm ma nữ việt dịch dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền nếu không đoạn trừ tâm dâm chắc lạc vào ma đạo hạng trên thành ma vương hạng giữa thành ma dân hạng dưới thành ma nữ giảng giải dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền nếu không đoạn trừ tâm dâm chắc lạc vào ma đạo quý vị có thể có trí và khi quý vị ngồi thiền quý vị có thể cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng và cảm thấy rất tự tại có nghĩa là quý vị có thể nhập vào thiền định thế là quý vị cho rằng mình có trí huệ chăng nếu quý vị không dứt trừ tâm dâm cuối cùng quý vị sẽ thành ma, hạng trên thành ma vương trong cõi trời lục dục, hạng giữa thành ma dân, thành loại ma bình thường, hạng dưới thành ma nữ, chúng rất xinh đẹp nhưng rất ác độc, những người có trí họa nên cẩn thận, những người thông minh nên lưu ý đoạn kinh này, đừng để cho thông minh rốt cuộc trở lại làm hại chính mình, đừng có thái độ anh không biết nhưng tôi biết, anh không rõ nhưng tôi rõ. Đó chỉ là thứ thông minh lặt vặt hiểu biết tầm thường, đừng để cho tương lai đầy hứa hẹn của mình phải bị tàn hoại. Kinh văn Bỉ đẳng chư ma, diệt hữu đồ chúng, các các tự vị thành vô thượng đạo. Việt dịch, các loài ma kia cũng có đồ chúng, đều tự xưng đã thành đạo vô thượng, giảng giải. Những người này với một ít tri thức không cắt đứt đi tâm dâm dục lại luôn luôn nói vẻ ái dục tôi yêu anh và anh yêu tôi và họ yêu qua yêu lại cho đến khi thành ma thế điều gì xảy ra các loài ma kia cũng có đổ chúng đều tự xưng đã thành đạo vô thượng chúng nó cũng vậy cũng có đệ tử và người ủng hộ chúng hoàn toàn chẳng xấu hổ luôn luôn lớn tiếng tuyên bố rằng mình đã thành đạo tối thượng ta là phật chúng ta đều là vô thượng và chẳng có ai sánh bằng vốn những kẻ như vậy là ma nhưng họ chẳng thừa nhận điều ấy họ tuyên bố thay thế cho chư phật quý vị thấy vẫn có chư phật giả nhưng chúng không thấy chính họ là giả chúng thấy mình là thật họ tin rằng trên trời dưới đất chỉ có mình ta là tôn quý kinh văn ngã diệt độ hậu mạt pháp chi trung đa thử ma dân xí thạnh thế gian quảng hành tham dâm vi thiện tri thức linh chư chúng sanh lạc ái kiến khanh thất bồ đề lộ việt dịch sau khi như lai diệt độ có nhiều loại ma dân này náo loạn trong thế gian chúng gây nhiều việc tham dâm xưng là thiện tri thức khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến lạc mất đường đến giác ngộ giảng giải đức phật thích ca mâu ni nói khi như lai còn đang tại thế loài ma này không dám tự phô bày nhưng sau khi như lai diệt độ có nhiều loại ma dân này náo loạn trong thế gian đó chính là thời đại của chúng ta đang được đề cập trong kinh khi giáo pháp sắp tàn hoại sẽ có rất nhiều loài ma này chung quanh chúng đi khắp nơi giao giảng về tham dục và chính chúng say xưa trong dâm dục hoặc là đàn ông hoặc là phụ nữ cùng lúc đó chúng nghĩ rằng mình đã giác ngộ và đã thành phật làm thế nào để tôi có thể nhận ra những người như thế này họ nói họ đã thành phật tôi không còn để ý đến tên của họ anh ta nói anh là phật tôi nói anh là ma anh ta hỏi lại ai là ma tôi đáp anh là ma tại sao tôi biết được vì anh ta giống như những điều tôi vừa mô tả trên anh ta luôn luôn nói về cảm xúc và tình yêu tình yêu tình yêu tôi yêu mọi người thật là xấu hổ ông có quyền gì khi yêu mọi người những loài ma này chúng gây nhiều việc tham dâm chúng rất dữ dội trong thế gian những người mê mờ sẽ bị dính mắc với chúng họ cho rằng những gì chúng nói đều là có lý đặc biệt nó sẽ đồng ý với cách suy nghĩ của giới thanh niên nói như thế này những người cùng có cảm giác tàn bạo thường đến với nhau Chúng thường khen ngợi nhau khi đọa lạc vào con đường ấy. Nếu chúng không tán thành ý kiến của ai thì chúng sẽ không làm như vậy. Nếu đường lối của người kia không phù hợp thì chúng sẽ không cộng tác với nhau. Nhưng nếu suy nghĩ của chúng giống nhau, thế là kẻ đuôi dẫn người mù. Thật là đáng thương, ở đây tôi không của mắng ai, nhưng nếu một người mê mờ truyền dạy sự mê lầm cho người khác khi mọi điều được nói và làm thì chẳng có ai hiểu được thầy đọa vào địa ngục trò cũng phải vào theo thầy rơi vào địa ngục và khi đệ tử cũng hiện ra trong đó thầy ngạc nhiên hỏi sao trò cũng đến đây đây là nơi rất khủng khiếp đệ tử trả lời thầy đã đến đây trước và thầy là thầy của chúng tôi dĩ nhiên là chúng tôi phải theo thầy xưng là thiện tri thức chúng khoa trương tôi giảng dạy nhiều nơi cho rất nhiều người thật lố bịch khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến lạc mất đường đến giác ngộ chúng khiến cho những ai liên hệ với chúng đều rơi vào hầm hố ái dục khiến họ bị mất tâm bồ đề và kết thúc đời mình trong địa ngục kinh văn nữ giáo thế nhân tu tam ma địa tiên đoạn tâm dâm thị danh như lai tiên phật thế tôn đệ nhất quyết định thanh tịnh minh hối việt dịch ông dạy người đời tu tam ma địa trước hết phải đoạn trừ tâm dâm đó là lời dạy bảo thanh tịnh quyết định thứ nhất của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. Giảng giải Ma Vương Cổ Suý Yêu Đương, sự khác nhau giữa Ma Vương và giáo Pháp của Bồ Tát thì rất mỏng manh, giống như úp ngửa bàn tay, khác nhau như thế nào. Bồ Tát cũng thương yêu mọi người, nhưng tình yêu của họ là lòng từ bi che chở, tránh xa tham dục. Nhưng có một luồng ái dục chạy qua mọi điều mà Ma Vương nói. Ma Vương công khai tán thành tham dục, Đến mức nó nói rằng càng tham đắm tham dục càng cao thì càng mau đạt đến chứng ngộ. Loại tà thuyết này hãm hại mọi người. Bồ Tát thì không còn tham dục, các ngài không có khác biệt gì giữa chúng sinh và các ngài. Mà vườn có động cơ riêng của chúng, nó tham lam của cải. Bồ Tát không có động cơ nào đằng sau và không tham lam. Liên quan đến điều này là giáo Pháp nói về 12 nhân duyên của Đức Phật ông dạy người đời tu tam ma địa trước hết phải đoạn trừ tâm dâm dạy họ trừ bỏ niệm tưởng dâm dục đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ nhất của các đức phật thế tôn như lai trong đời trước đây là phương pháp giáo hóa mà các đức phật như lai đã vận dụng đây là sự quyết định của các đức phật trong đời quá khứ đây là lời giáo huấn rõ ràng chỉ dạy cho mọi người làm thế nào để đạt được tâm thanh tịnh mọi người phải trừ tâm dâm dục không có một chút du di nào cả không thể nói rằng vừa có thể dâm dục vừa có thể không, mọi người phải trừ bỏ nó. Nếu quý vị muốn đạt đến giác ngộ mà vẫn còn giữ niệm tưởng dâm dục, thì chắc chắn quý vị là đồ đệ của ma. Kinh văn Thị cố A Nan, nhược bất đoạn dâm, tu thiền định giả, như trương sa thạch, dục kỳ thành phạn kinh bá thiên kiếp, kỳ danh nhiệt sa, hà dĩ cố, thử phi phạn bổn thạch xa thành cố. Việt dịch: Thế nên A Nan, nếu không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành cơm, trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng. Vì sao? vì đó chẳng phải là bản nhân của cơm đó chỉ là cát đá giảng giải quý vị thấy bây giờ đức phật nêu lên một thí dụ ngài bảo a nan ông chưa tin điều này nên như lai sẽ giải thích cho ông thế nên a nan nếu không đoạn tâm dâm mà tu thiền định cũng như nấu cát mà mong thành cơm nếu mình không nghiêm khắc với ái dục mà vẫn tu tập thiền định hàng ngày thì một mà tu tập mặt kia vẫn bị dỉ chảy, lậu hoặc, mọi thứ mình có được trong công phu tu tập sẽ bị thất thoát gấp 10 lần do lậu hoặc. Nếu mình tu gấp 10 lần thì sẽ thất thoát nhiều gấp trăm lần do lậu hoặc. Nếu không thể trừ bỏ ái dục mà vẫn ngồi thiền, với lòng mong mỏi được giác ngộ, với mục đích có được một niềm vui điên đảo Điều này cũng giống như nấu cát mà mong được thành cơm, trải qua trăm ngàn kiếp cũng chỉ là cát nóng, chỉ là vô ích. Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. Quý vị mong được giác ngộ mà không chịu từ bỏ tham dục, điều ấy cũng giống như nấu cát mà mong thành cơm, chẳng có gì để nói thêm ở đây nếu quý vị nghiêm khắc với tham dục thì dù quý vị có cùng với những đối tượng tình dục suốt ngày cũng chẳng còn có vấn đề gì sẽ chẳng có gì dâm dục chẳng có tướng nam tướng nữ tướng nhân tướng ngã tướng chúng sinh tướng thọ giả có người không biết xấu hổ còn nói đó là cách sống của tôi chỉ nói đó là lối sống của quý vị thôi chưa đủ chưa có bằng chứng làm sao quý vị biết đó là cách sống của mình nếu quý vị sống theo cách đó thì cơ bản là quý vị sẽ không biết mình là ai không lẽ quý vị cho rằng mình không có ý tưởng dâm dục nào nếu không đơn giản là không khỏi cần đi quanh quảng cáo về chuyện đó chỉ cần thể hiện rằng quý vị thực không sống theo cách đó nếu quý vị thực sự không có tham dục thì nhãn kiến sắc nội vô hữu nhĩ văn trần tâm bất tri bất luận tai có nghe được âm thanh dễ chịu nào tâm ý bạn cũng chẳng bận lòng thế là quý vị đã có được chút ít hành trang với mình rồi và nếu quý vị có thể đạt đến mức độ đi đứng nằm ngồi cùng với người nào đó là đối tượng dâm dục mà không xảy ra một vấn đề nào cả không khởi lên bất kỳ niệm tưởng tình dục nào mới đáng kể không thể nói rằng tâm vẫn truy đuổi ái dục mà mình nghiến răng và nói cứng rắn ta vẫn chịu đựng được. Điều ấy chưa được, phải chắc thật là trong tâm không có một niệm tưởng dâm dục sinh khỏi, tâm phải bất động, đó mới thực là không còn một dấu tích dâm dục nào trong tâm mình, đó mới là chân chính. Nếu thỉnh thoảng quý vị vẫn còn biết người phụ nữ ăn thứ gì, thì quý vị vẫn bị đánh trượt như thường một hôm có người được giác ngộ và tìm đến một vị thầy để cầu xin ấn chứng vị thầy hỏi ông khai ngộ được điều gì người ấy đáp ồ trước đây tôi không bao giờ nhận ra được nhưng nay tôi biết rõ tỳ khiêu ni là phụ nữ bằng phật nhãn vị thầy thấy quả thực người kia đã chứng ngộ thầy nói để ấn chứng ông nói đúng quý vị sẽ bảo ai chẳng biết điều đó nếu quý vị chưa chứng ngộ quý vị không thể nào nói được như vậy vì vị tăng đó là người đã chứng ngộ nên phát ra cái thấy như vậy đây là điều mà quý vị không thể nào dối gạt mọi người đặc biệt là do thầy của anh ta đã có được phật nhãn thầy nhìn vị tăng và thấy vị tăng đã chứng sơ quả a la hán kinh văn nhữ dĩ dâm thân cầu phật diệu quả túng đắc diệu ngộ, giai thị dâm căn, căn bổn thành dâm, luân chuyển tam đồ, tất bất năng xuất, như lai niết bàn hà lộ tu chứng. Việt dịch: Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm, cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi được. Còn đường nào để tu chứng niết bàn của Như Lai? giảng giải đức phật nói với a nan việc ông ưa thích con gái của ma đăng già không chỉ liên quan đến niệm tưởng dâm dục mà còn do căn gốc dâm dục của ông ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư phật dù được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm dù ông có chứng được phần tinh yếu của đạo lý vi diệu thì ông vẫn chưa trừ bỏ được gốc dâm, cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ chắc không ra khỏi được. Trong tương lai, ông chắc sẽ rơi vào địa ngục, tam đồ là những cõi giới của loài súc sanh, quỷ đói và địa ngục. Ông chắc sẽ dính líu với ba cõi này và không thể nào thoát ra khỏi được còn đường nào để tu chứng niết bàn của Như Lai? Trong những cõi giới này, đường nào dẫn ông đến các quả vị? Kinh Văn Tất sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, ư Phật bồ đề, tư khả hy ký. Việt dịch ắt phải khiến cho thân tâm đều đoạn trừ hết căn dâm, tánh đoạn cũng trừ mới mong chứng quả bồ đề của chư Phật giảng giải ắt phải khiến cho thân tâm đều đoạn trừ hết căn dâm ông nhất định phải trừ bỏ mọi niệm tưởng dâm dục dù nhỏ nhặt và vi tế nhất điều ấy có nghĩa là chính vô minh phải được dứt sạch phải được thực hiện bằng cả thân và tâm tánh đoạn cũng trừ ngay cả ý niệm dứt trừ vô minh cũng phải dứt sạch mới mong chứng quả bồ đề của chư phật kinh văn như ngã thử thuyết danh vi phật thuyết bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết việt dịch như lời như lai nói đây chính là lời chư phật đã nói nếu không phải như vậy tức là lời ma ba tuần nói giảng giải như lời như lai nói đây chính là lời chư phật đã nói đây là cách thức chư phật giảng nói phật pháp nếu không phải như vậy tức là lời ma ba tuần nói là cách nói của ma vương. Ba tuần, tiếng Sanskrit là Papiyan, có nghĩa là người áp, chỉ cho ma ra, tức ma vương. Những ai đến nghe giảng kinh chắc chắn phải là người có thể thấy được. Người mù không thể đến nghe kinh, người bị điếc và người câm ngọng cũng vậy. Người càng đến nghe giảng kinh sẽ càng trở nên thông minh lanh lợi hơn. Mọi người nên mở ra con mắt huệ chân thật và thực sự xoay nhĩ căn trở vào tự tánh của mình. Đừng mong tìm cầu bên ngoài. Tứ trùng thanh tịnh minh hối hai Phải đoạn trừ tâm sát hại Kinh văn A nan hiệu trư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục. Việt dịch lại nữa A Nan, nếu các chúng sinh trong sáu cõi khắp các thế giới nếu họ không có tâm sát hại, ác sẽ không tương tục theo dòng sanh tử giảng giải nếu loài trời, loài người, atula, súc sanh, quỷ đói, loài chúng sinh ở địa ngục không mang nặng nghiệp tưởng sát hại, thay vào đó lại dừng hẳn nghiệp sát và giải thoát cho mọi loài chúng sinh, thì họ có thể ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Ở đây chỉ đề cập đến niệm tưởng về sát hại ý nghiệp, chứ chưa nói đến hành vi sát hại hành nghiệp. Nếu mọi người dừng lại nghiệp sát, thì họ sẽ khỏi phải chịu trôi lăn luân hồi sinh tử trong sáu đường và là chủ tể của nghiệp rồi phải theo đó mà trải qua sinh tử luân hồi. Kinh văn, nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, sát tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Việt dịch, ông tu tam muội cốt là ra khỏi trần lao, tâm sát hại không trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Giảng giải, A Nan, ông muốn tu tập định lực, ông tu tam muội cốt là ra khỏi trần lao, từ ban đầu ông đã mong được thoát ra khỏi trần lao, tâm sát hại không trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Làm thế nào để chúng ta có thể trừ bỏ niệm tưởng sát hại, dừng hẳn việc giết hại và giải thoát cho mọi loài chúng sinh? Ở trên kinh văn có nói, nếu không trừ bỏ niệm tưởng dâm dục, thì không thể nào ra khỏi trần lao nên quý vị phải nghiêm khắc với niệm tưởng dâm dục để mong thoát ra khỏi trần lao đó là cách duy nhất để quý vị có thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử nhưng nếu quý vị vẫn tán tâm vào niệm tưởng dâm dục và vẫn ôm nặng tâm sát hại thì quý vị không thể nào ra khỏi thế gian quý vị không thể nào siêu việt sanh tử kinh văn túng hữu đa trí thiền định hiện tiền như bất đoạn sát tất lạc thần đạo Thượng phẩm chi nhân, vi đại lực quỷ, trung phẩm tức vi, phi hành dạ xoa, chư quỷ soái đẳng, hạ phẩm thượng vi, địa hành la sát. Việt dịch, dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ tâm sát hại, át rơi vào thần đạo, bậc cao thì làm đại lực quỷ, bậc trung thì làm quỷ phi hành dạ xoa và các loài quỷ xoái, bậc thấp thì làm quỷ địa hành la sát. Giảng giải dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ tâm sát hại, át rơi vào thần đạo, Trí ở đây là chỉ cho trí thông minh thế gian và tài giỏi biện luận, chứ không phải là trí huệ siêu việt. Nó là một dạng trí thông thường khiến cho người ta có một khả năng nhất định để tranh luận. Và dù quý vị có tu đến mức độ có công phu trong thiền định, quý vị có được một vài sự cảm ứng thì nếu quý vị không trừ bỏ nghiệp sát, quý vị vẫn bị rơi vào cảnh giới của các thần có nghĩa là có thể quý vị sẽ trở thành một vị thần thống lãnh các cõi trời bậc cao thì làm đại lực quỷ có nghĩa là binh tướng hùng mạnh của cõi trời bậc trung thì làm quỷ phi hành dạ xoa và các loài quỷ soái phi hành dạ xoa là loài quỷ bay đi trên không hoặc là trở thành kẻ chỉ huy của loài quỷ bậc thấp thì làm quỷ địa hành la sát kinh văn bỉ chư quỷ thần diệt hữu đồ chúng các cát tự vị thành vô thượng đạo việc dịch các loài quỷ thần ấy cũng có đồ chúng chúng đều tự cho rằng mình đã thành đạo vô thượng giảng giải các vị thần thống lĩnh loài đại lực quỷ ở cõi trời loài quỷ dạ xoa và quỷ la sát ở cõi người loài quỷ ở cõi địa ngục cũng có đồ chúng có khoảng chừng mười ngàn loài quỷ khác nhau quan ti khung ở Trung Hoa là một ví dụ của thần tài. Nhưng sau khi ông ta quy y Phật, ông ta được gọi là Bồ Tát Chi Lan, là một vị thần hộ Pháp. Trong Pháp hội của Phật, ông ta chỉ đứng, không được phép ngồi. Tuy nhiên, các loài quỷ nói ở đây đều tự tuyên bố là chúng đã thành đạo vô thượng. Kinh văn ngã diệt độ hậu mạt pháp chi chung đa thử thần quỷ xí thạnh thế gian tự ngôn thực nhục đắc bồ đề lộ việt dịch sau khi như lai diệt độ trong thời mạt pháp nhiều loại quỷ thần này sôi nổi trong thế gian chúng tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ đề giảng giải sau khi như lai diệt độ trong thời mạt pháp nhiều loại quỷ thần này sôi nổi trong thế gian đó chính là đức phật nói đến thời đại ngày nay thời kỳ mà quý vị và tôi đang sống có vô số quỷ thần trong thời mạt pháp này tất cả là do trong đời trước chúng không từ bỏ nghiệp sát chúng có tu tập nhưng không thể dừng bỏ việc sát hại nên chúng đọa vào cõi giới của các thần trong thời mạt pháp những loài này sẽ tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ đề chúng nói rằng ăn thịt và thành phật là như nhau ta chẳng cần từ bỏ việc sát hại hoặc phải ăn chay mà ta vẫn giác ngộ và chứng được đạo bồ đề có nghĩa là ta là phật điều này giống như có người tuyên bố mình đã thành phật nhưng ăn thịt uống rượu hút thuốc có một nhóm đồ đệ trẻ và dạy cho họ hút cần sa chơi ma túy có ai từng nghe người giác ngộ mà hành xử như vậy chăng khi đức phật thành đạo ngài không dùng những chất ma túy như vậy nay quý vị dùng thuốc để đầu độc hệ thần kinh của mình làm đảo lộn nội lực quân bình của mình và đưa mình đến bờ vực cái chết mà vẫn khăng khăng cho mình là đã giác ngộ tôi hỏi quý vị vậy có điên đảo không kinh văn a nan ngã linh tỷ khiêu thực ngũ tịnh nhục thử nhục dai ngã thần lực hóa sanh bổn vô mạng căn nhữ bà la môn địa đa trưng thấp gia dĩ sa thạch thảo thái bất sanh ngã dĩ đại bi thần lực sở ra nhân đại từ bi giả danh vi nhục nhữ đắc kỳ vị nại hà như lai diệt độ chi hậu thực chúng sanh nhục danh vi thích tử việt dịch a nan như lai cho phép hàng tỷ khiêu ăn năm loại tịnh nhục thịt ấy đều do thần lực của như lai hóa ra vốn chúng không có mạng căn xứ bà la môn của các ông đất đai phần nhiều ẩm thấp và nóng lại thêm cát đá rau cỏ không sinh được như lai dùng thần lực từ bi ra hộ do tâm đại từ bi giả gọi là thịt các ông cũng nhận được vị như thịt cớ sao sau khi như lai diệt độ những người ăn thịt chúng sinh lại xưng là thích tử giảng dài a nan như lai cho phép hàng tỳ khiêu ăn năm loại tịnh nhục giáo pháp đức phật cho phép dùng năm thứ thịt như sau một thịt của súc vật mà mình không thấy chúng bị giết hai thịt của súc vật mà mình không nghe chúng bị giết ba thịt của súc vật mà mình biết chắc là chúng không bị giết để cho mình ăn bốn thịt của súc vật đã chết không do người nào giết năm thịt còn sót lại sau khi chim đã rỉa thịt ấy đều do thần lực của như lai hóa ra vốn chúng không có mạng căn chính đức phật đã tạo nên các loài thịt này nó vốn không xuất phát từ các sinh vật chúng không có mạng căn, có nghĩa là không có tâm thức, không có hơi ấm, không có hơi thở. xứ bà la môn của các ông, đất đai phần nhiều ẩm thấp và nóng, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. các ông là những người tu hành hạnh thanh tịnh, lại sống trong vùng đất đầy cát đá và ẩm thấp, như lai dùng thần lực từ bi gia hộ, nhân tâm đại từ bi giả gọi là thịt các ông cũng nhận được vị như thịt đó là thực chất những thứ các ông đang ăn nay như lai cho phép các ông ăn thứ thịt như vậy nhưng sau khi như lai diệt độ sao những người ăn thịt chúng sinh lại xưng là thích tử được chẳng phải là họ ăn năm thứ thịt thanh tịnh mà chính họ hoàn toàn đã ăn thịt chúng sinh họ có được gọi là đệ tử phật không họ không xứng đáng được xem là đệ tử của thích ca có nghĩa là không xứng đáng là những người xuất gia kinh văn Nhữ đẳng đương chi, thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai, tợ tam ma đề, giai đại la sát, Báo Chung Tất Trầm sanh Tử Khổ Hải Phi Phật đệ tử như thị chi nhân tương sát tương thôn tương thực vị dĩ vân hà thị nhân đắc xuất tam giới. Việt dịch các ông nên biết những người ăn thịt đó dù tâm được khai ngộ như tam ma đề đều là loại đại la sát khi quả báo hết lại phải chìm đắm trong biển khổ sinh tử họ chẳng phải là đệ tử của Phật những người ấy giết hại thôn tính lẫn nhau ăn nuốt nhau không thôi những người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi giảng giải các ông nên biết những người ăn thịt đó dù tâm được khai ngộ như tam ma đè đều là loài đại la sát không cần để ý đến mình đang ăn thứ thịt gì họ không bận tâm đó là một trong ba thứ thịt thanh tịnh hoặc trong năm thứ thịt thanh tịnh nếu đó là thịt thì họ cứ ăn a nan ông nên biết rằng sau khi như lai diệt độ những người như vậy sẽ giả dạng làm đệ tử phật và họ sẽ dùng cả rượu và thịt họ rất phóng túng nói rằng mọi người đều tự do tùy ý muốn làm gì thì làm dù họ có chút giác ngộ hay được chút ít trí huệ họ chỉ tương tự như ở trong định thực sự là chẳng phải như vậy họ giống như những người đã đến đây và tự xưng mình là lục tổ tôi hỏi bằng chứng nào mà anh tự xưng mình là lục tổ người ấy đáp tôi chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ là không giống anh ta tưởng rằng đó là câu đối đáp thông minh thực sự anh ta thuộc cùng loại với những người đang mô tả trong đoạn kinh này những người như vậy như thể có chút định lực nhưng thực tế họ là loài đại la sát đại ma vương đại quỷ thần khi quả báo hết lại phải chìm đắm trong biển khổ sinh tử họ chẳng phải là đệ tử của phật dù những người như vậy đắp y ca sa của phật ăn thực phẩm của phật nhưng họ chẳng phải là đệ tử phật những người ấy giết hại thôn tính lẫn nhau ăn nuốt nhau không thôi họ sống và ăn thịt không ngại một điều nào cả họ cứ ăn nuốt lẫn nhau họ giết hại lẫn nhau anh ăn tôi tôi ăn lại anh giết và ăn rồi trở lại bị giết và bị ăn những người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi sống như vậy là tạo nên một vòng luân hồi sinh tử bất tận đời này anh ăn thịt tôi, và đời sau tôi ăn thịt anh, đời sau nữa trở lại anh ăn thịt tôi, và cứ tiếp diễn như vậy. Những chúng sinh ấy làm sao ra khỏi được dục giới sắc giới và vô sắc giới. Kinh Văn Nhữ giáo thế nhân tu tam ma địa, thứ đoạn sát sanh, thị danh như lai, tiên Phật thế tôn, đệ nhị quyết định, thanh tịnh minh hối. Việt dịch Ông dạy người đời tu pháp tam ma địa phải đoạn trừ việc sát sanh. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ hai của các đức Phật thế tôn như lai trong đời trước. Giảng giải Ông dạy người đời tu pháp tam ma địa phải đoạn trừ việc sát sanh. Trước tiên phải đoạn trừ dâm dục, rồi còn phải cấm chế niệm tưởng sát hại. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ hai của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. Đây là giáo lý được Đức Phật Diển Dương, cả chư Phật trong quá khứ và chư Phật đời này, để chỉ dạy giáo pháp rõ ràng thanh tịnh và quyết định này. Quý vị phải chắc chắn tôn trọng giáo pháp này, nếu không quý vị không thể nào ra khỏi ba cõi được. Kinh Văn Thị cố A Nan nhược bất đoạn sát, tu thiền định giả Thí như hữu nhân, tự tác kỳ nhĩ, cao thanh đại khiếu, cầu nhân bất văn, thử đẳng danh vi, dục ẩn di lộ. Việt dịch Thế nên a nan nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định, ví như có người tự bị tai mình, rồi kêu lớn tiếng mà mong mọi người chẳng nghe tiếng mình. Loại người này gọi là muốn giấu nhưng càng lộ bày giảng giải thế nên a nan nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định họ phải nghiêm khắc với hạt giống từ bi của mình khi đã bỏ mất tâm từ bi ví như có người tự bịt tai mình rồi kêu lớn tiếng mà mong mọi người chẳng nghe tiếng mình điều này cũng như có người bịt tai mình mà ăn cắp chuông họ cho rằng nếu mình không nghe tiếng chuông thì người khác cũng không nghe Loại người này gọi là muốn giấu nhưng càng lộ bày. Họ càng muốn giấu giếm những hành vi của mình thì nó càng lộ bày ra. Cũng như vậy, những người tu thiền định mà không chịu dừng lại việc sát hại thì khó đạt được điều mình mong đợi. Kinh Văn Thanh tịnh tỳ khiêu cập chư Bồ Tát Ư kỳ lộ hành, bất đạp sanh thảo, huống dĩ thủ bạt Vân hà đại bi, thủ chư chúng sanh, huyết nhục sung thực, việt dịch, tỷ khiêu thanh tịnh và các vị Bồ Tát, khi đi trên đường còn không đạp cỏ non, uống là dùng tay nhổ. Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu thịt chúng sinh làm thức ăn? Giảng giải, tỷ khiêu thanh tịnh và các vị Bồ Tát tu tập công hạnh cực kỳ thanh tịnh, khi đi trên đường còn không đạp cỏ non, ở nơi có vài lối đi, thường có cỏ mọc bên vệ đường, tỷ khiu thanh tịnh và các vị Bồ Tát sẽ không bao giờ dẫm lên cỏ non vì sợ sẽ làm cho cỏ chết. Huống là dùng tay nhổ, các ngài cũng không nhổ một cây cỏ nào. Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu thịt chúng sinh làm thức ăn? Điều ấy không thể được. Kinh văn nhược chư tỷ khiêu bất phục đông phương ti miên quyên bạch cập thị thử độ hoa phú cửu thuế nhũ lạc đề hồ như thị tỷ khiêu ư thế chân thoát thù hoàng túc trái bất du tam giới việt dịch nếu các tỳ khiêu không mặc tơ lụa là lượt của phương Đông và không dùng giày dép, áo cừu, áo len hay các thứ sữa lạc đề hồ những tỷ khưu ấy thật là giải thoát trong pháp thế gian trả hết nợ cũ xong sẽ không vào trong ba cõi nữa giảng giải nếu các tỷ khưu không mặc tơ lụa là lượt của phương đông và không dùng giày dép áo kiều áo len hay các thứ sữa lạc đề hồ những tỷ khưu ấy thật là giải thoát trong pháp thế gian lụa da lông thú lông tơ chim đều xuất phát từ sinh vật sinh mạng của chúng phải bị cướp đoạt để tạo ra những thứ này vải thường không bao hàm trong các loại này do vậy các ngài không dùng giày da hay túi sách làm bằng da họ cũng không dùng các thực phẩm chế biến từ sữa trả hết nợ cũ xong sẽ không vào trong ba cõi nữa ở đây nói rằng sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa đều không nên dùng, nhưng trong giới luật của đại thừa và tiểu thừa đều không cho rằng điều này không hoàn toàn bị cấm dùng. Đoạn kinh này nói về những người giữ giới với mức độ thanh tịnh nhất, họ hoàn toàn giữ giới không giết hại, họ không dùng bất cứ thứ gì liên quan đến sinh mạng chúng sinh, họ không mặc đồ tơ lụa vì một số sinh mạng của loài tằm phải chết trong quá trình dệt thành lụa họ không dùng mật ong vì mật là từ ong nhưng riêng trong giới luật vấn đề này vẫn còn được khai mở giới có một ý nghĩa rất linh hoạt giới không chuyên biệt cấm đoán mọi thứ này đối với quý vị tránh dùng những thứ đó là người rất thanh tịnh điều ấy rất tốt kinh văn hà dĩ cố phục kỳ thân phần giai bỉ cái gì hà dĩ cố, phục kỳ thân phần, giai vị bỉ duyên, như nhân thực kỳ, địa trung bá cốc, túc bất ly địa, tất sử thân tâm, ư chư chúng sanh, nhược thân thân phần, thân tâm nhị đồ, bất phục bất thực, ngã thuyết thị nhân, chân giải thoát giả. Việt dịch Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh đều có ảnh hưởng đến chúng, như con người ăn chăm giống cốc loại trong đất thì chân không rời đất dứt khoát thân tâm mình đối với thân thể hay chi phần của chúng sinh quyết không dùng không ăn không mặc những người như vậy như lai mới thật xem là giải thoát giảng giải tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh đều có ảnh hưởng đến chúng chẳng hạn khi quý vị mặc đồ tơ lụa thì quý vị đã có liên quan với loài tằm đã nhả ra tơ nếu quý vị không muốn thành loài sinh vật ấy thì đừng nên liên hệ với chúng đó là như con người ăn chăm giống cốc loại trong đất thì chân không giỏi đất đó chính là con người đầu tiên trên trái đất họ vốn là chúng sinh từ cõi trời đại phạm xuống điều này xảy ra trong quá khứ khi kiếp hỏa lan khắp trái đất cho đến khi thiêu hủy mọi dấu hiệu của loài người sau đó bắt đầu một thời kỳ cằn cỗi khô khan kéo dài không biết bao lâu và sau đó một hôm có vài chúng sinh từ cõi trời đại phạm đậu xuống thế gian vào lúc này thế gian được bao phủ bởi một chất liệu đặc biệt hoàn toàn tốt đẹp họ bốc lên một nắm và người thấy rất thơm ngon nên họ ăn khi họ đã ăn thứ màu mỡ của đất này rồi thì họ không còn bay được nữa họ không thể cưỡi mây và lái sương mù được nữa họ không còn di chuyển được họ ở lại trần gian và dù những anh chị em của họ đang ở trên trời những người này xuống trần gian rồi lại ăn thứ màu mỡ của đất thế là họ cũng bị trở thành bị chất ngại bởi đất họ không thể nào trở về cõi trời và đó là lý do loài người đến ở trần gian có người cho rằng chúng ta xuất phát từ loài khỉ nhưng nếu điều đó là đúng thì cái gì khiến cho chúng ta trở thành khỉ thực tế tất cả bắt đầu từ khi loài trời hạ xuống trần gian khi dân số trên mặt đất gia tăng chất màu mỡ của đất hoàn toàn bị cạn kiệt các giống thực vật bị chết thế là họ phải ăn bách cốc 100 giống cốc loại, đó là 1 20 loại lúa khác nhau, 2 20 loại kê, 3 20 loại đậu, 4 20 loại rau, 5 20 loại dưa. Mỗi thứ có hơn hay kém 20 loại làm thành 100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn bách cốc thì chân không lìa khỏi mặt đất, chúng ta quy cho điều này là lực hấp dẫn, trọng lực của trái đất nhưng lý do sâu xa là do con người đã ăn thực phẩm này dứt khoát thân tâm mình đối với thân thể hay chi phần của chúng sinh quyết không dùng không ăn không mặc loài người chúng ta muốn giữ cho thân và tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ mối quan hệ với thân mạng của chúng sinh hoặc bất kỳ mọi thứ làm bằng thân thể chúng thì chúng ta không nên chiếm đoạt thân mạng chúng cũng chẳng xâm hại tinh thần chúng chúng ta chẳng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng của các loài vật và ăn thịt chúng những người như vậy như lai mới thật xem là giải thoát như lai bảo những người ấy là chân thật giải thoát kinh văn như ngã thử thuyết danh vi phật thuyết bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết việt dịch như lời như lai nói đây chính là lời chư phật đã nói nếu không phải như vậy tức là lời ma ba tuần nói giảng giải như lời như lai nói đây chính là lời chư phật đã nói lời giảng giải của như lai là giáo pháp đã được chư phật trong mười phương ba đời giảng nói nếu không phải như vậy tức là lời ma ba tuần nói mọi giáo lý khế hợp với đạo lý do như lai nói tức là lời dạy của chư phật mọi học thuyết mà không khế hợp với đạo lý như lai đã tuyên bày ở đây là lời nói của ma vương bây giờ quý vị đã nghe kinh thủ lăng nghiêm quý vị có thể dùng kinh này như tấm kính chiếu yêu nếu có ai giả dạng làm người khi quý vị chiếu tấm kính này vào nơi họ họ sẽ hiện ra nguyên hình là yêu quái có khi họ là ma heo ma bò hoặc là ma ngựa hoặc là thần núi hoặc là thủy quái có khi đó là ma vương bất luận họ là gì tấm kính đều chiếu soi rõ ràng bây giờ quý vị đã nghe kinh thủ lăng nghiêm quý vị sẽ nhận ra được ai là người giảng pháp chân thực bằng cách đối chiếu những điều được giảng trong kinh thế nên kinh giống như tấm kính chiếu yêu đó là lý do tại sao từ trước tôi đã nói rằng người điếc người mù người câm không có cơ duyên nghe tôi giảng kinh Người điếc vốn không nghe được rồi, nhưng ở đây tôi không có ý nói người bị tai điếc, mà nói đến người nghe Pháp mà chẳng biết gì cả, lặng thinh và quên mất những điểm tôi đã giảng. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị ai đã nghe được kinh thủ lăng nghiêm đều sẽ trở thành thiện tri thức trong tương lai. Quý vị sẽ trở nên hiểu biết Phật Pháp một cách chắc thật rồi quý vị sẽ dạy cho những người mù đuôi điếc câm khi quý vị giảng kinh dù quý vị có dùng đến hệ thống âm thanh và thậm chí dù họ ở bên ngoài họ vẫn nghe được và không còn bị điếc hay câm nữa người không hiểu phật pháp là đáng thương nhất thế nên khi quý vị đã thông đạt phật pháp quý vị nên đi giảng dạy cho họ nghe đó có nghĩa là ở mức độ đó quý vị nên có sự chú tâm đặc biệt như mình đang tu học vậy tứ trùng thanh tịnh minh hối ba dứt trừ tâm trộm cắp kinh văn a nan hiệu phục thế giới lục đạo chúng sanh kỳ tâm bất thâu tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục việt dịch lại nữa a nan nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không trộm cắp thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử giảng giải Đức Phật lại gọi A Nan, lại nữa A Nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không trộm cắp thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. Loài trời, loài La, loài người, xúc sinh, quỷ đói và loài ở địa ngục, nếu không trộm cắp, dù chỉ có niệm tưởng trong tâm, họ sẽ không lấy cắp bất cứ thứ gì của bất kỳ ai, vật hữu hình hoặc vô hình, giá trị hoặc không giá trị không những thực sự không lấy, mà còn không có niệm tưởng lấy cắp chúng, đó có nghĩa là không trộm cắp. Nếu các chúng sinh ấy giữ tâm không trộm cắp, cũng như tâm không sát hại, tâm không dâm dục, thì chúng sẽ không bị tương tục trong vòng luân hồi sinh tử, và họ cũng sẽ không bị quả báo tương tục trong thế gian. Kinh Văn Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, thâu tâm bất trừ, trần bất khả xuất việt dịch ông tu tam muội cốt là ra khỏi trần lao tâm trộm cắp không trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được giảng giải ông tu tam muội cốt là ra khỏi trần lao ông muốn phát huy định lực chân chính động cơ chính của ông trong việc tu tập là cốt để ra khỏi vòng luân hồi sinh tử trong thế gian nhưng nếu ông vẫn có ý tưởng trộm cắp tâm trộm cắp không trừ thì không thể nào ra khỏi trần lao được trần lao ở đây là chỉ cho nhà lửa trong ba cõi kinh văn túng hữu đa trí thiền định hiện tiền như bất đoạn thâu tất lạc tà đạo thượng phẩm tinh linh trung phẩm yêu mị hạ phẩm tà nhân chư mị sở trước việt dịch dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo, hạng trên thành tinh linh, hạng trung thành yêu mị, lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. Giảng giải Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo. Cơ bản là loại người này không có trí huệ chân chính, vì nếu họ có trí huệ, họ đã không trộm cắp họ cũng không dâm dục cũng không sát hại chỉ do vì thiếu trí huệ mà họ làm những việc như vậy nhưng nếu chúng ta cho hạng người này có một chút trí huệ và chỉ một chút thông minh vặt hơn những người bình thường và khi họ ngồi họ lẩn vào sự lãng quên mà ít nhiều giống như thiền định thế nhưng hạng người này lại nghĩ rằng mình đã chứng được vài cảnh giới kỳ đặc mà những người khác chưa từng đến được anh ta cảm thấy mình có công phu vượt qua mọi người khác cái nhìn của anh ta đầy ngã mạng và nếu anh ta không chịu dừng lại việc trộm đạo anh ta sẽ rơi vào đường tà dù với một chút trí huệ và một ít định lực họ sẽ bị rơi vào cảnh giới không chân chính vì việc trộm cắp. Trong con đường tà vại này, họ lại dạy chúng sinh trong các đường khác vốn đẩy tăm tối và bất chính. Họ lại dạy người khác tà chi và tà kiến, hạng trên thành tinh linh. Khi quý vị gặp loại này, chúng rất thông minh, nhưng thực ra nó là tà ngụy. Trong cuốn tánh dược của Trung Hoa có đề cập đến loại thảo mộc có tính chất này, nhưng thực tế yếu tính đó không thực. Hạng trung thành yêu mị. Một loại dị nhân có được năng lực thần thông thường hãm hạ người. Lớp dưới thành người tà đạo bị yêu mị gá vào. Quý vị nhớ rằng loài quỷ kêu bàn trà là một loài quỷ mị thường gây ra tình trạng hôn mê tê liệt cho người đang ngủ loài quỷ này chiếm đoạt thân xác của người đang tỉnh rồi điều khiển thân miệng ý người này làm những việc riêng cho chúng nó nói qua trung gian người và dành hoàn toàn sự kiểm soát người ấy những người bị chiếm thân xác như vậy còn được gọi là xác đồng hoặc có khi chúng trở thành phù thủy hoặc thầy trừ tà ở mỹ tôi đã gặp một người như vậy một người mỹ tự bảo rằng mình là giê xu một phút sau anh ta nói rằng thượng đế đã nhập vào trong anh ta bảo anh ta nói rồi một lát sau anh ta nói rằng thượng đế đã đến và muốn nói chuyện với anh ta chừng năm năm sau anh ta trở lại gặp tôi tôi mắng anh ta ông thậm chí chẳng nhận ra chính ông nữa ông là yêu ma hoàn toàn và ông không được tốt Thế là anh ta bỏ đi. Anh ta đến để nói pháp với tôi, nhưng anh ta không bao giờ trở lại khi tôi mắng anh ta. Và tôi lại tự nghĩ rằng, tôi không hiểu làm sao để nói với mọi người. Tại sao mình đuổi được gã giê -xu thượng đế đó? Dù sao, đó cũng là một ví dụ của loại người tà mị. Tại sao họ bị mắc phải quả báo như vậy? Là vì trong những đời trước họ trộm cắp thế nên họ buộc phải rơi vào một trong những phẩm loại như thế này đôi khi ở trung hoa loại xác đồng này rất hấp dẫn họ có thể cắm cây dao trên đỉnh đầu mà không chết loài quỷ mị đang đoạt hồn họ sẽ gỡ lưỡi dao bằng cách dùng một thần chú thế nên người ấy không đổ một giọt máu có người có thể đóng những cây đinh vào bên vai từ những cây đinh họ treo những thanh gươm mỗi cây nặng hơn 10 pounds họ có thể treo bốn thanh gươm như vậy rồi quay tròn chúng xem rất là kinh khủng mọi người đều kinh hãi có khi chúng thực sự có khiếu tôi đã gặp nhiều loại quỷ mị này và quyến thuộc của ngoại đạo khi quý vị xem kinh thủ lăng nghiêm quý vị sẽ thấy rằng từ lâu đức phật đã mô tả mọi loài chúng sinh trong thế giới rất là rõ ràng do vậy đã được nghe giảng kinh thủ lăng nghiêm rồi quý vị sẽ nhận biết được bất luận điều gì mình phải đề phòng chương này gọi là tứ chủng thanh tịnh minh hối là phần rất quan trọng trong bộ kinh này nên hãy hết sức chú ý nếu chúng ta không dừng lại việc trộm cắp chúng ta sẽ thấy rằng mình rất khó thành phật tuy nhiên nhiều người vẫn hy vọng thành phật nay chúng ta đã hiểu được giáo lý này rồi. Người nào đã mắc phải tội trộm cắp thì nên thay đổi. Những người không mắc phải lỗi này thì không nên để cho niệm tưởng trộm cắp khởi dậy. Đó là cách hay nhất tương ưng với đạo. Kinh văn Bỉ đẳng quần tà, diệt hữu đồ chúng, các các tự vị thành vô thượng đạo. Việt dịch các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng giảng giải các nhóm tà đạo kia là yêu ma quỷ quái lị mị vọng lượng hại người họ cũng có đồ chúng trên thế gian này mọi loài đều có đồ đệ của nó nên có câu người tốt tìm đến với nhau người xấu lập bè đảng người cùng hội cùng thuyền tìm đến với nhau thế nên ngay cả những loài tà ma yêu quái này cũng tụ họp lại với nhau và có quyến thuộc của chúng họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng họ không nhận ra được cái gì là chân thật vô thượng thay vào đó họ cho rằng cách sinh hoạt của mình là hay nhất họ nói rằng họ đã đạt được đạo vô thượng đến mức họ cho rằng niệm phật là nhọc công vô ích và nói rằng họ là như vậy họ biện luận hãy xem năng lực thần thông của tôi Thực ra họ là yêu ma quỷ quái, họ hoàn toàn đều theo tà hạnh. Kinh văn Ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử yêu tà, xí thạnh thế gian, tiềm đặc gian khi, xưng thiện tri thức, các tự vị dĩ, đắc thượng nhân pháp, huyễn hoặc vô thức, khủng linh thất tâm, sở quá chi xứ, kỳ gia hao tán. Việc dịch sau khi Như Lai diệt độ trong thời mạt Pháp, có nhiều loại yêu ma tả đạo ấy sôi nổi trong thế gian, lén nút gian dối, xưng là thiện tri thức. Họ đều tự xưng đã được Pháp Thượng Nhân, dối gạt kẻ không biết, dọa dẫm, khiến họ mất lòng tin. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán. Giảng giải, tôi đã gặp rất nhiều loại tà ma này. Người Tây Phương không quen lắm với loại yêu quái này, nhưng không phải như vậy vì người Trung Hoa tin vào quỷ thần. Đúng như vậy, càng lúc các hiện tượng kỳ dị xảy ra trên thế gian ngày càng nhiều hơn. Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian đức phật thích ca mâu ni trong kinh này đã nói với chúng ta rằng thời đại ta đang sống sẽ bị hoành hành bởi loại tà ma này chúng ta không nên nhìn vào những việc mình thấy để tin rằng chúng tồn tại đơn giản vì còn nhiều việc trên đời mà mình chưa thấy được nếu chúng ta phải đợi cho đến khi mình thấy được mỗi thứ bằng chính con mắt của mình thì không thể nào nhìn hết được trong đời này còn có một số điều mà quý vị phải nghe lời nói của người khác mới biết chúng sôi nổi trong thế gian, chúng giống như lửa đang thiêu cháy mọi người. Những người không nhận biết những loài tà ma này sẽ dính mắc vào chúng và như thể bước vào đống lửa hừng hực cháy. Những người này sẽ bị thiêu đốt. Bí mật là nghĩa mà chúng đi khắp nơi để dối gạt mọi người. Chúng lén lút gian dối, xưng là thiện tri thức, Họ đều tự xưng đã được pháp thượng nhân, chúng tự xưng mình là thiện tri thức mắt sáng thượng nhân là chỉ cho Bồ Tát. Nói cách khác, chúng tự xưng mình là Bồ Tát trong đạo Phật, dù quý vị là một vị Bồ Tát, thậm chí là một vị Phật thị hiện, quý vị cũng không nên nói mình là Phật hay là Bồ Tát, quý vị phải giữ im lặng về điều ấy khi nào mình còn sống cho đến hơi thở cuối cùng. Quý vị không thể nói tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, tôi là A La Hán. Người nào nói như vậy thì đó là yêu ma, giống như người được mô tả trong kinh này. Khi nào quý vị mới để cho mọi người biết sau khi quý vị chết lúc ấy mọi người mới biết nhưng quý vị không được để cho họ biết khi quý vị chưa chết có ý nghĩa gì trong lời tuyên bố mình là phật có ý nghĩa gì quý vị nói rằng mình là bồ tát sao vậy có ý nghĩa gì trong lời nói như vậy chẳng có lý do gì khác hơn là khiến cho người khác tin vào mình và tại sao quý vị muốn mọi người tin vào mình để họ cho quý vị tiền quý vị làm việc ấy vì muốn lợi dưỡng và tâm phan duyên nếu đó không phải là ý định của quý vị thế tại sao quý vị nói với mọi người mình là phật sống nếu quý vị là bồ tát được rồi quý vị là bồ tát tại sao quý vị lại đi nói với mọi người như vậy điều này nhắc tôi nhớ một số chuyện đã diễn ra ở trung hoa một hôm có một vị quan đến chùa quốc thanh trên núi thiên thai để hỏi thăm thầy chú trì phong can hai người nói chuyện với nhau quý vị sẽ hỏi viên quan ấy tên gì đừng hỏi tôi tôi quên mất rồi có thể người đó là quý vị, có thể là tôi, không chắc chắn vị quan này. Nói với thầy trụ trì, trong quá khứ thường có nhiều Bồ Tát thị hiện ở thế gian, nhưng thời đại này lại không có. Tôi muốn được diện kiến một vị Bồ Tát chân thực, nhưng không thấy. Chú trì phong can nói, ồ, ông muốn gặp Bồ Tát, có hai vị đang ở đây, tôi sẽ giới thiệu cho ông được gặp. Vị quan hoàn toàn ngạc nhiên, có hai vị Bồ Tát đang ở đây, Ý ngài muốn nói là một vị bằng đất sét và một vị tạc bằng gỗ. Thầy chú trì trả lời, không phải vậy, hai vị Bồ Tát này là người thật, họ là những vị Bồ Tát sống. Vị quan hỏi, ngài không đùa chứ? Chú trì đáp, tôi là chú trì ở đây, làm sao tôi nói đùa chuyện như vậy? Họ đâu rồi? Một vị đang nấu cơm và một vị đang đun nước. Một vị là Hàn Sơn và một vị là Thập Đắc một vị là hóa thân của bồ tát văn thù sư lợi một vị là hóa thân của bồ tát phổ hiền họ thực hành pháp tu khổ hạnh trong chùa này chuyên làm những việc phục dịch họ làm những việc không ai muốn làm nếu ông muốn gặp họ rất đơn giản hãy vào nhà bếp và sẽ thấy họ đang ở đó ông thấy hai vị tăng lấm lem rách dưới râu tóc bù xù mặt đầy bụi bẩn với một dáng dấp rất xấu xí nhưng thầy chú trì bảo đó là hai vị Bồ Tát nên ông chẳng dám xem thường họ. Thay vì vậy, ông xá chào họ, hai vị ấy hỏi, Ông làm gì vậy? Tại sao ông vái chào tôi? Chú chỉ phong can nói rằng các ông là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Phổ Hiền, thế nên tôi xá chào các ông. Hai vị nói, lão phong can ba hoa. Có ý muốn nói thầy chú trì là người hay dính vào chuyện kẻ khác. Một vị nói, Lúc này ông ta nói quá nhiều. Thế nên khi viên quan đang cúi chào họ liền rút lui và biến mất. Không ai biết họ đã đi cách xa chừng nào. Có lẽ cách xa đến cả trăm bước từ nhà bếp đến bờ đá dưới chân núi. Hai người tiếng vọng lại. Lão phong can hay bếp xếp, ông không chịu lại Phật A-di-đà. Lại chúng tôi làm gì? Viên quan hỏi. Ai là Đức Phật A-di-đà? chú trì phong can, ông ta là Đức Phật A-di-đà tái thế, hãy để mặc chúng tôi về lại ông ta đi. Khi viên quan vẫn còn đứng đó trong kinh ngạc, thì hai vị tăng lem lúc kia đã đi xa và biến mất sau dặm núi đá. Nơi đó bây giờ gọi là nguyệt quang nham trên núi thiên thai nơi mà hai vị hàng sơn và thập đắc đã biến mất viên quan vội vã trở về chùa quốc thanh để đảnh lễ chú trì phong can đức phật a di đà nhưng khi ông vào trong chùa thấy thầy chú trì đã ngồi an nhiên thị tịch ngài đã nhập niết bàn viên quan bây giờ biết rằng chú trì chính là đức phật a di đà thị hiện nhưng đã quá trễ rồi ông ta không thấy được những gì là chân thực ngay trước mắt của mình đức phật a di đà đã đi rồi tại sao chư phật và bồ tát khi biến mất rồi mới cho mọi người biết các ngài là ai nếu mọi người biết thì họ sẽ đến để đảnh lễ các ngài suốt ngày đến mức sẽ quá phiền phức sẽ không còn thời gian nào để tu tập thế nên các ngài không muốn cho biết mình là ai đó là cách thức trong đạo người ta không bao giờ nói hãy nhìn xem tôi là người đã giác ngộ tôi là phật người như vậy thì chẳng khác gì người được đề cập trong kinh này tôi chưa từng gặp người nào công nhận là mình đã giác ngộ hòa thượng hư vân cũng vậy và các vị hòa thượng khác đã giác ngộ ở trung hoa cũng không nói một lời nào là họ đã giác ngộ dù hỏi họ trực tiếp không bao giờ có chuyện đó trong đạo phật ngoài ra có lẽ có trong đạo phật tân thời người được mô tả trong kinh tuyên bố rằng họ là thượng nhân các ông có biết tôi là ai không tôi là bồ tát di lặc các ông có biết tôi là ai không tôi là bồ tát quán thế âm nay các ông đã biết, đừng bỏ mất cơ hội, hãy lại tôi làm thầy. Nếu các ông không muốn lại tôi thì hãy lại thầy tôi. Tôi sẽ cấp cho các ông cái giấy chứng nhận và 65 đô la. Tôi sẽ truyền pháp cho ông. Họ đi khắp dối gạt kẻ không biết. Họ gạt gẫm người cả tin. Tôi đã gặp hạ người này rất nhiều. Họ nói rằng tôi có pháp bảo. Tôi sẽ bán cho các người một người 300 đô la. Đó là bởi vì tôi rất thích các người nên tôi sẽ để dành cho quý vị. Nếu tôi không thích quý vị, tôi sẽ không trao cho quý vị đâu. Thế là đệ tử đưa cho thầy 300 đô la để lấy pháp bảo có người đòi quý vị đến 1.000 đô la chẳng bao lâu phí của vị thầy già nặng túi khi ông ta chuyển tài sản của mình từ chỗ an toàn này đến chỗ an toàn khác ông ta phải dùng xe lửa nhiều người đã thất vọng vì việc này khi quý vị giảng nói pháp chân chính cho họ nghe như bảo họ đừng sát xanh họ không tin điều đó đừng trộm cắp họ cũng không tin điều đó đừng dâm dục họ cũng không tin điều đó nhưng nếu quý vị nói với họ rằng mình có một điều gì đó sẽ đem đến cho họ lợi ích thì họ sẽ trả tiền cho quý vị liền chúng dọa dẫm khiến họ mất lòng tin chúng khiến cho quý vị mất sạch trí huệ mà quý vị vốn có họ làm cho quý vị mê mờ Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán. Họ thực sự là kẻ giàu có bẩn thỉu Nhưng bất kỳ đi đâu, họ cũng đều tích lũy thêm nhiều của cải, lột sạch chủ nhà, những thứ tài sản, chìa khóa, chứng khoán và ruột tượng. Kinh văn Ngã giáo tỳ khiêu tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham thành bồ đề đạo, chư tỳ khiêu đẳng, bất tự thuộc thực ký ư tàn xanh lữ bạc tam giới thị nhất vãng hoàn khứ dĩ vô phản việt dịch như lai dạy hàng tỷ khiêu theo thứ tự khất thực là khiến họ xả trừ lòng tham thành tựu đạo bồ đề các hàng tỷ khiêu không tự nấu ăn gửi cái thân sống nhỏ như khách trọ trong ba cõi hiện thân một lần qua lại đi rồi không trở lại nữa giảng giải như lai dạy hàng tỷ khiêu theo thứ tự khất thực là khiến họ xả trừ lòng tham khi đến giờ khất thực mỗi vị tỷ khiêu nhắm đến một phương nhất định và đi quanh một chỗ nhất định các vị mang bình bát đi khất thực tại sao đức phật dạy họ phải khất thực khất cầu thực phẩm trước hết khi các vị cư sĩ Phật tử dâng tặng thức ăn cho người xuất gia là họ có được quả báo phước đức và chấm dứt khổ đau thứ hai khi tỷ-khiêu đi khất thực họ sẽ dùng bất cứ thức gì xin được nếu ngon thì ăn ngon nếu dở thì ăn dở do vậy họ sẽ xả bỏ được lòng tham nếu mình tự nấu nướng quý vị sẽ nghĩ những thức ta nấu ngày hôm nay không được ngon tuy nhiên ngày mai ta sẽ nấu thứ ngon hơn và ngày kia ta sẽ làm thứ tuyệt diệu hơn nữa sẽ không có chỗ tận cùng khi đi khất thực sẽ không có cơ hội để chọn lựa Ta không thể nào phân biệt thức ăn thức uống nào ngon hay dở, ta không thể nói thức ăn mình xin được ngày hôm nay rất ngon rồi ăn với sự thích thú, và ngày sau nếu thức ăn không được ngon ta ăn không nổi, cách thức ấy không được phép, mình ăn cả thứ ngon lẫn không ngon, tinh thần chung là ăn để no và quên bẵng mọi thứ, đó là để đối trị lòng tham, theo cách này hành giả có thể thành tựu đạo Bồ Đề. Đó là vì có câu nói kẻ trí quan tâm đến đạo, chẳng bận tâm đến thức ăn. Những người đến để tham cứu Phật Pháp không nên bận tâm đến thức ăn. Các hàng tỳ khiêu không tự nấu ăn, gửi cái thân sống nhỏ như khách trọ trong ba cõi. Hiện thân một lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa. Họ chỉ cần ăn đủ để duy trì thân mạng. Cuộc đời chúng ta, dù ở trên đất liền hay ở trên nước cũng giống như đang ở trong một khách sạn, ngắn ngủi phù du trong chốc lát. Đừng để dính mắc với nó. Các vị tỷ khiu đã chấm dứt tâm tham. Thế nên khi sinh mạng trong ba cõi này chấm dứt, thì họ không còn trở lại nữa. Nơi này là uế độ, tôi không trở lại nữa. Đó là tâm niệm của các vị tỷ khiu. Dù ở Mỹ, với những nhà vệ sinh rất đẹp đẽ và những ngôi nhà rất tráng lệ, cũng đủ để ở đó một lần. Đừng trở lại, đừng tha muốn các nhà vệ sinh ấy. Trước tiên là nó rất hôi thối, tại sao quý vị lại thích nó? Thực ra cả thế gian này đều hôi thối. Quý vị chớ cho rằng đó là chỗ sạch sẽ thế gian này chính nó là một cái nhà vệ sinh kinh văn vân hà tạc nhân giả ngã y phục tỳ bản như lai tạo trùng trùng nghiệp giai ngôn Phật pháp khước phi xuất gia cụ giới tỷ khiêu vi tiểu thừa đạo do thị nghi ngộ vô lượng chúng sanh đoạn vô gián ngục việt dịch tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật buôn bán như lai tạo vô số nghiệp nói rằng đó đều là phật pháp lại chê hàng xuất gia thọ giới tỳ khiêu là đạo tiểu thừa do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián giảng giải tại sao loại giặc ấy lại mượn y của phật họ mặc y phục của hàng xuất gia và nói với mọi người rằng Tôi là pháp sư giảng kinh, quý vị nên hoàn toàn tin vào tôi. Chúng buôn bán như lai, họ dùng Phật pháp để đổi chác, họ buôn bán Phật pháp, tất cả điều họ cần làm là nghĩ cách để kiếm tiền, họ nói rằng đó đều là Phật pháp. Họ bảo rằng tất cả đều là Phật Pháp. Khiêu vũ là Phật Pháp, uống rượu là Phật Pháp, chơi nhạc là Phật Pháp. Đây là các thứ trong 84 nghìn Pháp môn. Họ thật là những kẻ rất ba hoa. Hút thuốc là Phật Pháp, đánh bạc là Phật Pháp. Ai muốn làm gì tùy thích. Họ rất tùy tiện, thậm chí đến mức độ ai muốn làm điều gì họ đều cho là đúng. Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỳ khiêu là đạo tiểu thừa. Nếu có ai gọi họ và hỏi anh đã thọ giới cụ túc chưa, thậm chí họ chẳng hiểu là quý vị đang nói điều gì, thậm chí họ không hiểu về năm giới cấm, nói gì đến 8 giới hoặc 10 giới trọng và 48 giới khinh. Chính họ không đáng được người đời tiên cậy là hàng xuất gia, tầm nhìn của họ rất hạn hẹp và đầy tự ngã do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, họ khiến cho người khác mê lầm và vốn chính họ cũng không hiểu, ban đầu những người theo họ đều có ý định tốt, nhưng khi đã dính mắc với một vị thầy điên đảo như vậy rồi, nên cuộc đời họ sẽ được kết thúc trong tình trạng đã nêu ra trước đây. Nếu một người mê mờ truyền dạy sự mê lầm cho người khác khi mọi điều được nói và làm thì chẳng có ai hiểu được thầy đọa vào địa ngục trò cũng phải vào theo trong địa ngục vô gián không lúc nào cảnh khổ bị gián đoạn một người choán đầy cả địa ngục bằng những cảnh khổ và nhiều người cũng choán đầy địa ngục theo cách như vậy chỉ một người trong địa ngục đã không còn thửa chỗ và bất luận có bao nhiêu người trong đó địa ngục vẫn chứa chọn chúng sinh ở địa ngục ấy không bao giờ ra khỏi chỗ này, thế nên rất nguy hiểm khi gieo nhân duyên với chỗ đó. Kinh văn Nhược ngã diệt hậu Kỳ hữu tỳ khiu phát tâm quyết định tu tam ma đề, năng ư như lai, hình tượng chi tiền, thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết cập ư thân thượng nhiệt nhất hương chú ngã thuyết thị nhân vô thủy túc trái nhất thời thủ tất trường ấp thế gian vĩnh thoát chư lậu tuy vị tức minh vô thượng giác lộ thị nhân ư pháp dĩ quyết định tâm việt dịch sau khi như lai diệt độ nếu có tỷ khiêu phát tâm quyết định tu tam ma đề có thể trước hình tượng như lai tự mình thắp một ngọn đèn đốt một ngón tay hay ở trên thân đốt một liều hương như lai nói người này nợ nần từ kiếp lâu xa nay được trả hết trong một đời xa lìa thế gian vĩnh viễn thoát khỏi các lậu hoặc người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác nhưng đối với phật pháp đã có tâm quyết định giảng giải. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ khiu, phát tâm quyết định tu tam ma đề, có thể trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón tay, hay ở trên thân, đốt một liều hương, Như Lai nói người này nợ nần từ kiếp lâu xa, nay được trả hết trong một đời những vị tỳ khiêu này dưới sự hướng dẫn chân chính vào đúng thời điểm và với oai nghi nghiêm chỉnh vị ấy dùng dao cắt thịt trên thân mình rồi rót một ít dầu vào nơi thịt đã bị khoét ra rồi từ đó thắp lên một ngọn đèn để cúng dường chư phật hoặc có khi các vị ấy đốt một ngón tay theo đúng nghi thức hoặc họ đốt một vài liều hương trên thân mình chẳng hạn trên cánh tay đức phật thích ca mâu ni dạy rằng những người như vậy nghiệp chướng nợ nần họ đã tạo trong vô lượng kiếp trước đều có thể tiêu trừ qua việc làm đơn giản này xa lìa thế gian vĩnh viễn thoát khỏi các lậu hoặc người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác nhưng đối với phật pháp đã có tâm quyết định họ đã có sự phát tâm dứt khoát và sẽ không bao giờ thối chuyển. Kinh văn Nhược bất vi thử, xả thân vi nhân, túng thành vô vi, tất hoàn sanh nhân, thù kỳ túc trái, như ngã mã mạch, tránh đẳng vô dị. Việt dịch nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy dù có thành đạo vô vi cũng phải sanh lại làm người hoàn trả các nợ cũ như quả báo ăn lúa ngựa của như lai giảng giải nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy dù có thành đạo vô vi cũng phải sanh lại làm người hoàn trả các nợ cũ nếu mình không làm những hạnh hy sinh thân mạng như đốt đèn trên thân hay đốt một ngón tay hoặc đốt hương trên cánh tay như gieo trồng vài thiện pháp, thì dù có thành tựu đạo nghiệp, dù trở thành giác ngộ, thậm chí thành Phật, thì mình vẫn phải trả các món nợ cũ, mình vẫn phải thọ thân người trở lại và trả các nghiệp đã vay trong quá khứ, như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai. Như Lai đã phải ăn lúa dành cho ngựa suốt 90 ngày trong đời này. Đức Phật nói, tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải chịu quả báo như vậy? Chuyện xảy ra từ thời quá khứ, khi Ngài là một vị bà La Môn nhận dạy 500 vị thanh niên cách thức tu đạo. Lúc đó có một Đức Phật đang thị hiện trên thế gian, một hôm Đức Phật kia cùng các vị tỳ khiêu đi khất thực Đức Phật dạy các vị tỷ khiêu nhận được vật phẩm cúng dường, thì nên trích bớt một phần ngon trong bát của mình dành cho vị tỷ khiêu đang bị bệnh, không thể đi khất thực được. Khi họ đi khất thực về, họ đi qua vùng núi nơi mà vị bà La Môn, tức tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tu nhân địa. Khi vị bà La Môn chỉ nhận được một chút ít thực phẩm từ bát rất đầy của họ, ông ta trở nên ghen tức tại sao các lão tăng kia được ăn nhiều thế các ông ấy chỉ đáng được ăn lúa ngựa năm trăm đệ tử của vị bà la môn hòa theo ông ta đúng vậy họ chỉ đáng được ăn lúa ngựa sau khi vị bà La Môn thành Phật, Ngài phải đưa 500 vị đệ tử tỳ khưu của mình sang một nước khác để an cư. Ngoài mặt, quốc vương nước ấy thân mật đón tiếp Ngài, nhưng vua không cúng dường cho chư tăng an cư. Sau cùng, một người buôn ngựa trong nước biết được rằng Đức Phật và giáo đoàn tỷ khiêu không được cúng dường thực phẩm, thế nên ông ta chia cho chư tăng phần thực phẩm dùng để nuôi ngựa. Dù vị bà La Môn đã thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 500 vị đệ tử trẻ của ngài đã thành 500 vị A La Hán, Đức Phật vẫn phải trả nghiệp cũ trong đời quá khứ qua việc 90 ngày phải ăn lúa ngựa. Thế nên Đức Phật nói rằng nếu người nào không làm được những hạnh xả thân này thì trong tương lai họ phải trả những nghiệp đã tạo trong đời trước như họ đã gây ra. Kinh văn: Nhữ giáo thế nhân tu Tam Ma địa hậu đoạn thâu đạo, thị danh Như Lai, Tiên Phật thế tôn, đệ tam quyết định thanh tịnh minh hối. Việt dịch, ông dạy người đời tu pháp tam ma địa, sau nữa dứt trừ tâm trộm cắp, đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các đức Phật như lai thế tôn trong quá khứ. Giảng giải, ông dạy người đời tu pháp tam ma địa, sau nữa dứt trừ tâm trộm cắp. Khi họ muốn tu đạo, họ phải trừ bỏ tâm trộm cắp đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ ba của các Đức Phật Như Lai Thế Tôn trong đời trước. Kinh Văn Thị Cố A Nan Nhược Bất Đoạn Thâu Tu Thiền Định Giả Thí Như hữu Nhân Thủy Quán Lậu Chi Dục Cầu Kỳ Mãn Túng Kinh Trần Kiếp Trung Vô Bình Phục Việc dịch cho nên A Nan nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định cũng như rót nước vào bình thùng mà mong cho đầy dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần rốt cục vẫn không đầy được giảng giải cho nên a nan nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định cũng như rót nước vào bình thùng mà mong cho đầy dù quý vị cố gắng rót đầy nước vào một cái chén bị thủng dưới đáy thì dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần rốt cục vẫn không đầy được kinh văn nhược chư tỷ khiêu y bát chi dư phân thốn bất xúc khất thực dư phần thí ngạ chúng sanh ư đại tập hội họp trưởng lễ chúng hữu nhân trùy mạ đồng ư xưng tán tất sử thân tâm nhị câu quyên xả thân nhục cốt huyết giữ chúng sanh cộng bất tương như lai bất liễu nghĩa thuyết hồi vi dĩ dài dĩ ngộ sơ học phật ấn thị nhân đắc chân tam muội Việt dịch nếu các tỷ khiêu ngoài y bát ra không tích chữ mảy may, khất thực có thừa bố thí cho chúng sinh đói, nơi hội lớn đông người chắp tay lễ bái đại chúng, nếu có người đánh mắng xem như khen ngợi mình, xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh, nếu không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc thì như lai like, ấn chứng người ấy chân thực được tam muội nếu các tỳ khiêu ngoài y bát ra không tích chữ mảy may các vị tỳ khiêu chỉ có ba y một bình bát và tọa cụ họ không cần thêm thứ gì khác họ không tích lũy của cải khất thực có thừa bố thí cho chúng sinh đói họ ban tạo những vật phẩm thừa khi khất thực cho những người không có gì để ăn nơi hội lớn đông người chắp tay lễ bái đại chúng các vị tỳ khiêu chắp tay cung kính vái chào mọi người trong hội chúng nếu có người đánh mắng xem như khen ngợi mình xem lời chửi mắng cũng như là lời khen tặng họ không phản ứng với lời mắng nhiếp xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh tâm của các vị không ôm ấp tâm niệm kiêu mạng và thân không phản ứng theo lối thể hiện sự kiêu ngạo và tự ái khi có người nào mắng nhiếc mình quý vị nên xem như họ đang hát tặng mình nếu mình chẳng mắng ai mà họ mắng mình thì hay nhất là quý vị đừng cần hiểu những gì họ đang nói những lời ấy đối với quý vị chẳng có nghĩa gì cả như thể họ nói một thứ tiếng gì đó mà mình chẳng hiểu như tiếng nhật tiếng anh hay tiếng hoa nhờ đó mà quý vị chẳng hiểu gì cả khi có người thực sự mắng mình quý vị hãy nghĩ rằng ồ ông ta đang nói với tôi những điều tốt đẹp biết bao hãy nhìn ngược lại nếu có người đánh mình chỉ giả vờ như mình đụng vào tường giả như mình bất cẩn chạy va vào tường và để lại một cục u lớn trên đầu nếu quý vị quay lại và đấm vào tường rồi nói tại sao lại va vào tôi quý vị chỉ kết thúc bằng bàn tay đau khi có người đánh quý vị nếu mình xem đó như là va vào tường thì mọi chuyện xem như kết thúc ngay ở đó Hàng tỳ khiêu phát tâm bồ đề chân chính nên xả bỏ thân máu thịt của mình cho những chúng sinh khác nếu họ cần sự chia sẻ của mình. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang trong lúc tu hành nhân địa, Ngài thấy một con cọp đói, Ngài hiến thân mình cho cọp đói ăn. Cọp là loài thú dữ nhất trên đời, thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong lúc đang tu hành nhân địa, Ngài đã từ bỏ thân mạng mình. Thí cho cọp đói nếu không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, hàng tỷ khiêu không giao giảng giáo lý tiểu thừa, theo cách như thể hiểu theo ý mình. Nói cách khác, nếu không nói đúng như lời Phật dạy, thì chính mình đã hiểu sai và làm mê mờ người mới học nếu các vị tỷ khiêu không rơi vào lỗi ấy như lai ấn chứng người ấy chân thực được tam muội đức phật sẽ ấn chứng cho những người như vậy họ chân thực chứng được tam muội kinh văn như ngã sở thuyết danh vi phật thuyết bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết việt dịch như lời như lai nói đây tức là lời của chư phật nếu không đúng như lời nói đó tức ma ba tuần nói giảng giải đây là cách thức đức phật giảng pháp mọi lời giảng khác là của ma vương tứ trùng thanh tịnh minh hối bốn dứt trừ vọng ngữ kinh văn A nan như thị thế giới lục đạo chúng sanh, tuy tác thân tâm vô sát đạo dâm, tam hạnh dĩ viên nhược đại vọng ngữ, tức tam ma đề bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma thất như lai trùng. Việt dịch. A Nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm không còn sát đạo dâm, ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, sẽ thành giống ma ái kiến và làm mất trùng tử Như Lai giảng giải a nan chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế tuy thân tâm không còn sát đạo dâm thân không phạm vào việc sát hại trộm cắp dâm dục trong tâm cũng không có niệm tưởng sát hại trộm cắp dâm dục ba hạnh đều đã viên mãn nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma đè không được thanh tịnh đây có nghĩa là một thói quen tập khí của họ họ luôn luôn nói lời đại vọng ngữ do vậy họ không được thanh tịnh họ sẽ thành giống ma ái kiến và làm mất trùng tử như lai. Họ sẽ trở thành ma ái hoặc ma tà kiến. Tại sao họ làm mất trùng tử như lai? Vì họ nói quá sai sự thật. Kinh văn Sở vị, vị đắc vị đắc, vị chứng ngôn chứng. Hoặc cầu thế gian, tôn thắng đệ nhất, vị tiền nhân ngôn, ngã kim dĩ đắc tu đà hoàn quả, tư đà hàm quả, a à na hàm quả, a à la hán đạo, bích chi Phật thừa, thập địa địa tiền, chư vị Bồ Tát, cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cung dưỡng. Việt dịch chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng, hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng nay tôi đã đắc quả tu đà hoàn quả tư đà hàm quả a na hàm được đạo a la hán bích chi phật thừa hay các quả vị bồ tát trong thập địa hay trước thập địa mong được mọi người lễ bái tham được cúng dường Giảng giải họ nói dối kiểu nào, bỏ sang một bên những lời nói dối bình thường, chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng họ chưa chứng đạo căn bản là họ chẳng hiểu chút nào về tu đạo họ không biết cách niệm phật họ không biết cách giữ giới họ không biết cách ngồi thiền họ làm như họ đã hiểu nhưng họ chẳng hiểu gì cả họ nghe người khác giảng giải thích vài đạo lý và họ liền ngắt lời tôi hiểu rồi tôi đã biết điều ấy từ lâu hoặc họ nói này tôi đã chứng đạo tôi là người giác ngộ tôi là phật chưa chứng nói rằng đã chứng họ chưa đạt được quả vị thứ nhất của a la hán ít nhiều gì họ phải hiểu các quả vị đó nhưng họ bảo các ông có biết tôi là ai không tôi là a la hán hoặc nói tôi là phật hoặc nói tôi là bồ tát tại sao họ nói những điều này hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc đó như là gần đây có người nói với một vị đệ tử của tôi rằng Ông theo tông phái nào, chúng ta nên theo phẩm trật. Tôi sẽ là thủ lĩnh, tôi là người sáng lập Phật giáo Mỹ quốc, tôi là sơ tổ của Phật giáo Mỹ quốc, đó là mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc. Họ bảo người khác rằng Nay tôi đã đắc quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, được đạo a la hán. Họ bắt đầu nói quanh là họ đã chứng sơ quả a la hán, nhưng rồi mức độ đó không đủ cao quý, nên họ nói: "Ồ, tôi vừa chứng quả vị thứ hai của a la hán, và một giây sau họ lại tuyên bố họ đã chứng đến quả vị thứ tư. Tuy vậy quả vị thứ tư cũng chỉ là A la hán không phải là quả vị cao nhất. Thế nên họ chưa hài lòng, họ tuyên bố mình đạt đến Bích chi Phật thừa hay các quả vị Bồ tát trong thập địa hay trước thập địa. Họ bắt đầu nói với mọi người rằng họ là Bích chi Phật hoặc họ tuyên bố rằng mình đã đến một giai vị của Bồ tát hạnh, hoặc thậm chí cả đến thập địa. Tại sao những người như vậy tuyên bố rằng mình là A-La-Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát, chung quy là họ đang dối gạt mọi người và họ nói lời đại vọng ngữ để khiến mọi người tin vào họ. Nếu không có ai tin họ, họ sẽ không có lợi dưỡng. Ngay khi mọi người đã tin, của cải liền chảy về. Thế nên ý định của họ là mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường họ không sợ bị đọa vào địa ngục rút lưỡi nếu là người nói dối sau khi chết họ liền bị rơi vào địa ngục này nơi đó có những lưỡi câu bằng sắt móc vào trong lưỡi họ rồi kéo ra rồi có một lưỡi gươm cắt đứt lưỡi đó là quả báo của tội nói dối thế mà vẫn có người dám làm chuyện đó thậm chí chúng ta không dám nhìn qua cảnh giới này hãy lấy chuyện bị câm làm ví dụ tại sao bị câm vì họ phải chịu quả báo nói dối quá mức cường điệu họ được làm người nhưng không nói được hãy xem bây giờ anh nói dối được chừng nào đó là thông điệp tại sao họ không nói được do họ đã bị cắt lưỡi dù họ có lưỡi nhưng bản tính của nó đã bị mất nên lưỡi ấy không có thực tính tại sao người ta bị mù là vì họ xem thường người khác họ luôn luôn xem chính mình là tốt hơn mọi người khác họ xem mình là thông minh hơn và lanh lẹ hơn trong mọi cách thế nên đời này họ không thấy được mọi người bây giờ họ phải tự hỏi chính mình có thực sự tốt hơn mọi người khác nữa không người điếc là do bị quả báo nghe lén các cuộc bàn luận họ thường đặt tai vào lỗ khóa để nghe điều gì đang bàn bạc những gián điệp đời nay với vô số cách thức để nghe trộm người khác để đánh cắp những bàn luận riêng tư có thể sẽ chịu cùng quả báo như vậy và sẽ bị điếc trong một lúc nào đó ở tương lai tuy nhiên khi quý vị đã biết được đạo lý quý vị sẽ từ bỏ việc nói dối mình sẽ không bị câm nếu quý vị không nghe lén người khác bàn luận quý vị sẽ không bị điếc bị câm bị gù lưng và bị mù đều là quả báo do báng bổ tam bảo kinh văn thị nhất điên ca tiêu diệt phật trùng như nhơn dĩ đao đoạn đa la mộc phật ký thị nhân vĩnh vẫn thiện căn vô phục chi kiến trầm tam khổ hải bất thành tam muội việt dịch những kẻ nhất điên ca ấy tự tiêu diệt chủng tử phật như người dùng dao chặt cây đa la phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn không còn tránh chi kiến chìm đắm trong ba bể khổ không thành tựu được pháp tam muội giảng giải những kẻ nhất điên ca ấy tự tiêu diệt trùng tử Phật. Những người nói lời đại vọng ngữ, chưa chứng nói mình đã chứng, chưa được nói mình đã được, và chưa hiểu nói mình đã hiểu. Những người như vậy gọi là nhất diển đà, có nghĩa là người đoạn thiện căn, nếu quý vị cắt đứt thiện căn của mình có nghĩa là các căn xấu ác sẽ chất trồng những người nói lời đại vọng ngữ và dối gạt người khác trên thế gian sẽ hủy hoại trùng tử phật trong chính họ như người dùng dao chặt cây đa la cây đa la trồng ở ấn độ mọc ở vùng đất cao nhưng nếu chặt đứt ngọn thì nó không mọc được nữa những người đoạn trừ chủng tử Phật tương tự như chặt đứt ngọn cây đa la sẽ không bao giờ chủng tử Phật có lại được nữa. Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn tránh chi kiến. Thọ ký của Đức Phật về hạ người này là họ hủy hoại thiện căn và trở thành bị tước mất mọi điều hay biết hoặc chi kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu được pháp tam muội. Ba biển khổ nói ở đây là một khổ đao kiếm kiếm đồ chỉ cho địa ngục đao sơn hai khổ máu huyết huyết đồ chỉ cho địa ngục máu huyết nơi toàn thân người bị hành cho chảy máu thường xuyên ba khổ nạn lửa hỏa đồ chỉ cho địa ngục hỏa thiêu những người này sẽ bị đọa vào ba địa ngục khủng khiếp ấy kinh văn ngã diệt độ hậu sắc chư bồ tát cập a la hán ứng thân xanh bỉ, mạt pháp chi trung tác trùng chủng, chủng hình độ chư luân chuyển việt dịch sau khi như lai diệt độ dạy hàng a la hán và bồ tát hãy ứng thân sinh trong đời mạt pháp hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để độ những chúng sinh còn trong vòng luân hồi giảng giải sau khi như lai diệt độ dạy hàng a la hán và bồ tát hãy ứng thân sinh trong đời mạt pháp các vị nên dùng báo thân và hóa thân sinh ra nơi thế gian này, nơi có nhiều khổ nạn. Trong thời mạt pháp, các vị phải dùng nhiều thân tướng hiện ra trong vô số cảnh giới, có thể là loài người, có thể là loài súc sinh, hoặc có thể là một trong cách thức nào đó, họ sẽ tùy thuận chúng sinh để độ những chúng sinh còn trong vòng luân hồi họ sẽ cứu độ rộng rãi các chúng sinh các vị bồ tát sẽ trở lại thọ thân xúc sinh quý vị đừng nghĩ rằng nói như vậy là không cung kính vì các ngài thực sự làm điều đó trong các hạnh bồ tát các ngài sẽ đến để hóa độ hàng xúc sinh như khi đức phật thích ca Mâu ni trong đời quá khứ đã làm thân lộc vương để cứu độ đàn nai kinh văn hoặc tác sa môn, bạch y cư sĩ, nhân vương tẻ quan, đồng nam đồng nữ, như thị nãi trí, dâm nữ quả phụ, gian thâu đổ phán, giữ kỳ đồng sự, xưng tán Phật thừa, linh kỳ thân tâm, nhập tam ma địa việt dịch hoặc làm sa môn, cư sĩ bạch y, vua chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như vậy cho đến làm dâm nữ, làm người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, kẻ buôn bán, để cùng với họ đồng sự, xương tán Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập vào tam ma địa. Giảng giải các vị bồ tát và a la hán này dùng hóa thân mình để thành các vị sa môn là người đã xuất gia hoặc đã thọ giới cụ túc hoặc thọ giới sa di hoặc các vị hóa thành cư sĩ bạch y cư sĩ không sống đời từ bỏ gia đình và ở ấn độ họ được gọi là hàng bạch y họ hộ trì tam bảo đây là do vì hàng xuất gia không cày cuốc nhưng vẫn phải ăn không dệt vải nhưng vẫn phải mặc, thế nên cần phải có hàng cư sĩ tại gia cúng dường. Hoặc có vị Bồ Tát hóa thành vua chúa trong cõi người, hoặc là quan lại, hoặc các ngài hóa thành đồng nam đồng nữ, như vậy cho đến làm dâm nữ, làm người quả phụ, thậm chí các ngài có thể hóa thành người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, kẻ buôn bán. Ngay cả họ có thể hóa ra kẻ trộm đạo, kẻ đồ tẻ, hoặc giới buôn bán những thứ như ma túy. Các vị Bồ Tát và A-La-Hán cùng với họ đồng sự. Tại sao các ngài lại hóa thành các hạng người như vậy? Là vì các ngài muốn chuyển hóa những hạng người này. Để làm được việc đó, các ngài phải dùng tứ nhiếp pháp. Một, bố thí, hai, ái ngữ, ba, lợi hành, bốn, đồng sự. Trước hết các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng bố thí, có ba dạng bố thí. Một, tài thí hai pháp thí ba vô ý thí nếu mình có tiền thì cho tiền nếu biết giáo pháp thì giảng pháp cho họ nghe nếu có người sợ hãi bối bố rối thì mình an ủi và giúp đỡ cho họ qua đó khiến cho họ hết sợ đó là bố thí sự không sợ hãi nhưng để thực hiện những phương pháp này mình phải không được tham cầu và mong được đáp trả quý vị không nên suy nghĩ à nay mình bố thí theo cách này trong tương lai mình sẽ được nhiều điều tốt đẹp hãy làm và quên đi hãy buông bỏ thế mới gọi là tam luân thể không ba phương diện đó là người bố thí vật phẩm đem bố thí và người nhận quý vị nên thực hành việc bố thí với phong thái. Đó là một việc mình nên làm hơn là việc tích lũy các thứ công đức. Bố thí Pháp cũng như vậy, khi quý vị giảng Pháp cho người nghe, quý vị đừng nên nghĩ rằng công đức giảng Pháp của tôi lớn vô cùng, quý vị nên cúng dường cho tôi. Bố thí sự không sợ hãi cũng như vậy, khi bố thí quý vị không nên tính toán có bao nhiêu lợi lạc mà mình có được từ việc ấy cũng không nên có ý định bố thí khi thấy rằng sẽ có sự lợi lạc cho mình trong khi đó từ chối việc bố thí khi thấy mình chẳng được lợi lạc Thứ hai là nhiếp phục họ bằng ái ngữ. Chẳng hạn Đức Phật nói với A Nan thiện tai thiện tai và bằng cách đó các vị Bồ Tát khen ngợi các chúng sinh nói rằng con thực là một chú bé ngoan, con thật là thông minh, con rất có thiện căn. Thứ ba, các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng lợi hành, có nghĩa là làm mọi việc để giúp ích cho người khác thứ tư các ngài nhiếp phục chúng sinh qua việc đồng sự có nghĩa là bất cứ họ làm việc gì các ngài cũng làm với họ có khi bồ tát muốn cứu độ một cô gái điếm vốn có thiện căn đã đến lúc chín mùi như con gái của ma đăng già đề cập trong kinh này là một ví dụ con gái của ma đăng già là gái điếm nhưng thời của cô đã đến lúc khi A Nan trở về kỳ viên tịnh xá, cô đi theo. Ngay sau khi nghe Đức Phật giảng pháp, cô ta chứng quả vị thứ ba của hàng A La Hán. Sau cùng, cô ta chứng quả vị thứ tư A La Hán và cô ta là cô gái điếm đầu tiên chứng quả. Thế nên, khi cứu độ các cô gái điếm, các vị Bồ Tát có thể hóa thân thành gái điếm, vì nếu họ tham dự vào cùng nghề nghiệp và thân thiện những gì họ nói đều được tin tưởng bởi những người mà các ngài muốn cứu độ chẳng hạn một sinh viên đại học có thể nói rằng tôi tin phật pháp thật là vi diệu tôi sẽ tham cứu kinh này kinh này ngay bây giờ vị sinh viên kia sẽ nói tôi cũng muốn đi tôi cũng muốn tìm hiểu kinh ấy thế là họ cùng nhau đi nghiên cứu kinh thủ lăng nghiêm đó cũng như vậy do vậy quý vị sẽ không thể nào hiểu được ai là bồ tát ai là a la hán nhưng nếu quý vị là một trong các vị đó thì đừng nói cho ai biết quý vị đừng có đi quanh rồi giao lên rằng tôi là bồ tát các ông nên lắng nghe những gì tôi nói tại sao quý vị không được làm như vậy vì đức phật cấm không được làm điều đó thế nên các vị bồ tát và a la hán cùng làm những việc như mọi người đang làm nhưng khi làm việc đó thì các ngài xưng tán phật thừa khiến cho thân tâm họ nhập vào tam ma địa họ có thể đắm mình vào trong cùng một công việc với người khác nhưng để giảng nói phật pháp vào mọi lúc thích hợp phật pháp rất hay không có gì sánh bằng và với cách này họ sẽ khiến cho người nghe bị lôi cuốn như thể họ đang ăn một cây kẹo điều đó nhắc tôi nhớ một câu chuyện trong ngữ lục thời xưa ở trung hoa vào đời đường có một vị tăng pháp danh là đỗ thuận ngài thường giảng kinh và thuyết pháp và ngài còn dạy tham thiền có khi ngài lại dạy mọi người niệm phật Ngài dùng mọi phương pháp để giáo hóa mọi người. Ngài có một đệ tử đã xuất gia theo học với Ngài hơn 10 năm. Thường ngày chú đệ tử rất đẻ tâm đến công hạnh của thầy mình. Chú cố gắng hiểu xem thầy mình là ai, có nghĩa là thầy là Bồ Tát, là A-La-Hán hay có khi là Phật. Cuối cùng sau 10 năm, chú đi đến kết luận rằng thầy mình Pháp Sư Đỗ Thuận là một người bình thường, chẳng có điều gì khác lạ nơi thầy mình cả. Thầy ăn cũng như mọi người khác ăn, thầy mặc cũng như mọi người đều mặc, thầy ngủ cũng như mọi người ngủ, thầy không có điều gì khác hơn mọi người. Thế nên chú đệ tử dứt khoát thầy mình không phải là Phật hay là Bồ Tát hay là A La Hán. Do vậy nên chú đến bên thầy vái tạ xin rời khỏi thầy. Ý định của chú là gì? Chú định lên núi Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chú có ý định tìm cầu trí huệ nơi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với hy vọng được giác ngộ. Chú thưa, Bạch thầy, con đã ở với thầy hơn 10 năm và con chẳng thấy mình học được điều gì, con không hiểu điều gì cả, con thật là ngu đần và con quyết định đi lễ bái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với hy vọng rằng con sẽ có được trí huệ được rồi thầy nói con muốn chiều bái ngũ đài sơn thì hãy đi thầy có hai phong thư trên đường đi nhờ con trao giúp một cái trao cho cô thanh lương và một trao cho chư lão mẫu khi chú đệ tử đến nơi địa chỉ được ghi trên phong bì là cô thanh lương cô ta đã trở thành một cô gái điếm chú đệ tử quá đỗi ngạc nhiên cớ gì mà thầy mình viết thư cho một cô gái điếm chú tự hỏi hay cô ta là người yêu của thầy và thầy nhờ mình làm người môi giới nhưng chú trao thư rồi nói thầy tôi đỗ thuận có gửi thư cho cô cô thanh lương nhận thư đọc rồi ngồi xuống nói Tốt, ông ấy đi, ta cũng sẽ đi. Rồi cô chết ngay trên chỗ ngồi, cô ta đã nhập niết bàn. Chú đệ tử thấy toàn bộ sự kiện quá lạ và chú cầm bức thư lên đọc. Chú mới biết cô Thanh Lương thực ra là Bồ Tát Quán Thế Âm, vì lá thư viết rằng Quán Thế Âm, ta đã xong việc ở đây và sẽ ra đi, ngài nên đi với tôi chú đệ tử thở dài tiếc nuối nếu mình biết đó là bồ tát quán thế âm mình sẽ quỳ xuống trước ngài ta sẽ không đứng dậy cho đến khi ngài nhập niết bàn thế là ta có thể có được trí huệ giác ngộ sẽ hay biết bao nhưng nay ta bỏ mất cơ hội rồi điều ấy thật đúng với ý nghĩa của câu trước mặt ngài vẫn không nhận ra ngài là quán thế âm chú ta cầm phong thư kia và nhắm hướng chỗ ở của chư lão mẫu mà đến nhưng khi chú đến địa chỉ trong thư không ai biết về người này nhưng khi chú đi ngang qua một chuồng heo một con lợn nái già hỏi chú chú tìm chư lão mẫu có việc gì chú đệ tử ngạc nhiên và không biết mình đang gặp thứ quái vật nào chú vội vàng trả lời thầy tôi bảo tôi trao một bức thư cho chư lão mẫu con lợn nái giả nói ồ tốt ta là chư lão mẫu đây chú có thể đưa thư cho ta con lợn nái giả nhận thư và xem, thật khó hiểu ra làm sao bà ta có thể biết được trong thư nói gì. Tuy nhiên khi xem xong, bà ta ngồi xuống và nói, Ồ, việc của ông ấy đã xong, ta cũng sẽ đi. Và bà ta chết. Khi chú đệ tử xem thư, biết bà ta chính là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Có lẽ nào Bồ Tát Phổ Hiền đúng thực là con heo kia? Chú vẫn còn vướng mắc những mối nghi ngờ, chú chẳng quan tâm đến công việc gì mà thầy chú đã làm xong như lời trong thư. Chú lên núi Ngũ Đài Sơn, ở đó chú gặp một lão tăng rất già, ông ta hỏi chú: "Chú đến đây làm gì?" "Tôi đến để lễ bái Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và mong được trí huệ giác ngộ." "Cái chú này lão tăng nói chú lên đây để lễ bái bồ tát văn thù sư lợi nhưng lễ bái thầy chú còn tốt hơn gấp ngàn lần chú đệ tử nói tại sao thầy chú hòa thượng đỗ thuận chính là đức phật a di đà tái thế ngài thị hiện ở cõi nhân gian để giáo hóa chúng sinh chú đã là đệ tử của ngài hơn 10 năm sao chú không nhận ra được điều đó ồ thầy tôi là đức phật a di đà chú đệ tử nói trông thầy chẳng giống đức phật tí nào khi chú nhìn lại lão tăng đã biến mất rồi chú thấy một bức thư ngắn bảo rằng bồ tát văn thù sư lợi bảo chú hãy quay trở về tức khắc với thầy mình là hòa thượng đỗ thuận ngài chính là đức phật a di đà sau cùng, chú đệ tử tin vào điều đó. Chú đã gặp được Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi bằng xương thịt, và Ngài bảo chú hãy quay trở về với thầy mình. Chú vội vã quay trở lại, Hòa Thượng Đỗ Thuận đã viên tịch hôm qua. Một lần nữa, chú bỏ mất cơ hội. Chú đã là đệ tử của Đức Phật A-di-đà hơn 10 năm mà không nhận biết điều ấy, chú bỏ mất những điều trong tầm tay để tìm kiếm những gì quá xa xôi, chỉ tìm thấy được một điều là nên quay trở về với thầy mình, bây giờ còn ai để gặp nữa. Kinh văn. Kinh văn. Trung bất tự ngôn, ngã chân Bồ Tát, chân A La Hán, tiết Phật mật nhân, khinh ngôn vị học. Việt dịch rốt giáo không tự bảo mình thật là Bồ Tát, là A-La-Hán, khinh suất nói với người chưa học, tiết lậu mật nhân của Phật giảng giải họ có thể là bồ tát là a la hán là chư phật đã thị hiện nơi thế gian này nhưng dù chính đó là đức phật thích ca mâu ni hay đức phật a di đà đức phật dược sư tiêu tai diên thọ hay đức phật bảo sanh đức phật thành tựu hoặc là các đức phật bồ tát a la hán nào khác họ cũng không bao giờ nói ta thực sự là bồ tát đúng thực như vậy các ông nên tin vào tôi tôi thực sự là một vị bồ tát không thể nói như vậy nếu họ tự xưng mình thật là bồ tát là a la hán các ông có nhận ra tôi là ai không tôi là a la hán thì quý vị sẽ biết ngay họ là thành viên quyến thuộc của ma vương nếu có người khen ngợi quý vị bằng cách nói rằng quý vị là bồ tát là a la hán thì quý vị đừng thừa nhận điều ấy cho dù quý vị đúng thực là như vậy quý vị đừng nên khinh suất nói với người chưa học tiết lộ mật nhân của Phật, quý vị không nên tiết lộ mật nhân của chư Phật, quý vị không chỉ khinh suất tiết lộ gốc tích của mình. Thế khi nào là có thể thừa nhận được, quý vị chỉ có thể tiết lộ khi mình sắp chết, đừng tiết lộ trước khi mình ra đi. Khi tiết lộ thì đừng nên lưu lại, khi còn ở lại đừng nên tiết lộ. Ngay khi quý vị tiết lộ tông tích mình, chẳng hạn mình là hóa thân của Bồ Tát đó, thì quý vị phải lìa bỏ sự hiện hữu đời này ngay tức thì, miễn khi lời nói chưa phát ra, thì quý vị có thể lưu lại cõi đời. Nhưng khi đã nói ra rồi, thì quý vị sẽ gặp rắc rối đầy mình nếu không chịu rời xa. Kinh Văn Duy trừ mạng chung, âm hữu di phó, vân hà thị nhân hoặc loạn chúng sanh thành đại vọng ngữ việt dịch chỉ trừ khi đến lúc lâm chung âm thầm có lời di chúc tại sao những người ấy lừa gạt chúng sinh thành tội đại vọng ngữ giảng giải chỉ trừ khi đến lúc lâm chung âm thầm có lời di trúc tại sao những người ấy lừa gạt chúng sinh nếu quý vị là một bậc thánh thì lúc đến cuối đời quý vị có thể nói với mọi người điều ấy nhưng từ đây đến lúc đó quý vị không thể nói cho ai biết cả đến lúc đó quý vị có thể tiết lộ cho những người gần gũi nhất của mình có thể là một hai vị đệ tử nhập thất của mình những người làm những việc ngược lại chỉ dối gạt và làm mê mờ chúng sinh bằng cách tạo nên tội đại vọng ngữ nếu quý vị chưa đắc đạo mà nói rằng mình đã được nếu quý vị chưa chứng quả mà nói rằng mình đã chứng đó là quý vị đã nói lời đại vọng ngữ vào đời Thanh ở Trung Hoa, có vị cao tăng là Pháp Sư Ấn Quang, Ngài là người Giang Tây. Sau khi xuất gia, Ngài chiêm bái Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài nhập thất ở núi đó, Ngài tự ẩn mình trong một căn phòng nhỏ và đọc Đại Tạng Kinh. Nếu ngày nào cũng đọc, phải cần đến 3 năm mới đọc hết tạng này. Ngài đã đọc đi đọc lại nhiều lần Tạng Kinh này suốt 18 năm suốt những năm đó ngài không xuống núi cuối cùng một nhóm phật tử ở thượng hải thỉnh ngài giảng kinh a di đà ngài đồng ý nhưng chẳng có nhiều người đến nghe kinh có lẽ do họ không hiểu được phương ngữ thượng hải của ngài nhưng trong số đó có một cô học sinh trung học từ thượng hải có một giấc mơ bảo cô hãy đến nghe giảng kinh trong mộng báo rằng cô nên đến đạo tràng cư sĩ đó để nghe kinh a di đà do bồ tát đại thế chí giảng hôm sau cô học sinh đọc báo thấy có đăng tin pháp sư ấn quang đang giảng kinh a di đà tại đạo tràng đó cô tự hỏi Tại sao trong giấc mơ báo rằng pháp sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí? Đêm đó cô tham dự pháp hội, sau khi mọi người ra về hết, cô kể lại giấc mơ của mình cho pháp sư Ấn Quang nghe. Khi cô ta kết luận rằng ngài chính là Bồ Tát Đại Thế Chí, pháp sư Ấn Quang không hài lòng nhắc nhở cô, cô không được đem nói cho mọi người chuyện vô nghĩa này thế nên cô không kể cho ai nghe chuyện giấc mơ nhưng cô xin quy y với pháp sư ấn quang ba năm sau pháp sư ấn quang nhập diệt chỉ đến lúc đó cô mới kể về giấc mơ của mình mọi người đều bực tức vì cô ta đã không nói chuyện này sớm hơn để họ có thể thỉnh pháp được nhiều hơn ở pháp sư nhưng cô cho họ biết rằng chính pháp sư đã cấm không cho cô được tiết lộ từ sự kiện này rõ ràng Pháp Sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Khi làm lễ trà tỷ có rất nhiều xá lợi. Thế nên khi sắp mạng chung, một số tung tích mới được tiết lộ. Tuy vậy cũng không được nói một cách khoa trương về chuyện này, như trong trường hợp trên, có thể là trong giấc mơ có một ít chỉ dẫn được đưa ra, nhưng quý vị không nên nói lộ liễu như tôi là Bồ Tát Đại Thế Chí, đó là cách thức không nên làm. Người thời nay thường đi quanh tự tuyên bố rằng mình là Phật. Điều này trái ngược hoàn toàn với giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tất nhiên mọi người đều là Phật, nhưng quý vị phải tu mới thành Phật. Nếu quý vị không tu, quý vị chẳng khác gì hơn một con ngựa, con bò, con heo, con cừu, con gà. Quý vị hầu như sẽ trở thành quỷ đói hay đọa trong địa ngục, chẳng có gì chắc chắn. Kinh văn Nhữ Giáo Thế Nhân Tu Tam Ma Địa Hậu Phục Đoạn Trừ Chư Đại Vọng Ngữ Thị Danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn Đệ Tứ Quyết Định Thanh Tịnh Minh Hối Việt Dịch Ông dạy người đời Tu Tam Ma Địa sau rốt phải đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ, đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ tư của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. Giảng Giải A Nan, ông có nghe điều này không? Ông dạy người đời tu Tam Ma địa sau rốt phải đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ. Đây có nghĩa là mọi lời nói phóng đại khoa trương, dù vì thiện ý cũng đừng nói tôi đã giác ngộ hoặc là tôi đã chứng quả, hoặc là tôi là Bồ Tát, hoặc là tôi là A La Hán. Điều đó quá rẻ tiền. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ tư của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. Đừng dạy mọi người nói dối và tuyên bố khoa trương. Lời dạy này là của chư Phật trong hiện đời và chư Phật trong quá khứ. Kinh Văn Thị cố A Nan nhược bất đoạn kỳ, đại vọng ngữ giả, như khắp nhân phần, vi chiên đàn hình. Dục cầu hương khí vô hữu thị xứ. Việt dịch thế nên A Nan nếu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ như khắc phân người làm hình cây chiên đàn mà muốn được hương thơm thật không có chuyện đó. Giảng giải như Lai sẽ đưa ra ví dụ. Thế nên A Nan nếu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ như khắc phân người làm hình cây chiên đàn mà muốn được hương thơm những người muốn được trở nên thanh tịnh mà không dứt trừ lời đại vọng ngữ thì cũng giống như người cố gắng tìm cách khắc hình cây chiên đàn hương từ phân người thật không có chuyện đó anh ta sẽ không bao giờ khiến cho phân người có được mùi hương thơm như cây chiên đàn điều này có nghĩa là nếu quý vị nói lời đại vọng ngữ giống như là quý vị có mùi rất thối nếu quý vị tu tập thiền định nỗ lực thành phật mà vẫn tiếp tục nói dối thì quý vị cũng giống như một cục phân vì người nói dối mà mong thành phật thì cũng giống như cố gắng làm cho cục phân trở nên có mùi thơm của tượng phật điều ấy không hợp lý kinh văn ngã giáo tỳ khiêu trực tâm đạo tràng ư tứ oai nghi nhất thiết hạnh trung thượng vô hư giả vân hà tự xưng đắc thượng nhân pháp việt dịch như lai dạy hàng tỷ khiêu lấy trực tâm làm đạo tràng trong các hành xử từ bốn uy nghi còn không được hư dối làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp thượng nhân giảng giải như lai dạy hàng tỷ khiêu lấy trực tâm làm đạo tràng Tỳ khiêu đề cập ở đây gồm cả tứ chúng. Đến đây quý vị không thể nói rằng tôi là cư sĩ thế nên Đức Phật không nói đến tôi. Quý vị phải ngay thẳng khi nói và nghĩ, đừng có quanh co, đừng dối trá, không có trực tâm cũng như cố gắng làm thành hương chiên đàn từ phân uế. Như Lai dạy họ, phải nên trong các hành xử từ bốn uy nghi còn không được hư dối. Những oai nghi này đã được trình bày chi tiết từ trước. Mỗi tư thế đi đứng nằm ngồi đều có 250 oai nghi. Quý vị nên luôn luôn thực hành thật chân chính, thực sự tu tập trong đó. Làm sao có kẻ tự xưng là đã được Pháp Thượng Nhân? Tại sao mình lại tự tuyên bố đã chứng được quả vị Bồ Tát hay A-La-Hán? Không nên nói như vậy. Trước quý vị nghe giảng kinh, quý vị có thể vô tình nói lên điều ấy nhưng nay đã nghe giảng kinh rồi quý vị biết là mình không còn được nói rằng mình đã chứng được đến quả vị nào nói như vậy là nói lời đại vọng ngữ quả báo của hành vi này là đọa vào địa ngục bà thiệt trong đời sau lưỡi quý vị sẽ bị móc bằng lưỡi câu sắt và kéo ra sau đó quý vị sẽ không còn cơ hội để nói dối vì trong tương lai quý vị đã bị câm rồi kinh văn thí như cùng nhân vọng hiệu đế vương tự thủ chu diệt huống phục pháp vương như hà vọng thiết nhân địa bất trực quả chiêu hu khúc cầu phật bồ đề như phệ tề nhân dục thủy thành tựu việt dịch ví như người bần cùng tự xưng là đế vương tự chuốc lấy sự chu diệt huống gì là ngôi vị pháp vương sao dám xưng càn nhân đã không thật quả ắt quanh co câu đạo bồ đề của phật như người muốn cắn rốn làm sao thành tựu được giảng giải ông có biết không có người nói tôi là vua của nước này nói như vậy ví như người bần cùng tự xưng là đế vương tự chuốc lấy sự chu diệt vua sẽ bắt nhốt người ấy liền và toàn bộ gia đình của người ấy cũng bị tội chết luôn toàn thể bạn bè và họ hàng cũng sẽ bị khép vào tội chết thế thì vua đi về đâu tuyên bố rằng mình đã chứng quả thánh khi mình chưa chứng cũng giống như người bần cùng kia tự nói rằng mình là vua anh ta sẽ bị chu diệt vì tội ấy và nếu mình không thể nào tùy tiện tự nói mình là vua trong phương diện thế gian huống gì là ngôi vị pháp vương sao dám xưng càn sao lại dám xưng càn phật vị nhân đã không thật quả ắt quanh co trong nhân địa khi quý vị đang tu đạo nếu không tu hành chân chính thì kết quả quý vị hưởng được trong tương lai sẽ cong vậy sẽ có rất nhiều khúc mắc quý vị sẽ không thể nào thành tựu quả vị một cách thẳng tắt nếu quý vị tu kiểu này phải trải qua vô số đại kiếp mà vẫn không thành tựu được cầu đạo bồ đề của phật như người muốn cắn rốn làm sao thành tựu được nếu quý vị tự thực hành theo kiểu này, tiếp tục đắm mình trong nói dối và khoa trương mà tìm đạo bồ đề của chư Phật, thì quý vị sẽ giống như người tìm cách cắn cái rốn của mình, làm sao mà thành tựu được. Quý vị sẽ không bao giờ cắn cái rốn mình được, vì miệng mình không thể nào đến đó được. Kinh văn nhược chư tỷ khiêu tâm như trực huyền nhất thiết chân thật nhập tam ma đề vĩnh vô ma sự ngã ấn thị nhân thành tựu bồ tát vô thượng chi giác việt dịch nếu hàng tỳ khiêu tâm thẳng như dây đàn hành xử mọi việc chân thật nhập vào tam ma đề ắt hẳn không có ma sự như lai ấn chứng cho người này thành tựu được vô thượng trí giác của hàng bồ tát giảng giải nếu hàng tỳ khiêu và giới cư sĩ tâm thẳng như dây đàn hành xử mọi việc chân thật nhập vào tam ma đề ắt hẳn không có ma sự tâm quý vị nên thẳng như dây đàn đừng cong queo như thân cây đàn quý vị nên chân thật trong mọi vấn đề và đừng bao giờ nói dối nói dối là trường hợp của khởi đầu chỉ bằng một mảy lông sẽ kết thúc bằng ngàn dặm trong tương lai nếu quý vị nói dối trong đời này sẽ kéo sự thành tựu của quý vị lùi lại vài triệu đại kiếp trong đời sau hãy xem xét kỹ lưỡng và xem người nào đang bỏ mất điều đó nếu quý vị có thể trực tâm và chân thật quý vị có thể nhập vào tam ma đề và không có một ma sự chướng ngại nào sinh khỏi như lai ấn chứng cho người này thành tựu được vô thượng trí giác của hàng bồ tát ai đã có tâm chân thật và ngay thẳng như dây đàn thì đều có thể trở thành bồ tát họ có thể thành tựu trí huệ vô thượng và tuệ giác của một vị bồ tát kinh văn như ngã thị thuyết danh vi phật thuyết bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết việt dịch như lời như lai nói đây chính là lời chư phật đã nói nếu không phải như vậy tức là lời ma ba tuần nói giảng giải như lời như lai nói đây chính là lời chư phật đã nói nếu quý vị giải thích giống như như lai đã giảng giải trong kinh này đó chính là giáo pháp của chư phật đã giảng nói nếu không phải như vậy tức là lời ma ba tuần nói người nào không diễn bày giáo pháp này mà còn tuyên bố những giáo lý nghịch với giáo pháp này đó chính là lời của ma vương nói ba tuần là chỉ cho ma vương cạ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật Tịnh, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai nghe thấy, tất phát Bồ Đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh cực lạc quốc.